TSS Channel. Chương 2451, tháng thua. 550.000 mai thần thạch, 560.000 mai thần thạch. Người trước là tu sĩ đeo hắc Giả áp chú. Người sau là đổ thần thất thủ lão giả áp, luôn luôn vượt qua đối thủ 10.000 mai thần thạch. Trương Nhược Trần Minh Dương Thần Luân có thể đánh ra 300.000 mai thần thạch giá trên trời, chính là bởi vì có thể thay ngén thành trí tôn thánh khí. Đỉnh cấp quân vương thánh khí khác Thế nhưng là, đập không ra cao như vậy giá cả. Có thể nói, thất thủ lão giả cùng tu sĩ đeo hắc xa trận này đánh cược, đã là giới thần cảnh thế tục ở giữa quyết đấu đỉnh cao, nhất định chấn động thiên đình cùng địa ngục, trở thành một đoạn truyền thuyết. Thương Kiệt đã bị dọa đến sắp thở không nổi, đường đường một con thao thiết, trái tim đều nhanh ngưng đập. Diêm Hoàng đồ ánh mắt, một mực tại dò xét toàn thân bao phủ tại trong hắc xa vị tu sĩ kia, ánh mắt rất là hiếu kỳ. Thất thủ lão nhân có thể xuất ra 560.000 mai thần thạch, cũng không kỳ quái, dù sao lão già hỏa này, sống trên vạn năm, to to nhỏ nhỏ đánh cược, thắng không dưới vạn trận. Thế nhưng là, vị tu sĩ đeo hắc xa kia là ai? Dựa vào cái gì cầm được ra 550.000 mai thần thạch? Trương Nhược Trần nói, lập tức liền muốn phân ra thắng thua. Làm sao mà biết? Diêm Hoàng Đồ cười hỏi. Trương Nhược Trần nói, thất thải săn hô thụ là cây chết không thể nghi ngờ, coi như bị tế luyện thành trí tôn thánh khí, hiện tại cũng không thể xưng là trí tôn thánh khí, bởi vì nó không có khí linh. Một kiện không có khí linh trí tôn thành khí, giá trị cũng liền tại 500.000 mai thần thạch trên dưới. Diêm chiết tiên lộ ra tranh phong tương đối thần sắc, càng muốn cùng Trương Nhược Trần tranh cãi, nói, vạn nhất khí linh chỉ là ngủ say đâu. Hoặc là, thất thải săn hô thụ không hề chết hết đâu. Trương Nhược Trần lắc đầu, không có đáp nàng. Diêm hoàng đồ than nhẹ một tiếng, chính mình cô cháu gái này, vốn là cực kỳ thông minh, có ức vạn tu sĩ khó đạt đến tài tình, đáng tiếc được bảo hộ quá tốt, quá đơn thuần, quá ngây ngô. Ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Diêm Chiết Tiên không buông tha nói. Diêm Hoàng Đồ cuối cùng là nhịn không được mở miệng, ngươi hai loại khả năng tính kia, quá mơ hồ, mà lại cần tốn hao tài phú, cho dù là thất thủ lão nhân đều không chịu nổi. Vừa rồi, thất thủ lão nhân đã nói qua, hắn là buông tay đánh cược một lần, cược một hai thành cơ hội kia. Hơn 50 vạn mai thần thạch, cược một hai thành tỷ lệ thắng, đã là bốc lên thiên đại phong hiểm. Nếu như là đi cược, ngươi nói hai loại tình huống kia. Chính là muốn tốn hao một triệu viên, thậm chí mấy trăm vạn mai thần thạch, cược một phần vạn tỷ lệ thắng. Giá quá lớn, cho dù là thần, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Vong linh điện cùng thần nữ thập nhị phường thần linh, không đều lui bước rồi. Diêm Chiết Tiên là lần đầu tiên tham gia cược, nghe được Diêm Hoàng Đồ một phen giảng giải, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vụng trộm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút. Trên gương mặt xinh đẹp phù văn bao phủ xuống của nàng, phù đầy lúng túng đỏ bừng tu sĩ đeo hắc xa do dự thật lâu đem nắm ở trong tay tấm thẻ đánh bạc màu đen một lần nữa buông xuống nói ta không thêm rót thất thủ lão nhân đứng dậy thét dài cười một tiếng nếu đánh cược kết thúc liền mở ra tầng cuối cùng phong ấn nhìn xem thất thải săn hô thụ đến cùng là cái gì chất lượng trương nhược trần một mực tại quan sát thất thủ lão nhân hai mắt hàn chỗ nào giống như là đang đánh cược một hai thành tỷ lệ thắng rõ ràng là lòng tin mười phần chẳng lẽ ta nhìn lầm Trương Nhược Trần lần nữa sử dụng chân lý chi tâm cảm giác, thế nhưng là, vi diệu cảm ứng nói cho hắn biết, thất thải san hô thụ hoàn toàn chính xác không đáng cược. Trong toàn bộ sảnh cược bầu không khí, bị đẩy tới đỉnh phong. Hơn trăm vạn mai thần thạch đánh cược, sắp công bố đáp án, ai sẽ thành người thắng cuối cùng. Đổ thần, đổ thần, đổ thần. Trong đổ khí thành, rất nhiều tu sĩ đều đang hô hoán hai chữ này. Thất thủ lão nhân bất bại tên, sớm đã quán chú đến mỗi một vị dân cờ bạc trong lòng trong sảnh cự đám người từng cái đều có đại thân phần tự kiềm chế trang trọng nhưng cũng là ngừng thở khẩn trương không thôi giả dạ tiêu coi là sòng bạc lão thủ thế nhưng là tại trong quá trình mở ra phong ấn nhưng cũng là nơm nớp lo sợ nhịp tim như sấm oanh tầng cuối cùng phong ấn giải khai thất thải săn hô thụ nổ bắn ra bỏng mắt thất thải quang mang nương theo không gian cùng thời gian cơn bão năng lượng trùng kích hướng bốn phương tám hướng cho dù trong sảnh cược đám người đã sớm chuẩn bị vẫn như cũ có hơn 10 vị bị không gian loạn lưu cuốn đi thân hình ném đi ra ngoài xa vài chục trượng thời gian ấn ký điểm sáng mặc dù dày đặc nhưng không có hình thành tính nguy hại công kích mạnh mẽ như vậy cơn bão năng lượng ai còn dám nói thất thải săn hô thụ đã bị ăn mòn thương bạch tử ánh mắt kích động nhìn chằm chằm trương nhược trần một chút mang theo giọng mỉa mai ý vị diêm hoàng đồ nhíu mày thở dài xem ra thất thủ lão nhân lại cược thắng quá đẹp quá tinh xảo thật cường đại thời không ba động chẳng lẽ thất thải săn hô thụ vậy mà không có chết mà là một gốc cây sống không thể nào một gốc còn sống thất thải săn hô thụ cái này cái này cần kinh động toàn bộ địa ngục giới thần linh cùng bực này thần vật bỏ lỡ cơ hội sớm biết ta cũng nên liều lĩnh đánh cược một keo có tu sĩ bóc cổ tay thở dài diêm chiết tiên trong lòng có chút hối hận cảm thấy hẳn là kiên trì ý nghĩ của mình thất thải săn hô thụ bảo vật như vậy xuất thế ra lại nhiều thần thạch đều đáng giá cược một chút hay là đồ thần nhãn lực cao minh, đồ thiên sát địa chi hoàng này cuối cùng vẫn là nhìn lầm. Ngay tại tất cả mọi người đều đắm chìm tại trong vầng sáng mỹ lệ do thất thải san hô thụ phát ra lúc, duy chỉ có ba người, trầm mặc như trước không nói. Ba người này chính là Trương Nhược Trần, thất thủ lão nhân, còn có vị tu sĩ đeo hắc xa kia. Thất thủ lão nhân chỉ có lúc mới bắt đầu nhất, cười to một tiếng. Theo phong ấn bị giải khai, nụ cười trên mặt hắn, ngược lại thu lại, ánh mắt càng ngày càng ngương trọng, Cuối cùng, sắc mặt trở nên tái nhợt, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì vượt quá hắn dự liệu sự tình. Tại sao có thể như vậy? Không biết là ai, vạn phần hoảng sợ kêu một tiếng, sàn sạt. Trên đài cược, sinh trưởng ở trong một cái thạch đỉnh thất thải san hô thụ, quang hoa nhanh chóng tiêu tán. Thân cây dần dần hóa thành hạt cát, trượt xuống dưới rơi. Mới vừa rồi còn kích động, hưng phấn, sợ hãi than một đám tu sĩ, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình ảnh Diêm hoàng đồ sửng sốt một cái chớp mắt lập tức bật cười một tiếng nguyên lai like, vừa rồi năng lượng ba động là thất thải săn hô thụ sau cùng tinh khí phong ấn bị giải khai bại lộ trong không khí trong nháy mắt chính là tan hết ngân ngân đổ thần cũng có nhìn nhầm thời điểm nghĩ đến đây Diêm hoàng đồ không khỏi nhìn về phía Trương nhược Trần thầm nghĩ trong lòng sơ so đổ thần nhãn lực còn cao minh hơn người này nhất định không phải vật trong ao không có khả năng không thể nào ta rõ ràng thấy được sinh mệnh ba động làm sao lại là một gốc cây chết? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thất thủ lão nhân trên thân bộc phát ra mạnh mẽ tinh thần lực phong bạo, đem cách hơi gần mấy người. Toàn bộ đánh bay, tóc tai bù xù, bay xuống trên thạch đỉnh, nhô ra hai cánh tay, ôm lấy thất thải săn hô thụ. Tay vừa chạm vào đụng, hạt cát bảy màu trượt xuống đến càng nhanh. Sáu vị áp chú một nghìn mai thần thạch tu sĩ, trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Có chỗ khác biệt chính là, trong đó ba vị thoải mái đến cực điểm, tiếng cười phảng phất có thể chấn vỡ cả tòa tòa thành ba người khác mặc dù cũng đang cười thế nhưng là trương nhược trần lại nhạy cảm phát hiện ánh mắt của bọn hắn như có như không đều hướng tu sĩ đeo hắc xa nhìn chầm chầm một chút cái nhìn này rất nhanh mà lại rất mịt mờ tăng thêm tất cả mọi người bị thất thải san hô thụ hấp dẫn lực chú ý ngoại trừ trương nhược trần không có bất kỳ tu sĩ nào phát giác được trương nhược trần trong lòng đã là bừng tỉnh đại ngộ trên mặt không khỏi lộ ra một đạo ý cười thầm than một tiếng lợi hại a à cũng không biết là đang tán thưởng ai lợi hại. Đùng. Thất thủ lão nhân khuôn mặt dữ tợn, nhô ra một cái ưng chảo giống như tay, xuyên phá thất thải săn hô thụ. Bịch một tiếng, thân cây cao cỡ trượng, triệt để sụp đổ. Thất thủ lão nhân nắm chặt móng vuốt, từ từ mở ra, chỉ gặp lòng bàn tay có một đoàn nhà nhạt, nhạt thất thải quang hoa đang lóe lên. Quang hoa nội bộ là một đầu con run lớn nhỏ côn trùng, sinh ra thất thải vòng. Nguyên lai đạo sinh mệnh chi khí yếu ớt kia là ngươi phát ra, nguyên lai là ngươi. Thất thủ lão nhân trong mắt, đều muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, toàn thân run rẩy không thôi. Rất hiển nhiên, thất thủ lão nhân là cảm ứng được thất thải săn hô thụ sinh mệnh ba động, coi là nó cũng không phải là cây chết, mới liều lĩnh áp chú. Ai có thể ngờ tới, trong thất thải săn hô thụ, vậy mà sinh một đầu trùng. Trương Nhược Trần nhưng trong lòng có mới nghi hoặc, lấy hắn chân lý chi tâm, đều không có cảm ứng được trong thất thải săn hô thụ sinh mệnh ba động. Thất thủ lão nhân làm sao cảm ứng được, xem ra có thể trở thành đồ thần thất thủ lão nhân hoàn toàn chính xác có khó lường một mặt trên thân sợ là có dấu đại bí một vị người khoác huyết bào sau lưng mọc lên thập dực bất tử huyết tộc tham gia người đánh cược mắt nhìn dạ tiêu có chút cười đắc ý nói dạ thành chủ hiện tại có phải hay không nên tuyên bố đánh cược kết quả đây dạ tiêu nhìn về phía vẫn như cũ còn đứng ở trên thạch đỉnh thất thủ lão nhân chắp tay bái nói đổ thần tiền bối ngươi đã hoàn hảo không sao không sao có chơi có chịu Thất thủ lão nhân nhắm hai mắt, nỗi lòng thật lâu khó bình. Xuất đạo nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thua, hơn nữa còn thua thảm như vậy. Đồ thần cái té ngã này, ngã được không nhẹ, coi như hắn có được tài phú kinh thiên, lần này sợ là đều được nguyên khí đại thương. Thương Bạch Tử thấp giọng nói ra, trên mặt ý cười. Diêm Chiết Tiên có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Trương Nhược Trần cùng Diêm Hoàng Đồ ngăn cản. Nàng nói không chừng cũng đem tiền đặt cược bắt giữ lấy hơn 50 vạn mai thần thạch, thực sự không thể tin được sẽ là hậu quả gì. Tổn thất 150.000 mai thần thạch đã là kết cục tốt nhất. Nhìn chăm chú về phía nam tử cao gầy danh xưng đồ thiên sát địa chi hoàng kia, trong lòng của nàng sinh ra một cỗ thản nhiên cảm kích, đồng thời cũng có một tia hiếu kỳ. Giả dạ tiêu bình phục chính mình nỗi lòng, bắt đầu tuyên bố, mọi người cũng đều đã nhìn ra, thất thải săn hô thụ sớm đã tinh khí mất hết, biến thành cát bụi. Tuy nói, những thất thải xa kia cũng có nhất định giá trị, thế nhưng là xa xa bán không đến một nghìn mai thần thạch cho nên ván này đánh cược bên thắng là chậm đã một thanh âm đánh gãy dạ tiêu sắp tuyên bố kết quả sáu vị bên thắng tâm lúc đầu đã nhanh muốn nâng lên cuống họng miệng đột nhiên bị đánh gãy tự nhiên là phiền muộn đến cực điểm từng cái trong mắt đều tuôn ra hàn ý trừng mắt về phía vừa rồi người mở miệng kia hô chậm đã tự nhiên là trương nhược trần trương nhược trần đi đến diêm chiết tiên trước mặt cười nói cô nương có thể hay không nguyện ý để cho ta dùng một nghìn mai thần thạch giá cả mua xuống đổ thần trong tay tiền bối con côn trùng kia. Diêm chiếc tiên ngơ ngẩn, có chút phản ứng không kịp. Đồ thiên sát địa chi hoàng gia hỏa này là điên rồi sao, tốn hao một nghìn mai thần thạch mua một đầu côn trùng. Không đúng, mấu chốt là hắn vì sao muốn tìm nàng mua, con côn trùng kia cũng không phải nàng. Trong sảnh cược, có tu sĩ cấp tốc kịp phản ứng, minh bạch trương nhược trần ý đồ. Thương bạch tử cười lớn một tiếng, đồ thiên sát địa chi hoàng, ngươi coi tất cả mọi người là ngớ ngẩn sao dùng một nghìn mai thần thạch mua xuống con côn trùng kia con côn trùng kia giá trị liền đáng giá một nghìn mai thần thạch cho nên nàng liền thắng ha ha một đầu côn trùng giá cả nếu như đều giá trị một nghìn mai thần thạch lại thêm những thất thải xa kia trận này đánh cược giá trị cũng liền vượt qua một nghìn mai thần thạch giá cả vượt qua một nghìn mai thần thạch đầu tiên sáu vị chỉ áp một nghìn mai thần thạch tham gia người đánh cược chính là dẫn đầu bị loại vượt qua một nghìn mai thần thạch tham gia người đánh cược chỉ có diêm chết tiên thất thủ lão giả còn có tu sĩ đeo hắc xa dựa theo quy củ người giá thấp thủ thắng cuối cùng thắng dĩ nhiên chính là diêm chết tiên giá dạ tiêu quát lớn trương nhược trần một tiếng các hạ tốt nhất đừng hỏng thần nữ lâu quy củ một sự vật giá trị không phải do một mình ngươi đến định gặp trương nhược trần dám trắng trợn ra vẻ sáu vị bên thắng tức giận nhất sau lưng mọc lên thập dực vị kia bất tử huyết tộc đại thánh trầm giọng nói lanh tranh ngu xuẩn đem hắn oanh ra ngoài hẳn là cấm chỉ hắn sau này lại tiến thần nữ lâu. Muốn thắng, muốn điên rồi. Thương Kiệt xấu hổ đến muốn mạng, cảm thấy tiền bối khẳng định là lần đầu tiên đến đổ khí thành, không hiểu trong đó quy củ, mới có thể náo ra trò cười kiểu này. Hắn vốn định hỗ trợ giải thích, thế nhưng là lại bị bốn phương tám hướng phát ra thánh uy, ép tới không mở miệng được. Tại rất nhiều đại thánh cường giả trước mặt, hắn một cái chín bước thánh vương, căn bản không có tư cách nói chuyện. Trương Nhược Trần bình tĩnh như trước tự nhiên, nói, chư vị chẳng lẽ không có nghĩ qua, có thể sinh trưởng ở trong thất thải săn hô thụ côn trùng, há lại phàm phẩm. chỉ cần vị cô nương này chịu đáp ứng lấy một nghìn mai thần thạch giá cả, đưa nó bán cho ta, ta tự có biện pháp chứng minh giá trị của nó vượt qua một nghìn mai, nhất định để các vị tâm phục khẩu phục. thương bạch tử ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được thiên hạ buồn cười nhất sự tình, nói coi như nó thật là hy hữu kỳ trùng, giá cả cũng sẽ không vượt qua một trăm mai thần thạch ở đây cái nào không phải lịch duyệt phong phú cường giả, chân chính đỉnh tiêm trùng loại, coi như cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng đã được nghe nói. Thế nhưng là, côn trùng này, tuyệt không ở tại hàng. Sáu vị bên thắng đã có chút lo lắng, sợ ra biến cố, truyền âm cho nhau trao đổi một phen. Lập tức, bọn hắn từng cái đều bày ra tư thái ương ngạnh. Đem hắn oanh ra ngoài, thần nữ lâu nếu như không ra tay, ta tự mình xuất thủ. Dám ở bản tọa trước mặt quấy rối, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, nếu không phải tại thần nữ lâu, ngươi đã thần hình câu diệt. Dám tham gia đánh cược, từng cái tu vi cường đại, bối cảnh thâm hậu. Bọn hắn đã không muốn lại lý luận cái gì, từng cái bộc phát ra cường đại thánh uy, hướng Trương Nhược Trần tuôn ra đè tới. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, khóe miệng ngược lại mỉm cười. Ta nhìn hôm nay ai dám? Diêm Hoàng đồ sấm dậy đất bằng đồng dạng mở miệng. Lập tức, đứng tại phía sau hắn bốn vị cường giả, phù y sụp đổ mà ra, hiển lộ ra chân thân, bộc phát ra so sáu vị bên thắng càng cường đại hơn thánh đạo uy thế. Trong đó một vị là thiên vấn cảnh trung kỳ, hai vị là thiên vấn cảnh đỉnh phong. Còn một vị thì là đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh. Có người nhận ra tứ đại cao thủ thân phận, kinh hãi đến cực điểm mà nói địa ma tộc huyền vũ cực, huyền vũ thiên, huyền vũ ảnh. Còn có, còn có địa ma trưởng lão, khôn vân hoàng. Địa ma tộc tuy là tiểu tộc, thế nhưng là tại địa ngục giới khu vực biên giới, cũng là chúa tể một phương. Ai có thể để địa ma tộc tứ đại cao thủ làm tùy tùng? Phải biết, trong tứ đại cao thủ, thế nhưng là bao quát vạn tử nhất sinh cảnh địa ma trưởng lão. Từng cái nhìn về phía Diêm Hoàng Đồ ánh mắt đều trở nên khẩn trương cùng chấn kinh, trong lòng suy đoán thân phận của hắn. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Sáu vị bên thắng toàn bộ bị trấn trụ. Diêm Hoàng Đồ tìm đến một cái ghế, tứ bình bát ổn ngồi xuống, nói, ý của ta là, để Đồ Thiên Sát địa chi hoàng nói hết lời. Mọi người không có ý kiến chớ Diêm Chiết Tiên đương nhiên vui lòng thắng, không muốn thua, nói, nếu như các hạ thật có thể chứng minh trùng này giá trị, vượt qua một nghìn mai thần thạch, khiến cho ta thủ thắng, đừng nói bán cho ngươi, tặng cho ngươi thì như thế nào. Tốt, câu nói này, ta nhớ kỹ. Trương Nhược Trần đi đến thất thủ lão nhân trước mặt, xòe bàn tay ra, nói, tiền bối có thể tạm thời đem trùng này, giao cho tại hạ đảm bảo. Thất thủ lão nhân mở ra bàn tay, con trùng thất thải sắc kia, tại tinh thần lực bọc vào, bay vào đến Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay. Cũng không biết là nguyên nhân gì, cùng lúc trước so sánh, trên thân trùng thất thải quang hoa, mờ đi rất nhiều, sinh mệnh chi khí trôi mất không ít, tinh thần uể oải suy sụp. Rơi xuống Trương Nhược Trần trong tay về sau, côn trùng tinh thần đột nhiên tăng, mở ra một đôi linh động mắt nhỏ, phi thường thân mật tại lòng bàn tay lăn bò Sói mòn sinh mệnh chi khí, cấp tốc khôi phục lại. Ở đây tu sĩ, thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trương Nhược Trần nói, trùng này, tên là không gian hỗn độn trùng, qua lại trong vũ trụ, ăn các loại không gian bảo vật mà sinh, chính là giữa thiên địa tốc độ nhanh nhất sinh linh. Thương Bạch Tử nhị không được cười nhạo một tiếng, cái gì không gian hỗn độn trùng, chưa từng có nghe nói qua. Còn giữa thiên địa tốc độ nhanh nhất sinh linh, ta xem là tốc độ chậm nhất sinh linh à. Một vị áp chú một nghìn mai thần thạch tham gia người đánh cược, khẽ nói, thiên hạ tốc độ nhanh nhất sinh linh, chính là kim sĩ sí đại bằng, cửu trảo thần long. Thiên phượng huyền hoàng, còn có chủ tu lưu quang chi đạo tu sĩ kim dực bất tử huyết tộc cùng ngọc cốt la sát cũng lấy tốc độ lấy sưng mọi người nghe nói qua một đầu côn trùng có thể trở thành thiên hạ tốc độ nhanh nhất sinh linh sao ở đây có không ít tu sĩ bật cười đều là lắc đầu trương nhược trần nói các ngươi là trong đại thánh cường giả không nghĩ tới lại đều là hạng người vô tri nếu không chúng ta tới đánh một cái cược ta lấy côn trùng này làm tọa kỵ đi hướng bên ngoài ba trăm ngàn dặm không vu sơn ai tốc độ nếu là nhanh hơn ta, so ta tới trước đạt, ta liền cũng không đề cập tới nữa một nghìn mai thần thạch, mua sắm trùng này sự tình. Mà lại, còn cho người kia một nghìn mai thần thạch, làm bồi thường. Nghe nói như thế, ở đây người tâm động vô số. Một nghìn mai thần thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Ta đánh cược với ngươi, ta cũng cược. Ngươi nếu là tuân thủ quy tắc, chỉ lấy côn trùng này làm tọa kỵ, mà không phải bằng vào tu vi của mình đi đường, như vậy ta cũng cùng ngươi cược. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, ta không cần thiết chơi văn tự trò chơi. Tuyệt đối là côn trùng đang đi đường, mà không phải ta. Tốt, ta cũng cược, ta cũng muốn gia nhập. Không chỉ có trong sảnh cược đám người, muốn gia nhập đánh cược, liền ngay cả không cách nào tiến vào sảnh cược những bất hủ cảnh đại thánh kia, cũng nghĩ thắng Trương Nhược Trần một nghìn mai thần thạch. Trương Nhược Trần khoát tay áo, nói, không phải mỗi người đều có tư cách tham dự vào trong trận đánh cược này. Muốn cùng ta cược, cũng phải xuất ra một nghìn mai thần thạch tiền đánh bạc. Lập tức, vô số tu sĩ đều hành quân lặng lẽ, duy chỉ có bao quát thương bạch tử ở bên trong 13 vị đại thánh, phân biệt xuất ra một nghìn mai thần thạch. Sợ Trương Nhược Trần đổi ý đồng dạng, cấp tốc đem thần thạch vứt xuống trên đài cược, đồng thời tìm dạ tiêu công chứng. Diêm Chiết Tiên âm thầm truyền âm, nhắc nhở, ngươi trận đánh cược này, quy tắc quá không nghiêm mật. Thần nữ lâu đến không vu sơn là có truyền tống trận, vạn nhất bọn hắn sử dụng truyền tống trận đâu. Huống hồ, vận mệnh thần điện bố trí rất nhiều tường kết giới, muốn đến không vu sơn, chí ít cần xuyên qua bảy đạo kết giới. Cho nên, không phải tốc độ nhanh, liền có thể thủ thắng. Trương Nhược Trần trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Diêm Chiết Tiên còn có thể nghĩ đến tầng này, xem ra cô nàng này cũng có tinh minh một mặt. Đương nhiên, cho dù nàng nói như vậy, Trương Nhược Trần cũng chỉ là cười cười. Diêm Chiết Tiên cao mày, thực sự không rõ, đồ thiên sát địa chi hoàng trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, trên thân người này khăn che mặt bí ẩn, để trong nội tâm nàng hiếu kỳ trở nên càng thêm mãnh liệt. Cũng không phải là tất cả tu sĩ đều cảm thấy Trương Nhược Trần tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ ít, tu sĩ đeo hắc xa cùng thất thủ lão nhân đều án binh bất động, không có gia nhập đến trong trận đánh cược này. Cố nhiên là bởi vì một nghìn mai thần thạch đối bọn hắn mà nói hay là quá là ít ỏi. Mà đổi thành một nguyên nhân thì là bọn hắn đoán không ra Trương Nhược Trần đến cùng đang chơi trò siếc gì, thấy không rõ thắng thua kết quả. Thương Bạch Tử cười âm lãnh nói, các hạ nếu là thua, nhưng là muốn bồi 13.000 mai thần thạch, cầm ra được sao? Trương Nhược Trần lấy ra một tấm lệnh bài, bóp tại giữa hai ngón tay, có chút thoải mái, ném đến trên đài cược. Dạ tiêu vê lên lệnh bài xem xét, sắc mặt biến hóa, nói, tinh hải thế giới từ kim lệnh bài, chỉ có ở nơi đó. Hoàn thành hơn 10 vạn mai thần thạch trở lên đại ngạch giao dịch tu sĩ mới có thu hoạch được. Đủ tư cách cùng các ngươi cược A. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn qua, nói. Thương Bạch Tử bọn người trong lòng cười lạnh không thôi, xem như chấp nhận Trương Nhược Trần tài phú thực lực. Trương Nhược Trần nhìn ra xa phương bắc bầu trời đêm, nói, chúng ta liền từ nơi này lên đường đi, sớm hỏi một câu. Nếu như ta thắng, có hay không có thể chứng minh, trùng này giá trị, vượt qua một nghìn mai thần thạch. Đám người hai mặt đối mặt, cuối cùng thống nhất nhẹ gật đầu. Nếu như côn trùng này, thật có thể so với bọn hắn bọn này đỉnh tiêm đại thánh, trước một bước đến bên ngoài 300 000 dặm không vu sơn, không thể nghi ngờ là đã chứng minh nó quý hiếm. Giá trị đạt tới 1.000 mai thần thạch cũng không có quá lớn tranh luận. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Trương Nhược Trần làm ra một cái dấu tay xin mời, ra hiệu tham gia đánh cược 13 vị đại thánh đi trước. Dính đến 1.000 mai thần thạch kết xù đánh cược, 13 vị đại thánh đương nhiên sẽ không khách khí, riêng phần mình bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng sảnh cược bên ngoài phóng đi. Sảnh cược vách tường, bố trí trận pháp minh văn, bọn hắn chỉ có thể đi đại môn. Trương Nhược Trần khay khẽ lắc đầu, chậm rãi giơ bàn tay lên, đối với không gian hỗn độn trùng kia, nói ra, tiểu gia hỏa, chúng ta cũng lên đường đi. Tuy là lần thứ nhất gặp mặt, không gian hỗn độn trùng lại phi thường thân mật Trương Nhược Trần, mười phần nghe lời, thân thể nho nhỏ quay cuồng một vòng. Lập tức, một cỗ khổng lồ không gian năng lượng triều tịch, theo nó thể nội bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần không gian bốn phía, xuất hiện vô số sợi tơ, bị nhanh chóng kéo duỗi. Bàn tay lớn nhỏ không gian, trở nên một tòa cung điện khổng lồ như vậy con run đồng dạng không gian hỗn độn trùng, thân thể bành trướng, trở nên dài chừng 10 trượng, giống như là một đầu thất thải thần mãng đồng dạng, hé miệng ở trong không gian gặm ăn. Lập tức, tiền phương của nó không gian lõm xuống dưới, trở nên một mảnh đen kịt. Thất thủ lão nhân dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, hoảng sợ nói, trùng động, không gian trùng động. Ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ bị một màn này chấn kinh đến toàn thân run lên. Côn trùng này, một ngụm vậy mà cắn ra lỗ sâu không gian, chẳng lẽ chẳng lẽ trải rộng vũ trụ các nơi trùng động chính là do loại côn trùng này gặm cắn đi ra. Phải biết, có chút trùng động, thế nhưng là có thể vượt qua một mảnh tinh không, liên tiếp đến hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Lợi hại hơn nữa không gian tu sĩ, đều không có thủ đoạn như thế. Không cần dựng lên, thắng bại đã định. Dạ thành chủ, truyền âm để bọn hắn trở về đi. Tu sĩ đeo hắc xa nói. Đang nói ra lời này thời điểm, tu sĩ đeo hắc xa ánh mắt, một mực khóa chặt trên người Trương Nhược Trần, tựa hồ là muốn đem hắn nhìn thấu, nhìn rõ ràng. Thương bạch tử bọn người còn không có ra đổ khí thành, chính là thu đến dạ tiêu truyền âm về tới trong sảnh cược. Hiển nhiên dạ tiêu đã tại trong truyền âm nói cho bọn hắn không gian hỗn độn trùng năng lực. Bọn hắn giờ phút này toàn bộ đều nhìn chằm chằm đứng tại thất thải cự trùng đỉnh đầu trương nhược trần, còn có lỗ sâu không gian vừa mới bị gặm nuốt đi ra kia trong lòng đã là chấn kinh mà khó mà tiếp nhận. Giữa thiên địa, vậy mà tồn tại như vậy kỳ trùng nếu nó có thể gặm nuốt ra trùng động, như vậy trận pháp cùng kết giới cũng liền ngăn không được nó. Năng lực của nó tuyệt không chỉ là đi đường đơn giản như vậy. Gia hỏa này khó trách lòng tin mười phần. Diêm chiết tiên trên gương mặt xinh đẹp, nhịn không được hiện ra động lòng người dáng tươi cười. Trương Nhược Trần ở trên cao nhìn xuống, nói nếu chư vị toàn bộ đều trở về, có phải hay không mang ý nghĩa, ta đã thắng. Thương Kiệt, đi đem thần thạch, cho ta thu lại. Thương Kiệt huyết dịch sôi trào, đã không biết dùng cái gì để diễn tả mình đối với tiền bối cung bái chi tình, quá lợi hại, tùy tiện xuất thủ, chính là thắng được hơn một vạn mai thần thạch. Chính mình lúc trước thắng những thánh thạch kia, tính là cái giám gì à? Ta muốn cùng tiền bối lăn lộn, ta muốn bái tiền bối vi sư, ta muốn gắt gao ôm lấy đùi tiền bối. Thương Kiệt ít hầu nuốt nước bọt, giấu trong lòng vạn phần tâm tình kích động, đem trên đài cược từng túi thần thạch thu hồi, gánh tại trên lưng, một lần nữa thối lui đến Trương Nhược Trần bên cạnh, cái eo thẳng tắp phảng phất có thể trở thành trương nhược trần tiểu đệ đều là rất không tầm thường sự tình đùng 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 liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên diêm hoàng đồ đứng người lên cười nói đặc sắc đặc sắc thật đúng là một cái khó lường kỳ trùng ván này người thắng cuối cùng hiện tại cũng không nói mà rõ đi thương bạch tử sắc mặt cực kỳ âm trầm đầy cõi lòng sát ý nhìn chằm chằm trương nhược trần sáu vị áp chú một nghìn mai thần thạch đại thánh trên người hàn ý cùng sát khí càng đậm nếu không phải đồ thiên sát địa chi hoàng này, bọn hắn vốn nên là bên thắng lớn nhất, sao lại một thua lại thua. Giả dạ tiêu trên chán, đều là mồ hôi, có chút không quyết định chắc chắn được, dự định xin chỉ thị lâu chủ. Thất thủ lão nhân chợt mở miệng, nói, trong vũ trụ trùng động, đều là không gian hỗn độn trùng gặm ăn đi ra. Như vậy thần trùng, giá trị đâu chỉ một nghìn mai thần thạch, lấy lão phu nhìn, so 560 nghìn mai thần thạch giá trị, đều muốn lớn hơn. Nghe nói như thế, thương bạch tử bọn người nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi theo phụ họa. Đồ thân tiền bối nói có lý, nắm giữ trùng này, chẳng khác gì là có được một vị cường đại không gian trận pháp sư. Mà lại, muốn phá các loại kết giới cùng trận pháp, còn không phải dễ dàng sự tình. Giá trị của nó, ta cho rằng, càng tại một kiện trí tôn thánh khí phía trên. Đây là một cái thần thú A, thần thạch cân nhắc không được giá trị của nó. Hẳn là đồ thần tiền bối thủ thắng mới đúng. Bọn hắn vừa mới thua một nghìn mai thần thạch, cực độ thống hận trương nhược trần, sao lại nguyện ý nhìn thấy Trương Nhược Trần lấy được không gian hỗn độn trùng. Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên nhãn thần đều trầm lãnh xuống tới, thế nhưng là, như lại không tiện phản bác những người này, dù sao hai người bọn họ cũng sâu cảm giác không gian hỗn độn trùng giá trị phi phàm. Không gian hỗn độn trùng xuất thế tin tức đã bị rất nhiều tu sĩ nhanh chóng đưa tin ra ngoài. Truyền tin quang phù, giống như như hạt mưa bay ra thần nữ lâu. Trong đó có không ít đưa tin cho thần linh. Dù sao, không gian hỗn độn trùng trước kia là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, rất có thể là bởi vì rất khó bắt nguyên nhân. Bây giờ, có một đầu xuất thế, sợ là thần linh đều sẽ vì đó tâm động đi. Thất thủ lão nhân vẻ mặt tươi cười, Tiêu tụy đồng dạng hai tay ôm quyền, hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái, nói: "Đa tạ tiểu huynh đệ, nếu không phải ngươi nhìn ra không gian hỗn độn trùng lai lịch, lão phu hôm nay sợ là sẽ phải đem hơn phân nửa thân gia đều thua ở nơi này. Yên tâm, lão phu sẽ cho ngươi 10.000 mai thần thạch, làm đáp tạ." hiện tại có phải hay không hẳn là đem không gian hỗn độn trùng còn cho chân chính bên thắng nhìn xem thất thủ lão nhân mở ra bàn tay trương nhược trần minh bạch một khi đem không gian hỗn độn trùng giao ra khẳng định không có khả năng lại lấy một nghìn mai thần thạch mua được trương nhược trần thở dài các ngươi đánh giá quá cao giá trị của nó thương bạch tử trầm giọng cười nói không có chút nào đánh giá cao ta liền rất nguyện ý đại biểu trường sinh điện tốn hao năm trăm bảy mươi mai thần thạch mua xuống không gian hỗn độn trùng thần nữ lâu nguyện ý tốn một triệu viên thần thạch mua sắm không gian hỗn độn trùng tu la thần điện nguyện ý tốn 2 triệu mai thần thạch mua sắm không gian hỗn độn trùng từng đạo cả kinh người hồn phi phách tán báo giá không ngừng vang lên một kiện trí tôn thánh khí đều không thể gây nên kịch liệt như thế tranh đoạt trương nhược trần nói khẽ với thất thủ lão nhân nói không bằng chúng ta đem không gian hỗn độn trùng lấy 2 triệu mai thần thạch giá cả bán cho tu la thần điện bán về sau chúng ta chia đôi chia đều Thất thủ lão nhân khàn giọng cười nói, "Lão phu vì sao muốn cùng ngươi chia đôi chia đều đâu? Bởi vì ta nói thêm mấy câu nữa, không gian hỗn độn trùng này giá cả, liền sẽ ngã xuống 150.000 mai thần thạch trở xuống. Tiền bối không chỉ có một viên thần thạch không chiếm được, còn muốn ra một số lớn thua cuộc thần thạch. Như vậy cả hai cùng có lợi sự tình, tiền bối vì sao muốn cự tuyệt?" Trương Nhược Trần lấy nụ cười âm hiểm nói ra. Nhìn thấy Trương Nhược Trần dáng tươi cười, thất thủ lão nhân vốn là 10 phần chắc chín tâm trở nên nghi hoặc không chừng. Đại biểu Tu La Thần Điện vị thiên vấn cảnh đại thánh kia, tên là Hình Thiên, nghe nói như thế, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn Hình Thiên, tuy là Tu La Thần Điện một vị thần linh đệ tử, thế nhưng là, vạn nhất ngộ phán thời không hỗn độn trùng giá trị, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hai triệu mai thần thạch, Tu La Thần Điện là tuyệt đối sẽ không cho. Chỉ có giết hắn, mới có thể đoạn tuyệt việc này cùng Tu La Thần Điện quan hệ. Ta đã đem tin tức truyền cho Sư Tôn, Sư Tôn làm sao còn không có trả lời tại trương nhược trần cùng thất thủ lão nhân đối mặt không nói thời điểm hình thiên khẩn trương tới cực điểm sợ thất thủ lão nhân đột nhiên đáp ứng đây cũng là một trận đánh cược càng lớn đánh cược trương nhược trần cùng thất thủ lão nhân quyết đấu đánh cược là tâm có chỗ khác biệt chính là trương nhược trần nắm chắc thắng lợi trong tay sớm đã đứng ở thế bất bại chỉ là muốn thắng được càng nhiều mà thôi liền nhìn thất thủ lão nhân như thế nào phán đoán hình thiên thực sự chịu đựng không được trên tinh thần tra tấn run giọng nói ta có thể thu hồi. Tốt, lão phu đáp ứng, lấy 2 triệu mai thần thạch giá cả, bán cho tu la thần điện. Thất thủ lão nhân nói. Đúng lúc này, hình thiên nghe được sư tôn thần âm, truyền vào não hải, một đầu ấu trùng mà thôi, muốn dưỡng thành côn trùng trưởng thành, giá quá lớn, giá trị có hạn. Không chỉ có là hình thiên, khác những tu sĩ đưa tin đi ra kia, cũng đều được thần linh hồi phục. Không gian hỗn độn trùng mặc dù hiếm thấy, thế nhưng là, một chút lợi hại thần linh, vẫn là có thể bắt lấy bọn chúng. Sở dĩ không có chăn nuôi, chính là bởi vì chăn nuôi giá quá lớn. Bồi dưỡng một đầu côn trùng trưởng thành, so bồi dưỡng 10 tôn thần linh tốn hao lớn hơn. Không gian hỗn độn trùng côn trùng trưởng thành, cho dù là thần linh cũng vô pháp khống chế, không có bồi dưỡng giá trị. Không gian hỗn độn trùng ấu trùng, một khi không có không gian bảo vật nuốt, hoặc là không có không gian tu sĩ liên tục không ngừng cung cấp cho nó thánh khí hấp thu, trong vòng một ngày liền sẽ tử vong. Có thể mua được nghiên cứu cùng luyện dược, một con ấu trùng giá cả vượt qua 30.000 mai thần thạch cũng đừng có mua. Không gian hỗn độn trùng đối với thánh cảnh tu sĩ mà nói, phi thường lạ lẫm, thế nhưng là thần linh hiển nhiên là biết nó tồn tại, từng đạo liên quan tới không gian hỗn độn trùng tin tức lưu truyền ra tới. Có thần linh cho nó định giá 30.000 mai thần thạch. Dù sao một tôn vừa mới chết đi thần linh cũng chỉ là bán ra mấy trăm ngàn viên thần thạch giá cả. Tu La thần điện hình thiên, sắc mặt như màu đất, lấy khẩn cầu ánh mắt, nhìn chăm chú về phía thất thủ lão nhân, nói: không mua không mua tu la thần điện không mua không không là ta không mua thất thủ lão nhân trên thân tử khí thịnh vượng nói các ngươi tu la thần điện muốn mua liền mua muốn không mua liền không mua thật coi lão phù dễ bắt nạt thắng cục đã định diêm hoàng đồ tâm tình cực sai nói tu la thần điện dù sao cũng là tu la tộc đệ nhất thần điện chư thần san sát cỡ nào uy phong đương nhiên có thể không đem ngươi đổ thần để vào mắt tu la thần điện cũng có rất nhiều đổ thành sản nghiệp nếu là không cho hai triệu mai thần thạch này lão phu liền để cho các ngươi đổ thành không tiếp tục mở được các ngươi tốt nhất tin tưởng lão phu có thực lực như vậy thất thủ lão nhân nói hình thiên quỳ một gối xuống trên mặt đất nói đổ thần tiền bối lần này là ta sai rồi cầu ngươi thả một con đường sống đi thất thủ lão nhân đương nhiên biết bại cục đã định vô luận như thế nào hù dọa hình thiên hắn cũng không bỏ ra nổi hai triệu mai thần thạch tu la thần điện càng thêm không có khả năng ra số tiền kia kết quả cuối cùng chỉ có thể là bức tử hình thiên. Thua đều đã thua, bức tử hình thiên, có ý nghĩa gì đâu. Thất thủ lão nhân lắc đầu, nói, từ hôm nay trở đi, làm ta người hầu một ngàn năm. Ngươi có bằng lòng hay không? Tại hạ nguyện ý, hình thiên thở dài một hơi, cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Thất thủ lão nhân vốn là giới thần cảnh cường giả số một, tăng thêm hắn thần hồ kỳ kỹ đổ thuật, các đại thế lực, mời chào hắn còn đến không kịp, ai sẽ nguyện ý đi trêu chọc hắn. Có thể lấy phương thức như vậy, lắng lại lửa giận của hắn đã là kết cục tốt nhất hình thiên mặc dù có một vị thần linh sư tôn thế nhưng là lần này sự tình khẳng định truyền đi thiên hạ đều biết vì tu la thần điện mặt mũi thần linh cũng không dám nhúng tay thế tục tự mình đi đối phó thất thủ lão nhân tu la thần điện mặc dù không quan tâm giết chóc thế nhưng là quan tâm bị người trong thiên hạ xem nhẹ trận này kinh động đến vô số tu sĩ đánh cược trung quy là hạ màn kết thúc bên thắng là diêm chết tiên tất cả phí tổn khấu trừ xuống tới tinh khiết kiếm lời gần trăm vạn mai thần thạch. Mặc dù, một kiện trí tôn thánh khí giá cả, chính là vượt qua triệu viên thần thạch. Thế nhưng là, trí tôn thánh khí là vô giá, cho dù lấy ra bán, cũng là lấy vật đổi vật, dùng khác trí tôn thánh khí, đan dược, nguyên hội thánh dược hối đoái. Trên thực tế, rất nhiều thần linh cũng không có gặp qua triệu viên thần thạch. Như vậy một số lớn tài phú, Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên tại kích động hưng phấn sau khi, tự nhiên cũng là thận trọng đối đãi. Diêm Hoàng Đồ phân phó nói, đưa tin cho nhị ca Diêm Dục, mời hắn tự mình đến một chuyến thần nữ lâu. Địa Ma trưởng lão Khôn Vân Hoàng, cả kinh nói, "Ngũ gia, việc này cần nhị gia tự thân xuất mã. Ngươi cho rằng Triệu Viên thần thạch là số lượng nhỏ. Thần linh đều sẽ động tâm, thế nhưng là nơi này là vận mệnh thần vực. Vận mệnh thần nữ đều chết tại vận mệnh thần vực." Nghĩ nghĩ, Diêm Hoàng Đồ lại nói, "Đương nhiên, ngoại trừ vị kia vô gian các các chủ, thật đúng là không có thần linh khác." dám làm loại việc nghịch thiên này. Để nhị ca tới là vì thu sổ sách. Thất thủ lão nhân cùng vị tu sĩ đeo hắc xa kia đều không phải là nhân vật dễ trêu chọc, chỉ có nhị ca tự mình đến đây mới chấn được bọn hắn. Thuộc hạ minh bạch, khôn văn hoàng nói, tu sĩ đeo hắc xa cùng thất thủ lão nhân chỉ là cho thẻ đánh bạc, còn không có chân chính xuất ra thần thạch. Vì hơn 50 vạn mai thần thạch đã có thể cho thần linh động tâm, hú chi hai người bọn họ còn không phải thần linh, hoàn toàn có khả năng đào tẩu, lại rơi khoản này thần thạch. Cho dù là tìm thần nữ lâu thu sổ sách, cũng cần một cái nhân vật cường đại ra mặt mới được. Đồ thiên sát địa chi hoàng đi nơi nào? Diêm chiết tiên tìm kiếm khắp nơi trương nhược trần tung tích, đáng tiếc trong đổ khí thành, đã là bóng dáng hoàn toàn không có. Thần nữ lâu chín mảnh dãy cung điện, trong đó khổng tước cung, chính là thần nữ lâu hạch tâm nhân viên chỗ cư trụ, ngoại nhân không cách nào tiến vào bên trong. Trương Nhược Trần thân hình ẩn vào vô hình, giấu ở trong không gian chân vực, cùng sau lưng hoàn hư huyết đế, lặng lẽ tiến nhập khổng tước cung hoàn hư huyết đế chính là ma thiên bộ tộc đại thánh tu vi đạt tới thiên vấn cảnh ở trong đại thánh xem như đưa thân cường giả hạng nhất hàng ngũ hắn là thất thải săn hô thụ tham gia người đánh cược một trong áp một nghìn mai thần thạch hoàn hư huyết đế rời đi đổ khí thành về sau trên đường đi đều rất cẩn thận tức biến hóa thân hình diện mạo lại khởi động một kiện ẩn thân bảo vật tại ngọc sơn cung các nơi vòng vo bốn vòng mới là cưỡi một cái thuyền nhỏ đi hướng khổng tước cung đi vào khổng tước cung chỗ dãy cung điện tiến nhập một tòa cắm đầy kỳ hoa dị thảo sân nhỏ trương nhược trần đi vào ngoài sân nhỏ hai tay chắp sau lưng đánh giá hoàn cảnh bốn phía cười nói nơi này ngược lại là u tĩnh ngoài sân nhỏ bố trí có trận pháp nhưng là làm sao có thể chống đỡ được thời không trường ác giả trương nhược trần lặng lẽ xuyên qua trận pháp chui vào tiến vào sân nhỏ giấu ở một viên màu đỏ như máu thánh thụ hậu phương mượn như ngọn đèn hôn ám trương nhược trần trông thấy trong viện dưới lầu các phương đúng là đứng có bốn bóng người. Bốn người, hắn đều là nhận biết, vừa rồi ở trong đổ khí thành gặp qua. Ngoại trừ hoàn hư huyết đế, còn có hai vị, cũng là áp một nghìn mai thần thạch tham gia người đánh cược, từng cái đều là nhất đẳng đại thánh cường giả, đều có khó lường bối cảnh thân phận. Người thứ tư, chính là người mặc đạo bào áo xanh thương bạch tử. Trong lầu các, điểm hai hàng bạch ngọc linh đăng. Trong đại sảnh, chính giữa vị trí, có ngồi một thân ảnh màu đen, chính là vị tu sĩ đeo hắc xa thân phận thần bí kia bái kiến bạch cô nương bốn vị đến từ khác biệt thế lực tu vi cường tuyệt đại thánh đồng thời khom người hướng trong lầu các hành lễ trùng động chỉ là một loại khả năng tồn tại đồ vật có nhà khoa học cho rằng là hình cầu có cho rằng là hình trụ bởi vì là huyền huyễn tiểu thuyết thiết kế không có nghiêm mật như vậy thi tộc trường sinh điện thương bạch tử ma thiên bộ tộc hoàn hư huyết đế la sát tộc phỉ nhĩ gia tộc phỉ nhĩ thiên đình minh tộc cửu sắc thiên cung vân hoàn thiết huyết vương bốn người bất kỳ một cái nào đều là để thiên đình các giới đại thánh vì đó kiên kỵ tồn tại tại địa ngục giới bọn hắn càng là hiền hách hung danh giờ phút này vậy mà đồng thời lễ bái một vị nữ tử bạch cô nương trương nhược trần ánh mắt kinh nghi thực sự khó mà tin được thần nữ cung một nữ tử có như thế năng lượng kinh người phải biết bốn vị cao thủ đều là đến từ thế lực lớn có thần cấp bối cảnh không nên bị cầm chắc lấy mới đúng nếu là tự nguyện thần phục với nàng há không càng thêm kinh người cho dù là thần nữ lâu lâu chủ, cũng không có năng lực như vậy. Nàng đến cùng là ai? Tên là Bạch Cô Nương Tu Sĩ Đeo Hắc Sa, ngồi trong đại sảnh, trắng không tì vết ngón tay, cầm một chi bút son, dựa bàn sao chép kinh văn. Kinh thư ố vàng, đặt ở bàn bên cạnh. Một chiếc đỉnh lô màu vàng, tản mát ra giải rác khói xanh. Nàng rõ ràng là dựa theo trên kinh thư sao chép, ánh mắt thỉnh thoảng chầm chầm đi qua. Thế nhưng là, trên kinh thư, lại một chữ cũng không có, bưng giống như quái dị. Càng quái dị hơn chính là sao chép tại trên tờ giấy trắng văn tự, giống như mặc quang long xà, viết xong chữ kế tiếp, chữ trước đã biến mất. Thương bạch tử bốn người đứng tại bên ngoài phòng, thân thể bảo trì kho người tư thế, động cũng không dám động một cái. Bọn hắn biết, đêm nay nhằm vào thất thủ lão nhân đánh cược thất bại, bạch cô nương nhất định sinh khí đến cực điểm. Không một người nói chuyện, bầu không khí túc sát mà ngưng trọng. Trương Nhược Trần biết ở đây đều là cường giả, ánh mắt rất dễ dàng bị bọn hắn cảm ứng được, cho nên chỉ có lúc mới bắt đầu nhất, nhìn thoáng qua, sau đó chính là cõng thiếp thân cây, nhắm mắt lắng nghe. Thật lâu yên tĩnh, trong màn đêm, chỉ có gió thổi lá cây thanh âm. Liên tiếp sao chép 10 thiên kinh văn, tu sĩ đeo hắc xa rốt cục ngừng bút, khép lại quyển kinh thư ố vàng kia, để vào ống tay áo. Tựa hồ rốt cục nghĩ đến bên ngoài phòng bốn người, nàng nói, đêm nay chi cục cũng không phải là hoàn toàn thất bại, các ngươi không cần như vậy sợ sệt, tất cả lui ra đi thôi. Cực kỳ dễ nghe thanh âm, chỉ nghe nó âm thanh trong đầu liền có thể trong tưởng tượng xinh đẹp nhất nữ thân hình ảnh như dịu dàng tài nữ đồng dạng thanh mỹ bốn người thở một hơi dài nhẹ nhõm như chút được gánh nặng thương bạch tử hai tay ôm quyền eo đều muốn cong tới trên mặt đất đi lạnh nhạt trầm xuống mà nói đêm nay nếu không phải đồ thiên sát địa chi hoàng kia danh xưng trăm cược bất bại đổ thần nhất định bại bởi cô nương mà bây giờ tất cả thần thạch lại bị một nửa đường giết ra vô danh nữ tử thắng đi làm hại cô nương cùng thần nữ lâu tổn thất nặng nề. Tại hạ, hiện tại liền đi làm thịt hắn, rút hồn phách của hắn, hiến cho cô nương, thần nữ thập nhị phường, 180 lâu. Cho dù là kiếm lợi nhiều nhất một tòa thần nữ lâu, kinh doanh ngàn năm, cũng chưa chắc có thể tinh khiết kiếm lời 500.000 mai thần thạch. Đêm nay tổn thất, đúng là lớn đến kinh người, đổi lại bất luận một vị nào tu sĩ, đều khó có khả năng phong khinh vân đạp. Thế nhưng là, tu sĩ đeo hắc xa lại vẫn cứ thanh âm lạnh nhạt, ngữ khí yêu nhã ôn nhu, nói ngươi sai ba điểm, thương bạch tử kinh ngạc hỏi ba điểm nào, tu sĩ đeo hắc sa nói thứ nhất đồ thiên sát địa chi hoàng không phải người kia tên thật, thứ hai vô danh nữ tử cũng không phải là vô danh, ngược lại danh khí rất lớn, thứ ba ta đã nói qua đêm nay chi cục cũng không phải là bại hoàn toàn, cho nên thần nữ lâu phải chăng tổn thất nặng nề, còn phải nhìn chuyện về sau như thế nào biến hóa, trước mắt mà nói chi ít thành công một nửa. Trương nhược Trần Thầm hô một tiếng lợi hại, bạch cô nương này, dám tính toán thất thủ lão nhân, hơn nữa còn kém một chút thành công, đích thật là khó lường nhân vật. Chẳng lẽ nàng đã nhìn thấu ta cùng Diêm Tiết Tiên chân thân? Nàng nói chỉ ít thành công một nửa, lại là cái gì ý tứ? Thương Bạch Tử hỏi, đồ thiên sát địa chi hoàng cùng vô danh nữ tử, đến cùng là thân phận gì? Không nên hỏi vấn đề, đừng hỏi nữa." Tu sĩ đeo hắc sa nói. Thương Bạch Tử nói, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn? Chợt Trương Nhược Trần cảm ứng được một cỗ âm hàn đến cực điểm kinh khí, quét sạch toàn bộ sân nhỏ, cho dù ẩn thân ở phía xa, đều có thể cảm ứng được làn da nhói nhói, huyết dịch ngưng kết. Thánh hồn cơ hồ muốn bị lôi kéo xuất khiếu, may mắn hắn khí hải vững chắc, lại có hỏa thần khải giáp hộ thể, mới đưa cỗ lực lượng không biết kia ngăn trở. Thương Bạch Tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho đêm tối này trở nên rùng mình. Trương Nhược Trần không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám dùng con mắt đi xem. Chỉ là nghe được, thương bạch tử trên mặt đất quay cuồng một bên kêu thảm một bên cầu khẩn tựa hồ cực kỳ thống khổ không dám không dám cũng không dám lại hỏi nhiều không nên biết đến tuyệt không thể biết van cầu ngươi buông tha buông tha ta à có thể làm cho một vị đỉnh tiêm đại thánh cầu xin tha thứ cùng kêu rên có thể nghĩ loại đau khổ này là bực nào tra tấn bạch cô nương này quá hỉ nộ vô thường thương bạch tử chỉ là hỏi nhiều một câu chính là rước lấy như vậy đau đớn Chương Nhược Trần âm thầm líu lưỡi, không khỏi nghĩ lại, chính mình đối với phía dưới tu sĩ, có phải hay không lòng dạ quá mềm yếu một chút. Thương Bạch Tử tiếng kêu rên, dần dần biến mất, gian nan từ dưới đất đứng lên, đạo bảo áo xanh đã sớm bị chính hắn cào nát. Toàn thân máu me đầm đìa, quỳ xuống đất tiền chiếc khấu nói, đa tạ cô nương tha thứ, thuộc hạ cũng không dám lại hỏi nhiều. Mặt khác tam đại cường giả, nâm nớp lo sợ, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Tu sĩ đeo hắc xa thanh âm vẫn như cũ dễ nghe êm tai, nói ta nghe nói ngươi linh họa tinh tại phượng đề uyển mời trương nhược trần làm sao còn không đi đâu hiện tại liền đi hiện tại liền đi thương bạch tử đứng người lên hướng về sau lùi lại ba bước bước nhanh đi ra sân nhỏ phỉ nhĩ thiên đinh cùng vân hằng thiết huyết vương lập tức đuổi theo kịp trốn đồng dạng rời đi duy chỉ có hoàn hư huyết đế vẫn như cũ đứng ở đại sảnh bên ngoài tu sĩ đeo hắc xa hỏi ngươi vì sao không đi hoàn hư huyết đế liền vội vàng kho người nói mấy ngày gần đây ta thường xuyên ác mộng phát tác không chỉ có không cách nào nhập định tu luyện mà lại đã ảnh hưởng đến vì cô nương làm việc xin mời cô nương ban cho giải dược ác mộng là trong lòng ngươi hoảng sợ nhất sợ nhất yêu ớt nhất một mặt vì sao ngươi không thể trực diện nó chiến thắng ác mộng chính là chiến thắng chính ngươi tu sĩ đeo hắc sa nói hoàn hư huyết đế cắn chặt hàm răng sắc mặt tái nhật mà nói tại hạ tại hạ chỉ là một cái rong giả tốt a à, ngươi có thể thừa nhận chính mình là một cái rong giả, ngược lại là rất thanh tỉnh. Ta liền ban thưởng ngươi một giấc mơ đẹp, chậm ngươi khỏi bị 10 năm ác mộng tra tấn. 10 năm sau, nếu là ngươi vẫn như cũ nghe lời, mộng đẹp có thể một mực tiếp tục kéo dài. Thanh âm dễ nghe đến cực điểm, có thể làm cho người miên man bất định, say mê trong đó không thể tự thoát ra được. Trương Nhược Trần lại là vừa sợ lại kỳ. Bạch cô nương này, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là dùng mộng cảnh tại khống chế những đỉnh tiêm đại thánh này. Ác mộng, Trương Nhược Trần cũng sợ, bởi vì trong lòng của hắn cũng có sợ hãi, cũng có sợ sệt, cũng có yếu ớt đồ vật. Ác mộng không thể nghi ngờ là đem đây hết thảy phóng đại hóa, đến mức để đại thánh đều cả ngày lâm vào trong sợ hãi cùng sợ sệt, hoảng loạn. Giờ phút này, một màn quỷ dị tại trong sân phát sinh. Hoàn hư huyết đế như mộng giống như tỉnh, trong miệng phát ra vui sướng tiếng cười, ánh mắt khi thì si mê, phảng phất là đạt được chính mình tha thiết ước mơ bảo vật, khi thì tham luyến, giống như ôm thế gian đẹp nhất nữ tử thân thể mềm mại khi thì xem thường chúng sinh phảng phất chính mình là một đời thần đế chư thần đều quỳ gối dưới chân của hắn một giấc mơ đẹp một đoạn nhân sinh ai không khát vọng chính mình là trong mộng đẹp nhân vật chính một thân đều xuôi gió xuôi nước có thể đạt được mình muốn hết thảy loại cảm giác này quá mỹ diệu mỹ diệu đến đủ để cho đại thánh hưởng qua một lần tư vị đằng sau liền vi chi luân hãm rốt cuộc giới không xong mộng đẹp để cho người ta luân hãm ác mộng khiến người sợ hãi Trương Nhược Trần đứng tại phía sau cây, cười nhẹ nhàng lắc đầu, đang định rời đi. Chợt, nghe được nữ tử đeo hắc xa, kêu một tiếng, vương ra, cha được đồ thiên sát địa chi hoàng thân phận sao. Một con thạch quy cao ba thước, từ trong góc đi ra. Quy vương ra toàn thân xanh biếc, giống như phỉ thúy chi thể, dùng hai cái chân đi đường, đầu chỉ lớn chừng quả đấm, hai tròng mắt chiếu lấp lánh. Trong tay bưng lấy một bản quyền tịch, hàm đầu hàm não đi đến tu sĩ đeo hắc xa trước mặt, cả lăm nói ra, tìm, tìm, tìm tới đến, nói, căn, căn, căn cứ theo, theo, tu sĩ đeo hắc xa lắc đầu, nói, được rồi, tướng quân, ngươi đến niệm, chống lên lầu các cột đá kia, bỗng nhiên khẽ động. Trong cây cột, duỗi ra hai cánh tay đá thật dài, tiếp nhận Quy Vương gia trong tay quyển tịch. Quy Vương gia có chút tức giận, sông cột đá kia hừ một tiếng, nói, đều, đều, đều là, là, là a, 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 biết, đều là ngươi công lao. Thạch trụ tướng quân lấy tảng đá ma sát đồng dạng âm thanh chói tai thì thầm. Căn cứ đêm nay đến đây thần nữ lâu tu sĩ danh sách, có thể phán đoán, đồ thiên sát địa chi hoàng nhất định biến hóa thân hình. Có thể là hắn tu sĩ, hết thảy có 13 vị. Tinh thông không gian chi đạo đây này, tu sĩ đeo hắc xa hỏi. Thạch trụ tướng quân nói, chỉ có một vị, không cần nói, ta biết là ai, tu sĩ đeo hắc xa nói. Thạch trụ tướng quân nói, nơi này còn tra được một phần khác tài liệu tương quan, có một sinh linh tự xưng đồ thiên sát địa trì hoàng. Trước đây không lâu, từng tại băng vương tinh hiện thân, hỏa thiêu huyết tuyệt gia tộc mở thị trường nô lệ, lưu lại danh tự về sau, bỏ trốn mà đi. Tu sĩ đeo hắc xa ngữ khí kinh ngạc, nói, đưa tin cho băng vương tinh thần nữ lâu, khiến cho bọn hắn đuổi bắt đồ thiên sát địa trì hoàng kia, ta muốn sống. Thạch trụ tướng quân khép lại quyền tịch, thanh âm trầm thấp nói, muốn hay không đối phó trong thần nữ lâu đồ thiên sát địa trì hoàng này. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn, tạm thời trước thả một chút, không cần phức tạp. Vương gia, ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm thất thủ lão nhân, đừng để hắn trốn. Hắn như chạy trốn, đêm nay ván này, liền thật thua. Tu sĩ đeo hắc xa nói. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, xem ra tu sĩ đeo hắc xa mặc dù lợi hại, cũng không có nhìn thấu biến hóa chi thuật của hắn. Nếu như người người đều có thể nhìn thấu tam thập lục biến, hắn về sau cũng sẽ không cần triển khai phép thuật này. Đồng thời, trong lòng của hắn lại là nghi hoặc không thôi tu sĩ đeo hắc sa thiết lập ván cục hại thất thủ lão nhân hiển nhiên không chỉ là vì mấy trăm ngàn viên thần thạch mà là có càng lớn mưu đồ Nào đến cùng đang mưu đồ cái gì thất thủ lão nhân trên thân lại cất giấu bí mật gì còn có xuất hiện tại băng vương tinh đồ thiên sát địa chi hoàng kia là tiểu hắc sao dám hỏa thiêu huyết tuyệt gia tộc thị trường nô lệ còn dám lưu lại danh tự thật là điều đảm bao thiên trương nhược trần lặng lẽ rời khỏi khổng tước cung về tới phi thường náo nhiệt ngọc sơn cung nỗi lòng thật lâu khó bình. Vừa rồi chứng kiến hết thảy, lượng tin tức quá lớn, hắn cần lẳng lặng. Vừa định lẳng lặng, lẳng lặng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cô xạ tĩnh đứng tại một chiếc quỷ hỏa minh đang phía dưới, bên cạnh là một gốc ngọc thụ ngân hoa. Người mặc cư sĩ bào, tóc dài sắn lên đỉnh đầu, lấy mộc châm chói buộc, tự nam tự nữ, thư hùng chớ biện. Nàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhược Trần ra khổng tước cung, liền lại biến hóa một phen bộ dáng, vì cùng nhân loại cùng bất tử huyết tộc phân chia lớn hơn một chút chuyên môn biến thành nửa cái mèo mập mọc ra cái đuôi lỗ tai cũng là tai mèo có lẽ là vừa nghĩ đến tiểu hắc tướng tùy tâm sinh biểu lộ cảm xúc trương nhược trần đối với mình biến hóa chi thuật vẫn còn có chút lòng tin ánh mắt mờ mịt huy động vuốt mèo nói năng thô lỗ nói ngươi nhận lầm mèo chúng ta chưa từng gặp qua tránh ra bản hoàng không có rảnh cùng ngươi nói nhảm ngươi để huyết đồ đi nghe ngóng tin tức là không nghe được nàng nói Trương Nhược Trần mới vừa từ cô xạ tĩnh bên cạnh thác thân đi qua, nghe nói như thế, lập tức biết không giả bộ được, sơ hở không ở trên người hắn, mà là huyết đồ bên kia ra chỗ sơ xuất. Trương Nhược Trần dừng bước lại, nói, huyết đồ ở đâu? Cô xạ tĩnh xoay người, chăm chú níu lại tay phải mở ra, tuyết trắng lòng bàn tay, xuất hiện một viên lớn chừng hạt đậu thân ảnh, chính là bị bóp thành một đoàn huyết đồ. Huyết đồ hiển nhiên là dãy dụ qua, phản kháng qua, đáng tiếc, trốn không thoát lòng bàn tay của nàng trương nhược trần thở dài một tiếng ai thật sự là lợi hại một vị đại thánh dễ dàng liền bị ngươi nắm huyết đồ trên thân mang theo có trương nhược trần một giọt máu bằng này có thể tìm kiếm được hắn cô xã tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn cũng liền không kỳ quái huyết đồ mang theo tiếng khóc nức nở nói sư huynh cứu ta ta không phải cố ý đem bí mật của ngươi thổ lộ cho nàng nếu ma đầu này quá biến thái nàng tinh thông cao minh nhiếp hồn bí thuật ta không thể gánh vác trương nhược trần nói Huyết đầu phía sau, thế nhưng là đứng đấy hai tôn thần linh, ta cảm thấy, ngươi hay là thả hắn tốt một chút. Cô xạ tĩnh bàn tay ném đi, tiện tay đem đậu xanh ném ra ngoài, nói, đối với ta mà nói, hắn không có bất kỳ cái gì giá trị, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi không phải muốn biết, đêm nay thần nữ lâu có cái gì đại sự, ta có thể nói cho ngươi. Phù phù. Huyết đầu biến thành chân thân lớn nhỏ, rơi vào băng lãnh trong hồ nước, tóe lên một mảnh bọt nước. Trương Nhược Trần trầm ngâm nửa ngày, nói ta rất muốn nghe ngươi tiếp tục nói tiếp, đáng tiếc ta còn có một cục, thời gian đang gấp đầu. Cục của Linh, cô xạ tĩnh nói, xem ra hắn là đem cái gì đều nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần thật muốn một trưởng đem mới từ trong nước bò dậy huyết đồ, một lần nữa vỗ xuống. Cô xạ tĩnh nói, Linh, thương bạch tử, họa tinh, đều không phải là người lương thiện, ngươi một mình tiến đến phó ước, không sợ chết ở đâu. Nơi này chính là thần nữ lâu, Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tĩnh nói, không sai, cũng là bởi vì, nơi này là Thần Nữ Lâu. Ngươi hẳn là cảm thấy nơi đây thật là hưởng lạc chi địa. Đừng quên, Thần Nữ Lâu chính là thập đại hắc ám cự đầu một trong. Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh có lẽ không dám tự mình ra tay giết ngươi, thế nhưng là, trong thế giới hắc ám, có là kẻ liều mạng. Nghe được cô xá tĩnh một phen, Trương Nhược Trần lập tức bị bừng tỉnh, ý thức được chính mình hay là khinh địch chủ quan. Vì cái gì nói cho ta biết những này? Trương Nhược Trần nói. Cô xá tĩnh nói ngươi vẫn là đi phó ước đi chờ ngươi trở về chúng ta lại chậm chậm trò chuyện đem giọt máu kia trả lại cho ta trương nhược trần nói cô xạ tĩnh lắc đầu nói biến hóa chi thuật của ngươi cao minh ta phải bảo đảm tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm tới ngươi huyết đồ toàn thân ướt nhẹp đi đến trương nhược trần bên cạnh vô cùng kiên kỵ cô xạ tĩnh thấp giọng khuyên nhủ được rồi sư huynh nữ ma đầu này tu vi thông thiên chúng ta không thể trêu vào nên nhận sợ hãi thời điểm liền phải nhận cho nên, nàng căn bản không có đối với ngươi thi triển cái gì nhiếp hồn bí thuật, là ngươi nhận sợ hãi rồi." Trương Nhược Trần nói, huyết đầu run lên trong nháy mắt, sau đó vỗ ngực, nghiêm túc nói, "Làm sao có thể? Chính ta sự tình, có lẽ ta sẽ nhận sợ hãi? Sư huynh sự tình, liền xem như đao gác ở trên cổ, ta cũng tuyệt đối không sợ. Sư huynh, tin tưởng ta, nàng nhiếp hồn bí thuật thật rất lợi hại, gánh không được, thật gánh không được." Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, quay người rời đi mới vừa đi ra một bước, liền lại dừng lại, nói, ngươi có thể bằng vào giọt máu kia tìm tới ta, ta cũng có thể bằng vào giọt máu kia, tùy thời tìm tới ngươi. Cô xạ tĩnh trên mặt nổi là la sa khuê trung mật hữu, tuy nhiên lại ngấp nghé Trương Nhược Trần trên người thiên ma thạch khác, theo Trương Nhược Trần, là địch không phải bạn. Ma nữ này, để Trương Nhược Trần nhìn không thấu. Không chỉ có chỉ là tu vi của nàng, còn có nàng người này, nàng mỗi một lần xuất hiện, khi chất trên người cũng không giống nhau. Tại trên đính hôn, cô xạ tĩnh yêu diễm tuyệt luân tính cách quái đản xưng hô la xa đều là gọi tiểu xa xa phảng phất hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ thế nhưng là vừa rồi gặp mặt nhưng lại như là một cái cứng nhắc lạnh lùng Nico, có thể giết hết bất kỳ người đàn ông nào đối với nữ nhân dục vọng vừa mới toát ra một cái bạch cô nương lại thêm một cái tĩnh tĩnh còn muốn ứng đối linh thương bạch tử họa tinh bố trí sát cục trương nhược trần chỉ cảm thấy im ắng chỗ có kinh lôi nguy cơ cùng tử vong thời khắc quanh quẩn ở bên người bất trí bất giác hắn đã xuyên qua mặt nước cầu khúc đến phượng đề uyển bên ngoài thân hình diện mạo biến hóa thành nguyên bản dáng vẻ nhiều trần công tử linh tôn đã ở bên trong chờ ngươi đã lâu một vị nhìn qua chừng 20 tuổi nhân tộc nữ thánh mặc một thân mỏng manh lộ trắng đứng tại uyển viện bên ngoài nghênh đón hắn gió nhẹ quét nhân tộc nữ thánh thướt tha cơ thể như ẩn như hiện trên gương mặt xinh đẹp thần sắc ngượng ngùng phiếm hồng kiều mị tới cực điểm nàng đầy mắt hâm mộ thấp giọng nói tiểu nữ tử liên nhu quan sát qua thú thiên chi chiến vạn giới thần nhãn chiếu ảnh. Tối nay gặp nhược trần công tử chân thân, như gặp hồng trần trích tiên, quả thật ta nhân tộc chi chiến thần. Mang ta đi vào đi. Trương nhược trần mặt không biểu tình, nói. Linh cố ý tìm đến nữ tử nhân tộc hầu hạ, đã là to lớn khiêu khích. Bước vào phượng đề uyển, không khí trở nên rét lạnh rất nhiều, như rơi vào hầm băng. Trương nhược trần hoành mắt quét tới, trong phòng, có một đầu màu đồng cổ bàn dài, linh, thương bạch tử, họa tinh, sớm đã ngồi tại Bắc, Tây, Đông ba cái phương vị. Có khác ba vị nữ tử tuyệt sắc, hầu hạ ở bên cạnh họ, hai vị là bất tử huyết tộc bán thánh, một vị là nhân tộc bán thánh. Trên bàn, ngoại trừ bày ra có rượu ngon món ngon, còn có sử dụng nhân loại huyết nhục nấu nướng món ăn, cùng nhân loại hồn phách luyện thành hồn thực. Một chiếc đèn lưu ly đặt ở bàn trung ương. Dầu thắp thanh tịnh trong suốt, bấc đèn như đậu, một bên thiếu đốt, một bên tản mát ra đường vân gợn sóng, mùi thơm giống như đàn, cho người ta yên tĩnh trí viễn cảm giác. Ha ha, nhiều trần lão đệ, vi huynh đã chờ ngươi đã lâu, ngươi làm sao giờ mới đến. Ta nhìn, ngươi được từ phạt ba chén mới được. Linh quen thuộc cười nói, phảng phất gặp được xa cách từ lâu lão hữu. Vị này quỷ chủ con thứ năm, quỷ trên người khí nội liễm, quỷ thể cùng huyết nhục chi khu không có khác nhau, chừng 30 tuổi, mặt trắng không dâu, đỉnh đầu trần trùng trục, một sợi tóc đều không có. Thương bạch tử cùng họa tinh, riêng phần mình âm thầm dò xét trương nhược trần, không nói một lời. Trương Nhược Trần ngồi vào bàn phía nam, cùng Linh tương đối, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trên bàn đèn lưu ly, nói: "Phật Du Đăng." "Chính là Phật Du Đăng." Linh nói, "Lấy Phật thi thể, nấu luyện ra thi dầu, chế là dầu thắp. Một khi nhóm lửa, có thể áp chế tu sĩ tinh thần lực ly thể, cũng có thể áp chế tu sĩ linh giác cảm giác." Chỉ là chiêu này bố trí, Trương Nhược Trần chính là ý thức được, trước mắt ba người này, hôm nay có giết hắn chi tâm. Thương Bạch Tử đổi một thân sạch sẽ đạo bảo, không có chút nào ở trong khổng tước cung bộ dáng chật vật nói trường sinh điện tiên tổ từng đi hướng tây thiên phật giới đào được một bộ phật thi luyện ra không ít phật dầu Nhược trần công tử nếu là có hứng thú bần đạo có thể đưa ngươi một chút phật chính là thần trương nhược trần che bưng mũi không khách khí nói thật thối nơi nào đến thúi như vậy thi vị ngay cả hương phật đều đóng ngăn không được thương bạch tử cứng ngắc mà trắng bệch mặt trở nên âm độc liền muốn phát tác linh đè xuống hắn Thương bạch tử hừ lạnh một tiếng, đem lửa dẫn phát tiết đến ngồi trên chân vị kia nhân tộc bán thánh nữ tử trên thân, đưa nàng bóp gương mặt xinh đẹp run rẩy, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Linh ánh mắt nhìn chăm chú về phía vị kia tên là liên nhu nhân tộc nữ thánh nói, còn không tranh thủ thời gian cho nhược trần công tử rót rượu. Liên nhu mị thái ngàn vạn bưng rượu lên ấm, rót đầy một chén, thân thể mềm mại như người dựa vào đến trương nhược trần trên thân, thổ khí như lan nói, công tử, xin mời uống. Trương nhược trần duỗi ra hai ngón tay ngăn trở chén rượu cùng linh đối mặt nói giữa chúng ta không cần thiết khách sáo như thế tới đây mục đích của ta chỉ có một cái kiếm nam giới linh hai mắt nhíu lại buông xuống giơ lên chén rượu nói nhược trần công tử cỡ nào thân phận thế mà đối với một tòa cần cỗi nhược giới như vậy cảm thấy hứng thú các ngươi không phải cũng đối với nơi đó cảm thấy hứng thú trương nhược trần ngay sau đó lại nói đao ngục hoàng đến cùng làm sao nói với các ngươi việc này không có quan hệ gì với đao ngục hoàng mua sắm kiếm nam giới chúng ta chỉ là muốn lớn mạnh thế lực bồi dưỡng càng nhiều tộc nhân thương bạch tử nói linh khe khẽ lắc đầu thương bạch tử thật đúng là một thằng ngu trương nhược trần căn bản là không có cách khẳng định là đao ngục hoàng để lộ bí mật hỏi ra vừa rồi vấn đề kia hiển nhiên là đang thử thăm dò thương bạch tử trả lời như vậy mặc dù là phủ nhận thế nhưng là cùng thừa nhận khác nhau ở chỗ nào đao ngục hoàng thời gian khó qua bất quá linh cảm thấy cái này chưa chắc là một chuyện xấu bọn hắn đã đáp ứng đao ngục hoàng tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ bọn hắn làm được hoàn toàn chính xác không có cố ý tiết lộ bây giờ trương nhược trần phẫn hận đến cực điểm tất nhiên sẽ tìm đao ngục hoàng tính sổ sách thế nhưng là đao ngục hoàng một khi đột phá đến thiên vấn cảnh tu vi bạo tăng đến lúc đó không thể nghi ngờ là trương nhược trần một tôn kình địch coi như đao ngục hoàng vẫn như cũ đấu không lại trương nhược trần chết tại trong tay hắn đao ngục hoàng thế lực sau lưng sao lại từ bỏ ý đồ vô luận như thế nào tính món nợ này bọn hắn đều không lỗ đương nhiên còn phải nhìn trương nhược trần hôm nay có hay không còn sống rời đi bản sự trương nhược trần nói ba vị không cần thiết mở to mắt nói lời bịa đặt nói thật cho các ngươi biết ta đối với kiếm nam giới nhất định phải được linh cười cười nói nếu nhược trần lão để đối với kiếm nam giới như vậy cảm thấy hứng thú chúng ta ngược lại là có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích bất quá mua sắm một giới chúng ta tam đại thế lực tốn hao to lớn không biết nhược trần ngươi có thể đưa ra giá cả bao nhiêu đưa nó mua về trương nhược trần rất là dứt khoát nói ba viên thần thạch tại tam đại cường giả sửng sốt thời điểm trương nhược trần từ trong nhẫn không gian lấy ra ba viên thần thạch ném ra ngoài phân biệt bắn về phía linh thương bạch tử họa tinh bạch 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 thương bạch tử lấy tay bắt lấy đối diện bay tới thần thạch rốt cuộc ép không được lửa giận bỗng nhiên đứng dậy toàn thân âm khí đại thịnh nói cho thể diện mà không cần trương nhược trần ngươi đừng muốn khinh cuồng nói thật cho ngươi biết trường sinh điện muốn là trên người ngươi vạn chú thiên châu nếu không ta một đạo mệnh lệnh hạ đạt toàn bộ kiếm nam giới trong khoảnh khắc hóa thành tử vực ức vạn sinh linh đem bởi vì ngươi mà chết người mặc áo giáp họa tinh nói tàng tẫn cốt hải chỉ muốn muốn về yên hồng đại thánh di thể trương nhược trần cười lạnh lắc đầu nhìn về phía linh nói nếu như ta không có đoán sai địa sát quỷ thành muốn chính là thất tinh quỷ liên a à. nhược trần thật là ta chi chi kỷ Linh nói. Trương Nhược Trần tiếp nhận Liên Nhu chén rượu trong tay, đặt ở chóp mũi hít hà, nói, một tòa kiếm nam giới. Các ngươi lại muốn bán ba kiện trí tôn thánh khí là cảm thấy ta nhất định phải làm oan đại đầu này. Tăng tẫn cốt hải muốn là yên hồng đại thánh di thể, thế nhưng là di thể trên ngón tay mang theo nhẫn, lại là trí tôn thánh khí. Nhẫn không cách nào từ trên ngón tay của nàng gỡ xuống. Linh, thương bạch tử, họa tinh đều là trên mặt ý cười, dáng tươi cười đều có khác biệt. Linh dáng tươi cười ô nhuận, thương bạch tử dáng tươi cười cứng rắn họa tinh dáng tươi cười như hắn trong hốc mắt cốt hỏa đồng dạng hưng phấn nhảy lên trương nhược trần trung quy là không có uống rượu trong chén nói nói thật cho các ngươi biết ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ trong tay các ngươi mua sắm kiếm nam giới linh thương bạch tử họa tinh mặc dù vẫn như cũ mỉm cười thế nhưng là dáng tươi cười toàn bộ trở nên cứng ngắc trương nhược trần lại nói thật lâu trước đó có người nói cho ta biết địa ngục giới là một cái mạnh được yếu thua chi địa ngay cả như vậy có thể cướp đồ vật tại sao muốn dùng thần thạch mua cả phòng trở nên túc sát muốn từ chúng ta tam đại thế lực trong tay cướp đi kiếm nam giới ngươi sợ là đang nằm mơ thương bạch tử nói trương nhược trần nói trên đời này có như vậy một số người hết lần này tới lần khác ưa thích nằm mơ nghe nói như thế thương bạch tử sắc mặt có chút biến đổi linh nỗi lòng bình thản vẫn như cũ bảo trì chính mình dáng vẻ nói như trần lão đệ vừa tới địa ngục giới sợ là không hiểu quy củ của nơi này nhược nhục cường thực pháp tác sinh tồn hoàn toàn chính xác không giả nhưng là cũng có một chút cơ bản nhất quy tắc ngươi nếu là dám cưỡng đoạt kiếm nam giới không thể nghi ngờ là muốn khởi xướng thần cấp thế lực ở giữa quy mô lớn nội chiến nếu là người người cũng giống như ngươi địa ngục giới sớm đã đại loạn ngươi chạm đến ranh giới cuối cùng coi như chúng ta bỏ qua cho ngươi vận mệnh thần điện cũng không vòng qua được ngươi ngay sau đó hắn uống xong một chén rượu lại chậm rãi nói ra những năm gần đây tài quyết ti giết những thần tử Thần nữ, thần truyền đệ tử không nghe lời kia, không phải số ít, nhiều trần lão đệ nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Trương Nhược Trần đứng người lên, sát khí tràn ra ngoài, nói, ít cầm vận mệnh thần điện ép ta, trận chiến này, ta bắt buộc phải làm. Các ngươi nếu là thức thời, liền chủ động giao ra kiếm nam giới, nếu không, kiếm nam giới chính là các ngươi chôn xương táng hồn chi địa. Cáo tử, linh ánh mắt, trong lúc thoáng qua trở nên lạnh nhạt trầm xuống như xương, con mắt dư quang, rơi xuống vị kia tên là liên nhu nhân tộc nữ thánh trên thân bành chén rượu ngã xuống đất vỡ thành tàn phiến oanh linh thương bạch tử họa tinh đồng thời phóng xuất ra đạo vực linh trong đạo vực đang đứng một tòa to lớn âm sơn ngọn núi liên miên ngàn dặm núi non núi non trùng điệp đến ngàn vạn nhớ quỷ hồn xuyên qua dãy núi giống như là biển gầm tuôn hướng trương nhược trần thương bạch tử đạo vực là bảy tòa đạo cung họa tinh đạo vực là một mảnh tối tăm mờ mịt biển xương loang thoáng có thể thấy được từng tôn lớn như núi thể cốt thân, có cốt hỏa ở bên trong thiêu đốt. Ba tòa đạo vực, một tầng chồng lên một tầng, đồng thời trần áp đến Trương Nhược Trần trên thân. Lên. Trương Nhược Trần chợt quát một tiếng, bất động minh vương thánh tướng từ thể nội xông ra, chống lên một vùng thiên địa, ngăn cản ba tòa đạo vực trần áp. Đứng ở Trương Nhược Trần bên cạnh Liên Nhu, trong mắt nhu tình trong nháy mắt biến mất. Chẳng biết lúc nào, trong tay nàng xuất hiện một thanh thủy thủ màu đen, như chớp giật đâm về Trương Nhược Trần huyệt thái dương. Giờ phút này, nàng nào giống là một vị thánh giả, bạo phát đi ra khí tức ba động, rõ ràng đã đạt tới thiên vấn cảnh cấp độ. Khoảng cách gần như thế, lấy nàng không có gì sánh kịp tốc độ, có thể nói, đã cho Trương Nhược Trần phán quyết tử hình. Trương Nhược Trần hộ thể thánh khí, bị chủy thủ màu đen từng tầng từng tầng đâm rách, giống như giấy làm. Tại nó ra khỏi vỏ một khắc này, ngồi tại linh, thương bạch tử, họa tinh bên người ba vị nữ tử, chính là bị nó hút đi hồn phách cùng máu tươi, hóa thành ba bộ xương khô nó trí tà trí ác chi lực làm cho cả trong phòng đều vang lên ngàn vạn đạo thanh âm có đang khóc tố có đang cầu khẩn có tại cuồng tiếu trong chủy thủ thước dài ẩn chứa đếm mãi không hết ác linh mắt thấy chủy thủ màu đen liền muốn đâm xuyên trương nhược trần huyệt thái dương trương nhược trần lại giống sớm có đoán trước đồng dạng một trưởng đánh vào lồng ngực của nàng bành liên nhu trừng lớn hai con ngươi trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài nàng ngực vốn là sung mãn bị trương nhược trần một trưởng đánh cho nổ tung đồng thời hướng vào phía trong sụp đổ xương ngực vỡ vụn ngũ tạng hóa thành bùn máu còn chưa chờ nàng bay ra ngoài tay trái của nàng cổ tay liền bị trương nhược trần giữ chặt một lần nữa kéo trở về trương nhược trần không có chút nào thương hương tiếc ngọc một trưởng đánh vào đỉnh đầu của nàng bành liên nhu đầu lâu sụp đổ vốn là cực kỳ mê người thân thể mềm mại biến thành một đoàn đẫm máu không đầu thịt nhão rơi ở trên mặt đất nàng vẫn như cũ chưa chết ngón tay cùng hai chân đều là đang ngọ nguậy. Trương Nhược Trần đưa nàng trấn áp tại trong không gian chân vực, khiến nàng nhục thân không cách nào lần nữa khôi phục. "Phá cho ta." Bất động Minh Vương Thánh Tướng xé nát ba tòa đạo vực, chung quanh cảnh tượng lần nữa khôi phục tới. Vẫn như cũ là ở trong Phượng Đề Uyển, Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh vẫn như cũ ngồi tại bàn ba phương hướng. Có chỗ khác biệt chính là bên cạnh bọn họ ba vị nữ tử biến thành dữ tợn xám đen xương khô. Liên Nhu đại thánh huyết dịch Văng đầy phòng đều là. Trương Nhược Trần không chút nào để ý tới ba người bọn họ, bưng lên chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi sổng người xuống, lấy đi bóp ở trong tay Liên Nhu trủy thủ màu đen, nhìn một chút, nói, "Ác chú trủy thủ. Theo ta được biết, nó đã truyền thừa hơn 200.000 năm, hấp thu vô số ác linh cùng máu tươi, là một thanh có thể giết chết bán thần nguyên rủ hung khí. Ngươi không phải địa ngục giới tu sĩ, ngươi đến từ thiên sát tổ chức." Liên Nhu trong thân thể tàn phá, phát ra làm cho người kinh dị thanh âm lạnh như băng, Trương Nhược Trần. Ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng là ta không rõ, ngươi là như thế nào sớm nhìn ra, ta mới thật sự là người ám sát ngươi. Ngươi liễm khí bí thuật rất tinh diệu, đem tu vi giấu ở thánh giả cảnh. Đáng tiếc, ngươi coi như có thể giấu giếm được bán thần, cũng lừa không được ta. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không đem chính mình có được chân lý chi tâm bí mật nói ra. Nếu như Trương Nhược Trần không phải sớm phát giác, có chỗ phòng bị, tại vừa rồi dưới tình huống đó, cho dù là vô thượng cảnh đại thánh, đều có một hai thành khả năng gặp chuyện vẫn lạc. Đầu tiên là tìm đến nhân tộc cùng bất tử huyết tộc nữ tử hầu hạ, vừa chuẩn chuẩn bị các loại nhân loại huyết nhục đồ ăn, chính là vì ảnh hưởng Trương Nhược Trần tâm tư. Tại động thủ một khắc này, ba tòa đạo vực ép thân, muốn đem Trương Nhược Trần lực chú ý, đều dẫn tới ba cái căn bản không tồn tại tu sĩ trên thân. Sau đó, Liên Nhu mới là cận thân ám sát, lấy ác chú chủy thủ, lấy Trương Nhược Trần tính mệnh. Sát cục này, vòng vòng đan xen, từ vừa mới bắt đầu liền bố trí xong. Ha ha, Trương Nhược Trần, ngươi tại Thiên Đình cùng Địa Ngục đều đã trở thành mục tiêu công kích, là trên đại thánh bảng xếp hạng tiền thưởng đáng giá nhất tu sĩ một trong, không biết bao nhiêu sát thủ đế hoàng muốn lấy tính mạng của ngươi, ngươi không sống được lâu đâu." Liên Nhu gần như điên cuồng cười nói. Trương Nhược Trần nói, thiên sát tổ chức thế mà cùng địa sát quy tắc, Trường Sinh Điện, Tăng Tẫn Cốt Hải hợp tác, cũng không biết vận mệnh thần điện biết được về sau sẽ như thế nào xử trí bọn hắn. Ngươi không có cơ hội vì sao? Bởi vì ngươi không có chứng cứ. Liên nhu thân thể, tự động bốc cháy lên. Trong hỏa diễm, vang lên nàng thanh âm bình tĩnh, ám hương chỉ là khúc nhạc dạo, bóng ma tử vong. Chắc chắn bao trùm giữa thiên địa mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, khi hoa đào nở rộ thời điểm, ngươi cũng sẽ cùng ta cũng như thế, hóa thành một trăm nghìn bụi bặm. Trương Nhược Trần muốn ngăn cản Liên Nhu, đáng tiếc trễ, thanh âm vừa dứt, nàng chính là thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn một túm cho tàn. Liền ngay cả tàn mát trong phòng đại thánh huyết dịch, cũng đều đốt sạch. Ta có thể ngăn cản nàng tự bạo thánh nguyên, lại không ngăn cản được nàng thi triển tự tẫn bí thuật. Thiên sát tổ chức sát thủ thật là đáng sợ, nàng căn bản không giống như là người, càng giống là một kiện giết người binh khí, thiên vấn cảnh tu vi, vậy mà đều như vậy quả quyết lựa chọn tự sát. Nàng thật không có chút nào sợ chết. Trương Nhược Trần cẩn thận hồi tưởng, nàng lâm thời trước đó nói đoạn nói kia. Ám hương chỉ là khúc nhạc dạo. Khi hoa đào nở rộ thời điểm, ngươi cũng sẽ cùng ta cũng như thế. Ám hương, hoa đào, xoẹt, trên bàn, trong đèn lưu ly Phật dầu đốt sạch. Ánh đèn dập tắt, cả phòng trở nên một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe được trong ác chú chỉ thủ từng đạo âm linh nói nhỏ âm thanh. Không có Phật du đăng áp chế, Trương Nhược Trần tinh thần lực, rốt cục có thể ly thể. Linh, thương bạch tử, họa tinh vẫn như cũ ngồi tại bàn ba mặt, thế nhưng là Trương Nhược Trần lại cảm giác không đến khí tức của bọn hắn. Trong miệng hừ nhẹ một tiếng, xem ra các ngươi vẫn là không dám trắng trợn xuất thủ ngoài cửa sổ có gió rét thổi tới linh thương bạch tử họa tinh thân thể phân giải hóa thành ba chồng cát vàng cũng chỉ là khôi lỗi phân thân linh thương bạch tử họa tinh đứng ở trong quy nhạn uyển nhìn ra xa phượng đề uyển phương hướng thương bạch tử nghi ngờ nói trương nhược trần thật là ham mê nữ sắc chi đồ lấy ám hương mỹ mạo vậy mà không mê hoặc được hắn đâu chỉ không phải ham mê nữ sắc chi đồ đơn giản chính là một cái là thủ tồi hoa hoa nhân họa tinh nói mặc dù ám sát thất bại linh nhưng như cũ chấn định tự nhiên trên mặt dáng tươi cười nói lam anh diêm hoàng đổ vô cường cái nào không phải đương thời nhất đảng hùng kiệt trên thú thiên chiến trường lại đều bại bởi trương nhược trần nhân vật như vậy coi như ham mê nữ sắc cũng không phải mỹ nhân kế giết được họa tinh nói ám hương không chỉ có là mỹ nhân càng là thiên sát tổ chức nhất đảng đế hoàng cấp sát thủ chúng ta phải thừa nhận trương nhược trần so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm khó đối phó hắn nếu không đủ cường đại ngược lại không có gì hay linh cười nói ngươi còn cười được trương nhược trần đã biết ám hương thân phận nếu là hắn bẩm báo cho vận mệnh thần điện chúng ta sẽ có đại phiền toái thương bạch tử có chút lo lắng họa tinh nói điểm này ta ngược lại thật ra không lo lắng trương nhược trần ở trong vận mệnh thần điện bối cảnh là phúc lộc thần cung đáng tiếc phúc lộc thần cung không quản được khối này còn tài quyết ti ngân ngân bằng vào chúng ta ở trong tài quyết ti năng lượng trương nhược trần nếu là không có tuyệt đối chứng cứ Tài quyết tì căn bản sẽ không để ý đến hắn. Linh nghĩ tới điều gì, ý vị thâm trường nói, ta nhận được tin tức, Trương Nhược Trần cùng vị kia tân tấn vận mệnh thần nữ quan hệ hòa hoãn, so trước kia gần gũi hơn khá nhiều. Làm sao có thể? Họa tinh nói, thương bạch tử lộ ra khó có thể tin thần sắc, nói, hai người này trên thú thiên chiến trường, thế nhưng là đánh đến long trời lở đất, thế như nước với lửa. Họa tinh nói, tân tấn vận mệnh thần nữ còn phải dựa vào thượng tam tộc duy trì, lấy thượng tam tộc cùng Trương Nhược Trần mâu thuẫn, bọn hắn vô luận như thế nào đều đi không đến cùng một chỗ. Vị kia tân tấn thần nữ, không nên không rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Linh cười nói, tạm thời không cần để ý tới, tân tấn thần nữ mới vừa vặn sắc phong, tăng thêm tu vi còn thấp, không cách nào phục chúng, còn chỉ huy bất động tài quyết tì. Trương Nhược Trần coi như tìm tới nàng, tại dưới tình huống không có chứng cơ xác thực, căn bản không làm gì được chúng ta. Thương Bạch Tử vuốt vuốt tròm dâu, gật đầu nói, Linh Tôn cho rằng, Trương Nhược Trần có thể hay không thật công kích kiếm nam giới. Hẳn là sẽ đi. Phụ thần từng nói, Trương Nhược Trần tại trên thần chữ bảng xếp hạng, sở dĩ rất thấp, là bởi vì tâm ma sâu nặng. Nếu là không thực hiện lời hứa của mình, hắn muốn trở thành thần, sẽ cửu tử nhất sinh. Linh nói. Thương Bạch Tử âm trầm cười nói, không bằng chúng ta bây giờ liền hạ lệnh, hướng kiếm nam giới đưa lên thi độc, đem nơi đó biến thành một tòa vong linh quỷ vực. Kể từ đó, nhất định để Trương Nhược Trần vì đó phát điên, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị linh giơ cánh tay lên lắc lắc nói giết người không thể chỉ cầu thú vị đây là hạ sách trương nhược trần công bố muốn trắng trợn cướp đoạt nam kiếm giới sao không như hắn nguyện này làm sao có thể thương bạch tử sững sờ lập tức kịp phản ứng khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười âm hiểm rất tốt rất tốt trương nhược trần nếu là chết tại kiếm nam giới coi như trách không được chúng ta loảng xoảng loảng xoảng thu đến linh truyền âm thân nữ cung hộ vệ cấp tốc chạy đến đem phượng đề uyển vây quanh. 50 vị hộ vệ đều là người mặc huyết khải, cầm trong tay trường mâu, đem toàn bộ phượng đề uyển vây quanh một vòng, giáp sáng như gương, khiến cho bóng đêm túc sát mà ngưng trọng. Hộ vệ trưởng dạ phạm thành, lấy trường mâu kích địa phương. Soạt. Lòng đất, lít nhà lít nhít đại thánh Minh Văn cùng trận pháp Minh Văn nổi lên, hắn nghiêm nghị nói, nhận được mật báo, có người ở trong phượng đề uyển, giết chết thần nữ lâu ba vị thánh cảnh người hầu. Các hạ là chính mình đi ra, thúc thủ chịu trói vẫn là chúng ta đi vào tự mình động thủ quân hộ vệ xuất động kinh động đến không ít tu sĩ tinh thần lực của bọn hắn nhao nhao mò về phượng đề uyển phương hướng đến cùng là ai dám ở thần nữ lâu giết người mà lại giết hay là thánh cảnh người hầu thần nữ lâu lâu chủ thế nhưng là nhân vật tương đương lợi hại cùng tử vong thần cung quan hệ cực sâu ở chỗ này nháo sự vô luận hắn là ai cũng sẽ không có kết cục tốt kẹt kẹt một tiếng phượng đề uyển cửa mở ra Trương Nhược Trần cầm trong tay một thanh thủy thủ màu đen, từ bên trong đi ra. Ác chú thủy thủ tạm thời bị Trương Nhược Trần ngăn chặn, nhưng như cũ, tản mát ra đáng sợ lực lượng tà ác. 50 vị hộ vệ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tất cả ánh đèn bị thôn phệ rơi. Bọn hắn nhìn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể nghe được từng đạo ma chú giống như thanh âm. Dạ Phạm Thành tu vi cường đại, có thể ngăn trở ác chú thủy thủ lực lượng tà ác, thấy rõ Trương Nhược Trần dung mạo. Sắc mặt hắn hơi đổi, Liên vội vàng khom người hành lễ, nói, gặp qua Nhược Trần đại thánh. Trương Nhược Trần ánh mắt tìm một phen, rất nhanh tại Quy Nhạn Uyển trên lầu các, tìm được Linh, Họa Tinh, Thương Bạch Tử ba người, hướng về phía bọn hắn cười cười. Sau đó, hắn mới nhìn chăm chú về phía Dạ Phạm Thành, nói, ba vị người hầu không phải ta giết, là cây thủy thủ này giết chết. Ngươi tin không? Nhược Trần đại thánh nói như vậy, ta tự nhiên tin. Nhưng Đại thánh có thể hay không cùng ta đi một chuyến, chính miệng hướng lâu chủ giải thích. Dạ Phạm Thành không kiêu ngạo không tự ti nói. Thật xin lỗi, không có thời gian. Trương Nhược Trần trực tiếp đi ra ngoài. Dạ Phạm Thành bước ra một bước, ngăn lại đường đi của hắn, nói, nếu Đại Thanh nói, các nàng là bị thanh trùy thủ này giết chết, có thể hay không đem trùy thủ giao cho Tại Hạ. Tại Hạ cũng nên cho lâu chủ một cái công đạo A. Thanh trùy thủ này, không thể cho người. Lâu chủ muốn bàn giao, có thể đi hỏi Linh, Thương Bạch Tử, còn có họa tinh, tìm ta, ta không cho được bất luận cái gì bàn giao. Trương Nhược Trần ngữ khí bình thản, thế nhưng là trong lúc vô hình phát ra khí thế, lại làm cho ở đây hộ vệ, thở mạnh cũng không dám một chút. Thần nữ lâu biết rất rõ ràng là Linh, Thương Bạch Tử, họa tinh vào ở Phượng Đề Uyển. Hiện tại người đã chết, lại chỉ tìm Trương Nhược Trần, tính là gì ý tứ. Lại nói, thiên sát tổ chức đỉnh tiêm hoàng cấp sát thủ, lại có thể ngây ngang, xuất hiện tại trong thần nữ lâu mạng lưới tình báo tin tức cường đại. Muốn nói việc này cùng thần nữ lâu hoàn toàn không có quan hệ, Trương Nhược Trần là đánh chết đều không tin. Tránh ra." Trương Nhược Trần nói. Chỉ hai chữ này, Dạ Phạm Thành trong tai, lại giống như là có kinh lôi nổ tung, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể lung la lùng lay. Cuối cùng, hắn rời bước chân, cho Trương Nhược Trần nhường ra một con đường. Trương Nhược Trần sửa sang lại quần áo, đi tới. Thẳng đến Trương Nhược Trần đi xa, năm mươi vị hộ vệ mới cảm giác áp lực nhẹ đi, thật dài thở dài một hơi. Trong đó một vị hộ vệ, có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói hộ vệ trưởng đại nhân chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn tại thần nữ lâu giết người vô luận là ai đều muốn nhận trừng phạt rất nhiều tu sĩ đều nhìn chằm chằm đâu mặc cho trương nhược trần như thế rời đi thần nữ lâu uy nghiêm ở đâu sau này còn thế nào tại vận mệnh thần vực đặt chân một vị khác hộ vệ đạo dạ phạm thành làm sao không muốn áp giải trương nhược trần đi gặp lâu chủ thế nhưng là lâu chủ đều tự mình truyền âm để hắn thả trương nhược trần rời đi Hắn đương nhiên chỉ có thể làm theo. Nói cho cùng, thần nữ lâu là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực hắc ám, còn không dám tại vận mệnh thần vực quá lộ phong mang. Lấy Trương Nhược Trần thân phận, thật đem sự tình làm lớn chuyện, cuối cùng xui xẻo, nhất định là thần nữ lâu. Trong quy nhạn uyển, Thương Bạch Tử cười ha ha, linh tôn một chiêu này, thật sự là cao minh. Trương Nhược Trần như vậy kiêu ngạo không tuần, thần nữ lâu hoàn toàn chính xác không làm gì được hắn, thế nhưng là, hắn cũng đắc tội thần nữ lâu. Đắc tội thần nữ lâu cũng chính là đắc tội tử vong thần cung trương nhược trần không có lựa chọn nếu là hắn hướng thần nữ lâu thỏa hiệp nguyên hội cấp thiên tài cũng liền uy danh quét rác rất không chỉ là mặt của hắn còn có mặt huyết tuyệt chiến thần cùng phúc lộc thần tôn cùng chính mình mất mặt nếu như không để cho thần nữ lâu mất mặt họa tình nói linh dựa vào lan can trông về phía xa rời đi trương nhược trần nói cùng nguyên hội cấp thiên tài đấu kỳ nhạc vô tận đi ra phượng đề uyển trương nhược trần liền đang tự hỏi có hay không biện pháp bằng vào thiên sát tổ chức thích khách sự tình đem linh thương bạch tử họa tinh nhất cử diệt trừ thế nhưng là cuối cùng phát hiện linh quá cẩn thận cơ hồ xóa đi tất cả chứng cứ chỉ bằng một thanh ác chú trùy thủ vịn không ngã bọn hắn trương nhược trần thở ra một hơi thật dài ánh mắt chiếu tới chỗ nhìn thấy phía trước đứng đấy một vị thân hình khôi ngô lão giả lục tuần vị kia lão giả lục tuần đứng tại mép nước hướng hắn gật đầu mỉm cười truyền âm nói lão hủ diêm hàn y gặp qua phò mã Trương Nhược Trần gặp qua Diêm Hàn Ý, hắn là theo chân La Sinh Thiên cùng đi đến thần nữ lâu. Diêm La tộc tu sĩ. Diêm Hàn Y nhẹ gật đầu, nói, phò mã không cần như vậy kỳ quái. Diêm La tộc rất lớn, tu sĩ càng là nhiều không kể xiết, không nhất định toàn bộ đều chỉ hiệu chung Diêm La tộc. Lão Hủ chính là thần hoàng tử Điện Hạ cùng công chúa Điện Hạ Lão Sư một trong, phụ trách giảng dạy thân Pháp, truyền lưu quang trì đạo. Có thể làm La Sinh Thiên cùng La Sa Lão Sư cũng không phải kẻ vớ vẩn. Trương Nhược Trần nói, tiền bối đừng gọi ta phò mã, ta không có ý định gả cho các ngươi công chúa, là nàng gả cho ta. Đều như thế, đều như thế. Diêm Hàn Y tựa hồ là một người rất dễ nói chuyện, chỉ ít đối mặt Trương Nhược Trần lúc, trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười, nói, thần hoàng tử điện hạ, muốn gặp ngươi một mặt. Vừa rồi Phượng Đề Uyển gây động tĩnh không nhỏ, bị La Sinh Thiên biết được, cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Trương Nhược Trần không cần đoán cũng biết La Sinh Thiên vì sao tìm hắn, vị kia thần hoàng tử, vốn là nhìn hắn khó chịu bây giờ thật vất vả bắt được cái chuôi làm sao có thể tùy tiện buông tha hắn trương nhược trần không tốt công khai cự tuyệt nói ta còn có khác một số việc nhu cầu cấp bách đi làm không bằng dạng này ngươi trước tiên đem hoàng huynh vào ở địa phương nói cho ta biết chờ ta làm xong lại đi gặp hắn dạng này a à. diêm hàn y lộ ra thần sắc khó khăn cuối cùng biết mình ép buộc không được trương nhược trần đáp ứng nói tốt a à? thần hoàng tử điện hạ vào ở chính là nhất phẩm hồng uyển nhất phẩm hồng trương nhược trần trong hai mắt hiện lên một đạo dị sắc nhất phẩm hồng thế nhưng là tên hoa la sinh thiên điểm hoa rồi không nhìn ra vị kia thần hoàng tử chững chạc đàng hoàng bề ngoài dưới lại có một viên như vậy lang thang trái tim phò mã cáo tử diêm hàn y thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trương nhược trần trong lòng kinh ngạc diêm hàn y tốc độ cũng quá nhanh tựa hồ so không gian na di đều nhanh dù sao không gian na di còn có một cái điều động thánh khí quá trình đây chính là trong thánh cảnh cấp cao nhất tốc độ sao cho dù là khuyết so sánh với hắn tựa hồ cũng kém không ít trương nhược trần vốn là phi thường tự tin có thể tại bất luận cái gì một cái thánh cảnh tu sĩ trong tay thoát thân thế nhưng là gặp được diêm hàn y loại tồn tại này chính mình thật sự có thể thoát thân sao diêm hàn y vô thanh vô tức rời đi cô xạ tĩnh vô thanh vô tức xuất hiện nàng đứng tại mép nước một gốc lá cây to bè ngân phong thụ trong bóng tối giống như đêm tối u linh nói ngươi so trong tưởng tượng của ta yếu nhược ta đã nhắc nhở qua ngươi ngươi nhưng như cũ rơi vào trong tính toán của linh trương nhược trần cười nói thật sao ta đây không phải toàn thân trở ra ngươi truy cầu chính là toàn thân trở ra ngươi có biết hay không chính mình vừa rồi đã đắc tội thần nữ lâu để thần nữ lâu cùng thần nữ lâu lâu chủ ném đi mặt mũi biết đương nhiên biết thần nữ lâu lâu chủ là một nữ nhân nữ nhân thật lợi hại. Ừm, vậy ngươi có biết hay không, lòng của phụ nữ mắt bình thường đều không lớn. Nữ nhân lợi hại, tâm nhãn càng nhỏ hơn. Ngươi để nàng ném đi mặt mũi, nàng liên dám để cho ngươi mất đi tính mạng. Trương Nhược Trần không để ý chút nào, hỏi, ngươi cũng là nữ nhân lợi hại, tâm nhãn của ngươi, có phải hay không cũng rất nhỏ. Cô xạ tĩnh ánh mắt băng lãnh như xương, nói, vận khí của ngươi rất tốt, thần nữ lâu gần nhất phát sinh một việc đại sự, vị kia lâu chủ hẳn không có thời gian để ý tới ngươi việc đại sự gì trương nhược trần hỏi nơi này không phải chỗ để nói chuyện đi theo ta cô xạ tĩnh thân thể tiêu tán mà ra hóa thành từng sợi hà khí màu đỏ tươi quấn chặt lấy trương nhược trần thân thể trương nhược trần một bên phòng bị vừa quan sát thời gian dần trôi qua tầm mắt của hắn hoàn toàn bị ánh nắng chiều đỏ bao trùm rốt cuộc nhì không thấy cái khác nàng đây là muốn làm gì trương nhược trần ẩn ẩn cảm thấy bất an đầu ngón tay ngưng tụ ra tịnh diệt thần hỏa đang muốn xuất thủ phá vỡ ánh nắng chiều đỏ. chợt ánh nắng chiều đỏ chủ động tán đi. trương nhược trần phát hiện chính mình đúng là xuất hiện ở trong một gian phòng cổ kính, trên vách tường treo đầy thư pháp cùng danh họa. góc đông bắc đang đứng hình quạt bình phong. cô xạ tĩnh đứng tại bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài. trương nhược trần nói ngươi vừa rồi sử dụng chính là thủ đoạn gì? làm sao bị ngươi cuốn lấy cuốn lấy? liền đi tới nơi này. ta rõ ràng cảm giác được chưa từng xuất hiện không gian ba động ngươi nếu đem thiên ma thạch khác cho ta mượn lĩnh hội, ta liền nói cho ngươi trong đó huyền bí. Cô xạ tĩnh nói. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh bàn tọa hạ, nói, ngươi hay là nói cho ta biết trước, thần nữ lâu đến cùng xảy ra đại sự gì. Cô xạ tĩnh rất trực tiếp, nói, đại khái một tháng trước, tu la tộc đại thánh đàm phi, tại băng vương tinh trong thần nữ lâu đổ thành, thắng đến năm mai cực phẩm thần tinh. Phổ thông thần tinh, một viên có thể đổi 10 viên thần thạch. Thế nhưng là cực phẩm thần tinh, một viên lại có thể đổi một nghìn mai thần thạch lúc đương thời người nhận ra năm mai thần tinh chính là cực phẩm bản nguyên thần tinh trương nhược trần không cách nào bảo trì vừa rồi nhẹ nhõm trạng thái nghiêm túc nói cái này sao có thể từ khi bản nguyên thần điện biến mất đằng sau lại không tu sĩ có thể chủ tu bản nguyên chi đạo thành thần những thần linh kiêm tu bản nguyên chi đạo khác kia coi như có thể ngưng tụ ra bản nguyên thần tinh nhưng cũng ngưng tụ không ra cực phẩm cô xã tĩnh nói cho nên việc này đưa tới oanh động to lớn có người suy đoán, bản nguyên thần điện đã xuất thế. Chuyện lớn như vậy, thiên đình cùng địa ngục thần linh đều sẽ bị kinh động A. À. Trương Nhược Trần nói, một tòa hàng cổ thần điện xuất thế, Trương Nhược Trần có thể tưởng tượng thần linh tất nhiên sẽ xuất thủ, thậm chí có khả năng sẽ bộc phát một trận đại quy mô thần chiến. Cô xã Tĩnh nói, không sai, nếu để cho thiên đình giới biết bản nguyên thần điện xuất thế, một trận đại quy mô thần chiến, tất nhiên là không thể tránh được. Nhưng là, bây giờ còn không có có chứng cứ chứng minh, bản nguyên thần điện đã xuất thế mà lại liên quan tới cực phẩm bản nguyên thần tinh tin tức đã bị nghiêm mật phong tỏa người nên diệt khẩu toàn bộ đều đã chết trương nhược trần khẽ cười một tiếng tin tức đều truyền đến người nơi đó ta không tin phong tỏa được toàn bộ địa ngục giới biết tin tức này thế lực không cao hơn 20 cái bọn hắn sở dĩ biết đó là bởi vì cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế thời điểm những thế lực lớn này tu sĩ lập tức đưa tin cho thần linh cô xã tĩnh nói trương nhược trần nói La Tổ Vân Sơn giới chính là một cái trong số đó. Trong La Tổ Vân Sơn giới, dưới thần cảnh, chỉ có một mình ta biết được, cô Xạ Tĩnh nói. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi vì sao dễ dàng như thế đem tin tức nói cho ta biết? Bởi vì muốn tìm tới Bản Nguyên Thần Điện, cần trợ giúp của ngươi. Không chờ Trương Nhược Trần mở miệng, cô Xạ Tĩnh tiếp tục nói, muốn tìm được Bản Nguyên Thần Điện, năm mai cực phẩm Bản Nguyên Thần tinh là mấu chốt. Trương Nhược Trần nói, thông qua năm mai cực phẩm Bản Nguyên Thần tinh Suy tính ra bản nguyên thần điện vị trí. Cô xạ tĩnh nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, chỉ bằng cực phẩm bản nguyên thần tinh, là suy tính không ra bản nguyên thần điện vị trí, còn phải cần một vị bản nguyên trưởng khống giả huyết dịch làm kíp nổ. Ngươi biết vì sao? Thần linh cho rằng, bản nguyên thần điện rất có thể đã xuất thế. Cũng là bởi vì, gần nhất vạn năm, thiên đình cùng địa ngục trên mặt nổi bản nguyên trưởng khống giả, đúng là lập tức toát ra chín vị nhiều. Thời điểm dĩ vãng, một cái nguyên hội đàn sinh, đều không có nhiều như vậy mà lại không có bại lộ bản nguyên trường khống giả thân phận tu sĩ hẳn là cũng có một ít có thần linh phỏng đoán là bản nguyên thần điện đang chủ động chọn lựa chủ nhân tương lai trương nhược trần nhún vai nói chuyện lớn như vậy ta tựa hồ không thể giúp cái gì giúp ngươi giúp không được gì thế nhưng là ngươi biết bản nguyên trường khống giả cô xã tĩnh nói trương nhược trần nói xác nhận biết thế nhưng là đã bị ta giết ta chỉ không phải diêm vô thần cô xã tĩnh đã xoay người hai mắt nhìn gần trương nhược trần ánh mắt đơn giản so với đao còn muốn sắc bén. Trương Nhược Trần đương nhiên biết cô xạ tĩnh chỉ là ai, trầm mặc nửa ngày, nói, ta có hai cái nghi vấn. Ngươi hỏi, thứ nhất, hơn 10 thế lực, biết được việc này. Cực phẩm bản nguyên thần tinh cũng chỉ có năm mai, các ngươi làm sao chia. Cô xạ tĩnh nói, đêm nay, thế lực khắp nơi, tụ tập đến thần nữ lâu, chính là tranh đoạt năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh này thuộc về. Vấn đề thứ hai, đây chính là dính đến một tòa hàng cổ thần điện, coi như hiện tại hay là suy đoán, ta muốn, cũng nên do thần linh tự mình ra mặt a. À. Vì sao tới lại là các ngươi đám tu sĩ thánh cảnh này? Trương Nhược Trần cảm thấy có chút buồn cười. Cô xá tĩnh nói, vừa rồi ta đều đã nói qua, một khi thiên đình giới thần linh thu đến tiếng gió, một trận đại quy mô thần chiến chính là không thể tránh được. Gần nhất là thời kỳ phi thường, thiên đình cùng địa ngục thần linh đều tại lẫn nhau giám thị đối phương động tĩnh. Địa ngục giới thần linh một khi có dị động, nhất định bị thiên đình giới thần linh phát giác cái gì thời kỳ phi thường trương nhược trần tò mò hỏi cô xã tĩnh nói ngươi thế mà không biết ngọc hoàng giới sắp mở ra tin tức trương nhược trần lắc đầu biểu thị hoàn toàn chính xác không biết ngươi không biết ngọc hoàng giới mở ra tin tức kỳ thật cũng rất bình thường đó là thần cảnh thế giới đại sự cùng bọn ta thánh cảnh tu sĩ không có quan hệ gì cô xã tĩnh nói trương nhược trần nói bực này bí văn ta ngược lại thật ra muốn biết một hai không tính là gì bí văn Ngươi chỉ cần hỏi tham huyết hậu cùng huyết tuyệt chiến thần, bọn hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nghĩ nghĩ, cô Xạ Tĩnh hay là nói ra, nói, Ngọc Hoàng giới là trong vũ trụ ngũ đại văn minh tiền sử di tích một trong, nơi đó có thể tìm tới trợ giúp thần linh vượt qua nguyên hội kiếp nạn đầu vật, cho nên đối với toàn bộ thiên đình cùng địa ngục thần cảnh thế giới đều là đại sự kinh thiên. Phàm là lo lắng không độ được nguyên hội kiếp nạn thần linh, đều khẳng định phải đi. Sống được càng lâu xa thần linh, càng là muốn đi bọn hắn mặc dù tu vi cường đại thế nhưng là muốn vượt qua nguyên hội kiếp nạn cũng càng khó cho dù có lòng tin vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn thần linh cũng muốn đi bởi vì ngọc hoàng giới một cái nguyên hội mới mở ra một lần bất kỳ cái gì có tiến vào bên trong cơ hội thần linh đều nhất định phải bắt lấy trương nhược trần hít sâu một hơi rốt cuộc minh bạch ngọc hoàng giới mở ra ý nghĩa nói chẳng phải là nói thiên đình cùng địa ngục thần linh toàn bộ đều muốn tiến đến ngọc hoàng giới cô xã tĩnh lắc đầu nói trên lý luận mà nói hoàn toàn chính xác mỗi một cái thần linh đều tranh phá cúi đầu muốn đi thế nhưng là địa ngục cùng thiên đình cũng không tin đối phương làm sao có thể không lưu lại một chút thần linh ứng đối biến số không thể dự đoán lưu lại bao nhiêu thần linh lưu lại thần linh nào đều cần cẩn thận đắn đo chính là bởi vì việc này quan hệ trọng đại cho nên tại thời kỳ mấu chốt này thiên đình cùng địa ngục đem đối phương thần linh chăm chăm đến gắt gao tuyệt không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất địa ngục giới thần linh nếu như bởi vì bản nguyên thần điện sự tình quy mô lớn xuất động thiên đình giới sao lại không phát hiện được cho nên điều tra cùng tìm kiếm bản nguyên thần điện sự tình chỉ có thể giao cho thánh cảnh tu sĩ xử lý trương nhược trần âm thầm suy nghĩ huyết tuyệt gia tộc ba tôn thần linh muốn vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn tựa hồ cũng không phải việc khó không cần phải gấp gáp đi ngọc hoàng giới thế nhưng là huyết tuyệt chiến thần vừa trở thành huyết thiên bộ tộc đại tộc tể khẳng định là muốn dẫn đội tiến về ngọc hoàng giới mẫu hậu cùng minh vương ở giữa hẳn là sẽ có một người lưu thủ gia tộc trương nhược trần nói ngươi hẳn là đi tìm những bản nguyên trường khống giả khác kia mà không phải tới tìm ta ngươi đem những này nói cho ta biết là muốn bức ta cùng ngươi hợp tác sao không coi như ta không nói cho ngươi ngươi rất nhanh cũng sẽ biết được huyết tuyệt gia tộc vốn chính là biết cực phẩm bản nguyên thần tinh tin tức thế lực một trong cô xạ tĩnh nói trương nhược trần trong mắt hơi híp cực phẩm bản nguyên thần tinh tin tức là từ băng vương tinh truyền ra lấy huyết tuyệt gia tộc tại băng vương tinh thế lực to lớn không biết tin tức mới là quái sự bất quá băng vương tinh thế lực là khống chế tại huyết tuyệt chiến thần chính thê nghe tuyên thị trong tay rất có thể nghe tuyên thị cũng không có đem việc này cáo chi huyết tuyệt chiến thần cô xạ tĩnh tiếp tục nói diêm vô thần sau khi chết thiên đình cùng địa ngục cộng lại hết thảy có sáu vị bản nguyên trưởng khống giả địa ngục giới có ba vị đợi một chút ta nhớ được ngươi lúc trước nói qua gần nhất vạn năm thiên đình cùng địa ngục hết thảy ra đời chín vị bản nguyên trưởng khống giả coi như diêm vô thần chết rồi hẳn là còn có tám vị a trương nhược trần nói cô xạ tĩnh nói diêm vô thần đều có thể chết bản nguyên trưởng khống giả khác chẳng lẽ là bất tử chi thân thiên tài vẫn luôn là thiên đình cùng địa ngục lẫn nhau ám sát chủ yếu đối tượng trương nhược trần cười nói ngươi nói rất có đạo lý cô xạ tĩnh nói địa ngục giới bản nguyên trưởng khống giả còn sống chỉ có ba vị tử tộc huyễn chân quá trẻ tuổi mới vừa vặn đạt tới bán thánh cảnh giới bằng tu vi của hắn muốn tìm được bản nguyên thần điện rất khó khăn tu la thần điện bách lý thiên dạ tu vi đạt đến vô thượng cảnh là trong thánh cảnh cường giả số một tăng thêm tu la thần điện cường đại đem tin tức này nói cho hắn nơi nào còn có ta la tổ vân sơn giới sự tình vị cuối cùng thuộc về diêm la tộc diêm hoàng đồ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ta lại thế nào khả năng tranh đến qua hắn kỳ thật ba vị này đều không phải là nhân tuyển tốt nhất. Bọn hắn mặc dù là bản nguyên trưởng khống giả, nhưng là cùng bản nguyên thân cận trình độ, làm sao so ra mà vượt minh cổ chiếu thần liên. Trương Nhược Trần liền biết, cô xạ tĩnh nhìn chúng, chính là bách hoa tiên tử kỳ phạm tâm. Chiếu thần liên, đàn sinh tại trong hư không vũ trụ, vô căn vô diệp, chính là thiên địa bản nguyên chi lực ngưng tụ thành một chút, hóa thành hạt sen, tỏa ra một đóa hoa sen, là trời sinh bản nguyên trưởng khống giả. Có thể nói, kỳ phạm tâm chính là bản nguyên chi linh, là lực lượng bản nguyên hóa thân. Nếu như nàng đạt được một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, rất có thể, căn bản không cần thần linh xuất mã, chính nàng liền có thể bằng vào trên thần tinh khí tức, cảm ứng được bản nguyên thần điện phương vị. Trương Nhược Trần nói, nếu ta có tư cách đi tranh đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh, vì sao còn muốn hợp tác với ngươi đâu? Bởi vì, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, bảo hộ không được kỷ phạm tâm. Nàng đến địa ngục giới giúp ngươi, sẽ chỉ là một con đường chết. Thế nhưng là tăng thêm ta, dưới thần cảnh, Sợ là không có tu sĩ làm gì được nàng. Đùng, cô xạ tĩnh ngón tay búng một cái, không gian vì đó chấn động. Trương Nhược Trần bốn phía, không gian tựa như là phá toái pha lê, xuất hiện từng đạo vết rách. Oanh một tiếng, hắn liên quan trước người cái bàn cùng dưới thân cái ghế, đồng thời rơi vào đen kịt vô biên không gian hư vô, giống như một tòa nho nhỏ đảo hoang. Trương Nhược Trần mặt ngoài gặp không sợ hãi, thế nhưng là trong lòng đã là rung động tới cực điểm. Phải biết, nơi này là vận mệnh thần vực lấy thanh thịnh đại thánh tu vi đều không thể để không gian xuất hiện diện tích lớn như vậy hủy hoại tiến vào không gian hư vô cô xã tĩnh lại có thể làm được điều này có ý vị gì trương nhược trần hít sâu một hơi hai tay triển khai phóng xuất ra lực lượng không gian lập tức không gian vừa thu lại không gian phá toái khôi phục vuông vức hắn một lần nữa về đến trong phòng vừa rồi tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng trương nhược trần mặc dù đối với bản nguyên thần điện rất là tâm động cũng biết nếu như hắn định ngày hạnh kỷ phạm tâm kỳ phạm tâm rất có thể sẽ đến nhưng hắn tuyệt không có khả năng bởi vì chuyện này để nàng đặt mình vào nguy hiểm trương nhược trần thở dài một tiếng đáng tiếc ta cùng kỳ phạm tâm chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường nàng băng thanh ngọc khiết là không dính khói lửa trần gian tiên tử ta là phản bội thiên đình gia nhập địa ngục giới cự gian sớm đã không phải người của một thế giới nàng sợ là đã xem ta là cừu địch muốn giết ta cho thống khoái ngươi tìm tới ta thật sự là tìm nhầm người Cô xạ tĩnh nói, ta góp nhặt rất nhiều, ngươi cùng nàng tư liệu. Ta nghĩ, ngươi đối với bằng hữu bình thường bốn chữ, hẳn là có sự hiểu lầm. Ngươi làm sao lại không tin ta? Trương Nhược Trần nói. Cô xã tĩnh nói, ta càng tin tưởng nguyên hội cấp thiên tài mị lực, hẳn là có rất ít nữ nhân, có thể cự tuyệt ngươi như thế hoàn mỹ nam nhân. Ngươi khen ta cũng vô dụng. Trương Nhược Trần nói. Cô xã tĩnh nói, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, yên tâm, ta cùng la tổ vân sơn giới mục tiêu, chính là bản nguyên thần điện. Minh cổ chiếu thần liên mặc dù quý hiếm, thế nhưng là bản nguyên thần điện so ra, nhưng lại kém đến quá xa. Ta có thể lấy la tổ danh nghĩa lập thệ, tuyệt sẽ không làm ra gây bất lợi cho nàng sự tình. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, la tổ vân sơn giới tu sĩ cũng sẽ không làm ra gây bất lợi cho nàng sự tình. Trương Nhược Trần vẫn như cũ lắc đầu, ta cùng la tổ vân sơn giới cũng sẽ không sai xử tu sĩ khác, làm ra gây bất lợi cho nàng sự tình cô xạ tĩnh gặp trương nhược trần vẫn không có nhà ra ý tứ ngữ khí trở nên lạnh lẽo cứng rắn mấy phần nói trương nhược trần ngươi vẫn là không có ý thức được một sự kiện tại cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện một khắc này nàng liên đã bị cuốn tiến vào vòng xoáy này không có khả năng không đếm xỉa đến ngươi cho rằng không thông qua ngươi la tổ vân sơn giới liền không có biện pháp bắt được nàng dùng sức mạnh la tổ vân sơn giới hoàn toàn chính xác sẽ đánh đổi khá nhiều thậm chí có khả năng sẽ bại lộ bản nguyên thần điện xuất thế tin tức thế nhưng là ngươi không thể phủ nhận, thành công xác suất rất lớn. Một khi nàng bị bắt lại, về sau sống hay chết, là quang vinh là nhục, cũng không phải là ngươi Trương Nhược Trần có thể định đoạt. Trương Nhược Trần ánh mắt hơi trầm xuống, đương nhiên minh bạch cô xạ tĩnh lời nói không hoa. Lúc trước, thành vương cảnh giới La Sa đều có thể tự do xuất nhập thiên đình giới khu vực trung tâm chân lý thiên vực. La Tổ Vân Sơn giới vì bản nguyên thần điện, muốn đi thiên đình giới bắt người, thành công xác suất hoàn toàn chính xác không nhỏ. Cô xạ tĩnh nói, không chỉ có La Tổ Vân Sơn giới, địa ngục giới thế nhưng là có hơn 10 thế lực cũng biết bản nguyên thần điện xuất thế tin tức, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua kỳ phạm tâm. Nói không chừng, đã có thế lực bắt đầu hành động. Ngươi cho rằng ngươi là đang bảo vệ nàng, trên thực tế, chính là bởi vì ngươi không làm, ngược lại sẽ hại nàng. Lại nói, bản nguyên thần điện xuất thế đối với nàng mà nói cũng là to lớn cơ duyên. Nếu như nàng biết tin tức này, cho dù có vẫn lạc phong hiểm, cũng khẳng định sẽ đi ngươi vì sao không đem quyền lựa chọn giao cho nàng đâu? Trương Nhược Trần vỗ án tán dương, cảm thán nói, không thể không nói, ngươi không chỉ có tu vi lợi hại, lời lẽ sắc bén càng thêm lợi hại. Ta kém một chút, liền bị ngươi thuyết phục, ngươi cảm thấy những lý do này còn chưa đủ. Cô xạ tĩnh nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không, đủ. Nhưng là, tu vi của ngươi quá cường đại, hợp tác với ngươi, ta không có khống chế cảm giác. Kỳ Phạm Tâm là minh cổ chiếu thần liên mà ngươi lại quyết định trên người của ta có thiên ma thạch khác hai chúng ta cùng ngươi đồng hành cùng dê vào miệng cọp khác nhau ở chỗ nào nguyên lai ngươi không tin ta cô xạ tĩnh nói trương nhược trần nói ta không có cách nào tin ngươi cả phòng trở nên an tĩnh lại hai người cũng sẽ không tiếp tục nói một câu bên ngoài gian phòng vang lên tiếng bước chân hàn vân ca thanh âm ở bên ngoài truyền đến nói cô xạ cô nương bên kia bắt đầu cô xạ tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú về phía trương nhược trần nói, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh tranh đoạt đã bắt đầu, ngươi có muốn hay không cùng đi. Ta đối với bản nguyên thần điện không hứng thú, liền không đi. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, tiếp xuống một đoạn thời gian, cô xạ tĩnh khẳng định sẽ theo sát hắn không thả. Mà giờ khác này, là hắn duy nhất có cơ hội đi bố trí một ít gì đó thời khắc. Cô xạ tĩnh theo Hàn Vân Ca sau khi rời đi, Trương Nhược Trần Na Di ra gian phòng, đổi dung mạo đằng sau, bước nhanh rời đi thần nữ lâu thương kiệt chờ ở ngoài thần nữ lâu bên bờ hồ diêm chiết tiên thất thủ lão nhân bạch cô nương đánh cược sau khi kết thúc trương nhược trần liền để thương kiệt lập tức rời đi thần nữ lâu để tránh nguyên nhân bởi vì hắn lọt vào trả thù lão đại đến cùng là thân phận gì hắn nói có người muốn gây bất lợi cho ta khẳng định không giả thương kiệt đỉnh lấy một viên to lớn thao thiết đầu một bên giấu kín khí tức một bên đi qua đi lại hắn không phải lo lắng trương nhược trần an nguy mà là lo lắng Trương Nhược Trần đã quên hắn tiểu đệ này. Hắn một cái phi thăng tới địa ngục giới tu sĩ, không có bối cảnh, không có sư môn, không có chỗ dựa, thật vất vả gặp tiền bối, bị ném bỏ làm sao bây giờ. Trong rừng rậm, Trương Nhược Trần thân thể, từ trong không gian vô thanh vô tức hiển hiện ra, kêu, thương kiệt. Thương kiệt đại hỉ, lập tức vọt tới, cười nói, lão đại, ta cho là ngươi không cần ta nữa. Lão đại, Trương Nhược Trần có chút buồn bực, ra hỏa này, thật đúng là như quen thuộc. Tương Kiệt gặp Trương Nhược Trần tựa hồ không muốn thu hắn làm tiểu đệ, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mất mát, ủ rũ cúi đầu nói: "Đúng vậy a, à, ta một cái hạ giới phi thăng tới địa ngục giới Thánh Vương, không có gì cả, nào có tư cách làm tiền bối tiểu đệ." Trương Nhược Trần đã sớm nhìn ra, hắn là phi thăng giả, khí tức trên thân cùng tu la tình trụ giới những tu la tộc tu sĩ sinh trưởng ở địa phương kia hoàn toàn không giống. Trương Nhược Trần vỗ bờ vai của hắn, nói: "Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, có thể từ hạ giới phi thăng tới tu la tinh trụ giới tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tài. Tựa như ngàn năm trước đó phong trần kiếm thần, hắn chính là phi thăng giả. Tiền bối nhận biết phong trần kiếm thần, thương kiệt trong mắt nhịn không được, lộ ra vẻ sùng bái. Trương Nhược Trần nói, không biết. Phong trần kiếm thần phi thăng tới tu la tinh trụ giới không đến ngàn năm, đã có được chém thần thực lực, ta chỗ nào có thể cùng hắn so sánh. Thương Kiệt nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi nếu là giúp ta làm một chuyện, ta không chỉ có thu ngươi làm tiểu đệ, còn có thể cho ngươi đủ nhiều tài nguyên tu luyện, để cho ngươi có cơ hội thăm dò vô thượng đại đạo. Thật sao? Thương Kiệt kích động đến, gần như hô lên âm thanh, hai cái móng vuốt bắt lấy Trương Nhược Trần thân thể, dùng sức lai động. Trương Nhược Trần thân như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, nói, ngươi như lại dao động, cũng không phải là thật. Thương Kiệt vội vàng buông tay, cười cười xấu hổ. Trương Nhược Trần nói, ta cần ngươi lập tức đi một chuyến côn lôn giới công đức chiến trường, tu vi của ngươi không có đạt tới đại thánh cảnh giới, có thể tiến vào bên trong. Đi làm cái gì? Thương Kiệt hỏi. Trương Nhược Trần nói, giúp ta đưa một phong thư. Không, giúp ta tìm một người, mang một đạo lời nhắn. Đưa tin quá nguy hiểm, vạn nhất bị chặn được làm sao bây giờ? Người kia là thiên đình giới tu sĩ. Thương Kiệt hỏi. Trương Nhược Trần kinh ngạc, nói, ngươi làm sao đoán được? Nếu như tìm là địa ngục giới tu sĩ, lấy lão đại tu vi, chỗ nào cần để cho ta tu sĩ chỉ gặp một mặt này đi làm. Mà lại, lão đại nguyện ý bỏ ra đại giới lớn như thế, vuông trồng ta thánh vương này, hiển nhiên việc này rất trọng yếu, cũng rất nguy hiểm. Thương Kiệt nói, Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chừng hắn một cái, cười nói, ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn thông minh. Một phi thăng giả không có chỗ dựa cùng bối cảnh, không chỉ có muốn cục đuôi làm thao thiết, còn muốn thông minh một chút, không phải vậy, cũng sớm đã chết. Thương Kiệt vẻ mặt cầu xin, nói, Trương Nhược Trần nói, việc này hoàn toàn chính xác nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn không đi. Đi. Vì sao không đi, ta thương kiệt vốn là một cái dân cờ bạc, nhận được lão đại để mắt, mới đưa trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta. Ta lần này nếu là khiếp đảm, sau này, liền không còn có dòng ngó đại đạo cơ hội. Lão đại yên tâm, nếu là thật sự sự tình bại lộ, ta coi như tự bạo thánh nguyên, cũng sẽ không để tin tức tiết lộ. Ngay sau đó, thương kiệt thấp giọng hỏi, lão đại, ta có thể hỏi một cái vấn đề riêng tư sao, ngươi hỏi. Trương Nhược Trần nói. Thương Kiệt ánh mắt có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương, liếm môi một cái, nói, lão đại, ngươi là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần sao? Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng hắn ngang đi qua. Thương Kiệt lập tức rụt đầu, nói, à, à, ta chỉ là vừa mới nghe được, có người đang đàm luận, Trương Nhược Trần xuất hiện tại thần nữ lâu, còn giết người. Lại liên tưởng đến, lão đại ngươi là không gian trưởng khống giả, ngươi lại để cho ta đi cho thiên đình giới tu sĩ đưa tin, cho nên mới như thế suy đoán, đoán sai cũng không thể trách ta. Ngươi nói đúng không? Không, ngươi không có đoán sai. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần trên thú thiên chiến trường xuất lĩnh bất tử huyết tộc dũng đoạt thứ nhất, có thể nói rực rỡ hào quang. trở về về sau lại là thần tôn tứ hôn, lại là đánh giết diêm vô thần, thanh danh vàng. có lẽ còn chưa đủ lấy trấn nhiếp linh cùng thương bạch tử trong những cường giả mũi nhọn đại thánh này, nhưng là đối với thánh vương cảnh giới thương kiệt mà nói, trùng kích quá lớn, như gặp thiên nhân soạt trương nhược trần thân hình lắc lư khôi phục diện mạo như trước thương kiệt nhìn thấy hắn chân thân hưng phấn đến cơ hồ ngất lúc này một chân quỳ xuống nói thương kiệt nguyện cả đời đi theo lão đại máu chảy đầu rơi chết thì mới dừng trương nhược trần từ trong càn khôn giới lấy xuống một mảnh tiếp thiên thần mộc lá mới lại lấy ra một cái hộp bạch ngọc lá mới để vào trong hộp lấy lực lượng không gian phong cấm trương nhược trần đem hộp giao cho thương kiệt nói đi côn lôn giới công đức chiến trường đưa nó giao cho thiên nhị giới kỷ phạm tâm, nói cho nàng, có người rất muốn gặp nàng một mặt. Nếu nàng còn nhớ tình cũ, cũng còn tin đến qua bạn cũ, liền tại trong vòng 3 tháng tiến về địa ngục giới khu vực biên giới bách tộc Vương Thành, cùng uống một chén bách hoa nhưỡng. Như kỷ phạm tâm đã không tại côn lôn giới, ngươi liền đi vô tận thâm uyên, tìm một cái tên là khổng lan du nữ tử, đem ta thuật lại cho nàng. Chuyện kế tiếp, giao cho nàng, minh bạch, thương kiệt âm thầm thở dài một hơi, nguyên lai lão đại chỉ là muốn cùng tình nhân cũ hẹn hò thận trọng tiếp nhận hộp, hắn nói, lão đại yên tâm, ta nhất định bằng tốc độ nhanh nhất, đưa nó đưa đến bách hoa tiên tử trong tay. Bản nguyên thần điện xuất thế tin tức, quan hệ quá lớn, Trương Nhược Trần không có khả năng đối với thương kiệt thổ lộ nửa chữ, càng không muốn đem quá nhiều người dính líu vào. Tại côn lôn giới, Trương Nhược Trần tuyệt đối tín nhiệm, tu vi lại mạnh mẽ tu sĩ rất ít. Khổng Lan Du là người chọn lựa thích hợp nhất. Coi như người trong thiên hạ đều không tin hắn, Lan Du lại nhất định là tin nhất hắn một người kia thương kiệt sau khi rời đi trương nhược trần lâm vào suy nghĩ ứng đối ra sao tiếp xuống thế cục kiếm nam giới sự tình cũng là không cần sốt ruột tại phượng đề uyển hắn cố ý biểu lộ ra thế muốn cưỡng đoạt kiếm nam giới quyết tâm kỳ thật chỉ là muốn ổn định linh để linh cảm thấy có thể dùng kiếm nam giới làm bẫy dập đối phó hắn như vậy đến nay kiếm nam giới sinh linh ngược lại tạm thời an toàn về phần bản nguyên thần điện trương nhược trần mặc dù cảm thấy hứng thú thế nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ cảm thấy hư vô mờ mịt. Hiện tại, chỉ là xuất hiện năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh mà thôi, bản nguyên thần điện đến cùng có hay không xuất thế, chỉ sợ thần linh cũng không dám khẳng định. Tìm kiếm Mộc Linh Hy, còn có băng vương tinh xuất hiện đồ thiên sát địa chi hoàng, mới là Trương Nhược Trần trước mắt chuyện quan tâm nhất. Bất quá, đi băng vương tinh trước đó, Trương Nhược Trần quyết định làm một kiện đập núi chấn hổ sự tình miễn cho người nào cũng dám đến khiêu khích hắn. Địa ngục giới có được thần linh chấn giữ thế lực, số lượng nhiều, có thể so với thiên đình hơn 8.000 giới. Như là, biết được cực phẩm bản nguyên thần tinh tin tức thế lực, chỉ có hơn 10. Trường sinh điện cũng không phải là một trong số đó, bởi vậy, nhằm vào Trương nhược trần kế hoạch sau khi thất bại, thương bạch tử chính là rời đi thần nữ lâu. Làm vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, tự thân chính là nhất đẳng tồn tại, hắn đương nhiên không có mang hộ vệ. Trương Nhược Trần vốn cho rằng Thương Bạch Tử sẽ đi thần nữ lâu phụ cận không gian truyền tống trận rời đi. Nhưng, vượt qua hắn dự liệu là Thương Bạch Tử thế mà không có đi truyền tống trận, mà là thu liễm khí tức trên thân, dọc theo kim sinh hà nhánh sông cấp tốc đi đường, tựa hồ là có cái gì chuyện gấp gáp. Phải biết, vận mệnh thần điện tương đương rộng lớn, mà hóa sinh thành vực tương đối xa xôi, hoang vắng, chỉ có thần nữ lâu có xây cỡ lớn không gian truyền tống trận. Một khi rời đi thần nữ lâu, chỉ dựa vào đi bộ đi đường, cần thật lâu mới có thể đến đạt một tòa khác thành vực. Thương Bạch Tử đây là muốn đi làm cái gì? Trương Nhược Trần không nóng nảy động thủ lặng lẽ theo sau. Dọc theo sông mà xuống, đường sông càng ngày càng rộng lớn. Đại khái đi vội ba vạn dặm, trở nên mười phần hoang vu, xuất hiện chiến đấu vết tích. Nước sông bị băng phong, sông lớn hai bên bờ huyết sắc sơn nhạc sụp đổ, lại có ngàn dặm chi địa hóa thành màu đỏ hỏa nguyên. Khủng bố như thế hình ảnh, để cho người ta cảm thấy kinh dị. Kinh sợ nhất chính là, khi tiến vào mảnh khu vực này trước đó, Trương Nhược Trần thế mà không có chút nào cảm giác được chiến đấu ba động. Không hề nghi ngờ, có nhân vật tinh thần lực cường đại, che giấu chiến đấu ba động, phòng ngừa bị vận mệnh thần điện chấp pháp giả phát giác. Chiến đấu bộc phát thời gian, hẳn là tại trong vòng nửa canh giờ, đến cùng là cỡ nào cường đại tồn tại giao phong mới có thể tạo thành dạng này lực phá hoại. Bọn hắn vì sao không để ý vận mệnh thần điện lệnh cấm, tại thần vực ra tay đánh nhau. Thương Bạch Tử lại thế nào biết, nơi này bạo phát chiến đấu. Trương Nhược Trần trong lòng tràn ngập nghi vấn, chợt trông thấy Thương Bạch Tử dừng ở trên mặt sông băng phong, bàn tay hướng phía dưới vỗ. Bành, mặt băng nát một mảng lớn, một đạo màu đỏ như máu cột nước sông lên. Cột nước đỉnh là một bộ thi thể. Trương Nhược Trần thấy rõ thi thể dung mạo về sau, kinh ngạc không thôi. Lại là, tu la thần điện thiên vấn cảnh đại thánh, hình thiên. Hình thiên tại thần nữ lâu đổ khí thành, bởi vì đắc tội đổ thần thất thủ lão nhân, cam nguyện làm nó người hầu ngàn năm. Coi như như vậy, hắn vẫn như cũ là tu la thần điện đại thánh, càng là thần linh đệ tử, ai dám tại vận mệnh thần vực giết hắn mấu chốt là vì sao muốn giết hắn thương bạch tử một phát bắt được thi thể cổ áo trên mặt lộ ra một đạo nhe răng cười nói thật sự là một tên đáng thương thế mà gặp bực này tai bay và gió trương nhược trần nhìn ra thương bạch tử khẳng định biết được nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra bởi vậy không lại chờ đợi đem từ kim hồ lô lấy ra âm thầm thôi động thương bạch tử phát giác được nguy hiểm sắc mặt mãnh liệt biến đổi hoa tử kim hồ lô lơ lửng tại đỉnh đầu hắn Miệng hồ lô, tuôn ra 72 triệu đạo không gian trận pháp minh văn, hình thành một tòa đường kính 800 dặm không gian đại trận, đem bầu trời đêm chiếu lên như mặt trời giữa trưa sáng tỏ. Trương Nhược Trần, Thương Bạch Tử ngẩng đầu nhìn một chút, ầm ầm. Không gian đại trận suy sụp hấp dẫn, Thương Bạch Tử trong nháy mắt được thu vào tiến trong hồ lô. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, không sử dụng càn khôn giới lực lượng, có lẽ còn không phải vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đối thủ. Thế nhưng là, trận chiến này cũng không phải là chính diện cứng đối cứng mà là sử dụng trí tôn thánh khí đánh lén tự nhiên nhất cử đắc thủ trương nhược trần vừa mới bắt lấy tử kim hồ lô trong hồ lô chính là vang lên một đạo tiếng vang kinh thiên động địa chấn động đến cánh tay hắn thấy đau như trần tiểu nhi ngươi mới bách ra cảnh liền dám giam cầm lão phu là muốn muốn chết sao thương bạch tử tại trong hồ lô gầm thét cũng không biết hắn thi triển cái gì thánh thuật tử kim hồ lô bị chống càng lúc càng lớn từ cao một thước đến một người cao đến một tòa to bằng gian phòng. Trương Nhược Trần đương nhiên không sợ thương bạch tử nứt vỡ từ kim hồ lô, hư nhẹ một tiếng, bàn tay đặt tại trên vách hồ lô, nhanh chóng chuyển động đứng lên. Chỉ là vòng vo hơn 10 vòng, thương bạch tử chính là gánh không được, phát ra tiếng quái khiếu, ngươi đây rốt cuộc cái gì hồ lô, vì sao tốc độ thời gian trôi qua nhanh như vậy? Dừng lại, mau dừng lại, tử kim hồ lô mỗi đi một vòng, có thể chảm thọ nguyên 100 năm. Thương bạch tử nguyên khí đại thương, rốt cuộc phản kháng bất động, tử kim hồ lô một lần nữa thu nhỏ trương nhược trần không có dừng lại lại vòng vo mấy chục vòng thương bạch tử ban đầu còn rất kiên cường tại trong hồ lô chửi rủa thế nhưng là thọ nguyên đại lượng sói mòn về sau trong lòng bắt đầu sợ sệt ngữ khí biến mềm thân nữ lâu sự tình cùng lão phu không quan hệ đều là linh chủ ý ngươi trả thù ta làm gì không thể lại vòng vo thi tu mặc dù là chết qua một lần tu sĩ thế nhưng là vẫn như cũ có thọ nguyên ta thi thể đã nhanh nát thấu trương nhược trần ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Trương Nhược Trần không nghĩ tới thương bạch tử một cái vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, vậy mà như thế mềm yếu, nhanh như vậy liền khuất phục, đang định thừa cơ hỏi thăm nghi ngờ trong lòng. Chợt, Trương Nhược Trần cảm giác được, một luồng khí tức đáng sợ, cấp tốc đến gần. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng phong ấn lại từ kim hồ lô, thi triển ra không gian đại Nazi, cấp tốc trốn đi thật xa. Không có đi thần nữ lâu, mà là đi cách nơi này gần nhất tu sĩ dày đặc thành khu. Trương Nhược Trần vừa mới bỏ chạy không lâu, tu sĩ đeo hắc ra giống như một đạo thiểm điện, hạ xuống bờ sông. Quy vương gia mặc dù là một con phỉ thúy thạch quy, thế nhưng là tốc độ lại cũng không chậm, ngược lại nhanh vô cùng. Giống một con vịt đồng dạng dùng hai cái chân cấp tốc chạy, xuất hiện đến băng hà một đầu khác. Nó hai viên trong mắt chuyển động, cả lăm mà nói, không, 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 tan Là lực lượng không gian tàn kình, hơn nữa, còn là trương nhược trần khí tức. Tu sĩ đeo hắc xa thanh âm, êm tai giống như chim hoàng oanh, ngữ khí lại mang theo mấy phần hàn ý. Quy vương ra trừng lớn hai viên trong mắt, chỉ hướng phá toái băng hà, nói, thi, thi, hình thiên thi thể không thấy. Nhưng là, Trương Nhược Trần sẽ không bởi vì một bộ thi thể, vận dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng không gian. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thương bạch tử mạo muội theo sau, mới khiến cho Trương Nhược Trần gặp được việc này. Tu sĩ đeo hắc ra nói, Quy vương ra nói, là, vì cái gì? Bởi vì, trong những tu sĩ biết được việc này lại cùng trương nhược trần có quan hệ chỉ có thương bạch tử tu sĩ đeo hắc xa nói quy vương gia không nói thêm gì nữa trực tiếp ném đi qua một đạo tiếp xuống nên làm cái gì ánh mắt yên tâm ta tinh thần lực phân thân đã đuổi theo hắn diệt khẩu Liên nhìn vị này thời không truyền nhân có phải là hay không chỉ là hư danh tu sĩ đeo hắc xa trên người hắc xa tán đi có màu ngọc bạch quang hoa ngưng tụ thành một đoàn thánh vân bao phủ nàng mông lung thân thể mềm mại thướt tha mỗi một tấc da thịt đều như tiên ngọc thần thạch đồng dạng ánh sáng tóc dài đen nhánh như thác nước chập chờn khí chất của nàng mờ mịt như trong mây hà nguyệt trong nước minh châu không người thấy rõ nàng chân dung soạt dưới chân tràn ngập ra ẩn chứa ngũ hành cùng bản nguyên thánh khí hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới trong đầu của nàng hiện ra nơi này không có bị phá hủy trước đó địa hình cùng hình dạng mặt đất thế là thánh khí trào lên chỗ băng phong đường sông hòa tan sụp đổ sơn nhạc một lần nữa nhô lên hỏa nguyên dập tắt. Trong đất bùn, tuôn ra lít nha lít nhít ngũ hành bản nguyên hạt nhỏ, ngưng tụ ra các loại thực vật. Trong chốc lát, hủy diệt hết thảy, hoàn toàn khôi phục tới, phảng phất nơi này chưa từng có bộc phát qua chiến đấu. Trương Nhược Trần nếu là không có đào tẩu, thấy cảnh này, khẳng định sẽ chấn kinh đến tột đỉnh. Lúc trước, Thiên Tinh Thiên Nữ đã từng ở trước mặt hắn, biểu diễn qua bản nguyên chi đạo huyền diệu. Hết thảy vật chất cũng có thể hóa thành bản nguyên hạt nhỏ, ngưng tụ thành một loại khác hình thái thế nhưng là nàng bản nguyên tạo nghệ cùng bạch khanh nhi so ra lại như đom đóm so tại liệt nhật kém cách xa vạn dặm khi bản nguyên cùng ngũ hành kết hợp thậm chí có thể trong nháy mắt chế tạo ra sinh mệnh thực vật Chủ tướng quân chạy về mặc dù thân thể cao lớn thế nhưng là tốc độ của nó lại so quy vương ra chậm không ít hỏi cô nương vẫn là không có tìm tới thất thủ lão nhân lão gia hỏa kia sẽ không đã bị ngươi một trưởng đánh chết a à. bạch khanh nhi lắc đầu nói làm đổ thần nếu là ngay cả điểm ấy bảo mệnh thực lực đều không có, hắn cũng sớm đã chết. Thế nhưng là, cô nương tinh thần lực cũng không so với hắn yếu bao nhiêu, như hắn còn ở lại chỗ này khu vực, làm sao có thể tìm không thấy hắn? Trụ tướng quân nói. Bỗng nhiên, Bạch Khanh Nhi nhíu mày lại, lầu bầu nói, thế mà trốn. Ai trốn? Trụ tướng quân tò mò hỏi. Quy vương ra lộ ra đắc ý thần sắc, cuối cùng có người không biết chuyện đi. Thế là, ngạo mạn nói ra, Trương, Trương, là Trương Nhược Trần tiểu tử này hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự mới bách ra cảnh tu vi đã có được từ ta tinh thần lực phân thân trong tay chạy chối chết thực lực bạch khanh nhi nói trụ tướng quân ngữ khí khinh thường nói coi như hắn ngưng tụ ra một loại nhị phẩm thánh ý cũng chỉ có thể xem như ưu tú mà thôi chân chính nguyên hội cấp nhân vật chỉ có hoang thiên đại nhân cùng huyết tuyệt lão tặc im miệng bạch khanh nhi không muốn nghe nó sách cái tên đó vâng trụ tướng quân vội vàng im miệng hắc hắc Quy Vương ra lén cười lên. Bạch Khanh Nhi nhắm mắt suy ngẫm chỉ chốc lát, bỗng nhiên, nghĩ tới điều gì, nói, ta hiểu được. Vừa rồi chúng ta đều đuổi theo thất thủ lão nhân khôi lỗi giả thân, lại không để ý đến hình thiên thi thể. Cô nương có ý tứ là, thất thủ lão nhân giấu ở hình thiên trong thi thể. Trụ tướng quân kinh ngạc nói, Bạch Khanh Nhi nói, đây là khả năng duy nhất. Hình thiên thi thể, bị Trương Nhược Trần lấy đi. trụ tướng quân nói, Bạch Khanh Nhi tương đương quả quyết, nói, Trụ tướng quân, ngươi lập tức đi một chuyến tài quyết tì. Không, đi tử vong thần cung, nói cho tử vong đại tế tự, Trương Nhược Trần giết chết tu la thần điện thiên vấn cảnh đại thánh thiên hình, cầm bắt trường sinh điện thương bạch tử. Tử vong thần cung có thể nhúng tay chuyện này sao? Trụ tướng quân nói. Bạch Khai Nhi nói, tử vong đại tế tự có thể kiềm chế phúc lộc đại tế tự, mà hắn cũng có thể điều động trong tài quyết ti quan hệ, đuổi bắt Trương Nhược Trần. Liên sợ tử vong đại tế tự không muốn nhúng tay chuyện này, dù sao, hình thiên chân chính nguyên nhân cái chết, cũng không khó tra. Chủ tướng quân nói, Bạch Khai Nhi nói, cho nên ngươi đến về một chuyến thần nữ lâu, để lâu chủ cùng đi với ngươi. Tử vong đại tế tự không có khả năng, không cho mặt mũi này. Cô nương, ngươi đây? Trụ tướng quân hỏi. Bạch Khai Nhi nói, Trương Nhược Trần dù sao cũng là có đại bối cảnh nhân vật, muốn thu thập hắn, nhất định phải lại cho tội danh của hắn càng thêm mã. Đêm nay thần nữ lâu trận vở kịch kia, vừa vặn có thể lợi dụng. Một tháng trước, cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện tại thần nữ lâu, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng để cảm kích hơn 10 thế lực lớn vì thế mà chấn động nhao nhao điều động thánh cảnh hạch tâm tử đệ đi mà tới nhưng cực phẩm bản nguyên thần tinh chỉ có năm mai phân chia như thế nào giao cho năm thế lực nào chính là việc này quan hệ trọng đại lại rất khó xử lý mới một mực kéo tới hiện tại thần linh mặc dù không có tự mình ra mặt thế nhưng là ở sau lưng đã thương nghị qua quan hệ hơi gần thế lực cũng bí mật hội đàm qua đồng thời âm thầm kết minh nghị tốt lợi ích phân phối, nhìn như có hơn 10 thế lực, trên thực tế sớm đã hình thành từng cái tiểu đoàn thể. Không có tiến vào tiểu đoàn thể, đêm nay muốn tranh đoạt đến một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, hiển nhiên là phi thường khó khăn sự tình. Đàm Phi, Tula La tộc thiên vấn cảnh đại thánh, một tháng trước, tại thân nữ lâu đánh cược, tháng năm mai cực phẩm thần tinh, giá trị 5000 mai thần thạch, vốn là một kiện để hắn mừng rỡ như điên sự tình. Thế nhưng là, theo có người nhận ra, năm mai cực phẩm thần tinh chính là bản nguyên thuộc tính hết thảy liền thay đổi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn từ tột cùng hương phấn, rơi vào sợ hãi đáy cốc. Hắn tận mắt nhìn đến, mấy chục cái thế lực nhỏ tu sĩ, bị diệt khẩu giết tuyệt, máu tươi rửa sạch. Hắn không nhìn thấy, bị diệt khẩu tu sĩ, sẽ chỉ càng nhiều. Đây là một kiện không thể ra nửa điểm chỗ sơ xuất đại sự. Đàm phi sở dĩ còn sống, chính là bởi vì hơn 10 thế lực lớn tu sĩ kiềm chế lẫn nhau. Ai cũng muốn nuốt một mình năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, lại ai cũng không dám đích thực đem nó cầm vào tay. Cho nên, một tháng đến nay, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh một mực đặt ở trên người hắn. Mà hắn, bị giam cầm ở trong phong ấn trùng điệp, chỉ có thể chờ đợi chết. Bởi vì hắn biết, chờ đến phân phối kết quả sau khi ra ngoài, hắn chính là người kế tiếp bị diệt khẩu. Đàm phi tay nâng năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, ngồi tại trên bệ đá vị trí trung tâm. Dưới bệ đá, lần lượt đi tới lần lượt từng bóng người, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, Linh, Họa Tinh, cô xạ tĩnh bọn hắn phân biệt đại biểu một phương thế lực lớn tốt 5 tốt 3 nhìn về phía đàm phi trong tay bản nguyên thần tinh nho nhỏ năm mai thần tinh cũng rất khả năng là tìm tới bản nguyên thần điện chìa khóa có người thấp giọng cười khẽ thần nữ thập nhị phường coi như trung thực đem năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh bảo tồn được rất tốt các nàng dám không thành thật sao đánh năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh chú ý chính là muốn chết bạch khai nhi bị hắc ra bao khỏa xuất hiện đến khoảng cách bệ đá không xa nơi hẻo lánh. Cũng không biết thi triển bí thuật gì, thân thể của nàng hoàn toàn ẩn hình, không tỏa ra ra cái gì khí tức. Quy Vương gia đứng tại bên cạnh nàng, trong không khí khắc họa ra từng đạo không gian minh văn, đúng là một vị tạo nghệ không thấp không gian tu sĩ. Bản nguyên thần điện manh mối tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Vốn là muốn đem đây hết thảy giá họa đến thất thủ lão nhân trên thân, đáng tiếc hiện tại kế hoạch có biến, chỉ có thể để Trương Nhược Trần làm dê thế tội vô luận là nhằm vào thất thủ lão nhân đánh cược hay là truy sát trương nhược trần hết thảy hết thảy phía sau đều là bởi vì bản nguyên thần điện thành thành quy vương gia ngẩng đầu hưng phấn nhìn chăm chú về phía bạch khanh nhi tại nó trước người lơ lửng có một tòa đường kính chừng một mét không gian trận pháp bạch khanh nhi nói giam cầm đàm phi phong ấn do 17 cái thế lực lớn tu sĩ cùng một chỗ bố trí mà thành ngươi xác định ngươi không gian trận pháp xuyên thấu từng chiếm được 17 tầng phong ấn quy vương ra ánh mắt tự tin dùng sức gật đầu tốt a à, đồng loạt ra tay ta còn chưa bao giờ thử qua dùng một giấc mộng giết chết một vị thiên vấn cảnh đại thánh bạch khai nhi nhắm hai mắt tinh tế tuyết trắng hai tay từ trong hắc xa rũi ra hai tay trung tâm ngưng tụ ra một đoàn như mộng như ảo quang hoa ngồi tại trên bệ đá đàm phi vốn là trạng thái tinh thần vô cùng tốt bỗng nhiên trở nên mỏi mệt không chịu nổi mí mắt hình như có nặng ngàn cân chậm rãi nhắm lại không có tu sĩ biết Đàm Phi rơi mí mắt song đồng, hiện ra từng cây tơ máu, lâm vào trong mộng cảnh đáng sợ. Mâu chốt, hắn cũng không biết mình tại trong mộng, cho là mình vẫn như cũ tỉnh dậy. Ác mộng cũng sẽ không bởi vì ngươi không muốn đi ngủ, liền sẽ không đến. Cô xạ tĩnh phát giác được Đàm Phi có chút không đúng, ánh mắt hồ nghi, hướng bệ đá nhích tới gần. Họa Tinh cùng Linh đứng chung một chỗ, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú cô xạ tĩnh. Họa Tinh tiếng quát, "Cô xạ tĩnh, ngươi muốn làm gì?" Đạo thanh âm này đem dưới bệ đá tu sĩ, toàn bộ kinh động. Có người lấy ra chiến binh, có người ngưng tụ thánh thuật, từng cái ánh mắt tàn nhẫn, đều tại đề phòng cô xạ tĩnh, lo lắng nàng xuất thủ mạnh mẽ bắt lấy, độc chiếm cực phẩm bản nguyên thần tinh. Cô xạ tĩnh đang muốn mở miệng, Bạch Khanh Nhi cùng Quy Vương ra, đồng thời xuất thủ. Một đạo mặt kính lỗ sâu không gian xuất hiện đến đàm phi trước mặt, đem năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, toàn bộ quét sạch đi vào. Có người vận dụng lực lượng không gian, xuyên thấu 17 tầng phong ấn, trộm đi tất cả bản nguyên thần tinh. Cô xạ tĩnh xong đồng quang mang đại thịnh, lập tức quay người, hướng bốn phía nhìn lại, tìm kiếm trộm đi bản nguyên thần tinh tu sĩ. Muốn xuyên thấu 17 tầng phong ấn, nói nghe thì dễ. Nàng dám khẳng định, người xuất thủ không chỉ có không gian tạo nghệ cao thâm, mà lại liền tại phụ cận. Trương Nhược Trần, ngươi mơ tưởng giết ta, chết, chúng ta đồng quy vu tận đi. Ngồi tại trên bệ đá đàm phi, toàn thân run rẩy, hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng người lên, thể nội bộc phát ra cường đại tu la chiến khí bất hủ thánh khu từng tấc từng tấc vỡ ra phóng xuất ra so hàng tinh càng thêm hào quang rực rỡ linh con mắt đều muốn chừng ra hốc mắt quá sợ hãi quát trốn trốn mau trốn đàm phi tự bạo thánh nguyên một vị thiên vấn cảnh đại thánh tự bạo nhất định hủy thiên diệt địa nếu là khoảng cách quá gần vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đều phải chết bất hủ cảnh đại thánh cũng phải phải trả cái giá nặng nề linh họa tinh diêm hoàng đồ la sinh thiên bọn người Từng cái đều là nhân vật thân kinh bách chiến, như thiểm điện đánh vỡ vách tường, cấp tốc xông ra gian phòng, chỉ muốn cách càng xa càng tốt. Cô xạ tĩnh cách gần nhất, nhưng không có trốn, ngược lại kết xuất một đạo trường ấn theo ra ngoài. Hoa trường ấn đánh ra, hình thành một đạo che kín ma văn tường ánh sáng. Mặt khác hai vị trí, cũng có cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ, mỗi người bọn họ nắm lấy một kiện chiến khí, đem nó toàn lực thôi động, đồng thời phóng xuất ra đạo vực. Diêm dục giơ một thanh dù đen đạp phá phòng ốc vách tường ngăn trở cái thứ tư phương vị ẩm ẩm đàm phi tự bạo thánh nguyên hình thành sức mạnh mang tính chất hủy diệt đụng vào trên tường phòng ngự do tứ đại cường giả kết thành ngoại trừ cô xã tĩnh cùng diêm dục không nhúc nhích tí nào hai người khác liên tiếp lui về phía sau phóng thích ra đạo vực không ngừng vỡ nát diêm dục ngẩng đầu hướng lên xem xét thầm hô một tiếng không tốt bọn hắn ngăn trở đông nam tây bắc bốn cái phương vị thế nhưng là đàm phi tự bạo hình thành lực lượng hủy diệt vẫn như cũ sẽ từ phía trên tiêu tán ra ngoài. Cứ việc liên lụy phạm vi sẽ không quá rộng, thế nhưng là nhất định quét sạch toàn bộ thần nữ cung, không biết bao nhiêu tu sĩ lại bởi vậy mà chết. Chợt, quang hoa năm màu, chiếu sáng bầu trời. Bạch Khai Nhi toàn thân áo trắng, chân đạp ngũ thải thần vân, lâng lâng, từ trên trời giáng xuống, đem mãnh liệt cuộn trào lực lượng hủy diệt, cưỡng ép đè ép trở về. Ngũ đại cường giả đồng loạt ra tay, tất cả cản một mặt, như đem đàm phi tự bạo năng lượng, phong tại một cái vô hình trong hộp. Mặt đất cùng lòng đất, khắc đầy phòng ngự trận pháp minh văn, nhưng như cũ bị xé nát. Năng lượng cuồng bạo, tràn vào lòng đất. Bành bành. Thần nữ lâu trong kiến trung hồ, chiếm diện tích rộng lớn. Giờ phút này, đáy hồ xuất hiện từng đạo cái khe to lớn, nghiêng nuốt lấy hết nước hồ. Trong thần nữ lâu trận pháp, từng tòa bị kích hoạt, tản mát ra quang hoa chói mắt. Cách hơi gần kiến trúc, vẫn không có ngăn trở, biến thành phế tích. Mặc dù thương vong không lớn, Thế nhưng là, cả tòa thần nữ lâu lại hủy đại khái một phần ba, từng tòa cung điện sụp đổ, vô số tu sĩ lâm vào trong lúc bối rối. Chuyện gì xảy ra, ai dám tại thần nữ lâu ra tay đánh nhau? Vừa rồi, ta giống như nghe được, có tu sĩ hô to, Trương Nhược Trần giết hắn. Trương Nhược Trần làm sao như thế không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng có huyết tuyệt chiến thần làm chỗ dựa, liền có thể tại địa ngục giới muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ không biết, lúc trước Tề Thiên bộ tộc đại tộc tể con trai trưởng, chính là quá mức cuồng vọng, phá hủy vận mệnh thần vực ranh giới cuối cùng quy củ chết tại tài quyết chi phủ bên dưới trương nhược trần lần này nhất định gây nhiều người tức giận kém một chút hủy vận mệnh thần vực một tòa thành khu không có người giữ được tính mạng hắn phong ba chưa lắng lại bạch khanh nhi đã rút đi trở lại khổng tước cung năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh lơ lửng tại nàng lòng bàn tay đêm nay sự tình tất nhiên sẽ kinh động thần linh đến mau chóng hấp thu cùng luyện hóa rơi những bản nguyên thần tinh này không lưu lại bất cứ dấu vết gì nàng là bản nguyên trưởng khống giả chỉ cần luyện hóa hấp thu cực phẩm bản nguyên thần tinh tự nhiên có thể đi tìm kiếm bản nguyên thần điện những thế lực khác kia sẽ không còn cơ hội không đúng đây đây chỉ là phổ thông bản nguyên thần tinh không phải lúc đầu năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh kia bạch khai nhi gặp không sợ hãi cao thâm tâm cảnh trong nháy mắt bị đánh phá sắc mặt thay đổi liên tục tại sao có thể như vậy nhất quán cả lam quy vương gia cũng bị kinh ngạc kêu to một tiếng lại nói lên một câu trôi chảy bạch khai nhi dù sao không phải nữ nhân bình thường nhanh chóng tỉnh táo lại nói một tháng qua trông coi đàm phi chính là ai từng cái thế lực đều điều động nhân thủ thân nữ thập nhị phường điều động chính là tề thiên cao quy vương gia biết đại sự không ổn trả lời tề thiên cao còn sống không có còn sống bắt hắn cho ta tìm đến ta muốn hỏi nói quy vương gia hết sức rõ ràng cô nương vì bản nguyên thần điện sự tình hao tốn vô số tâm huyết cùng tinh lực như vậy tuần tự hai lần hành động thất bại, trước kia làm ra tất cả bố trí cùng an bài, sợ là đều muốn thất bại trong gang tấc. Rất nhanh, Quy Vương gia đem Tề Thiên Cao dẫn tới Bạch Khanh Nhi trước mặt. Bái kiến Bạch cô nương, Tề Thiên Cao mặc một thân áo đen, khom mình hành lễ. Bạch Khanh Nhi không muốn lãng phí thời gian tra hỏi, nói, không nên chống cự, mở ra ý thức hải của người. Ta nhất định phải biết tháng gần nhất đến nay, trong quá trình trông coi đàm phi, phát sinh tất cả sự tình. Tề Thiên Cao nói. Bạch Khanh Nhi nhô ra một bàn tay, cách không bắt tới, lập tức, Tề Thiên Cao từng đạo ký ức bọt khí, từ mi tâm bay ra, không ngừng hướng nàng vọt tới. Một lát sau, Bạch Khanh Nhi điều tra xong Tề Thiên Cao thắng gần nhất đến nay tất cả ký ức. Tề Thiên Cao nói, Bạch cô nương yên tâm, không có khả năng có người, có thể tiếp cận Đàm Phi. Đàm Phi, không chỉ có chúng ta trông coi, càng có 17 tầng phong ấn giam cầm. Bạch Khanh Nhi chắp hai tay sau lưng, lắc đầu, nói, ngươi sai, lực lượng không gian có thể xuyên thấu 17 tầng phong ấn. Trương Nhược Trần, Tề Thiên Cao nói. Bạch Khanh Nhi lần nữa lắc đầu, nói, Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ mặc dù rất cao, thế nhưng là tinh thần lực mới cấp 65, còn không cách nào tại một đám cường giả dưới mí mắt, làm ra man thiên quá hải sự tình. Nếu như ta không có đoán sai, xuất thủ, hẳn là thất thủ lão nhân. Lão gia hỏa kia, ta còn thực sự là đánh giá thấp hắn. Hắn nói không chừng, đã sớm khám phá kế hoạch của ta làm đổ thần, làm sao có thể không tinh thông không gian trì đạo. Tại năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, xuất hiện tại trong thần nữ lâu đổ thành thời điểm, Bạch Khanh Nhi chính là thông qua tầng tầng phân tích, tìm được cực phẩm bản nguyên thần tinh chảy ra đầu nguồn. Chính là có đổ thần danh xưng thất thủ lão nhân. Thế nhưng là, Bạch Khanh Nhi không tin, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh là thất thủ lão nhân chuyển vận tới. Phải biết, thất thủ lão nhân chưa bao giờ thua qua. Thần nữ thập nhị phường mạng lưới tình báo phát đạt, rất nhanh tra được, thất thủ lão nhân gần nhất 3.000 năm, hao tốn vô số thần thạch, mua sắm các loại kéo dài tính mạng bảo vật. Thần thạch mức to lớn, đủ để cho thần linh cũng vì đó chân kinh. Bạch Khanh Nhi suy đoán lớn mật, thất thủ lão nhân vì kéo dài tính mạng, đã tiêu hết chính mình có tài phú. Cho nên, mới không thể không xuất ra năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh từ một vị khác dân cờ bạc trong tay, đổi lấy kéo dài tính mạng đan dược. Đến mức cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện ở trong đổ thành. Để ấn chứng chính mình suy đoán, nàng lấy thất thải săn hô thụ làm mồi dụ, thiết hạ đêm nay cái bẫy. Thứ nhất là vì lớn thắng thất thủ lão nhân một bút thần thạch, nhìn hắn phải chăng có thanh toán những thần thạch này năng lực. Thứ hai, Bạch Khanh Nhi hoài nghi thất thủ lão nhân đã sớm đi qua bản nguyên thần điện, cực phẩm bản nguyên thần tinh chính là từ trong thần điện mang ra. Mà lại, thất thủ lão nhân đổ thuật sở dĩ lợi hại như vậy, rất có thể cũng là bởi vì ở trong bản nguyên thần điện đạt được bảo vật gì, có được nhìn thấu bản nguyên năng lực. Cho nên nàng mục đích thứ hai chính là muốn nhìn một chút thất thủ lão nhân phải trang nắm giữ lực lượng bản nguyên sự thật chứng minh thất thủ lão nhân chí ít có được nhìn thấu sinh mệnh bản nguyên năng lực cho nên có thể biết thất thải san hô thụ nội bộ có một tia sinh mệnh khí tức kỳ thật từ vừa mới bắt đầu bạch khai nhi mục tiêu chủ yếu đều là thất thủ lão nhân chỉ cần bắt được hắn tự nhiên có thể tìm tới bản nguyên thần điện về phần năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh nàng là dự định đưa chúng nó toàn bộ phá hủy kể từ đó cũng chỉ có nàng có thể tìm được bản nguyên thần điện. Đáng tiếc, thất thủ lão nhân chạy thoát, bị Trương Nhược Trần thu nhập từ kim hồ lô mang đi. Thế là nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bí qua hóa liều, giả tá Trương Nhược Trần danh nghĩa, trộm đi năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh. Cùng lúc đó, lại để cho lâu chủ cùng trụ tướng quân đi mời tử vong đại tế tự, đi diệt trừ Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, Bạch Khanh Nhi nhìn tính vạn tính, lại không tính tới thất thủ lão nhân cáo giả, trước một bước đem năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh đánh cháo, khiến cho nàng thất bại trong gang tấc. Quy vương gia khẩn trương tới cực điểm, nói, cô nương, bây giờ nên làm gì? Nó càng khẩn trương, càng không cả lăm, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi tìm Trương Nhược Trần. Trước tài quyết ti một bước, đem thất thủ lão nhân cùng năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh cướp đi, hy vọng còn kịp. Bạch Khai Nhi tâm niệm kiên định, vô luận là ai, chỉ cần là cả nàng tìm kiếm bản nguyên thần điện, chính là địch nhân. Hiện tại nàng lo lắng duy nhất chính là năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh đã rơi vào trương nhược trần trong tay lại sau đó lại rơi vào tài quyết ti trong tay một khi tài quyết ti độc thôn cực phẩm bản nguyên thần tinh thế lực khác nơi nào còn có cơ hội về phần thương bạch tử cùng thất thủ lão nhân nàng ngược lại không có lo lắng như vậy thương bạch tử biết đến đồ vật vốn lại ít mà thất thủ lão nhân chỉ cần năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh không có bại lộ ai nào biết thất thủ lão nhân mới là bản nguyên thần điện bí mật mấu chốt tinh thần lực thật cường đại may mắn vận dụng càn khôn giới lực lượng nếu không rất khó từ trong tay nàng thoát thân nàng rốt cuộc là ai cũng dám tại vận mệnh thần vực giết chết một vị địa ngục giới thiên vấn cảnh đại thánh trương nhược trần bị bạch khanh nhi tinh thần lực phân thân một đường truy sát cuối cùng chạy trốn tới tu sĩ dày đặc thành khu biến hóa dung mạo mới lấy thoát thân vị kia bạch cô nương hiển nhiên có chỗ cố kỵ nhìn nàng tư thế không giết trương nhược trần thề không bỏ qua kia đổi lại tại nơi khác cho dù là đem chọn tòa thành khu tu sĩ toàn bộ giết hết cũng muốn đem Trương Nhược Trần tìm ra. Trở lại Hãn Hải Trang Viên, mở ra Thất Tinh Đế Cung, Trương Nhược Trần lập tức đem Thương Bạch Tử từ trong Tử Kim Hồ Lô thả ra. Trương Nhược Trần hỏi, "Nói đi, vị kia Bạch cô nương, đến cùng là ai? Nàng vì sao muốn giết Hình Thiên?" Thương Bạch Tử thọ nguyên đại lượng sói mòn, thi thể nghiêm trọng hư thối, nằm dạp trên mặt đất, khí tức suy yếu, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. "Không nói, đi, giữ lại ngươi cũng không có cái gì giá trị, hiện tại liền đi chết đi." Trương Nhược Trần lòng bàn tay, tuôn ra một đoàn nóng rực tịnh diệt thần hỏa. Thương Bạch Tử sắc mặt đại biến, nói: "Trương Nhược Trần, nơi này là vận mệnh thần vực, ngươi dám giết ta, tài quyết ti tuyệt đối không tha cho ngươi, Trường Sinh Điện cũng liền xem ngươi là tử địch." Tại bất luận cái gì thế lực, thiên vấn cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Nếu là ở Quảng Hàn giới, lấy Thương Bạch Tử tu vi, đủ để xếp vào cả tòa đại thế giới thập đại cường giả hàng ngũ. Nguyệt thần liệt thứ nhất, hắn chí ít cũng là thứ 8, thứ 9. Thương Bạch Tử như bị giết, có thể nghĩ Trường Sinh Điện sẽ cỡ nào tức giận. Ngươi dám giết ta, ta dựa vào cái gì không dám giết ngươi? Trương Nhược Trần ngón tay búng một cái, một sợi tịnh diệt thần hỏa rơi xuống Thương Bạch Tử trên thân, thiêu đến thi thể của hắn, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Trương Nhược Trần không nghĩ tới, muốn đi tìm kiếm lấy Thương Bạch Tử ký ức. Nơi này không phải thú thiên chiến trường, Thương Bạch Tử trọng yếu ký ức, khẳng định bị thần linh lực lượng bảo vệ. Mà lại, Thương Bạch Tử cũng không phải là kẻ yếu, là vạn tử nhất sinh cảnh sơ kỳ đại thánh, tinh thần lực cũng rất cường đại. Mặc dù bây giờ rất suy yếu, thế nhưng là, Trương Nhược Trần cũng không dám khinh thường hắn. Vạn nhất tìm kiếm lấy ký ức lúc bị ám toán, đem được không bù mất. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Thương Bạch Tử trong mắt lửa giận hiện lên, trong miệng phát ra dung trời thét dài, thể nội xông ra lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc, ngưng tụ thành bảy tòa đạo cung, hướng Trương Nhược Trần trấn áp tới. Cường đại tới đâu thiên tài, cũng không có khả năng lấy bách gia cảnh tu vi đánh bại vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. Theo Thương Bạch Tử, chính mình chỉ là bị đánh lén, mới có thể bị Trương Nhược Trần bắt. Chân chính giao phong đứng lên, cho dù mình bây giờ trạng thái hết sức yếu ớt, vẫn như cũ có sức liều mạng. Về phần theo như đồn đại, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần một trận chiến thời điểm, bạo phát ra tiếp cận vô thượng cảnh đại thánh lực lượng. Hàn thấy, hoàn toàn chính là nghe nhầm đồn bậy, lời nói vô căn cứ, là không thể nào sự tình. Trương Nhược Trần lắc đầu hỏa thần khải giáp tự động hiện ra đến thể nội cuồn cuộn thần lực phun trào một cước đạp ra ngoài chân trái hiện ra lít nha lít nhít hỏa diễm thần văn diễm thần thối lực lượng hoàn toàn bộc phát ẩm ẩm thương bạch tử đạo vực vỡ nát bảy tòa đạo cung chia năm xẻ bảy thân thể bay rớt ra ngoài trùng điệp đụng vào thất tinh đế cung trên trận pháp vách tường lần nữa ngã xuống đất làm sao làm sao có thể mạnh như vậy lực lượng của người thương bạch tử nhìn xem từng bước một đi tới trương nhược trần đầy mắt trần kinh chỉ bằng vừa rồi một cước kia sức mạnh bùng lên cho dù hắn tại dưới trạng thái đỉnh phong muốn tiếp được đều không phải là một chuyện dễ dàng trương nhược trần toàn thân đều đang thiếu đốt trong cung điện nhiệt độ trở nên cực cao tựa như một tòa đồng lô nói cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng đến cùng nói hay không thương bạch tử biết lấy mình bây giờ trạng thái tuyệt đối không cách nào chạy ra thất tinh đế cung trước hết ổn định trương nhược trần vội vàng nói nói ta nói trương nhược trần đoán ra thương bạch tử không phải cái gì xương cứng khẳng định sớm đã bị vị kia bạch cô nương dày vò đến tinh thần ý chí sụp đổ nếu không ở trong khổng tước cung làm sao lại một bộ tướng nô tài người như vậy đời này sẽ không có thành thần cơ hội trương nhược trần nói tốt nhất đừng nói hư nói vượn con người của ta không có gì kiên nhẫn ta nói đằng sau ngươi có thể thả ta một con đường sống sao thương bạch tử hỏi vậy phải xem ngươi nói đồ vật giá trị đến cùng lớn đến bao nhiêu thương bạch tử cúi đầu trầm tư một lát lần nữa ngẩng đầu nói bạch cô nương thân phận kỳ thật cũng không phải là bí mật gì tại địa ngục giới rất nhiều tu sĩ đều biết nàng chính là thần nữ thập nhị phường đương đại người cầm quyền bạch hoàng hậu nữ nhi tên là bạch khanh nhi quả nhiên thân phận không tầm thường khó trách làm việc không kiêng nể gì như thế trương nhược trần hừ nhẹ một tiếng thương bạch tử nói có truyền ngôn bạch cô nương phụ thân rất có thể là hoang thiên đại thần đương nhiên truyền ngôn này chưa bao giờ được chứng thực qua hư giả khả năng tương đối cao. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy, thân nữ thập nhị phường chỉ là muốn mượn hoang thiên đại thần tên, chấn nhiếp các phường. Nằm nhoài thất tinh đế cung bên ngoài cửa cung hộ điện linh tôn giống như sư giống như chó kia. Bỗng nhiên nâng lên đầu lâu to lớn, hai cái chuông đồng lớn nhỏ con mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm được đấy là ai đang đàm luận nó. Hoang thiên chi nữ, trương nhược trần hai mắt nhíu lại, ánh mắt lăng lệ rất nhiều, nói, nàng vì sao muốn giết hình thiên. Bạch cô nương chân chính muốn đối phó, chính là thất thủ lão nhân hình thiên hẳn là bị thuận tay giết chết thương bạch tử nói trương nhược trần nói nàng vì sao muốn đối phó thất thủ lão nhân cái này thương bạch tử nói xoẹt trương nhược trần lòng bàn tay tịnh diệt thần hỏa lần nữa bắt đầu cháy rừng rực thương bạch tử rụt cổ một cái vội vàng nói nguyên nhân cụ thể ta không biết được ta muốn hẳn là bởi vì thất thủ lão nhân tại thần nữ thập nhị phường dưới cờ đổ thành thắng đi quá nhiều thần thạch cho nên Bạch cô nương mới có thể xuất thủ đối phó hắn. Trương Nhược Trần cười lạnh, ngươi coi ta có dễ dàng như vậy lừa gạt. Nếu như chỉ là vì thần thạch, vị kia Bạch cô nương làm sao lại bí quá hóa liều giết chết Hình Thiên. Tại ta đưa ngươi cầm sau khi đi, nàng trả lại truy sát ta, một bộ muốn giết người diệt khẩu bộ dáng, việc này tuyệt không đơn giản. Khả năng Hình Thiên chỉ là bị nàng ngộ sát. Gặp Trương Nhược Trần vẫn như cũ một mặt bất thiện theo dõi hắn, Thương Bạch Tử run giọng nói, truy sát ngươi, hẳn là bởi vì ngươi phát hiện nàng giết chết hình thiên bí mật này, nhất định phải diệt khẩu. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là, tại nàng truy sát ta trước đó, ta cũng không biết là ai đã giết hình thiên. Thương Bạch Tử cơ hồ muốn bị Trương Nhược Trần bức điên, cắn răng nói, như Trần Đại Thánh, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi tha ta một mạng, ta giúp ngươi cướp đoạt kiếm nam giới. Ngươi xem coi thế nào. Trương Nhược Trần mày nhăn lại, lâm vào suy nghĩ. Bạch Khai Nhi đối phó thất thủ lão nhân, nhất định rất có mưu đồ. Bất quá, Thương Bạch Tử chỉ là một cái bị nàng sử dụng mộng cảnh khống chế thuộc hạ mà thôi, cũng không khả năng tiếp xúc đạt được hạch tâm cơ mật. Thương Bạch Tử lại nói, như Trần Đại Thánh, ta biết ngươi chính là rồng phượng trong loài người, tương lai nhất định thành tựu vô thượng thần linh đại đạo. Thế nhưng là, kiếm nam giới cửa này, không dễ dàng như vậy qua, ngươi phải cần có một người, giúp ngươi một tay. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn hắn, nói, dùng người như ngươi, phong hiểm quá lớn. Thương Bạch Tử bắt đầu lo lắng, ý thức được không ổn, vội la lên, như trần đại thánh xoẹt xoẹt trương nhược trần một trưởng đặt tại thương bạch tử đỉnh đầu tịnh diệt thần hỏa không ngừng từ lòng bàn tay tuôn ra đem hắn thi thể bao khỏa phảng phất đốt một bộ lão thi phát ra trận trận hôi thối thương bạch tử muốn tự bạo thánh nguyên cùng trương nhược trần đồng quy vu tận đáng tiếc tinh thần lực của hắn không có trương nhược trần cường đại tư duy ý thức bị áp chế gắt gao cũng không lâu lắm thương bạch tử thiêu đến tan thành mây khói trên mặt đất chỉ còn một viên thánh nguyên nhanh lên đem thánh nguyên hấp thu luyện hóa trương nhược trần đem thánh nguyên ném cho ngay tại dung hợp pháp thân ma âm vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh thánh nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu ma âm mừng rỡ tiếp thu đi qua giết thương bạch tử là vì cho những tu sĩ địa ngục giới dự định đối phó trương nhược trần kia một cái cảnh cáo nhưng là lại không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì chí ít không thể bị tài quyết ti nắm được cán tại địa ngục giới đích thật là mạnh được yếu thua giết chóc hoành hành nhưng giết tu vi cường đại mà lại lại có bối cảnh tu sĩ, vẫn là phải mịt mờ một chút, không thể quá trắng trợn. Nghiêu Thanh là tài quyết ti một vị thiên tài quân chủ, tu vi tại ngàn năm trước đó, chính là đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh. Hắn chỉ nghe mệnh, tài quyết ti thập đại tài quyết một trong thần vực chấp pháp tài quyết. Thần vực chấp pháp tài quyết lại trực tiếp nghe lệnh của tài quyết tôn giả, phụ trách quản lý toàn bộ vận mệnh thần vực trật tự. Trên có thể chế tài 12 thần cung đại tế tự, dưới có thể chảm giết hết thảy trái với vận mệnh thần điện quy củ tu sĩ. Có thể nói, thần vực chấp pháp tài quyết là các tộc tu sĩ đều sợ hãi tồn tại. Cho dù là thần tử, thần nữ, nhìn thấy hắn cũng sẽ lựa chọn lui tránh. Như thanh khuôn mặt tái nhợt, xuất lĩnh một chi hơn 10 người tạo thành chấp pháp giả, người mặc áo giáp, cầm trong tay thánh kiếm, đem hãn hải trang viên vây quanh. Hai vị tu vi đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong địa tài quân chủ, khí tân quân chủ cùng trinh quân chủ, phân biệt đứng tại phía sau hắn hai bên trái phải tình huống như thế nào tài quyết ti nhiều cường giả như vậy thế mà bao vây hãn hải trang viên thiên tài quân chủ nghiêu thanh chân thân giáng lâm tuyệt đối phát sinh đại sự địa tài quân chủ có thể bắt thần tử thần nữ thiên tài quân chủ thế nhưng là có thể bắt thần linh thê thiếp tồn tại nếu là chống lệnh bắt còn có thể trực tiếp đánh chết trương nhược trần tại vận mệnh thần vượt quá phách lối cuồng vọng rốt cục tự ăn ác quả ngoại trừ số ít một chút tu sĩ lưu lại vây xem càng nhiều tu sĩ xa xa thối lui, tài quyết ti tu sĩ sắc khí trên người, để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Hoành mở ra đại môn, từ trong hãn hải trang viên đi ra. Hắn tập trung nhìn vào, bị bên ngoài bọn này chấp pháp giả trên người thánh đạo khí tức, giật nảy mình. Bất quá, nghĩ đến Trương Nhược Trần tại địa ngục giới cao quý thân phận, Hoành trong lòng ý sợ hãi, chính là thiếu đi mấy phần. Hắn nói, chư vị vây quanh hãn hải trang viên, là ý muốn như thế nào? Khi tân quân chủ quát lạnh một tiếng, mở ra trận pháp, phụng tài quyết đại nhân mệnh lệnh bắt trương nhược trần hoành trong lòng thất kinh làm huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn thần tôn tự mình tứ hôn thiên kiêu tài quyết ti vậy mà nói cầm liền cầm ngay tại hoành trần chờ trong nháy mắt nghiêu thanh hiện ra một đạo không nhịn được thần sắc một trưởng ấn ra ngoài oanh một tiếng ngăn tại phía trước trận pháp minh văn nhao nhao vỡ nát hãn hải trang viên chỗ đại địa lắc lư không ngừng trận pháp địa sư bố trí trận pháp trong nháy mắt bị phá rơi cùng là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh Nhiêu Thanh mạnh hơn Thương Bạch Tử không chỉ gấp 10 lần. Nhiêu Thanh chấp hai tay sau lưng, hướng Hãn Hải Trang Viên trong cửa lớn đi đến, nói: "Làm đến từ Thiên Đình một cái đại thánh nô bộc, gặp ba vị tài quyết giá lâm, lại không quỳ xuống. Tội chết." Hoành sắc mặt hoảng sợ, bị hai vị đại thánh chấp pháp giả kéo đi. Phốc phốc, đầu của hắn bị thanh kiếm chém xuống. Tài quyết chi kiếm có thể tuyệt diệt sinh cơ, coi như ngươi là đại thánh, cũng có thể một kiếm giết chết. Hoành Lam đã từng thiên đường giới phe phái nhất đẳng thiên kiêu, giờ phút này biến thành một bộ thi thể không đầu đổ vào trên bậc thang ửng đỏ thánh huyết như trụ đồng dạng trào ra ngoài vây xem tu sĩ nhao nhao xôn xao lần nữa lui lại một vị đại thánh máu tươi rốt cục bừng tỉnh bọn hắn để bọn hắn ý thức được lần này tài quyết ti là làm thật sẽ không bởi vì trương nhược trần thân phận đặc thù mà kiên kỵ chu chân thân đầu vân không liễm hy bị kinh động từ trong tràng viên sông ra vừa hay nhìn thấy hoành bị chém giết một màn ba người trái tim như bị trọng trùy đánh trúng Vội vàng quỳ một gối xuống tại đại môn hai bên. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rõ ràng nhận thức đến, tại địa ngục giới, tính mạng của mình là cỡ nào yếu ớt, một vị tài quyết quân chủ có thể một lời định bọn hắn sinh tử. Nhiêu Thanh thân hình thẳng tắp như thương, đi vào Hãn Hải trang viên, đi vào Thất Tinh đế cung phía dưới. Trương Nhược Trần đã đứng tại trước cửa cung, ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. Nhiêu Thanh mặt không biểu tình, nói, "Trương Nhược Trần, ngươi như thông minh, cũng đừng có chống cự, cùng ta đi tài quyết đi." trương nhược trần mở ra bàn tay lộ ra vận mệnh thiên lệnh nói bằng vào ta thân phận coi như tài quyết ti muốn bắt ta cũng phải cho một cái lý do à nghiêu thanh cùng tất cả chấp pháp giả đồng loạt khom người hướng trương nhược trần cúi đầu bái không phải trương nhược trần mà là vận mệnh thiên lệnh bái xong nghiêu thanh thân hình một lần nữa đứng nghiêm nói tài quyết ti thu đến tin tức ngươi giết chết tu la thần điện hình thiên bắt trường sinh điện thương bạch tử hai chuyện này ngươi có thể nhận trương nhược trần chỉ biết thần nữ lâu cùng tử vong đại tế tự quan hệ tâm đầu ý hợp lại không nghĩ rằng ngay cả các nàng ngay cả tài quyết ti lực lượng cũng có thể điều động nhận đương nhiên là không có khả năng nhận trương nhược trần nói hai kiện này đều là giả dối không có thật sự tình có người muốn hãm hại ta ta cùng hình thiên không oán không cừu vì sao muốn giết hắn trường sinh điện thương bạch tử không phải tại thần nữ lâu sao ta nhưng không có bắt hắn như thanh nói nếu không phải ngươi cách làm liền đi với ta một chuyến tài quyết ti chờ sự tình tra rõ ràng, nhất định trả ngươi một cái công đạo. Khí Tân quân chủ cùng Trinh quân chủ cầm trong tay thần liên, đạp vào Thất Tinh Đế cung cầu thang, hướng Trương Nhược Trần đi đến. Ầm ầm. Trên cầu thang, bộc phát ra mạnh mẽ ánh sáng màu trắng, đem hai vị địa tài quân chủ chấn động đến bay rớt ra ngoài, sau khi hạ xuống, bước chân vội vàng, liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Thất Tinh Đế cung là huyết tuyệt chiến thần đã từng cung điện, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, cùng hộ điện linh tôn hoang thiên liên thủ thôi động, lực phòng ngự cường đại đủ để ngăn trở vô thượng cảnh đại thánh hai vị địa tài quân chủ làm sao có thể xông vào được trương nhược trần trên mặt ý cười nói hai vị quân chủ thứ tội cũng không phải là ta không muốn đi tài quyết ti chỉ là nếu như tùy tiện một người tu sĩ xảy ra chuyện tài quyết ti đều muốn bắt ta đi qua thẩm vấn ta chẳng phải là cả một đời đều được đợi tại tài quyết ti trong thiết ngục cho nên ta đề nghị ngươi tốt nhất tìm đến đầy đủ chứng cứ lại đến bắt ta cũng không muộn hắn vừa trở về hãn hải trang viên tài quyết ti chấp pháp giả liền đuổi tới tới cũng quá nhanh đi có thể khẳng định là bạch khanh nhi cố ý mượn tay tài quyết ti đối phó hắn trương nhược trần đã nghe nói chính mình dung hợp thành công loại thứ sáu thanh ý thời điểm xuất hiện mệnh khê đảo lưu dìm nước thần điện dị tượng mặc dù bị chiến thần lấy phong đô đại đế danh nghĩa cưỡng ép giải thích đi qua thế nhưng là lấy tài quyết ti tì tình nguyện giết nhầm tuyệt không buông tha phong cách hành sự sao lại buông tha cơ hội diệt trừ trương nhược trần này giết trương nhược trần là vì thủ hộ vận mệnh thần điện đối với chuyện này bạch khanh nhi cùng tài quyết ti lợi ích cùng mục đích là nhất trí trương nhược trần nếu là thúc thủ chịu trói chỉ sợ không đến được tài quyết ti liền sẽ bị xử quyết đến lúc đó coi như chiến thần cùng mẫu hậu có lòng muốn muốn cứu hắn cũng đều đã trễ hiện tại chỉ có thể thủ vững thất tinh đế cung có thể kéo dài một khắc là một khắc nhiêu thanh sắc mặt chìm đến cực điểm tại vận mệnh thần vực cho tới bây giờ không có tu sĩ dám lấy loại ngữ khí này cùng tài quyết ti quân chủ nói chuyện đây là căn bản không có đem tài quyết ti để vào mắt trương nhược trần chống lệnh bắt giết không tha nhiêu thanh thanh âm như từ trong hàm răng gạt ra ra lệnh một tiếng tài quyết ti chấp pháp giả đồng thời xuất thủ hướng thất tinh đế cung phát động công kích nhiêu thanh đương nhiên nhận biết thất tinh đế cung trong lòng biết bằng bọn hắn những người này rất khó tấn công vào đi sở dĩ còn muốn công kích chính là muốn bức trương nhược trần phản kháng Trương Nhược Trần một khi phản kháng, vô luận hắn có tội hay không, Tài Quyết Ti đều có thể giết hắn. Trương Nhược Trần chống lệnh bắt, xin mời Tài Quyết đại nhân đích thân tới. Nhiều Thanh khắc xuống một đạo truyền tin quang phù, truyền ra ngoài. Muốn phá thất tinh đế cung, chém giết Trương Nhược Trần, còn phải Tài Quyết đại nhân tự mình xuất thủ mới được. Năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh bị trộm đằng sau, tụ tập tại thần nữ lâu tu sĩ, lập tức chạy đến Hãn Hải Trang Viên. Thế nhưng là, Hãn Hải Trang Viên đã bị Tài Quyết Ti vây quanh phong tỏa, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể tới gần. Bạch Khai Nhi đứng tại trên một ngôi lầu các, lầu bầu nói, cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Nàng có thể xin mời tử vong đại tế tự cùng tài quyết ti xuất thủ, chính là bởi vì song phương mục tiêu nhất trí, đều muốn giết chết Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, nàng bây giờ muốn ngăn cản tài quyết ti bắt Trương Nhược Trần, lại là tuyệt đối không thể nào sự tình. Huyết đồ nhìn thấy trên cầu thang hoành thi thể, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra, nói, tài quyết ti tới cũng quá nhanh đi. Hoàn toàn chính xác nhanh đến mức có chút quá phận. Cô xạ tĩnh hai mắt, nhìn về phía không ngừng phát ra oanh minh chiến đấu âm thanh hãn hải trang viên, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết trong lòng đang tự hỏi cái gì. Huyết đầu nói, sư huynh của ta khẳng định là bị hãm hại. Nếu biết, ngươi còn không nhanh đi bẩm báo huyết hậu. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi cứu được hắn. Cô xạ tĩnh nói, huyết đầu do dự một chút, lập tức, nhanh chóng rời đi. Làm huyết hậu đệ tử, hắn đương nhiên là có nhanh chóng liên hệ huyết hậu biện pháp huyết đồ sở dĩ lựa chọn cứu trương nhược trần chính là bởi vì ở trong thần nữ lâu trương nhược trần biết rõ hắn tiết lộ tin tức nhưng như cũ từ cô xạ tĩnh trong tay đem hắn cứu lúc trước lừa gạt đi trí tôn thánh khí cũng đích thật là hắn không đúng huyết đồ đã thấy rõ sư huynh là cái người trọng cảm tình không hề giống mặt ngoài lạnh lùng như vậy đối với hắn như vậy nghiêm khắc có lẽ chỉ là tại ma luyện tâm tính của hắn huống hồ có một vị nguyên hội cấp thiên tài sư huynh tại, hắn huyết đổ sau này nhất định nước lên thì thuyền lên. La Sinh Thiên đi đến cô xạ tĩnh bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, nói, vô dụng, thần linh không thể nhúng tay thế tục, đi tìm huyết hậu cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc trước, Tề Thiên bộ tộc đại tộc tể con trai trưởng, Tề Lũng Phi, tại vận mệnh thần vực cùng một vị thiên vấn cảnh đại thánh đầu Pháp, dẫn đến một tòa thành khu tu sĩ tử thương thảm trọng, mấy chục vạn tu sĩ vẫn lạc. Tài quyết ti đem Tề Lũng Phi bắt đi về sau, tề thiên bộ tộc đại tộc tể lập tức tiến đến cầu tình. Dù sao, nàng chỉ có như thế một đứa con trai, sau này đoán chừng cũng sẽ không lại có, một mực bị nâng ở trong lòng bàn tay, không biết bị cương chiều thành bộ dáng gì. Thế nhưng là, tề thiên bộ tộc đại tộc tể lại bị tài quyết tôn giả ngăn ở tài quyết ti bên ngoài, lúc ấy, tài quyết tôn giả nói một câu, không pháp quy, dùng cái gì làm cho thiên hạ. Nếu là thần linh cầu tình liền có thể tha thứ, không cần muốn tài quyết ti. Lập tức, Cô giả tự tay đem Tề Lũng Phi trảm chết. Cô Xạ Tĩnh nói, Trương Nhược Trần là thông minh, chỉ cần còn không có tiến tài quyết ti, liền còn có thể cứu vãn được. Nếu là huyết hậu có thể kịp thời đuổi tới, đem hắn mang về huyết tuyệt gia tộc, tài quyết ti chẳng lẽ còn dám cường công huyết tuyệt gia tộc hay sao? La Sinh Thiên nói, nếu là như thế, Trương Nhược Trần đời này sợ là đều được tránh ở trong huyết tuyệt gia tộc, cũng không còn cách nào ra ngoài một bước. Các ngươi thiên la thần quốc, chẳng lẽ không xuất thủ giúp một cái? Cô Xạ Tĩnh nói, La Sinh Thiên nói, ta đã đem tất cả tu sĩ đều sai phái ra đi, tìm kiếm thương bạch tử cùng hình thiên. Còn, thần nữ lâu sự kiện kia, chúng ta kỳ thật đều hiểu, Trương Nhược Trần còn không có lợi hại như vậy. Tại chúng ta nhiều cường giả như vậy dưới mí mắt, thần không biết quỷ không hay đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh. Lại cách 17 tầng phong ấn giết chết đàm phi, nhất định là một cái nhân vật tương đương đáng sợ, tại dưới thần cảnh có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Vạn nhất Trương Nhược Trần thật giết hình thiên, cũng bắt thương bạch tử đâu, cô xạ tĩnh nói la sinh thiên trầm mặc thật lâu nói tài quyết ti sớm đã có giết trương nhược trần chi tâm tại vận mệnh thần vực dù sao vẫn là vận mệnh thần điện định đoạt chúng ta không giúp được quá lớn bận bịu đáng tiếc huyết tuyệt chiến thần không tại vận mệnh thần vực nếu không lấy hắn cường thế tính cách tài quyết ti bao nhiêu sẽ kiên kỵ mấy phần huyết đầu quỳ một gối xuống tại huyết hậu trong thần cảnh thế giới nhanh chóng đem chọn một chuyện tiền căn hậu quả giảng thuật một lần sư tôn ngươi nhất định phải xuất thủ cứu một cứu sư huynh một khi hắn bị mang vào tài quyết ti chỉ sợ hậu quả khó mà lường được huyết hậu thần ảnh chừng cao mấy ngàn trượng như núi lớn đứng ở huyết đồ trước mặt nói thần linh là không thể nhúng tay thế tục sự tình huống hồ tài quyết ti làm việc nhất quán công chứng sẽ không oan uổng sư huynh của ngươi cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta nghe nói tài quyết ti đã sớm muốn đưa sư huynh vào chỗ chết huyết đồ vội vàng nói huyết hậu nói coi như muốn giết trần nhi tài quyết ti cũng phải xuất ra chứng cứ mới được ta tin tưởng Trần Nhi năng lực, coi như thật giết người, cũng nhất định xóa đi tất cả vết tích. Nếu không có chuyện gì khác, ngươi liền lui xuống đi đi, vi sư còn muốn tiếp tục tu luyện. Huyết đồ làm sao cũng không nghĩ tới, sư tôn đúng là thái độ như vậy. Tại sư huynh sống chết trước mắt, nàng thế mà tin tưởng tài quyết ti, thế mà còn có tâm tình tu luyện. Đây là sư tôn vì cứu ra sư huynh nữ nhi, không tiếc đánh với tu thần thiên thần một trận kia. Chẳng lẽ sư tôn là sợ sệt tài quyết ti? Khác thường, qua khác thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoang Thiên đem bọn hắn ngăn trở. Trương Nhược Trần vỗ vỗ đầu đại cẩu Hoang Thiên, đi vào trong Thất Tinh Đế Cung, gặp Ma Âm vẫn như cũ còn tại luyện hóa hấp thu Thương Bạch Tử Thánh Nguyên, thế là, thúc dục một tiếng. Bành, lấy ra từ kim hồ lô, đem hình thiên thi thể đổ ra. Mặc dù hình thiên không phải hắn giết, nhưng là, Tài Quyết Tì nói rõ đối với chứng cứ không có hứng thú, coi như giải thích cũng vô dụng, không bằng hủy thi diệt tích. Trương Nhược Trần sinh ra một đạo cổ quái cảm ứng, không khỏi tinh tế nhìn chăm chú hình thiên thi thể, lập tức chậm rãi lui lại, lấy thể nội thánh khí, thôi động trong cung điện trận pháp minh văn cùng thần văn. Toàn bộ cung điện bị lít nha lít nhít hình lưới lôi điện bao trùm. Thối lui đến an toàn vị trí, Trương Nhược Trần mới lạnh như băng nói, "Ra đi, còn muốn tiếp tục ẩn giấu đi sao?" Chuyện quỷ dị phát sinh. Hình thiên cứng hắc thi thể, đứng thẳng đứng lên, khan giọng mà nói, "Nguyên hội cấp thiên tài chính là không giống với" lấy bách ra cảnh tu vi đều có thể cảm ứng được lão phu khí tức soạt thất thủ lão nhân từ hình thiên trong thi thể tách ra ánh mắt sâu thẳm ngóng nhìn bốn phía lôi điện một phái thản nhiên cường giả phong phạm thương bạch tử nói ngược lại là nói thật người bạch khanh nhi đối phó thật là ngươi trương nhược trần biết rõ thất thủ lão nhân tinh thần lực cường đại là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm bởi vậy tùy thời bảo trì độ cao cảnh giác thất thủ lão nhân hướng ngoài điện liếc qua gan giọng cười nói tại vận mệnh thần vực dám cùng tài quyết ti đối nghịch, cũng không biết nên nói ngươi gan lớn hay là nói ngươi tìm đường chết. Được rồi, việc này lão phu liền không tham gia, đi trước một bước. Đi. Ta nghĩ, đồ thân tiền bối hay là không cần đi, đã ngươi tại, vừa vặn có thể giúp ta làm chứng. Hình thiên là bị Bạch Khanh Nhi giết chết, ngươi chẳng lẽ không muốn diệt trừ Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần nói, thất thủ lão nhân nói, làm chứng, diệt trừ Bạch Khanh Nhi. Ta đại thiên tài, đừng ngây thơ, tài quyết ti là địa phương nào. Một khi tiến vào, ta tất cả bí mật đều sẽ bị móc ra. Lão Phu làm chứng cho ngươi là sẽ bị siêu hồn. Đến lúc đó, ngươi giết thương bạch tử, còn hủy thi diệt tích sự tình, dấu dếm được sao? Ngươi có thể chém tới bộ phận ký ức kia. Trương Nhược Trần nói. Thất thủ lão nhân nói, vận mệnh thần điện sẽ giúp ta khôi phục ký ức. Đi tài quyết ti, đi vận mệnh thần điện. Thất thủ lão nhân đánh chết cũng sẽ không đi, đi, bản nguyên thần điện bí mật, nhất định không gánh nổi trương nhược trần kỳ thật căn bản không có nghĩ tới để thất thủ lão nhân ra mặt làm chứng xác nhận bạch khanh nhi nói ra vừa rồi lời nói kia chỉ là muốn thăm dò hắn xác minh trong lòng phỏng đoán trương nhược trần nói nói như thế Đồ thần tiền bối không muốn ra mặt vậy mà đều là vì tốt cho ta lão phu rất thưởng thức ngươi dạng này hậu bối chiêu cố ngươi là hẳn là thất thủ lão nhân nghiêm mặt nói trương nhược trần tin hắn mới là quái sự tại thần nữ lâu Trương Nhược Trần làm hại hắn thua hơn 50 vạn mai thần thạch, hắn chỉ sợ liên sát người tâm đều có. Thất thủ lão nhân lại hướng ra phía ngoài nhìn một chút, thầm nghĩ trong lòng, chiếu xu thế này phát triển, vận mệnh thần điện tài quyết, chẳng mấy chốc sẽ giá lâm. Một khi tài quyết giá lâm, hắn coi như tinh thần lực mạnh hơn, cũng đi không nổi. Thất thủ lão nhân phất phất tay, nói, lão phu nhất định phải hiện tại liền rời đi, đại thiên tài, tranh thủ thời gian thu hồi trận pháp cùng thần văn. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, tiền bối không thể đi đây là vì gì? Lão Phu nếu là bị tài quyết ti bắt lấy, tội danh của ngươi, liên rửa không sạch. Thất thủ lão nhân nói nghiêm túc, một bộ cũng là vì Trương Nhược Trần suy nghĩ dáng vẻ. Trương Nhược Trần nói, ta có thể giết người diệt khẩu A. Giết người diệt khẩu. Giết ai? Giết. À. Thất thủ lão nhân lấy ngón tay chính mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức, khặc khặc cười ha hả nói. Lão Phu nhìn ngươi là huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn, mới không muốn cùng ngươi chấp nhặt không nghĩ tới, ngươi thế mà ngay cả lão phu đều muốn giết ngươi biết lão phu tinh thần lực đạt tới cấp độ gì sao giết ta dưới thần cảnh còn không có mấy người dám nói như vậy trương nhược trần nói tiền bối ở trong tử kim hồ lô tổn thất không ít thọ nguyên a à. hiện tại vẫn còn trạng thái hư nhược thất thủ lão nhân cười lạnh không nói trương nhược trần lại nói tòa thất tinh đế cung này chính là huyết tuyệt chiến thần tự mình rèn đúc mà thành nơi này đại thánh minh văn cùng thần văn bao quát trận pháp minh văn đều là chiến thần một tay khác lục lấy tình trạng của ngươi bây giờ thật có nắm chắc chạy đi thất thủ lão nhân mặt trở nên lại xanh lại tín nói trương đại thiên tài chúng ta không oán không cừu cần gì phải sinh tử đối mặt ngươi chẳng lẽ trong lòng biết chính mình muốn chết cố ý kéo một cái đệm lưng t thất thủ lão nhân hít sâu một hơi cảm thấy mình hơn phân nửa đoán đúng trương nhược trần càng như thế phát rồ thất thủ lão nhân ngữ khí trở nên mềm nhũn mấy phần nói như vậy đi ngươi thả lão phu rời đi thất tinh đế cung lão phu nhất định đem hết khả năng đưa ngươi từ trong tài quyết ti cứu ra ngươi xem coi thế nào nếu ngươi không tin lão phu có thể đối với thần linh phát thệ phát thệ thì như thế nào dù sao đem hết khả năng là được nếu là cứu không ra cũng trách không được hắn trương nhược trần nói ta rất hiếu kỳ bạch khanh nhi tại sao muốn đối phó ngươi còn có thể vì cái gì cũng là vì thần thạch tại thần nữ lâu lão phu thua hơn 50 vạn mai thần thạch không bỏ ra nổi đến, liền lọt vào nàng truy sát. Ai? Thế gian này có hơn chín thành giết chóc, đều là bởi vì thần thạch, thất thủ lão nhân nói. Trương Nhược Trần nói, đường đường đổ thần, không bỏ ra nổi đến hơn 50 vạn mai thần thạch. Thất thủ lão nhân liên tục thở dài, muốn tranh thủ Trương Nhược Trần đồng tình, nói. Ngoại nhân chỉ nhìn thấy lão phu thắng bó lớn thần thạch, nhưng lại không biết, lão phu vì kéo dài tính mạng, cũng bỏ ra bó lớn thần thạch. Kéo dài tính mạng đan dưỡng đất đỏ đến cực điểm, lão phu sớm đã móc sạch vốn liếng. Trương Nhược Trần an ủi một câu, nói, ngươi hẳn là tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi. Có ý tứ gì? Thất thủ lão nhân hỏi. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ ngươi không biết, ta nắm giữ lấy tiếp thiên thần mộc mầm mống, tiếp thiên thần mộc lại có thể dựng dục ra sinh mệnh tri tuyển. Thật sao? Thất thủ lão nhân tinh thần đại chấn, hai mắt sáng ngời phát quang. Trương Nhược Trần nói, trả lời vấn đề này trước đó, trước tiên ta hỏi tiền bối một vấn đề. Ngươi tranh thủ thời gian hỏi trương nhược trần cười nói nếu tiền bối thọ nguyên không nhiều làm sao ở trong tử kim hồ lô sống sót thương bạch tử ở bên trong thế nhưng là trôi mất mấy ngàn năm thọ nguyên thất thủ lão nhân lập tức thu liễm tâm tình kích động ý thức được trước mắt tên tiểu bối này một mực tại dẫn dụ hắn thật đúng là nói nhiều sai nhiều thất thủ lão nhân cười hắc hắc giống lão phu loại tầng thứ này cường giả làm sao có thể không có đối kháng thời gian ấn ký thủ đoạn nếu tiền bối nói như vậy như vậy ta cũng trả lời ngươi trong tay của ta. Không có sinh mệnh chi tuyền. Trương Nhược Trần nói. Thất thủ lão nhân cả giận nói. Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất là giải quyết tài quyết ti nguy cơ. Ngươi nắm lão phu có ý nghĩa gì? Trương Nhược Trần nói. Tài quyết ti là bởi vì ngươi cùng Bạch Khai Nhi tranh đấu mới có thể không hiểu thấu tìm tới ta. Nếu như ta ngay cả mình tại sao phải bị nhầm vào cũng không biết giải quyết như thế nào nguy cơ. Thất thủ lão nhân nói. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên nghiêm túc, Nói, ta nghe lén qua bạch khai nghi cùng thương bạch tử đám người đối thoại. Nàng lấy thất thải săn hô thụ, tại thần nữ lâu thiết lập ván cục, vì chính là đối phó ngươi. Nữ nhân ác độc này, lại dám tính toán lão phu. Thất thủ lão nhân tức giận nói. Trương Nhược Trần lại nói, nhưng là, nàng rõ ràng thua hơn 50 vạn mai thần thạch, vẫn còn công bố, chính mình không có bại. Mà lại, chỉ cần coi chừng ngươi, liền có thể thắng trở về. Ta có lý do suy đoán, trên người của ngươi, nhất định cất giấu giá trị viễn siêu hơn 50 vạn mai thần thạch bí mật. Tiền bối nếu là đem bí mật kia nói ra, ta hiện tại liền thả ngươi rời đi. Nếu không, thần vực chấp pháp tài quyết giá lâm, tiền bối còn muốn chạy đều đi không nổi. Thất thủ lão nhân không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cường đại tinh thần lực phóng xuất ra, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới. Trương Nhược Trần không sợ chút nào, nói, nếu như ta không có đoán sai, tiền bối là tu luyện qua bản nguyên tri đạo. Dưới thần cảnh, ngoại trừ thời gian tu sĩ bên ngoài, chỉ có bản nguyên thần mục mới có thể thấy rõ thời gian ấn ký, chỉ có thấy rõ mới tránh đến mở. Tiền bối tại thần nữ lâu cũng hẳn là mượn nhờ lực lượng của bản nguyên mới phát giác được thất thải san hô thụ nội bộ có sinh mệnh ba động A. Vẹn vẹn chỉ là lực lượng của bản nguyên còn chưa đủ lấy để Bạch Khanh Nhi như vậy toàn lực ứng phó đối phó người. Nếu là không có khổng lồ lợi ích, không người nào nguyện ý, trêu chọc ngươi cường địch như vậy. Tiền bối không nói cũng không quan hệ, chờ ta bị chộp tới tài quyết ti, hoàn toàn có thể dùng cái này, cùng thần vực chấp pháp tài quyết giao dịch. So với giết ta mà nói, tin tưởng vị kia thần vực chấp pháp tài quyết, đối với bí mật trên người của ngươi, hẳn là càng cảm thấy hứng thú. Thất thủ lão nhân nhụt trí, thu hồi tinh thần lực, nói, ngươi thắng, nói cho ngươi còn không được sao. Vận mệnh thần điện là thập tộc quyền lợi trung tâm, người tín ngưỡng vận mệnh, vô số kể. Chính là những người tín ngưỡng này, đem vận mệnh thần điện đẩy lên trí cao vô thượng thống trị địa vị, trở thành địa ngục giới chúa tể trong vận mệnh thần điện tam ti thập nhị cung tử vong thần cung họa trạch thần cung nộ thiên thần cung hung hãi thần cung tài quyết ti thiên mệnh ti đều là chủ sát phạt nhằm vào đối tượng lại có chỗ khác biệt tử vong thần cung họa trạch thần cung nộ thiên thần cung hung hãi thần cung chủ yếu đối ngoại sát phạt chính là thiên đình các giới các đại cổ văn minh còn có trong vũ trụ những thế giới bí cảnh tinh cầu không có bị phát hiện kia tài quyết ti là đối nội chế tài cùng phán quyết trong địa ngục giới các đại thế lực không tuân thủ danh giới cuối cùng quy củ những tu sĩ kia duy trì thập tộc ở giữa vi diệu cân bằng hiển lộ rõ ràng vận mệnh thần điện đối với địa ngục giới lực khống chế thiên mệnh ti càng nhiều hơn chính là phòng vệ thủ hộ vận mệnh thần điện vận mệnh thần vực bảo vệ vận mệnh thần điện trí cao vô thượng địa vị gần nhất một cái nguyên hội thiên mệnh ti lớn mạnh hơn không ít thời gian dần trôi qua bắt đầu nhúng tay đối ngoại công việc từng bước xâm chiếm tài quyết ti cùng các đại thần cung quyền lợi thiên mệnh ti ti để thập đại mệnh hoàng một trong ngô duyệt mệnh hoàng vốn là đang bế quan tu luyện một loại tuyệt thế thần thông vì gặp một vị lão hữu lại lựa chọn sớm xuất quan đáng nhắc tới chính là thánh thuật là thánh cảnh tu sĩ tu luyện pháp thần thông là thần linh tu luyện pháp ngô duyệt mệnh hoàng không phải thần linh lại có thể tu luyện thần thông hiển nhiên tu vi đã đạt tới kinh hãi thế tục tình trạng ngô duyệt mệnh hoàng lão hữu là một kẻ người áo đen ngồi đối diện với hắn tam khuyển linh tôn đứng ở ngoài điện nghe được trong điện không ngừng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng hiếu kỳ đến cực điểm. Nhất quán ăn nói có ý tứ mệnh hoàng đại nhân, làm sao lại cười đến vui vẻ như vậy? Người áo đen kia, đến cùng là ai? Ngô Duyệt mệnh hoàng dơ lên thanh đồng chén tam giác, nói, khí thiên huynh, tại di cổ cảnh tu luyện trăm năm, thu hoạch hẳn là rất lớn a à. Bao lâu xuất quan? Gần đây xuất quan, người áo đen khí thiên uống vào một chén, lại nói, đạt tới thần cảnh đằng sau, mỗi tiến một bước đều mười phần gian nan. Đừng nói bế quan trăm năm, chính là bế quan ngàn năm, tiến bộ cũng sẽ không quá lớn. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lắc đầu, nói, đối với người khác mà nói, lời này ta tin. Thế nhưng là, ngươi là ai, ngươi là khí thiên. Phi thăng địa ngục giới, không đến một ngàn năm, chính là thành thần nhân vật, là có thể cùng phong trần kiếm thần, ngự khâu thần tử phân cao thấp nhân vật. Cái trước ngàn năm, địa ngục giới kiệt xuất nhất chính là mấy người các ngươi. Đáng tiếc ngự khâu độ thần kiếp thất bại, thế gian từ đây thiếu một cái đối thủ đến, lại uống một chén. Khí thiên uống cạn, đặt chén dựa xuống, hỏi, ngươi bao lâu độ thần kiếp? Ta cũng không dám giống ngươi như vậy mạo hiểm, càng không muốn bước ngự khâu thần tử theo gót, còn phải lại tích lũy một đoạn thời gian. Lại nói, thiên mệnh ti chính là phát triển lớn mạnh thời kỳ mấu chốt, ta như đột phá thành thần, tài quyết ti còn không một người làm quan cả họ được nhờ. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng có ý riêng cười nói, hắn cùng khí thiên là sinh tử chi giao, tự nhiên là không có gì giấu nhau, không có gì cố kỵ. Khí thiên hạ giọng, nói, ta thế nhưng là nghe nói, tài quyết ti lại có hành động lớn. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng dáng tươi cười thu hồi, nói, đối phó Trương Nhược Trần hành động. Ngay cả chắc Vũ Nông đều tự mình đã chạy tới. Khí thiên nói, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nói, mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện. Dị tượng như thế, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ta đã sớm nghe nói, tài quyết ti nội bộ có mấy cái tài quyết, đều muốn diệt trừ Trương Nhược Trần. Bây giờ, thật vất vả có cơ hội, bọn hắn làm sao lại buông tha chỉ bất quá ta không nghĩ tới chắc vũ nông người thông minh như vậy vậy mà lại tự mình xuất thủ trương nhược trần cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài này dù sao thành thần cơ hội xa vời chỉ ít hiện tại mà nói còn không quan trọng gì thế nhưng là giết hắn sau lưng của hắn huyết tuyệt chiến thần sao lại từ bỏ ý đồ chắc vũ nông lần này cách làm để cho ta có chút xem không hiểu khí thiên gật đầu nói đúng vậy a à, muốn giết trương nhược trần làm gì tự mình động thủ coi như tài quyết ti động thủ điều động một cái quân chủ đến liền đủ rồi huyết tuyệt chiến thần tìm đến phiền phức cùng lắm thì đem quân chủ kia đẩy đi ra làm kẻ chết thay tự mình xuất thủ không quá giống là tác phong của hắn ngô duyệt mệnh hoàng trong mắt chuyển động một chút nói chẳng lẽ trong này còn có cái gì chúng ta không biết điều bí ẩn khí thiên ngồi thẳng thân thể cười cười ngô duyệt mệnh hoàng nói khí thiên huynh ngươi khẳng định biết nội tình mau nói đi khí thiên truyền âm nói ta nghe nói thần nữ lâu xuất hiện cực phẩm bản nguyên thần tinh việc này rất có thể có liên quan với đó cực phẩm bản nguyên thần tinh ngô duyệt mệnh hoàng như là điện giật đồng dạng bỗng nhiên đứng lên thân hai đồng tử giống như biến thành hai vòng cháy hừng hực thần dương nói bản nguyên thần điện xuất thế rất có thể ngay sau đó khí thiên lại nói nếu không phải vì bản nguyên thần điện ta nghĩ không đến nguyên nhân khác có thể cho chắc vũ nông như vậy liều lĩnh bản nguyên thần điện bí mật không thể tiết lộ hắn đương nhiên muốn đích thân tiến đến Ngô Duyệt Mệnh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Khí Thiên nói, lúc đầu vận mệnh thần vực hẳn là do Thiên Mệnh Ti quản lý mới đúng, thế nhưng là lại bị Tài Quyết Ti chiếm đoạt hơn phân nửa quyền lợi. Nếu để cho Tài Quyết Ti tìm tới bản nguyên thần điện, Thiên Mệnh Ti liền không còn có năng lực cùng bọn hắn chống lại. Nói không chừng, có một ngày vận mệnh thần điện cũng chỉ còn lại có lưỡng ti. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng bạo hừ một tiếng, như là kinh thiên thần lôi, nói: Khí Thiên huynh yên tâm, các ngươi những giang sơn tiền nhân đánh xuống này, sẽ không nhét vào chúng ta thế hệ này. Tam Khuyển Linh Tôn đi tới, nói, bẩm báo mệnh hoàng, thiên la thần quốc la xa công chúa điều động thánh sứ, đến đây cầu kiến. Không thấy, ngô duyệt mệnh hoàng vung tay lên, bỗng nhiên, nghĩ tới điều gì, vội vàng đổi giọng, nói, để hắn tiến đến. Một lát sau, một vị la sát tộc đại thánh, tay nâng một cái hộp tử kim, cười nói, mệnh hoàng đại nhân, công chúa điện hạ mệnh lão thần, đưa một kiện lễ vật, để cho ngươi xem qua. Hộp tử kim bay đến Ngô Duyệt Mệnh Hoàng trong tay, mở ra hộp, bên trong tuôn ra chói mắt tử mang, nương theo đinh tai nhức óc sư hống, tựa như là một con thần sư phong ấn ở bên trong. Cho dù là lấy Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tu vi, nhìn thấy trong hộp viên đan dược này, sắc mặt cũng là biến đổi, liền tranh thủ hộp một lần nữa khép lại. Hắn hít sâu một hơi, bình phục kích động nỗi lòng, nói: "Các ngươi công chúa có để cho ngươi mang lời gì sao?" La sát tộc đại thánh lắc đầu, cười nói: "Công chúa nói, chỉ cần mệnh hoàng ưa thích liền tốt." trở về nói cho các ngươi biết công chúa món lễ vật này ta rất ưa thích đa tạ nàng hậu tặng ngô duyệt mệnh hoàng nói la sát tộc đại thánh sau khi rời đi ngô duyệt mệnh hoàng bàn tay vỗ vỗ hộp khóe miệng nhịn không được hiện ra một đạo dáng tươi cười vị này la xa công chúa thật đúng là một cái nữ tử thông minh nàng rất rõ ràng tại vận mệnh thần vực chỉ có vận mệnh thần điện mới dám cùng vận mệnh thần điện khiêu chiến muốn đối phó tài quyết ti chỉ có thiên mệnh ti xuất thủ mới được đế phẩm thánh đan hoàn toàn chính xác chân quý thế nhưng là người ngô duyệt mệnh hoàng như thế liền bị đón mua khí thiên nói ngô duyệt mệnh hoàng lắc đầu nói nếu ta đã dự định nhúng tay chuyện này sao không bán một cái thuận nước dòng thuyền vị công chúa điện hạ kia rất biết chọn lễ vật viên này đế phẩm thánh đan có thể giúp ta độ thần kiếp ta vô luận như thế nào đều cự tuyệt không được tam khuyển tam khuyển linh tôn nói có thuộc hạ truyền lệnh xuống hàn hiệt thành vực tất cả thánh vệ lập tức tiến đến hãn hải trang viên đuổi bắt trương nhược trần bản hoàng sau đó liền đến truyền lệnh về sau ngô duyệt mệnh hoàng nghĩ tới điều gì âm thanh lạnh lùng nói tam khuyển hôm nay ngươi thấy qua người nào nghe được lời gì tốt nhất đừng chuyển đi tam khuyển linh tôn rất sợ bị diệt khẩu giật nảy mình vội vàng thề thuộc hạ lấy tôn giả danh nghĩa thề nếu là để lộ ra đi nửa chữ để cho ta thần hình câu diệt chết không yên lành trương nhược trần nắm lấy một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh đặt ở trước mắt tinh tế nhìn chăm chú nói ý của ngươi là nói chính là vì viên này cực phẩm bản nguyên thần tinh bạch khanh nhi mới có thể đối phó ngươi cực phẩm bản nguyên thần tinh quan hệ cỡ nào trọng đại lão phu đưa nó đều đem ra chẳng lẽ còn có thể là đang nói láo thất thủ lão nhân nói trương nhược trần nói thật chỉ có như thế một viên ngươi tuổi còn nhỏ lòng nghi ngờ làm sao nặng như vậy đây là cực phẩm bản nguyên thần tinh a ngươi cho rằng là rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được cũng là bởi vì nó lão phu kém chút mất mạng giao cho ngươi cũng là chuyện tốt, loại vật này, đặt ở ai trên thân, đều sẽ dẫn tới họa sát thân. Thất thủ lão nhân một phái coi nhẹ dáng vẻ. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là, trong thần nữ lâu liền có năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, vì sao Bạch Khanh Nhi muốn sử tâm tích lự, cướp đoạt ngươi viên này. Năm mai kia, đã sớm bị các đại thế lực dự định, thần nữ thập nhị phường nào có tư cách có được. Thất thủ lão nhân lấy cầu khẩn ngữ khí, nói, đại thiên tài, hiện tại có thể thả lão phu rời đi à. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, nói, một vấn đề cuối cùng. Viên này cực phẩm bản nguyên thần tinh, ngươi từ chỗ nào được đến? Thất thủ lão nhân lấy chân thành tha thiết ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hai mắt, nói, đương nhiên là từ trong thần nữ lâu đổ thành tháng tới. Tranh thủ thời gian thu hồi thần văn cùng trận pháp minh văn, nếu là lại trễ, chúng ta đều được rơi vào thần vực chấp pháp tài quyết trong tay. Không còn kịp rồi, hắn đã đến. Trương Nhược Trần ánh mắt, nhìn về phía ngoài điện bầu trời. Chỉ gặp, một tầng thật dày hắc vân từ xa đến gần cuồn cuộn vọt tới cường đại thánh đạo uy thế giống như có thể nghiền nát vùng thiên địa này huy hoàng khiếp người trong những thánh cảnh tu sĩ trương nhược trần thấy qua quảng hàn giới tam cự đầu ngô tổ tịch diệt đại đế cửu linh đại thánh cùng so ra uy thế kém một mảng lớn chỉ có lúc trước không có đột phá minh vương trên người uy thế mới có thể đóng phong mang của nó thần vực chấp pháp tài quyết chắc vũ nông từ trong mây đen cuồn cuộn sông ra giống như một đạo quang toa kích xạ hướng mặt đất ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra ngoại trừ thất tinh đế cung trong hãn hải trang viên tất cả kiến trúc toàn bộ sụp đổ trận pháp minh văn hủy hết bụi bặm bay lên che đậy ở đây tu sĩ ánh mắt như vậy giáng lâm ý tại uy hiếp một lát sau bụi đất tán đi chắc vũ nông tại thất tinh đế cung phía dưới hiện ra thân ảnh đã từng hoàn cảnh tú lệ như thánh địa hãn hải trang viên biến thành một mảnh cháy đen đất chết chắc vũ nông là minh tộc tu sĩ nửa người trên là nhân loại nửa người dưới là con rết tóc dài xõa vai gương mặt tuấn mỹ trên hai tay tất cả quấn có một đầu cùng loại dao mãng sinh linh một thanh một hồng nửa người nửa con rết bái kiến tài quyết đại nhân tài quyết ti chấp pháp giả đều một gối quỳ xuống hãn hải trang viên bên ngoài vang lên trận trận tiếng kinh hô thần vực chấp pháp tài quyết vậy mà đích thân tới không thể quay lại chỗ trống trương nhược trần trung quy là chính mình đi vào tử lộ họa tinh tâm tình cực dai cười nói không nghĩ tới căn bản không cần chúng ta xuất thủ, Trương Nhược Trần chết trước tại tài quyết ti trong tay. Linh cũng không có vui vẻ như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kỳ quái, thật là chuyện lạ. Quái chỗ nào rồi? Thời gian trôi qua lâu như vậy, vì sao huyết tuyệt gia tộc thần Linh chưa từng xuất hiện? Theo lý thuyết, bọn hắn không có khả năng từ bỏ Trương Nhược Trần. Họa tinh cười nói, cái này còn không đơn giản. Ngọc Hoàng giới sắp mở ra, huyết tuyệt gia tộc thần Linh, khẳng định đều đã trở về huyết thiên bộ tộc rực thế giới thương nghị cùng bố trí. Lúc này, đoán chừng tin tức còn không có chuyển đến huyết thiên bộ tộc dược thế giới đâu. Linh Hưng trọng nghiêm mặt, nhẹ gật đầu. Vô luận nói như thế nào, thần vực chấp pháp tài quyết chân thân giáng lâm, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác lại không lật bàn cơ hội. Một vị tiềm ẩn đại địch chết đi, trung quy là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chết Tiên, Diêm Dục, còn có Diêm La tộc tu sĩ, tụ tập tại một đầu trên đường phố rộng rãi. Trên người bọn họ khí thế cường đại, ngoại nhân khó mà tới gần. Diêm Chiết Tiên không nháy một cái nhìn chằm chằm Thất Tinh Đế Cung, nói: "Thần vực chấp pháp tài quyết lại dám bắt Trương Nhược Trần, hắn không biết huyết tuyệt chiến thần là tính cách gì." Diêm Dục nói: "Nếu như tài quyết ti lại bởi vì một vị thần linh mà thỏa hiệp hoặc là không làm. Như vậy, tài quyết ti cũng liền không cần thiết tồn tại." Tài quyết giả, khi vô tình, vô tư, không sợ. Diêm Chiết Tiên nói: "Các ngươi không cảm thấy tài quyết ti lần này xuất hiện quá nhanh sao? Thế mà so với chúng ta còn tới trước Hãn Hải Trang Viên, Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Dục liếc nhau, đều lộ ra ý cười. Diêm Hoàng Đồ nói, tiên nhi, ngươi là tại vì Trương Nhược Trần lo lắng sao? Diêm Chiết Tiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, làm sao có thể? Trương Nhược Trần thiên tư tuy cao, đáng tiếc lại là một cái phản bội chính mình lập trường, sát hại chính mình hảo hữu ti tiện chi đồ. Người như vậy, chết đều là đáng đời. Bất quá, luận sự, hôm nay chuyện này, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ khả nghi. Tỷ như đâu? Diêm Dục nói. Diêm Chiết Tiên nói, Thứ nhất, Trương Nhược Trần cùng Hình Thiên không oán không cừu, vì sao muốn giết hắn? Thứ hai, lấy Trương Nhược Trần trên thú thiên chiến trường biểu hiện, rõ ràng là một cái giả hoạt đa trí nhân vật, coi như muốn đối phó Thương Bạch Tử, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại vết tích để tài quyết ti tra được trên người hắn. Còn gì nữa không? Diêm Dục nói. Diêm Chiết Tiên cẩn thận nghĩ nghĩ, nhãn tình sáng lên, nói, còn có mấu chốt nhất một chút, Trương Nhược Trần nếu quả như thật trộm đi cực phẩm bản nguyên thần tinh, còn giết Đàm Phi, khẳng định sẽ lập tức thoát đi vận mệnh thần vực làm sao có thể trở lại hãn hải trang viên chờ lấy tài quyết ti bắt hắn chẳng lẽ có người muốn hãm hại hắn tiên nhi về sau gặp được đại sự cũng muốn giống như bây giờ suy nghĩ nhiều diêm dục hài lòng cười nói thế nhưng là đến cùng là ai đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh vì sao muốn giá họa đến trương nhược trần trên thân chẳng lẽ là diêm chiếc tiên ngón tay chỉ hướng linh cùng họa tinh phương hướng diêm dục nói hai người bọn họ hoàn toàn chính xác có giá họa trương nhược trần động cơ đáng tiếc không có đánh cắp thần tinh cùng giết chết đàm phi năng lực diêm hoàng đồ nhìn một chút diêm chết tiên bụng dưới sờ lên cái cằm nói trương nhược trần bị bắt vào tài quyết ti rất có thể sẽ mất mạng ngươi thật không quan tâm sinh tử của hắn diêm chết tiên hồi tưởng đã từng đủ loại đối với trương nhược trần vẫn như cũ tràn ngập oán khí nói ngũ thúc ta biết ngươi muốn nói cái gì đứa bé này ta có thể chính mình nuôi lớn tài quyết ti nếu thật có thể giết chết trương nhược trần ngược lại là một chuyện tốt miễn cho có hắn như thế phụ thân hai tử vừa ra đời liền thụ thóa mạng không cách nào ngẩng đầu lên làm người huyết ảnh thần mẫu bí mật càng ít người biết càng tốt cho dù diêm hoàng đồ cùng diêm dục trước mắt cũng còn không biết chân tướng diêm dục khí định thần nhàn nói đã ngươi không quan tâm chúng ta ngược lại là mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn an tâm xem náo nhiệt la sinh thiên mắt nhìn chắc vũ nông thân hình cao lớn kia biết rõ đối phương là giới thần cảnh nhất đảng nhân vật tuyệt đối không cách nào liều mạng hít một hơi thật sâu nói ta cái này đi phúc lộc thần cung về thiên la thần quốc quá xa muốn cứu trương nhược trần phúc lộc thần cung là gần nhất lựa chọn huyết tuyệt chiến thần cùng thiên âm đều là sư xuất tại phúc lộc thần cung phúc lộc thần tôn coi như không nhúng tay vào thế tục dù sao cũng phải nhớ tới hương hỏa tình a à. vô luận hắn nhìn trương nhược trần cỡ nào không vừa mắt trương nhược trần hiện tại đã cùng la xa đính hôn hắn người hoàng huynh này ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cô xã tĩnh nói, không nói trước, lấy thân phận của ngươi có gặp hay không đạt được phúc lộc thần tôn, cho dù hiện tại tiến đến, cũng đã trễ. Trương Nhược Trần chống lệnh bắt, chắc Vũ Nông có thể trực tiếp đánh giết hắn. Cùng tiến đến phúc lộc thần cung, không bằng khuyên Trương Nhược Trần nhấc tay đầu hàng, đi trước tài quyết ti thiết ngục đợi. Đi tài quyết ti thiết ngục, còn có cơ hội sống sót sao. La sinh thiên trùng điệp dậm chân, nói, chẳng lẽ Trương Nhược Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ cô xạ tĩnh im miệng không nói như đang ngẫm nghĩ cái gì tụ tập đến hãn hải trang viên phụ cận tu sĩ càng ngày càng nhiều phàm là cùng trương nhược trần có thủ đều là vui vẻ ra mặt cho là hắn hôm nay đã là sắp chết đến nơi cũng có một chút tu sĩ rất muốn ra tay đem trương nhược trần cướp đi cần biết năm mai bản nguyên thần tinh rất có thể là bị trương nhược trần đánh cắp tự nhiên không thể để cho hắn rơi vào tài quyết ti trong tay đổi lại là ở ngoài vận mệnh thần vực địa phương có lẽ bọn hắn còn dám xuất thủ đánh giết tài quyết ti tu sĩ. Thế nhưng là tại vận mệnh thần vực, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiêu Thanh kho người, nói, bẩm báo tài quyết đại nhân, Trương Nhược Trần công nhiên phản kháng tài quyết ti truy nã, xem tài quyết ti, xem vận mệnh thần điện tại không có gì, thuộc hạ cho rằng, nên chém chi. Chắc Vũ Nông nhẹ gật đầu, một đôi con người màu vàng óng, nhìn về phía phía trước thất tinh đế cung. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần lỗi lạc mà anh khí thân ảnh, đang đứng tại cửa cung trung tâm, mặc một thân xích hồng sắc thần giáp, một phái muốn cùng tài quyết Ti đấu đến cùng bộ dáng. Đã rất nhiều năm, không có gặp được như thế có đảm lượng tu sĩ. Chắc Vũ Nông khóe miệng cho lên, nói, nhiều trần công tử, ngươi chính là huyết tuyệt chiến thần hậu nhân, vì sao nhưng không có lệnh tổ dám làm dám chịu phong phạm. Ngươi có biết, đối địch với tài quyết ti là hậu quả gì? Trương Nhược Trần cũng không có bởi vì tu vi của đối phương cùng thân phận mà lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại cười nói, ta chưa từng có đối địch với tài quyết ti, là tài quyết ti muốn giết ta. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hãn hải trang viên bên ngoài, có người thấp giọng hừ nhẹ, sắp chết đến nơi, thế mà còn cười được. Chắc Vũ Nông nói, tài quyết ti làm việc, nhất quán công chính, tuyệt sẽ không oan uổng bất kỳ tu sĩ nào. Hiện tại, bản tài quyết cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, mở ra thất tinh đế cung phòng ngự trận pháp, cùng ta về tài quyết ti, đem việc này tra rõ ràng, trả lại ngươi trong sạch. Thứ hai, do ta tự tay công phá thất tinh đế cung phòng ngự, đưa ngươi bắt về tài quyết ti ngươi chỉ có ba cái đếm được thời gian. Một, Trương Nhược Trần so tất cả mọi người trong dự liệu càng thêm cường thế quả quyết, nói, không cần đếm. Muốn bắt ta đi tài quyết ti, các ngươi nhất định phải xuất ra đầy đủ chứng cứ mới được, nếu không tha thứ ta không thể tòng mệnh. Quá cuồng vọng, tài quyết đại nhân xin ngươi hiện tại liền công phá thất tinh đế cung, thuộc hạ nguyện tự tay chém xuống Trương Nhược Trần thủ cấp. Miêu Thanh nói, những người chấp pháp khác kia cũng khí phẫn điền ưng. Chưa từng có tu sĩ, dám như thế không đem tài quyết ti để vào mắt. Chắc Vũ Nông bình tĩnh như trước tự nhiên, cảm xúc lạnh nhạt, nói nếu nhược trần công tử muốn chứng cứ, bản tài quyết liền cho người chứng cứ. Mang người làm chứng đi lên, hết thảy bảy vị tu sĩ đi đến chắc Vũ Nông trước mặt. Trong đó một vị la sát tộc tu sĩ, khom người hướng chắc Vũ Nông cúi đầu, sau đó nói tại hạ la sát tộc ngục thừa trọng, tại hóa sinh thành vực. Tận mắt nhìn thấy một tòa đường kính mấy trăm dặm không gian trận pháp hiển hiện ra, là tử kim hồ lô bạo phát đi ra lực lượng không gian không sai lúc ấy ta cũng tại phụ cận tận mắt nhìn thấy tử kim hồ lô đem hai đạo nhân ảnh thu nhập vào đi trong đó một đạo rất như là thương bạch tử một vị khác tu sĩ nói chắc vũ nông lần nữa nhìn về phía thất tinh đế cung cửa cung trương nhược trần nói nhược trần công tử lần này không lời có thể nói a à. trương nhược trần mặt không đổi sắc nói không sai ta tại hóa sinh thành vực hoàn toàn chính xác vận dụng tử kim hồ lô thế nhưng là ta cũng không có lấy đi hình thiên cùng thương bạch tử. Lại nói, bằng vào ta bách ra cảnh tu vi, chỗ nào thu được bọn hắn. Chắc vũ nông cảm ứng được thiên mệnh ti thánh vệ khí tức, con mắt dư quang, trông thấy từng đầu trên đường phố, xuất hiện thánh vệ bóng dáng, trong lòng biết không thể đợi thêm. Ngươi những lời này, giữ lại đến tài quyết ti lại giải thích đi. Chắc vũ nông ngón tay, chỉ hướng thiên khung. Lập tức, phía trên thất tinh đế cung, xuất hiện một đoàn xoắn ốc mây đen, dày đặc lôi điện ở trong đó xen lẫn, thả ra tính hủy diệt uy thế, làm cho cả thành vực tu sĩ đều là nhiếp nhiếp phát run. Như là thần phạt đồng dạng, ầm ầm, một đạo đường kính ba trượng thô lôi điện, từ mây đen trong vòng xoáy sông ra, đánh vào phía trên thất tinh đế cung. Hoang Thiên như là thần sư thức tỉnh, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, ngay cả chiến thần cung điện cũng dám công kích, các ngươi là đang tìm cái chết. Thất tinh đế cung mảnh ngói, cây cột, vách tường, song cửa sổ, toàn bộ hiện ra lít nha lít nhít đường vân, nổ bắn ra ánh sáng chói mắt, cùng từ trên trời giáng xuống lôi điện quang trụ đối kháng cả tòa đế cung lắc lư không ngừng thất thủ lão nhân đứng trong điện sắc mặt thay đổi liên tục nói ngươi ngươi thực sự quá to gan làm sao có thể cùng tài quyết ti cứng đối cứng trương nhược trần sắc mặt trầm ngưng nói thần vực chấp pháp tài quyết tu vi rất mạnh thất tinh đế cung trèo chống không được bao lâu ngươi trước giấu đi giấu có thể giấu đi nơi nào thất thủ lão nhân trong lòng hối hận sớm biết liền không nên trốn vào hình thiên trong thi thể cố nhân tránh đi bạch khanh nhi tuy nhiên lại gặp được trương nhược trần kẻ tìm đường chết này càng khôn giới trương nhược trần nói thất thủ lão nhân hỏi cái gì ngươi nói chỗ nào một đạo cánh cửa không gian tại trương nhược trần trước người mở ra hắn thúc giục nói nếu là ngươi không muốn bị tài quyết ti bắt liền tranh thủ thời gian đi vào thất thủ lão nhân không có lựa chọn khác bước vào tiến vào cánh cửa không gian táng kim bạch hổ thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến trương nhược trần trong đầu ngươi theo vận mệnh thần vực là không tiếp tục chờ được nữa bằng không ta giúp ngươi một tay thoát đi nơi đây đã có biến số phát sinh chờ một chút trương nhược trần cũng chú ý tới thiên mệnh ti thánh vệ một khi thiên mệnh ti tham gia việc này liền còn có đường lùi quả nhiên thiên mệnh ti cùng tài quyết ti phát sinh tranh chấp song phương ồn ào lên giữ gìn thần vực trật tự là chúng ta thiên mệnh ti chức trách hẳn là đem trương nhược trần giao cho chúng ta trương nhược trần giết chết hình thiên bắt thương bạch tử là chọn lựa thần điện pháp tác hành vi, lẽ ra phải do tài quyết ti chế tài hắn. Khí tân quân chủ cùng trinh quân chủ đều là thiên vấn cảnh đại thánh, đem chạy tới thánh vệ đều ngăn tại bên ngoài. Sau đó không lâu, song phương bộc phát xung đột, ra tay đánh nhau. Thiên mệnh ti không có cao thủ tọa chấn, bị khí tân quân chủ cùng trinh quân chủ đánh ngã một mảng lớn. Khí tân quân chủ cầm trong tay chiến phủ, đem một vị đại thánh cảnh thiên mệnh thánh vệ dẫm tại dưới chân, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi bọn này mặt hàng thiên mệnh ti còn muốn cùng tài quyết ti tranh. Các ngươi liền thích hợp, đợi tại thần sơn, làm giữ cửa. Ha ha. Tài quyết ti một đám tu sĩ, tất cả đều phá lên cười. Tài quyết ti cùng thiên mệnh ti đấu nhiều năm, song phát oán hận chất chứa cực sâu, có cơ hội chèn ép cùng nhục nhã đối phương, tự nhiên là không tiếc dư lực. Các ngươi tài quyết ti, khẩu khí thật lớn, một đạo thanh âm uy nghiêm, như là thần lôi đồng dạng, từ thiên khung nổ vang. Giữa thiên địa, xuất hiện một đạo bạch quang, khiến cho tất cả tu sĩ đều ngắn ngủi mù ẩm ẩm Khi tân quân chủ chỉ cảm thấy một đạo khí lãng đánh trúng ngực lập tức thân thể giống như như đạn pháo bay ra ngoài rơi xuống tại chắc vũ nông dưới thân khảm nạm tiến vào lòng đất trên thân áo giáp vỡ vụn toàn thân bốc lên huyết thủy chờ đến đám người khôi phục thị giác chỉ gặp lấy ngô duyệt mệnh hoàng cầm đầu một trăm nghìn thánh vệ người mặc áo giáp đứng đầy thất tinh đế cung bốn phương tám hướng giáp quang sáng tỏ thánh uy ngập trời Chắc Vũ Nông đình chỉ công kích, ánh mắt rơi xuống Ngô Duyệt Mệnh Hoàng trên thân, than nhẹ một tiếng, Thiên Mệnh Ti làm sao chuyện gì đều muốn nhúng một tay. Ngô Duyệt, ngươi không phải đang bế quan sao? Nghe nói thần vực có đại sự phát sinh, bản hoàng tự nhiên là muốn xuất quan. Vũ Nông, đem Trương Nhược Trần giao cho bản hoàng, do chúng ta Thiên Mệnh Ti đến tra chuyện này như thế nào? Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nói. Chắc Vũ Nông nói, không được. Trương Nhược Trần phạm phải trọng tội, phải do tài quyết ti xử trí. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng đoán được chắc Vũ Nông sẽ không dễ dàng buông tay, nói, chúng ta lưỡng ti ở chỗ này tranh đấu, cũng không phải biện pháp, sẽ chỉ làm thiên hạ tu sĩ chế diễu. Không bằng dạng này, do Trương Nhược Trần tự mình lựa chọn với ai đi. Chắc Vũ Nông lắc đầu, từ ngữ nghiêm khắc nói, việc này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, ta làm như vậy, cũng là vì thần điện. Đúng dịp, bản Hoàng cũng nghĩ vì thần điện làm một số việc. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng ánh mắt như điện, cùng chắc Vũ Nông đối mặt hai vị giới thần cảnh cường giả đỉnh cao, mặc dù không có giao thủ, thế nhưng là trên thân hai người bộc phát ra khí tràng, lại sớm đã đụng vào nhau. Sắc khí cùng chiến ý đang nổi lên, trong không khí xuất hiện lôi điện, phong nhận, tử vong trì hỏa. Tài quyết ti chấp pháp giả cùng thiên mệnh ti thánh vệ cũng đều bộc phát ra thánh uy, đụng nhau cùng một chỗ, phát ra từng đạo giống như sấm rền thanh âm. Song phương đều không nhượng bộ, đại chiến hết sức căng thẳng. Hoa bàn nhược khống chế một đầu uốn lượn minh hà, từ đằng xa bay tới, hạ xuống chắc vũ nông cùng ngô duyệt mệnh hoàng chỗ không xa rõ ràng tiếng nói tài quyết ti cùng thiên mệnh ti đều thuộc về vận mệnh thần điện hai vị càng là lưỡng ti kình thiên chi trụ các ngươi muốn rằng co tới khi nào không bằng do bán thần nữ tự mình thẩm vấn trương nhược trần hai vị từ bên cạnh hiệp trợ nếu như chắc vũ nông cùng ngô duyệt mệnh hoàng bất luận một vị nào đơn độc ở đây lấy bọn hắn tu vi cùng thân phận đều không sẽ bán vị này tân tấn thần nữ mặt mũi thần nữ quyền lợi lại lớn mới bất hủ cảnh mà thôi chỉ huy được bọn hắn bọn hắn là tùy thời đều có thể phá thần cảnh nhân vật. Thế nhưng là, bàn nhược chọn hoàn toàn là hai người đồng thời ở đây, lại tranh chấp không xuống thời điểm, đối với thời cơ nắm, có thể nói rượu chi hào điên. Chỉ cần chắc Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lần này đáp ứng do nàng chủ thẩm, sau này, toàn bộ vận mệnh thần điện đại thánh, những thiên vấn cảnh, vạn tử nhất sinh cảnh mệnh soái hoặc là quân chủ kia, thái độ đối với bàn nhược khẳng định trở nên không giống với. Thần nữ sẽ không còn là một cái bài trí. Trương Nhược Trần cất giọng nói, nếu là có thể do thần nữ điện hạ chủ thẩm tài quyết cùng mệnh hoàng bồi thẩm hẳn là có thể làm được công bằng công chính ta đương nhiên nguyện ý cùng các ngươi đi một chuyến đang khi nói chuyện thất tinh đế cung trận pháp minh văn tán đi quang mang dần dần ảm đạm chắc vũ nông cùng ngô duyệt mệnh hoàng cảm thấy do bàn nhược thần nữ chủ thẩm là một cái điều hòa biện pháp thế là song song đáp ứng trương nhược trần ngô duyệt mệnh hoàng bàn nhược chắc vũ nông còn có hàng ngàn hàng vạn chấp pháp giả cùng thánh vệ trùng trùng điệp điệp trực tiếp đi vận mệnh thần sơn thần nữ điện họa tinh âm thanh lạnh lùng nói trương nhược trần vận khí thật tốt thiên mệnh ti cùng bàn nhược thần nữ đồng thời dính vào tài quyết ti muốn giết hắn chẳng phải dễ dàng ta nhìn không giống như là vận khí tốt linh ánh mắt thâm thúy có ý riêng nói họa tinh kinh ngạc nói nói thế nào linh nói không nói trước cái này trương nhược trần tính mệnh tùy thời đều có thể lấy thế nhưng là bản nguyên thần điện chỉ có một tòa tìm tới cực phẩm bản nguyên thần tinh mới là trọng yếu nhất. Cực phẩm bản nguyên thần tinh không phải là bị trương nhược trần đánh cắp sao? Họa tinh nói, linh nói, trương nhược trần có ngu như vậy sao? Trộm cực phẩm bản nguyên thần tinh, lại chuyên môn trở lại hãn hải trang viên, chờ lấy mọi người vòng vây hắn. Họa tinh tỉnh táo lại, gật đầu nói, việc này hoàn toàn chính xác kỳ quặc. Linh âm thầm truyền âm nói, ngươi phái người lập tức đi thăm dò, từ đàm phi tự bạo thánh nguyên đến chấp pháp quân xuất động, trong khoảng thời gian này có ai bái phỏng qua tài quyết tỳ? Nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu, trong thời gian này, từng tiến vào vận mệnh thần sơn tu sĩ, tốt nhất điều tra một chút, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Người hoài nghi, có người giá họa Trương Nhược Trần. Người giá họa, chính là người đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh. Họa tinh nói, Linh vỗ vỗ họa tinh bả vai, nói, chúng ta chia ra hành động. Người đi vận mệnh thần sơn, ta đi mấy người làm chứng kia nói từ kim hồ lô xuất hiện địa vực nhìn xem. Trương Nhược Trần đã sớm đem thương bạch tử cùng hình thiên hủy thi diệt tích, Chắc Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tự nhiên là không hỏi ra kết quả. Chắc Vũ Nông tìm mấy người làm chứng kia, chỉ nhìn thấy từ kim hồ lô bạo phát đi ra không gian đại trận, căn bản không có thấy rõ, bị thu vào hồ lô chính là ai. Trương Nhược Trần công bố bị thu lấy chính là hai vị thánh cảnh nô bộc, chính là ứng phó. Nô bộc đào tẩu, làm chủ nhân, sử dụng từ kim hồ lô đem bọn hắn thu hồi trấn áp, chẳng lẽ có sai. Đem hai vị kia thánh cảnh nô bộc giao ra. Thật xin lỗi, đã giết, luyện đến thần hình câu diệt, thẩm vấn tiến vào cục diện bế tắc. Chắc Vũ Nông cười một tiếng dài, tốt một cái chết không đối chứng. Trương Nhược Trần, ngươi có dám để bản tài quyết siêu hồn, do xét trí nhớ của ngươi. Chỉ cần trí nhớ của ngươi không có vấn đề, lập tức liền có thể rời đi. Lúc nói chuyện, chắc Vũ Nông tinh thần lực ngoại phóng, hình thành cường đại thánh uy, thân thể giống như trở nên chân thần cự nhân đồng dạng cao lớn. Trương Nhược Trần thần uy đều chịu được, huống chi là hắn uy áp, do xét trí nhớ của ta. Trác Vũ Nông, ngươi tốt gan to, ngươi là muốn thăm dò huyết tuyệt gia tộc bí mật hay là muốn trộm huyết tuyệt chiến thần tu luyện tâm đắc thật coi ta huyết tuyệt gia tộc tử đệ dễ làm nhục trương nhược trần thôi động huyết sát chi khí rót vào chiến thần yêu đái lập tức trên lưng đai lưng giản dị tự nhiên kia huyết mang hừng hực phóng xuất ra ra vẻ cùng chiến thần ý niệm sau lưng trương nhược trần ngưng hóa thành một đôi màu đỏ như máu cánh rơi chiến thần yêu đái trong thần nữ điện tu sĩ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới Huyết Tuyệt Chiến Thần thế mà đem vật trọng yếu như vậy ban cho Trương Nhược Trần. Này chỗ nào giống như là đối đãi một cái mới từ thiên đình trở về ngoại tôn. Liền xem như ruột thịt trưởng tử, cũng chưa chắc có đãi ngộ như vậy. Trương Nhược Trần đem vận mệnh thiên lệnh xuất ra, nói, "Ta thiên lệnh chính là do 12 vị thần tôn thần lực ngưng tụ mà thành, đại biểu 12 vị thần tôn ý chí. Ta mặc dù không phải vận mệnh thần điện tu sĩ, thế nhưng là coi là vận mệnh thần điện khách nhân tôn quý nhất a. À. Có được vận mệnh thiên lệnh, còn bị siêu hồn sau này ai còn nguyện ý muốn lệnh bài này? Ai còn nguyện ý vì vận mệnh thần điện làm việc? Ai còn đem 12 vị thần tôn để vào mắt? Người ít cầm thần tôn đại nhân tới dọa ta. Chắc vũ nông trùng điệp vỗ xích đồng bàn, ánh mắt sắc bén như kiếm. Trương Nhược Trần nói, muốn siêu hồn ta, có thể. Nhưng là, tài quyết đại nhân có dám hay không cũng làm cho mệnh hoàng đại nhân siêu hồn. Ngô duyệt mệnh hoàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, lộ ra kích động thần sắc. Chắc vũ nông giận quá thành cười, ta tận tâm tận trách vì thần điện làm việc, lại không có làm ra trái với pháp quy sự tình, vì sao muốn bị siêu hồn. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, như vậy rõ ràng tài quyết đại nhân nói cho mọi người, là cho ngươi mật báo, ta giết hình thiên, lại giam giữ thương bạch tử. Có tăng kim bạch hổ vận dụng cực đạo tăng kim chi khí, giúp hắn che giấu ký ức, Trương Nhược Trần đương nhiên không sợ bị siêu hồn. Nhưng là, hắn Trương Nhược Trần tốt xấu là nguyên hội cấp thiên tài, huyết tuyệt gia tộc thần tử, không cần mặt mũi sao. Tại thánh cảnh thế giới, một người tu sĩ bị siêu hồn, sau so quỳ xuống còn muốn sỉ nhục. Người này, ta không thể nói. Chắc Vũ Nông nói. Trương Nhược Trần nói, vì sao không thể nói. Đem hắn dẫn tới, ta có thể cùng hắn đối chất, nhìn xem đến cùng là ai giết hình thiên, bắt thương bạch tử. Bản Hoàng cảm thấy, Trương Nhược Trần lời nói thật là hữu lý. Vũ Nông, việc này quan hệ trọng đại, ngươi vẫn là đem người kia triệu hoán tới, để hắn cùng Trương Nhược Trần đối chất. Ngô diệt Mệnh Hoàng ánh mắt chân thành nói, Trác Vũ Nông lắc đầu, nói, vạn nhất hắn bị Trương Nhược Trần trả thù làm sao bây giờ? Người này, ta tuyệt sẽ không giao. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng rất muốn nói, nếu như không để cho bản hoàng siêu hồn ngươi, tự mình tìm đáp án. Nghĩ nghĩ không quá hiện thực, cũng liền coi như thôi. Thẩm Phán, lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Trác Vũ Nông nói sang chuyện khác, nói, tại thần nữ lâu, ngươi giết Đàm phi. Đàm phi? Đàm phi là ai? Ta nghe đều không có nghe qua. Trương Nhược Trần nói, đứng tại chắc vũ nông dưới góc trái trinh quân chủ nói đàm phi chính là tu la tộc thiên vấn cảnh đại thánh tại thần nữ lâu tự bạo thánh nguyên mà chết trước khi chết thời điểm hô lên tên của ngươi công bố là ngươi giết hắn còn có càng thấp kém hơn giá họa sao trương nhược trần nói trinh quân chủ lộ ra sắc mặt giận dữ nói ngươi nói đây là giá họa ngươi cảm thấy có ai sẽ nguyện ý hy sinh một vị thiên vấn cảnh đại thánh giá họa một cái bách gia cảnh đại thánh trương nhược trần đương nhiên biết đàm phi là ai thế là kế thượng tâm đầu nói xin hỏi quân chủ ngươi có thể tinh tế miêu tả đàm phi thời điểm chết hoàn cảnh xung quanh ở đây tu sĩ còn có hắn khi chết thần thái sao cái này trinh quân chủ hướng chắc vũ nông nhìn chằm chằm một chút trương nhược trần từ cô xạ tĩnh nơi đó biết được năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh chính là nắm giữ ở trong tay đàm phi cho nên liệu định tham dự tranh đoạt thần tinh tu sĩ chắc chắn sẽ không đem tình hình thực tế công bố tại chúng Chắc Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng đều là tâm tư thâm trầm hạng người, nhất định có thể phát giác được trong đó mánh khóe. Ai đang giấu dến? Vì cái gì giấu giếm? Đến cùng chuyện gì xảy ra, làm cho một vị thiên vấn cảnh đại thánh đều muốn tự bạo. Mà lại, vì cái gì đêm nay nhiều như vậy đại thánh cường giả, tụ tập đến thần nữ lâu. Chỉ cần chắc Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tâm tư, bị thần nữ lâu bên kia hấp dẫn tới, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Xem ra tử vong đại tế tự che giấu càng trọng yếu hơn sự tình, chỉ bất quá đem ta trở thành đao diệt trừ trương nhược trần chắc vũ nông nhân vật bậc nào trong lòng cực kỳ không vui trên thân phóng xuất ra trận trận hàn quang ngô duyệt mệnh hoàng thầm nghĩ hôm nay việc này thần nữ lâu hơn phân nửa mới là phong bạo trung tâm chắc vũ nông cùng ngô duyệt mệnh hoàng không để ý đến bàn nhược truyền âm cho nhau thương nghị một lát sau đó đồng thời hướng ngồi ở trung tâm bàn nhược truyền âm truyền đạt ý chí của bọn hắn lập tức bàn nhược tuyên bố hình thiên bị giết thương bạch tử bị bắt đàm phi tự bạo ba chuyện nghiêm trọng uy hiếp vận mệnh thần vực trật tự Nhưng là trước mắt điểm đáng ngờ còn nhiều bán thần nữ quyết định điều động thiên mệnh ti liên thủ với tài quyết ti điều tra trương nhược trần vẫn như cũ có lớn nhất hiểm nghi tạm thời giam tại thần nữ điện Cha vũ nông cùng ngô duyệt mệnh hoàng riêng phần mình mang theo đại đội nhân mã hướng thần nữ lâu chỗ hóa sinh thành vực tiến đến trong thần nữ điện chỉ còn lại có trương nhược trần cùng bàn nhược hai người toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh trương nhược trần đứng ở phía dưới nhìn chằm chằm ngồi ở phía trên vị tân tấn thần nữ thanh lãnh xuất trần kia khẽ cười một tiếng làm một bộ khôi lỗi thần nữ có ý nghĩa gì đâu bà nhược trên mặt không vui không buồn nói còn không phải nhờ ngươi ban tặng nghe nói như thế trương nhược trần ở sâu trong nội tâm giống bị kim đâm một chút chẳng biết tại sao nghĩ đến lúc trước giới tử yến nếu như không phải hắn một tay đem hoàng yên trần đưa đến trên giới tử vị trí đưa đến chỉ giao bên người có lẽ hai người về sau sẽ không mỗi người đi một ngả đi hướng quyết liệt Nói không chừng hiện tại, hai người bọn họ cũng sẽ sinh hạ con cái, có thể là tại côn lôn giới, vì sinh tồn, sánh vai chiến đấu. Có thể là mang theo càn khôn giới, mang theo thánh minh trung ương đế quốc những cựu thần cùng con dân kia, còn có ba năm còn có, chạy trốn tới trong vũ trụ lang thang, nhìn tinh hải thế giới kia phồn hoa. Lại hoặc là, vì con cái, Trương Nhược Trần nguyện ý từ bỏ trong lòng hận, coi nhẹ thế gian sinh tử báo thủ. Tại Quảng Hàn giới tìm một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, hưởng thụ nhi nữ cùng đường ngày yên tĩnh thế nhưng là nếu là như thế trương nhược trần cũng sẽ không trong chiến đấu trưởng thành càng thêm không có khả năng đạt được côn lôn giới cùng địa ngục giới nhiều như vậy cơ duyên tương lai có lẽ có thể thành thần nhưng là tuyệt đối đi không xa trương nhược trần hít sâu một hơi thu hồi suy nghĩ tự diễu cười một tiếng hôm nay còn phải đa tạ ngươi khôi lỗi thần nữ này nếu không thần vực chấp pháp tài quyết tuyệt sẽ không mở cho ta miệng cơ hội ngươi nên cảm tạ không phải ta mà là ngươi vị hôn thê kia la xa công chúa Ngươi cho rằng, ngô duyệt mệnh hoàng tại sao lại nhúng tay chuyện này? Bà Nhược sắc mặt lạnh buốt, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trương Nhược Trần im lặng một lát, mới lại thấp giọng nói, ta sai rồi, thu hồi lời nói vừa rồi. Thần nữ điện hạ không hề giống trong mắt ta nhìn thấy như vậy vô dụng, ngươi có thể biết la xa hành động, có thể thấy được, ngươi tại vận mệnh thần sơn, nhất định có rất nhiều nhãn tuyến. Xem nhẹ ngươi, thủ đoạn tăng trưởng, không còn giống như trước như vậy. Chuyện gì đều có thể bị người một chút nhìn thấu. Người, nếu là không học tập cùng trưởng thành, còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào, bà Nhược nói. Thiên mệnh ti cùng tài quyết ti hiệu suất rất cao, không đến nửa ngày thời gian, liền tra được kết quả. Bà Nhược thân hình thon dài như liễu, giống như trong mây thiên hạc đồng dạng, cao quý mà không tì vết. Nàng đứng tại thần nữ điện trước, lấy tay bắt lấy từ chân trời bay tới truyền tin quang phủ, nhìn thoáng qua, lập tức trở về trong điện. Nói cho ngươi một tin tức tốt, thiên mệnh ti tại đàm phi tự bạo thánh nguyên địa phương phát hiện phấn thiên nam hoa. Cơ hồ có thể xác định giết chết Đàm Phi hung thủ là Thất Thủ lão nhân. Trương Nhược Trần vốn là đang nhắm mắt ngồi xuống, nghe nói lời này, trong lòng thầm giật mình, cái này sao có thể? Đàm Phi tự bạo lúc, Thất Thủ lão nhân rõ ràng đã bị hắn thu nhập vào tử kim hồ lô. Chẳng lẽ Thất Thủ lão nhân vận dụng là tinh thần lực phân thân, hoặc là khôi lỗi thân? Không đúng. Thân nữ lâu tụ tập nhiều cường giả như vậy, Thất Thủ lão nhân chỉ bằng phân thân hoặc là khôi lỗi thân làm sao có thể thành được sự tình? Trương Nhược Trần nói bằng phấn thiên nam hoa coi như phán đoán xuất thủ là thất thủ lão nhân ba nghìn năm trước thất thủ lão nhân lọt vào một vị ngụy thần truy sát chính là sử dụng phấn thiên nam hoa đào tẩu thiên nam hoa hiếm thấy không gì sánh được nguyên hội này chỉ có thất thủ lão nhân sử dụng tới một lần bà nhược nói Trương Nhược Trần nói ta không tin chỉ có thất thủ lão nhân mới có phấn thiên nam hoa hoàn toàn chính xác một chút đỉnh cấp thế lực lớn cũng hẳn là chứa đựng có chút ít phấn thiên nam hoa. Thế nhưng là, thần vực chấp pháp tài quyết chính miệng thừa nhận, hướng hắn mật báo tu sĩ, chính là thất thủ lão nhân, cho nên hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Chính là thất thủ lão nhân giết chết hình thiên, cầm đi thương bạch tử, giết chết đàm phi, cuối cùng giá họa cho ngươi. Bàn nhược nói, cứ việc Trương Nhược Trần đã biết thiên mệnh ti sẽ giúp hắn, trên người mình tội danh chắc chắn sẽ rửa sạch. Thế nhưng là, nghe được cái kết luận này, vẫn như cũ cảm thấy hoang đường, vì đó xứng sở lập tức trên mặt hắn lộ ra thần sắc cổ quái cảm thấy hết sức buồn cười mật báo làm sao đều khó có khả năng là thất thủ lão nhân chắc vũ nông ngược lại là diệu nhân thuận tay liền đem nồi vung ra thất thủ lão nhân trên thân cho tất cả mọi người lấy ra một hợp lý giải thích không cần đoán cũng biết phía sau này nhất định có không muốn người biết hắc ám giao dịch thảm nhất chớ quá thất thủ lão nhân người tại càn khôn giới nồi từ trên trời tới trương nhược trần mỉm cười nói thất thủ lão nhân tại sao muốn giết hình thiên cùng đàm phi lại vì cái gì muốn bắt thương bạch tử hắn hiện tại lại đi nơi nào đây cũng không phải là ngươi cần quan tâm vấn đề thiên mệnh ti cùng tài quyết ti đã tuyên bố cấp bậc cao nhất chu thánh tập nã lệnh cùng lệnh treo giải thưởng tại toàn bộ địa ngục giới đuổi bắt thất thủ lão nhân bà nhược nói trương nhược trần hỏi treo giải thưởng bao nhiêu ngươi sẽ biết mức bà nhược hay hắn một cái lại nói hiện tại ngươi có thể rời đi trương nhược trần đi ra thần nữ điện Thở ra một hơi thật dài, một bên cấp tốc đi đường, một bên suy nghĩ. Tài quyết ti vậy mà nguyện ý từ bỏ cơ hội giết hắn này, như vậy, nhất định là gặp được càng trọng yếu hơn sự tình, hơn phân nửa đã biết, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế tin tức. Nhưng, chuyện này không thể đối ngoại tuyên bố, cho nên chỉ là đối ngoại tuyên bố thất thủ lão nhân giết Đàm Phi. Thất thủ lão nhân vì cái gì giết Đàm Phi, lại là mập mờ suy đoán. Thế nhưng là, đến cùng là ai, tại Đàm Phi tự bạo hiện trường lưu lại phấn thiên nam hoa là đang giúp ta không đối phương là muốn giá họa thất thủ lão nhân đem tất cả đầu mâu đều chuyển rời đến trên người hắn trương nhược trần ý thức được nhất định phải lập tức rời đi vận mệnh thần vực đầu tiên tài quyết ti cùng thiên mệnh ti cường giả khẳng định sẽ lập tức suy tính thất thủ lão nhân hạ lạc trương nhược trần hết sức rõ ràng vận mệnh chi đạo đang suy tính phương diện lợi hại trong lòng không thể xác định đem thất thủ lão nhân giấu ở càn khôn giới có hay không có thể tránh đi bọn hắn suy tính chỉ có cách càng xa vận mệnh thần điện suy tính đến thất thủ lão nhân hạ lạc xác suất mới càng thấp thứ hai trương nhược trần lo lắng tài quyết ti còn có bước kế tiếp hành động một khi rời đi vận mệnh thần vực tài quyết ti còn dám đối phó hắn như vậy trương nhược trần nhất định giết đến bọn hắn một tên cũng không để lại mà không phải giống như bây giờ bó tay bó chân rất nhiều tu sĩ canh giữ ở vận mệnh thần sơn dưới nhìn thấy trương nhược trần bình yên vô sự rời đi đều là lộ ra thần sắc thất vọng thần vực chấp pháp tài quyết tự mình xuất thủ đều không làm gì được trương nhược trần còn có ai có thể uy hiếp đạt được hắn trương nhược trần xem như triệt để tại địa ngục giới đứng vững gót chân rửa mắt mà đợi đi tiếp xuống mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm chính là thời đại của hắn tất cả tu sĩ đều sẽ được hắn từng cái dẫm lên dưới chân nói quá lời a à, trương nhược trần nói cho cùng cũng mới bách ra cảnh tu vi dưới thần cảnh mạnh mẽ hơn hắn tu sĩ chỗ nào cũng có họa tinh có chút không vui nói như thế khoảng cách vận mệnh thần sơn không xa đỉnh một tòa thánh tháp bạch khai nhi nhìn qua trương nhược trần rời đi thân hình chủ tướng quân nói cô nương thủ đoạn cao minh muốn bắt trương nhược trần trực tiếp mượn tay tài quyết ti liền có thể cầm hắn muốn thả hắn ra sử dụng phấn thiên nam hoa giá họa thất thủ lão nhân liền có thể thả hắn ra trương nhược trần cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài này cũng trốn không thoát người ngũ chỉ sơn bạch khai nhi khuôn mặt bình tĩnh thanh nhã nói trương nhược trần so ta trong dự đoán lợi hại hơn một chút hắn cũng đã phát hiện thất thủ lão nhân trên người cực phẩm bản nguyên thần tinh. Làm sao mà biết? Trụ tướng quân giật mình hỏi. Bạch Khai Nhi nói, chắc Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng không có tại thất tinh đế cung tìm tới thất thủ lão nhân, có thể thấy được thất thủ lão nhân bị Trương Nhược Trần giấu đến 10 phần bí ẩn địa phương. Mà lại, Tài Quyết Ti cùng Thiên Mệnh Ti hiện tại cũng muốn truy nã thất thủ lão nhân, đồng thời xuất ra cách xù treo giải thưởng. Trương Nhược Trần không có đem thất thủ lão nhân giao ra, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? khả năng duy nhất trương nhược trần biết thất thủ lão nhân có phi phàm giá trị hai người rất có thể đã đạt thành hợp tác trụ tướng quân nói có thể hay không còn có một loại khả năng khác thất thủ lão nhân đã đoạt xá trương nhược trần bạch khanh nhi không nói trụ tướng quân nói cô nương có ý tứ gì thất thủ lão nhân cường độ tinh thần lực thế nhưng là đạt đến cấp 69, muốn đoạt xá trương nhược trần hẳn không phải là việc khó trương nhược trần tinh thần ý chí cường đại có thể ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý thất thủ lão nhân chỗ nào đoạt xá được lại nói cho dù đoạt xá thành công cũng là một con đường chết huyết tuyệt chiến thần sao lại buông tha đoạt xá hắn ngoại tôn tu sĩ bạch Khanh nhi lại nói nếu như ta không có đoán sai trương nhược trần hẳn là sẽ lập tức rời đi vận mệnh thần vực trở về huyết thiên bộ tộc dực thế giới quy vương gia cả lâm mà nói cái kia cái kia cái kia làm sao chủ tướng quân không nhìn thẳng nó nói một khi trương nhược trần trở về huyết thiên bộ tộc dực thế giới Tựa như cá nhập biển cả, không người có thể chế. Muốn bắt hắn, chỉ có thể nửa đường chặn đường. Ai nói không người có thể chế? Bạch Khanh Nhi nói. Trụ tướng quân biết cô nương nhất quán đảm phách kinh người, thường có kinh thế cử chỉ, có chút lo lắng, khuyên nhủ, Huyết Thiên bộ tộc rực thế giới là Huyết Tuyệt gia tộc thế lực nhất thâm căn cố đế địa phương, Huyết Tuyệt gia tộc càng là có ba tôn chân thần, cô nương tuyệt đối không nên mạo hiểm. Ngọc Hoàng giới liền muốn mở ra, tuyệt đại đa số thần linh đều sẽ tiến đến huyết thiên bộ tộc dược thế giới cũng không phải đầm rồng hang hổ, ta vì cái gì đi không được. Vô luận là cực phẩm bản nguyên thần tinh hay là thất thủ lão nhân, ta đều muốn đoạt lại. Bạch Khai Nhi năm cái mảnh nhu trắng muốt ngón tay ngọc, chậm rãi nhô ra, chụp vào đã đi xa Trương Nhược Trần thân ảnh nhỏ bé. Đầu ngón tay vừa thu lại, siết chặt thành quyền, phảng phất đem hắn chụp vào trong lòng bàn tay. Thứ thuộc về nàng, ai cũng cầm không đi. Tu La Tinh trụ giới là Tu La tộc hạch tâm nhất lãnh địa, địa vị đồng đẳng với bất tử huyết tộc 10 tòa dược thế giới. Nó đứng vững ở trong tinh không, cao tới không biết bao nhiêu ước dặm, tản mát ra sán lạn ánh sao. Từng khỏa tinh thần lơ lửng ở tại trên không, giống như từng hạt điểm sáng, nhỏ bé giống như bụi bặm. Đỉnh Tu La tinh trụ giới, quang mang sáng ngời nhất, nơi đó là toàn bộ Tu La tộc thần thánh nhất địa phương một trong Tu La chiến hồn hải. Tất cả từ thế giới khác, phi thăng tới Tu La tinh trụ giới tu sĩ đều là từ trong chiến hồn hải đi ra nhất định phải chịu đựng chiến hồn hải tẩy lễ, bọn hắn mới có thể thoát thai hoán cốt, thoát biến thành một vị chân chính tu la. Tu la chiến hồn hải vô biên vô hạn, tu la chiến khí ngưng hóa thành thể lỏng, quay cuồng không ngớt, cuốn lên ngàn tầng sóng lớn. Càng xa xôi hải vực, có lôi điện xuyên thẳng qua, phát ra làm người sợ hãi tính hủy diệt ba động, đại thánh đều không thể tới gần. Hoa một đạo người mặc hắc bào bóng người, từ trong vũ trụ bay tới, hạ xuống chiến hồn hải bên cạnh. Hắn giải khai trên đầu đấu bồng màu đen, lộ ra một tấm chừng 30 tuổi mặt, có lưu sợi râu, con mắt sắc bén thâm thúy, mũi cao thẳng, thân hình thẳng tắp, khí chất vĩ ngạn, nhanh chân hướng trong biển đi đến. Vừa tới bờ biển, hắn bỗng nhiên dừng bước, trầm giọng nói, "Người nào?" Thanh âm so xa xa tiếng sấm, càng thêm vang dội. Hàn huyết nhục cùng xương cốt di động, khuôn mặt trong nháy mắt cải biến, biến thành khí thiên bộ dáng. Huyết hậu đạp trên chiến hồn hải bọt nước, từ trong từng đạo lôi điện đi ra, song đồng thần quang sáng rực một chút không nháy mắt nhìn chăm chú nam tử mặc hắc bảo. Cứ việc nàng đã cố gắng khắc chế tâm tình của mình, thế nhưng là thân thể vẫn như cũ nhẹ nhàng run rẩy. Nam tử mặc hắc bảo làm sao cũng không nghĩ tới, huyết hậu thế mà lại xuất hiện ở đây. Nhìn trước mắt vị nữ tử chính mình đã từng yêu mến nhất này, cho dù hắn đã làm vô số lần hai người gặp nhau lần nữa sau giả tưởng. Nói với chính mình tuyệt đối không thể để cho đối phương nhìn ra sơ hở, thế nhưng là cuối cùng khống chế không nổi chính mình động lại 800 năm cảm xúc hắn rất muốn quay người đào tẩu, cũng rất muốn rời ánh mắt của mình, nhưng thân thể như là hóa đá đồng dạng, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Còn muốn che giấu, có ý nghĩa sao? Ta nên gọi ngươi khí thiên, vẫn là gọi ngươi trường lăng. Huyết hậu đi đến trước mặt hắn, ánh mắt cũng như 800 năm trước phân biệt lúc như vậy u oán. Có chỗ khác biệt chính là, lần này hận ý càng đậm. Nam tử mặc hắc bào đắng chát cười một tiếng, thanh dẫn. Mặt mũi của hắn dần dần trở nên trở về nguyên lai ngươi tu luyện thành trên tam thập tam trọng thiên thần thông hắc bạch lưỡng nghi thân có thể tại tu la thân cùng nhân loại thân ở giữa chuyển đổi biến hóa trên người của ngươi hẳn là còn có khác một loại nào đó bí bảo a nếu không chỉ dựa vào hắc bạch lưỡng nghi thân ngươi không thể gạt được vận mệnh thần điện thần tôn huyết hậu nói nam tử mặc hắc bào nói không cần hỏi ta sẽ không nói tựa như 800 năm trước một dạng huyết hậu thanh âm trở nên lãnh duệ mấy phần trong đôi mắt hiện ra quang mang trong suốt nói tám trăm năm trước ta đáp ứng ngươi đợi tại vô tận thâm uyên cô lôn giới bị địa ngục giới công phá trước đó hoặc là tu luyện thành thần trước đó hoặc là ngươi truyền đến tin tức trước đó tuyệt không xuất thế lúc ấy ta hỏi ngươi vì cái gì ngươi gọi ta không nên hỏi nhất định chờ ngươi tin tức ta không hỏi bởi vì ta tin ngươi ta đáp ứng ngươi sự tình làm được thế nhưng là ngươi đã đáp ứng ta phải chiếu cố thật tốt trần nhi ngươi làm được sao trương lăng ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi không xứng là phu, không xứng là nhân phụ. Nam tử mặc hắc bào vừa định mở miệng, lại bị huyết hậu đánh gãy, 800 năm, ngươi có thể từng nghĩ tới, ta tại vô tận thâm uyên là thế nào vượt qua. 800 năm này, ngươi có thể từng nghĩ tới, muốn đi vô tận thâm uyên nhìn một chút ta. Chính là vì chờ ngươi tin tức, ta cùng mình hờn dỗi, đem chính mình cầm tù tại vô tận thâm uyên 800 năm. Ta coi là, ngươi cuối cùng cũng có một ngày, sẽ tới vô tận thâm uyên tìm ta, Thế nhưng là ngày đó một mực không có đến. Kỳ thật, chờ đến năm thứ 16 lúc biết được ngươi mất tích cùng Trần Nhi bị giết chết tin tức, ta khóc thật lâu. Đợi tại Vô Tận Thâm Uyên 800 năm, ta có khi đang nghĩ, ngươi có phải hay không cũng đã bị người giết chết, tiếp tục chờ xuống dưới căn bản không có ý nghĩa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bởi vì tin ngươi, lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Ngươi chết tốt biết bao nhiêu, vì cái gì lại phải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Nam tử mặc hắc bào không dám cùng nàng đối mặt, ánh mắt khép hờ nói, thật xin lỗi. Một câu có lỗi với liền xong rồi. Ngươi có lỗi với nhiều người, ngoại trừ ta cùng Trần Nhi, còn có thánh minh trung ương đế quốc những thần tử cùng con dân đi theo các ngươi trương gia kia. Huyết hậu mặc dù một câu so một câu ngoan lệ, thế nhưng là, trong mắt của mình, lại sớm đã bao hàm nước mắt, nói, chân tướng, ta hiện tại chỉ muốn biết chân tướng. Nam tử mặc hắc bào lần nữa khôi phục tinh thần khí, thẳng tắp cái eo, từ huyết hậu sau lưng, đi đến chiến hồn hải một bên. Nhìn xem mênh mông nước biển, nói, Ngươi hẳn phải biết, muốn trở thành Tula, muốn phi thăng đến chiến hồn hải, cần giết chóc. Giết rất nhiều rất nhiều người, để cho mình trở nên tàn nhẫn, phệ huyết, không chỉ có muốn làm như thế, còn muốn cho trái tim của chính mình cũng triệt để biến thành cái dạng kia. Loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì. Ngươi nếu là vì ta, mới đi giết chóc, mới đi biến thành Tula, gia nhập địa ngục giới, ta nhất định sẽ cảm động, thậm chí có thể tha thứ ngươi 800 năm tới vô tình cùng lạnh nhạt. Có thể trên thực tế lại không phải ngươi liên hợp vô gian các giết tân tấn thần nữ phong ly ngươi chui vào địa ngục giới đến cùng muốn mưu đồ cái gì huyết hậu chất vấn nam tử mặc hắc bào nói nguyên lai là nơi đó ra chỗ sơ xuất trần nhi bị tài quyết ti nhằm vào thời điểm ngươi không có xuất thủ hẳn là muốn bức ta xuất thủ sau đó đem ta tìm ra huyết hậu nói ngươi nếu là có thể làm đến thấy chết không cứu giờ phút này gặp mặt ta liền sẽ không nói với ngươi cơ hội nên đón ngươi chính là ta trưởng ấn cùng huyết hải ma kính Nam tử mặc hắc bào cao mày, trong mắt tràn ngập khổ sầu, nói: "Thanh dẫn, 800 năm này, đích thật là ta có lỗi với ngươi cùng Trần Nhi. Thế nhưng là, ta đều chỉ là vì sinh tồn, cùng càng nhiều người sinh tồn. Ngươi hỏi ta, 800 năm trước, vì sao để cho ngươi đợi tại Vô Tận Thâm Uyên, kỳ thật ta cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể sống sót." Cô Lôn giới dung không được một cái bất tử huyết tộc, tựa như Tài quyết ti dung không được Trần Nhi một dạng. Nhà, nước, thiên hạ, nhất định phải làm ra lựa chọn nếu là thiên hạ cũng không có thế nào nhà cùng nước ngày xưa minh đế mất tích hoặc là chết đi đối với ngươi mà nói không phải là không một chuyện tốt địa ngục giới dung hạ được một cái lưu luyến côn lôn giới nhân loại bất tử huyết tộc sao dung không được tại loạn thế nguy cơ trùng trùng này rất nhiều người đều tại kề cận cái chết dãy ruộng ta càng hy vọng ngươi làm huyết tuyệt chiến thần nữ nhi mà không phải trương lăng thê tử khi một người đứng ở vị trí kia nhất định phải tiếp nhận trách nhiệm tương ứng dù là bỏ xuống hết thảy cũng ở đây không tiếc thiếu ngươi cùng trần nhi chờ ta làm xong sự kiện kia có thể cầm tính mệnh hoàn lại các người khi đó ta nhất định đem chân tướng toàn bộ nói cho ngươi bá một tiếng nam tử mặc hắc bào hóa thành một đạo quang ngấn xông vào tu la chiến hồn hải biến mất tại lôi điện dày đặc nhất địa phương huyết hậu một thân một mình đứng tại bờ biển ngóng nhìn bóng lưng hắn rời đi rốt cuộc không kiềm được trong hốc mắt nước mắt chảy ra giống như rơi xuống đối với nam nhân cả đời chỗ yêu này nàng cuối cùng không hạ thủ được địa ngục giới đến cùng đến cỡ nào rộng lớn sợ là thần linh cũng chưa chắc có thể nói rõ tu sĩ chỉ có thể ở tinh không xa xôi bên ngoài nhìn ra xa một đầu vàng mênh mông tinh hà ngang qua vũ trụ từ xưa trường tồn phảng phất một đầu hoàng tuyền hà do đếm không hết tinh thần hội tụ thành sông địa ngục giới đương nhiên là có biên giới nơi đó phân bố có hàng ngàn hàng vạn hành tinh thập tộc cùng vận mệnh thần điện thế lực trở nên yếu kém hắc ám thế lực cùng các đại tiểu tộc mới là nơi này chủ nhân bách tộc phương thành là địa ngục giới biên giới 10 phần chứ danh một tòa thành lớn, là 137 cái tiểu tộc cộng đồng tạo dựng lên vương thành, để mà đối kháng ngày càng cường đại thế lực hắc ám, cũng để mà cùng vận mệnh thần điện cùng thập đại tộc đàm phán, tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, xoay thành một đoàn mới có quyền nói chuyện. Tại Bách tộc Vương thành, khắp nơi có thể thấy được hình thái khác nhau tu sĩ, bọn hắn quần áo khác biệt, văn hóa các nhất, thậm chí ngôn ngữ cũng không giống nhau. Nhiều tộc cùng tồn tại, sáng tạo ra nơi này phồn hoa, nhưng cũng để quản lý trở nên 10 phần gian nan. Đúng là như thế, thiên đình giới một phương tu sĩ có thể nhẹ nhõm tiến vào trong thành, tìm hiểu địa ngục giới tin tức. Cực nhạc quỷ lâm, xây ở bách tộc phương thành Đông Thành là một mảnh chiếm diện tích vạn mẫu rừng rậm. Trong rừng quỷ hỏa bồng bềnh nhưng lại hoan thanh tiếu ngữ không dứt là một chỗ âm trầm mà kích thích địa phương. Đào hoa chính là ngồi tại dưới một tòa lầu các do cự thú hài cốt dựng thành, một thân một mình, nhấm nháp tiên nguyên tộc những huyết tử. Máu tươi ủ thành rượu, có một phen đặc biệt hương vị. Trên kiến trúc bằng hài cốt, trói đầy hồng lăng cùng chuông gió. Âm phong thổi tới, chuông gió chập chờn, hồng lăng phiêu động. Dễ nghe cực kỳ, cũng cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng là đào hoa lại càng đẹp. Nàng nhìn qua phảng phất chỉ có 20 tuổi, thanh xuân tịnh lệ, da thịt so hài nhi còn muốn tinh tế tỉ mỉ, hai mắt lại sáng lại lớn. Mi tâm có ba mảnh màu hồng phấn hoa đào hoa điền, khiến cho nàng lộ ra linh khí 10 phần, phảng phất hoa tiên tử đồng dạng câu hồn động lòng người nàng ngồi ở trên tảng đá trong chén huyết tử như hổ phách đồng dạng óng ánh trong cực nhạc quỷ lâm có rất nhiều tu sĩ đều xa xa nhìn qua nàng ánh mắt thèm nhỏ dãi dù sao giống nàng đẹp như vậy nữ nhân không phải lúc nào đều gặp được thế nhưng là nhưng không ai dám lên tiến đến theo nàng uống rượu với nhau càng thêm không dám sinh ra đưa nàng ôm vào trong ngực hoặc là đặt ở dưới thân tà niệm bởi vì trước mặt nàng trong ao đã trôi nổi có 17 bộ thi thể huyết dịch đem ao nước nhiễm đến giống như rượu trong chén đồng dạng đỏ những thi thể này đã từng đều là vọng tưởng theo nàng uống rượu với nhau tu sĩ trong đó có giang dấp cực kỳ tuấn lãng mỹ nam tử cũng có tu vi cường đại thánh cảnh tu sĩ càng có thân phận tôn quý bộ tộc thiếu chủ đều không ngoại lệ vô luận là muốn bắt chuyện vẫn ôm càng sâu mục đích toàn bộ đều bị giết chết ngã xuống trong ao cực nhạc quỷ lâm chủ nhân cũng không dám tới gần nàng chỉ hy vọng vị sát thần mỹ lệ này có thể mau rời khỏi lúc này lại có một người nam tử hướng bên cạnh ao đi đến trong cực nhạc quỷ lâm vang lên từng đạo hưng phấn tiếng cười chuẩn bị xem náo nhiệt nhìn nam tử kia làm sao bị giết chết từ xưa đến nay bởi vì sắc đẹp mà chết nam nhân là đếm không hết như là biết rõ sẽ thiêu chết chính mình nhưng như cũ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nhào vào trong liệt hỏa bươm bướm bởi vậy mà gặp bọn hắn đã chết không oan nam tử kia mặc một thân khó coi áo vải tay cầm một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm nhìn qua niên kỷ cũng không lớn trên thân cũng không có thánh đạo khí tức tiêu tán đi ra cùng một cái vừa mới học được luyện kiếm nhân loại bình thường không có khác nhau những tu sĩ nhìn về nơi xa nơi đây kia đều rất ngạc nhiên dạo này một cái tu vi thấp tinh thần xa sút nhân loại là thế nào tiến vào bách tộc vương thành lại là làm sao tiến nhập cực nhạc quỷ lâm không quan trọng dù sao lập tức hắn sẽ chết 10 bước 9 bước 8 bước tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc rung động tò mò hắn đi đến bên cạnh nữ tử mi tâm có ba mảnh cánh hoa đào kia ngồi xuống ngồi tại cùng một khối trên tảng đá còn thuận tay đem trên tảng đá chén rượu cầm lấy uống một ngụm cha được cha được cha được thân phận của nàng nàng là thiên sát tổ chức xếp hạng thứ nhất sát thủ đế hoàng tên là đào hoa truyền thuyết dưới thần cảnh không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ là nàng giết không chết cái này cái này sao có thể vừa mới chạy tới vị tu sĩ toàn thân da đen kia khiếp sợ nhìn chăm chú về phía bên cạnh ao khoảng cách gần ngồi một nam một nữ cúi đầu xuống lại nhìn chăm chú về phía trong tay vừa rồi tra được tư liệu lập tức không thể xác định nữ tử này có phải hay không đào hoa trên tư liệu viết đào hoa sẽ không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tiến vào nàng trong vòng ba trượng càng thêm sẽ không cho phép một người nam nhân ngồi tại bên cạnh của nàng còn uống rượu của nàng ngươi nói nàng là đào hoa như vậy ngồi tại nàng bên cạnh nam nhân kia là ai? Là đào hoa thụ hay là đào hoa diệp? Ha ha, ta xem là đào hoa kiếp. Rất nhiều tu sĩ đều đang cười nhạo, căn bản không tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh sát tử đế hoàng, đào hoa, sẽ xuất hiện tại bách tộc vương thành. Đào hoa đích thật là thiên sát tổ chức dưới thần cảnh đệ nhất sát thủ, giống như ngoại giới truyền ngôn đồng dạng. Chính nàng cũng cho rằng, dưới thần cảnh, không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ nàng giết không chết. Kỳ thật, nàng sớm nên độ thần kiếp, bước vào thần cảnh thế nhưng là nàng lại biết một khi độ thần kiếp chính là mình tử kỳ cho nên một mực áp chế cảnh giới vì sao chỉ vì giết quá nhiều người đã có khúc mắc sở dĩ có khúc mắc là bởi vì nàng còn trong lòng còn có thiện niệm mỗi một lần giết người trong lòng đều sẽ kháng cự đều sẽ khó chịu mỗi một lần giết người khúc mắc đều sẽ nhiều một đạo tâm ma cũng sẽ mạnh một phần thế nhưng là giết mấy ngàn năm nàng đã thành thói quen giết người giết người là giải quyết vấn đề, trực tiếp nhất, nhanh nhất phương thức. Nàng ngồi ở chỗ này uống rượu cùng bọn người, phiền nhất có người tới gần, dùng một đôi muốn chiếm hữu nàng con mắt nhìn xem nàng. Không giết bọn hắn, chẳng lẽ còn muốn lãng phí thời gian cùng bọn hắn giảng đạo lý. Nàng xưa nay không là một người ưa thích giảng đạo lý, đó chính là một kiện so giết người càng thêm thống khổ sự tình. Nàng chán ghét thế gian mỗi người, có lẽ thế gian không có bất kỳ ai, nàng liền có thể giải thoát, có thể thanh tịnh, có thể suy nghĩ kế tiếp là học tập thư pháp hay là học tập theo hòa. Đương nhiên, đó là trước kia. Hiện tại trong nội tâm nàng có một cái kẻ không đáng ghét, thế gian một cái duy nhất kẻ không đáng ghét, dù là người này đoạn thời gian gần nhất. Một mực cùng nàng đối nghịch, trong nội tâm nàng lại gần như biến thái âm thầm cao hứng, cảm thấy đây là một kiện chuyện thú vị. Chính là bên cạnh nam tử áo vải này, hắn cũng là một sát thủ, tên của hắn gọi là A à Nhạc. Có một lần, đào hoa cùng tâm ma đánh đến lưỡng bại câu thương, phiêu phù ở trong vũ trụ, toàn thân không thể động đậy. Trên người thánh khí không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán, khiến cho chung quanh thân thể mọc ra một mảnh rừng hoa đảo. Có lẽ nhẹ nhàng một năm, lại có lẽ tung bay mười năm. Quá lâu, phi thường lâu, nàng coi là chính mình sẽ như vậy tán công mà chết, có thể như vậy giải thoát. A nhạc chính là lúc kia, tiến nhập rừng hoa đảo, tại đào hoa chỗ sâu nhất, thấy được toàn thân trần trụi, nằm ở nơi đó không nhúc nhích nàng. Đào Hoa cho tới bây giờ đều mười phần tự tin, không chỉ có là giết người, đối với mình dung mạo cùng dáng người cũng là như thế. Trong những người nàng giết, có hơn chín thành, đều là ngấp nghé nàng Mỹ mạo nam nhân. Nàng hiểu rất rõ nam nhân, đừng nói nàng hiện tại không thể động đậy. Coi như để những nam nhân kia biết nàng là giết người như ngoé sát thủ đế hoàng, làm theo sẽ có đếm mãi không hết không sợ chết, hướng nàng đánh tới. Thế nhưng là lần này nàng đoán sai, nàng coi là A à Nhạc sẽ xâm phạm nàng, A à Nhạc nhưng không có. Có lẽ là đối với nàng không có hứng thú, lại có lẽ người đuổi giết hắn quá mạnh, để hắn chỉ có thể ngăn chặn dục vọng trong lòng. Truy sát A Nhạc tu sĩ chính là xa giới Ngô vọng, một vị bách gia cảnh đại thánh. Ngô vọng truy vào rừng hoa đào, A Nhạc ẩn giấu đi đứng lên. Ngô vọng đương nhiên biết A Nhạc liền giấu ở phụ cận, thế nhưng là hắn lại làm không được không nhìn đào hoa nữ tử xinh đẹp như vậy, mà lại lấy tu vi của hắn, cũng căn bản không có đem vừa mới đột phá đến đại thánh cảnh A Nhạc để vào mắt tu luyện tà đạo công pháp ngô vọng chỉ muốn thải bổ đào hoa để cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh khi đó đào hoa trong lòng không gì sánh được chán ghét hận không thể chết đi như thế nàng vốn cho rằng a nhạc sẽ nhân cơ hội này đào tẩu thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đứng dậy liền đứng tại bên cạnh của nàng trực diện đối diện ngô vọng hình ảnh kia mang cho đào hoa vô tận rung động a nhạc bóng lưng là nàng từ tu luyện đến nay thấy qua nhất cương trực bóng lưng rốt cuộc không thể quên được. A Nhạc đương nhiên không phải là đối thủ của Ngô Vọng, thế nhưng là kiếm pháp của hắn, cơ hồ đều là đồng quy vu tận chiêu thức. Cuối cùng, hắn liều đến trọng thương ngã gục, tạm thời dọa dạ lui Ngô Vọng. A Nhạc mang theo đào hoa lập tức đào tẩu, tại trong vũ trụ trốn đông trốn tây, tránh né Ngô Vọng truy sát, dòng giã ba tháng. Kỳ thật, tại đêm A Nhạc ghi vào trong lòng một khắc này, đào hoa đã đem tâm ma áp chế xuống. Thế nhưng là nàng nhưng không có lập tức ra tay giết chết Ngô Vọng, bởi vì nàng muốn nhìn một chút ai nhạc có phải hay không tại ngụy trang có phải hay không đối với nàng có ý đồ khác chính là nguyên nhân này ba tháng kia nàng gặp được trên đời cứng rắn nhất nam nhân vô luận bị buộc đến cỡ nào tuyệt cảnh vô luận chịu thương thế nặng bao nhiêu vô luận thế cục cỡ nào hung hiểm tựa hồ cũng ép không vượt qua hắn hắn luôn có thể vượt qua mang theo nàng sống sót mà hắn cũng là trên đời lạnh lùng nhất nam nhân phảng phất đối với nàng mỹ nhân tuyệt sắc này mảy may đều không có hứng thú cứu nàng chỉ là bởi vì nàng là một cái không hề có lực hoàn thủ con gái yếu ớt đổi lại là một con thỏ một con mèo có lẽ hắn cũng sẽ làm như vậy cuối cùng ngô vọng chết tại a nhạc dưới kiếm nàng cuối cùng không có cơ hội xuất thủ a nhạc tu vi tốc độ tăng lên thực sự quá nhanh lúc rời đi nàng hỏi qua a nhạc chúng ta có tính không là bằng hữu bằng hữu ta chỉ có một cái lại không phải ngươi hắn nói hai người gặp nhau lần nữa thời điểm là nàng tại trên đại thánh bảng xếp hạng tiền thưởng đón lấy giết Trương Nhược Trần nhiệm vụ ngày đó. Từ một ngày kia trở đi, bọn hắn không chỉ có không làm được bằng hữu, hoàn thành địch nhân. A Nhạc đã đuổi nàng dòng rã một tháng, từ thiên đình, một mực đuổi tới địa ngục giới, chỉ vì ngăn cản nàng đi giết Trương Nhược Trần. Trong lúc đó, bọn hắn cũng giao thủ qua mấy lần. Kỳ thật cũng không tính là giao thủ, bởi vì mỗi một lần, A Nhạc đều sẽ bị nàng đánh cho trọng thương ngã gục, không hề có lực hoàn thủ. Nàng vốn cho rằng, A Nhạc khẳng định sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng là, mỗi một lần A Nhạc đều có thể một lần nữa đuổi theo, tựa như lần này một dạng. Đào Hoa nhìn về phía ly rượu trong tay hắn, nói, ngươi là người thứ nhất dám uống rượu của ta. Ta chỉ là khát nước mà thôi, dù sao, vì đuổi ngươi, ta đã không ngủ không nghỉ tại trong vũ trụ phi hành ba ngày. Nam tử áo vải uống xong say rượu, mặt tái nhợt, rốt cục khôi phục một chút huyết sắc. Đào Hoa nói, ngươi quá chậm, liền ngươi dạng này tốc độ, còn muốn ngăn cản ta đi địa ngục giới giết người. Ta đây không phải đuổi theo tới sao? Ta nếu không chờ ngươi, ngươi đuổi được. Lại nói, coi như đuổi theo thì như thế nào, ta một kiếm liền có thể giết chết ngươi, ngươi không ngăn cản được ta. Nam tử áo vải lắc đầu, nói, ngươi không giết chết được ta. Ngươi mới bất hủ cảnh, dám nói ta giết không chết ngươi. Đào hoa có chút tức giận, lần này đi địa ngục giới, nàng nhất định phải giết Trương Nhược Trần. Không chỉ có chỉ là bởi vì tiếp trên đại thánh bảng xếp hạng tiền thưởng nhiệm vụ, càng là thiên sát tổ chức thủ lĩnh ý chí. Thế nhưng là, nam tử trước mắt này ỷ vào đã từng đã cứu nàng, vậy mà năm lần bảy lượt ngăn cản. Cứ việc nàng là cố ý để hắn ngăn cản, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nên nói, chính mình giết không chết hắn. Hắn thật sự cho rằng chính mình có bất tử chi thân. Một người nam nhân ỷ vào một nữ nhân ưa thích hắn, liền không có sợ hãi, muốn làm gì thì làm, đây là một nữ nhân, tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình phốc phốc, trên mặt ao, kiếm quang lóe lên, máu bắn tung tóe. Trong cực nhạc quỷ lâm, vang lên từng đạo tiếng kinh hô, cũng có tiếng cười nhạo. Nam tử áo vải kia, cuối cùng vẫn là chết tại mỹ nữ sát thần kia trong tay, không có trở thành ngoại lệ. Nhưng là rất nhanh, tiếng cười của bọn hắn liền ngừng. Chỉ gặp, nam tử áo vải vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi ở trên tảng đá, mặc dù một cánh tay bị chém xuống, thế nhưng là, hắn lại giống như là cảm giác không đến đau đớn, nói, xem đi ta liền nói, ngươi không giết chết được ta. Phốc phốc, kiếm quang lần nữa thoáng hiện, hắn cánh tay kia cũng bị chém xuống. Đào Hoa cái cằm khẽ nhếch, nhìn xuống hắn, toàn thân đều đang run rẩy. Nam tử áo vải hai vai không ngừng tuôn ra huyết dịch, tiếp tục nói ra, ta cảm thấy, ngươi hay là không cần làm sát thủ, càng không cần tiếp tục cùng ta làm địch nhân, bởi vì, tâm của ngươi đã biến mềm. Ngươi sẽ không giết ta, thế nhưng là, ta lại giết ngươi. Đừng lại đi địa ngục giới đừng đi giết Trương Nhược Trần, ngươi giết hắn, tương lai nhất định chết tại giới kiếm của ta. Tâm ta, sao ngươi lạnh hơn? Đào Hoa đương nhiên biết, mình bây giờ đã giết không được A Nhạc. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng quật cường, còn có làm giới thần cảnh nhất đảng cường giả tự tôn, lại không cho phép nàng nhận thua, càng không thể biểu lộ ra mềm yếu một mặt. Đào Hoa quay lưng đi, nói, ta cũng không muốn mạo hiểm tiến vào địa ngục giới giết người, thế nhưng là, ám hương hành động thất bại, cho nên, ta không có lựa chọn, nhất định phải đi không ngươi có lựa chọn ngươi có thể rời đi thiên sát tổ chức có thể lựa chọn một loại khác cách sống a nhạc nói đào hoa cười lắc đầu nói rời đi thiên sát tổ chức chờ đợi ta chính là tử vong lại nói ngoại trừ giết người ta cũng không làm được chuyện khác ngươi có thể rời đi tử thần điện sao ngươi ngoại trừ giết người còn có thể làm chuyện khác sao ngươi như nguyện ý rời đi thiên sát tổ chức từ bỏ tiếp tục đi giết trương nhược trần ta hiện tại liền thoát ly tử thần điện vũ trụ to lớn luôn có một chỗ, dung hạ được chúng ta. Đào hoa trong lòng run lên, nói, chúng ta. Không nên hiểu lầm, ta nói chính là, giống chúng ta người như vậy. A nhạc nói, hư, ngươi liền đợi đến cho Trương Nhược Trần nhạt sắc đi. Đào hoa thân thể, hóa thành một mảnh cánh hoa đào mưa, phá vỡ bầu trời đêm, bay lên đi không biết tên phương hướng. Trong không khí, đào hoa vẫn như cũ mùi thơm, huyết thiên bộ tộc rực thế giới. Khoảng cách huyết tuyệt gia tộc không xa trên một tòa huyết hồ 800 dặm, lực lượng ba động hỗn loạn lôi điện như là dao mãng xuyên thẳng qua tại thiên thủy ở giữa hỏa diễm hóa thành thần long thiêu đến thiên địa như đồng lô cương phong lăng lệ như đao chém mặt hồ phát ra từng đạo trầm hỗn bạo hưởng trương nhược trần thần thái thản nhiên đứng ở bên hồ ngóng nhìn treo ở trên mặt hồ không độ kiếp trầm uyên cổ kiếm độ chính là lần thứ ba quân vương thiên kiếp phong hỏa thủy lôi tứ kiếp kéo dài suốt một ngày chờ đến bầu trời mờ tối kiếp vân tán đi thời điểm 800 dặm huyết hồ vậy mà đã khô cạn đáy hồ chỉ còn đen kịt đất khô cằn. Con, Trầm Uyên cổ kiếm trên thân kiếm vẫn như cũ có lôi điện, hỏa long, dòng nước, cương phong lưu động, phát ra chói tay kiếm mình. Kiếm thanh vang vọng ngàn dặm. Trương Nhược Trần lấy tay khẽ vồ, Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo lưu tinh, bay vào trong tay hắn. Trên thân kiếm, bốn lượt thiên kiếp ấn ký trở nên sâu hơn một chút. Có thể hấp thu thiên kiếp lực lượng, ngưng tụ ra thiên kiếp ấn ký quân vương thánh khí ít càng thêm ít, bốn đạo ấn ký này đại biểu cho trầm uyên cổ kiếm bất phàm khảm nạm tại trên chuôi kiếm thần thạch tản mát ra tinh thuần thần tính lực lượng đồng thời không giờ khác nào không tại hấp thu thiên địa thánh khí cùng thiên địa quy tắc trầm uyên tuy là tam nguyên quân vương thánh khí thế nhưng là theo trương nhược trần nó đủ để bộc phát ra mạnh hơn tứ nguyên quân vương thánh khí uy lực bạch trương nhược trần tiện tay một kiếm vung ra ngoài một đạo kiếm khí màu tím đen từ trước người hắn bay ra đem 800 dặm khô hồ xé toạc ra lưu lại một đạo rộng người trượng dài ngàn dặm kiếm khí hẻm núi. Tại phụ cận tuần tra huyết tuyệt gia tộc quân vệ, trông thấy Trương Nhược Trần nhẹ nhàng như thường một kiếm phân liệt ngàn dặm, cả đám đều thẳng tắp eo sống lưng, lộ ra kính sợ cùng sùng bái ánh mắt, thật không hổ là dẫn đầu bất tử huyết tộc cướp đoạt thú thiên chi chiến đệ nhất nguyên hội cấp anh kiệt. Nếu như ta có thể trở thành Nhược Trần thần tử thân vệ tốt biết bao nhiêu, sau này nhất định lên như diều gặp gió. Luận thân thuộc quan hệ, ta là Nhược Trần thần tử đường huynh. Thôi đi, ngươi quan hệ này xa chiếm đi, ngươi là chiến thần mạch này sao? Huyết tuyệt gia tộc tu sĩ thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ đều đã công nhận Trương Nhược Trần thân phận, đồng thời giống như hắn là huyết tuyệt gia tộc tân sinh một đời kiêu ngạo, người sùng bái vô số kể. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần cách đó không xa, từng sợi huyết khí hội tụ, ngưng tụ thành thanh thịnh đại thánh thân ảnh. Trương Nhược Trần có cảm ứng, đem Trầm Uyên cổ kiếm thu hồi, quay người cười nói, "Cậu lúc này tới tìm ta, xem ra là có tin tức tốt." Đã có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu ngươi muốn nghe cái nào trước? Thanh Thịnh Đại Thánh nói. Trương Nhược Trần nói, hay là đầu tiên nói trước tin tức đi. Bất tử thần điện đưa cho ngươi phần thưởng xuống, ba viên chuẩn đế phẩm thánh đan, thần huyết khải giáp một bộ. Trừ cái đó ra, còn có ba vị thần linh muốn thu ngươi làm đệ tử, huyết hoàng thần ma danh cũng đối ngươi phát khởi mời. Thanh Thịnh Đại Thánh cực kỳ hâm mộ nói ra. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, lắc đầu nói, ta tạm thời không có bái sư hứng thú, về phần huyết hoàng thần ma danh ngược lại là có chút ý tứ, bất quá hiện tại sợ là không đi được huyết hoàng thần ma doanh là bất tử thần điện dưới cờ cường đại nhất một đội quân do trong bất tử huyết tộc đại thánh tinh anh tạo thành nếu là đi nơi đó nhất định có thể gặp được rất nhiều trong đại thánh cường giả đối với ma luyện chính mình chiến pháp sẽ có trợ giúp rất lớn ta đối với bất tử thần điện ban thưởng đan dược và áo giáp hay là cảm thấy rất hứng thú ta tại nghị sự đại điện chờ ngươi thanh thịnh đại thánh phân thân tán đi trương nhược trần vận dụng không gian đại na di rời đi khô hồ Huyết tuyệt gia tộc trận pháp sư lập tức chạy đến chữa trị khô hồ xung quanh địa vực sinh thái hoàn cảnh. Một lát sau, trương nhược trần trở lại huyết tuyệt gia tộc tại trong nghị sự đại điện gặp được thanh thịnh đại thánh chân thân cầm tới ba viên chuẩn đế phẩm thánh đan cùng thần huyết khải giáp. Ba viên chuẩn đế phẩm thánh đan chính là thiên đạo đan, niệm dục đan, sinh tử đại hoàn đan. Thiên đạo đan là trợ giúp bách gia cảnh đại viên mãn tu sĩ tu luyện đạo vực cùng trung kích thiên vấn cảnh đan dược. Niệm dục đan là trợ giúp bách gia cảnh tu sĩ, xông phá đạo gông xiềng thứ 100 niệm dục ra tỏa đan dược. Sinh tử đại hoàn đan là một loại thiên vấn cảnh trở lên đại thánh sử dụng đan dược chữa thương, chỉ cần còn có một hơi tải. nuốt vào đan này, vô luận chịu vết thương nặng đến đâu, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Ba viên chuẩn đế phẩm thánh đan đan linh đều là có thể so với thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh tu vi, bởi vậy có thể thấy được bất tử thần điện xuất thủ chi đại khí. Đương nhiên, đồng dạng là chuẩn đế phẩm thánh ý đan, ba viên này cộng lại giá trị cũng còn kém rất rất xa chuẩn đế phẩm thánh đan cấp bậc thành ý đan. bởi vì thanh ý đan muốn luyện chế ra vương phẩm đều là phi thường gian nan sự tình chỉ có thái thượng xuất thủ mới có cơ hội luyện chế ra chuẩn đế phẩm cấp. bất tử thần điện có lòng xem ra là hy vọng trợ giúp ta mau chóng đột phá đến thiên vấn cảnh trương nhược trần thu hồi ba viên chuẩn đế phẩm thánh đan lại nghiên cứu một phen thần huyết khải giáp cũng thu nhập nhẫn không gian thần huyết khải giáp hắn là biết đến là do thần linh huyết dịch cùng nhiều loại luyện khí thần tài luyện chế mà thành đưa nó mặc vào lực phòng ngự tất nhiên là không cần phải nói còn có thể bộc phát ra thần linh chi lực khiến cho tu sĩ chiến lực phát sinh tăng lên trên diện rộng bất quá trương nhược trần trên người có mấy cỗ kỳ giáp đều không yếu tại thần huyết khải giáp tỷ như hỏa thần khải giáp lưu quang công đức khải giáp cho nên thần huyết khải giáp đối với hắn lực hấp dẫn không tính quá lớn trương nhược trần nói vận mệnh thần điện cùng bất tử thần điện đều cho ban thưởng Bất tử huyết tộc tộc trưởng không có ý định cho ban thưởng. Huyết thiên bộ tộc có phải hay không cũng nên ban thưởng một ít gì đó. Theo ta được biết, thú thiên chi chiến về sau, huyết thiên bộ tộc xếp hạng đã từ đệ thập biến thành thứ tám. Huyết thiên bộ tộc dực thế giới tựa hồ cũng tiến vào tầng thứ cao hơn vị diện. Ta có thể cảm nhận được toàn bộ đại thế giới huyết sát chi khí nồng độ có rõ ràng tăng lên. Đúng rồi, huyết tuyệt gia tộc cũng hẳn là cho ta ban thưởng a. Ta nghe nói huyết thần cùng huyết ngưng tiêu đều lấy được ban thưởng. Thanh Thịnh Đại Thánh trong lòng ngũ vị Trần Tạp, sắc mặt đã là có chút phiếm hắc, nói: "Trên người ngươi bảo vật, so thần linh đều nhiều, còn cần ban thưởng. Đồng dạng ban thưởng đưa cho ngươi, ngươi để ý sao?" "Cậu, trong ngữ khí của ngươi làm sao mang theo cảm xúc? Ta dẫn đầu bất tử huyết tộc, cướp đoạt thập tộc thứ nhất, chẳng lẽ không nên đạt được ban thưởng sao? Ta làm cho huyết thiên bộ tộc xếp hạng tăng lên, ta để huyết tuyệt gia tộc danh chấn thiên hạ, những này đều là lấy mạng liều trở về." Chẳng lẽ ta không có địa phương giảng đạo lý sao? Trương Nhược Trần nói. Thanh Thịnh Đại Thánh trong lòng càng thêm khó chịu, nói, chớ cùng ta nói những này, ta chỉ là một cái đại diện gia chủ, ta tất cả tài phú cộng lại, còn không có ngươi một phần mười. Ngươi muốn giảng đạo lý, đi tìm chiến thần cùng tộc trưởng giảng, để bọn hắn ban thưởng cho ngươi. Trương Nhược Trần nghiêm túc gật đầu, nói, cũng đúng, hoàn toàn chính xác hẳn là tìm chiến thần, nói một chút chuyện này. Chiến thần cùng tộc trưởng, còn có bất tử huyết tộc tuyệt đại đa số thần linh, đã xuất phát, đi ngọc hoàng giới. Muốn ban thưởng, ngươi sợ là phải đợi một đoạn thời gian rất dài mới được. Thanh thịnh đại thánh dưới mí mắt dựng, vừa cười vừa nói. Trương Nhược Trần nói, nếu cậu là gia chủ, gia tộc nên cho ta ban thưởng, ngươi cũng có thể quyết định đi. Ta cũng không cần bảo vật khác, liền cho thần thạch đi, một trăm nghìn mai như thế nào. Thanh thịnh đại thánh thần sắc ngương trọng, nói, nói đến ban thưởng, ta chỗ này có một tin tức xấu nói cho ngươi. Hôm qua, ta lấy thân phận của gia chủ, tuyên bố đem huyết tuyệt gia tộc tại băng vương tinh sản nghiệp ban thưởng cho ngươi về sau nghe tuyên thị hôm nay chính là rời khỏi gia tộc ta suy đoán nàng hơn phân nửa đi băng vương tinh băng vương tinh sản nghiệp là chúng ta trước đó liền thương lượng xong làm sao hiện tại biến thành gia tộc cho ta ban thưởng trương nhược trần hỏi thanh thịnh đại thánh chứa không có nghe thấy bộ dáng tiếp tục hạ giọng nói băng vương tinh lợi ích kinh người nghe tuyên thị chắc chắn sẽ không chấp tay nhường cho người hiện tại có nàng tự mình tọa chấn Ngươi muốn tiếp quản bên kia sản nghiệp, cơ hồ là một kiện việc không thể nào. Ta đề nghị, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi hay là lưu tại gia tộc tu luyện, trước đem tu vi tăng lên tới bách gia cảnh đại viên mãn, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Trương Nhược Trần xem như nhìn ra, người cậu này hoàn toàn chính là một cái vắt cổ chảy ra nước, tiếp tục muốn thưởng, hắn hơn phân nửa hay là sẽ trang lấy nghe không được. Kỳ thật Trương Nhược Trần không thiếu thần thạch, chỉ muốn nhân cơ hội này để thanh thịnh đại thánh thiếu hắn một cái nhân tình một vị vô thượng cảnh đại thánh nhân tình, hắn thấy, sau một trăm nghìn mai thần thạch đều càng thêm chân quý. Trương Nhược Trần làm bộ ra thất lạc thần sắc, tự diễu nói, huyết thần cùng huyết ngưng tiêu đều có ban thưởng, mà ta làm công thần lớn nhất, lại không có cái gì. Làm gia chủ, không nên như thế nặng bên này nhẹ bên kia à. Thanh thịnh đại thánh mặt mo đỏ ửng, trong lòng ái náy, cảm thấy xác thực bạc đãi Trương Nhược Trần, đang muốn mở miệng, Trương Nhược Trần lại nói, được rồi, ta cũng biết cậu khó xử, vừa mới trở thành gia chủ, chính là muốn chăm lo quản lý để gia tộc phát triển lớn mạnh thời khắc mỗi một mai thần thạch đều muốn dùng tại trên lưỡi đao cho ta trăm 000 mai thần thạch tương đương với chính là muốn thiếu bồi dưỡng 100.000 vị thánh giả thánh vương nhiều trần khó được ngươi có thể hiểu được cậu cậu thật rất cảm động mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy thanh thịnh đại thánh nhưng trong lòng đang tự hỏi trương nhược trần lại đang tính toán gì không 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 mai thần thạch liền ngay cả hắn vô thượng cảnh đại thánh này đều tha thiết ước mơ trương nhược trần sẽ không cần khẳng định có ý đồ khác. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, ta có một việc, muốn cầu cậu hỗ trợ. Thanh Thịnh Đại Thánh trong lòng âm thầm suy đoán, Trương Nhược Trần có phải hay không muốn hắn đi đối phó Nghê Tuyên Thị. Bởi vậy, không có lập tức đáp ứng, nói, chuyện gì cứ mở miệng, chỉ cần cậu làm được, nhất định giúp người. Câu nói này một tầng ý khác là, nếu như làm không được, liền thương mà không giúp được gì. Đi băng vương tinh đối phó ngê Tuyên Thị, cho dù là vô thượng cảnh Đại Thánh đều có thể gặp nạn, thật đưa nàng bức gấp, nàng chuyện gì đều làm ra được. Trương Nhược Trần nhìn ra Thanh Thịnh Đại Thánh lo lắng, cười nói, cậu yên tâm, không phải để cho ngươi cùng ta đi băng vương tinh. Băng vương tinh bên kia, chính ta liền có thể giải quyết, không cần ngươi xuất thủ. Thanh Thịnh Đại Thánh nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, nghiêm túc nói, ngươi vẫn là phải đi băng vương tinh. Cậu đều đem băng vương tinh sản nghiệp phong tứ cho ta, ta như khiếp đảm không đi, chẳng phải là muốn bị toàn bộ huyết thiên bộ tộc tu sĩ chế diễu. Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh đương nhiên biết Trương Nhược Trần cũng không phải một người hành sự lỗ mãng, nếu dám đi băng vương tinh cũng liền tất nhiên có nhất định nắm chắc. Tiểu tử này vì sao tự tin như vậy? Hắn đến cùng có át chủ bài gì? Thanh Thịnh Đại Thánh nói: Tốt a, à, đã ngươi tâm ý đã quyết, cậu đương nhiên là toàn lực ủng hộ ngươi. Sau đó ta để cho người ta đem băng vương tinh tài liệu cạn kẽ cho ngươi một phần. Đi băng vương tinh, ngươi dự định mang bao nhiêu tu sĩ? Gia tộc tu sĩ ta không yên lòng, một cái cũng đừng trương nhược trần nói thanh thịnh đại thánh lấy ánh mắt phức tạp nhìn xem trương nhược trần có hiếu kỳ có nghi hoặc có thưởng thức có lo lắng nói ngươi lúc trước nói muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì trương nhược trần lộ ra cao thâm mà chắc dáng tươi cười một việc đại sự nếu như chuyện này làm thành gia tộc phát triển lớn mạnh ở trong tầm tay bất quá còn phải chờ một chút sau ba tháng ta truyền tin tức cho ngươi khi đó ta cũng đã đem băng vương tinh cầm xuống hắn chỉ đương nhiên là tìm kiếm bản nguyên thần điện. Trương Nhược Trần rời đi nghị sự đại điện về sau, thanh thịnh đại thánh trên gương mặt già nua kia vẫn như cũ còn mang theo kinh sợ, trong miệng thì thào thì thầm, ba tháng cầm xuống băng vương tinh. Người si nói mộng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương Nhược Trần còn quá trẻ, căn bản không hiểu rõ nghe tuyên thị lợi hại. Huống chi, băng vương tinh hay là nghe tuyên thị địa bàn. Thủy tổ đầm, ở vào huyết tuyệt gia tộc trên thần mạch dưới mặt đất, là gia tộc cấm địa một trong, đại thánh đều chưa hẳn có tư cách tiến vào bên trong. Nước đầm sâu không thấy đáy, ban ngày hiện lên màu đỏ như máu. Ban đêm hiện lên màu trắng loáng, giống khảm nạm ở trên mặt đất minh nguyệt. Trương Nhược Trần đi vào thủy tổ đầm bên cạnh thời điểm, đã là màn đêm buông xuống, huyết mang mang bầu trời biến thành màu đỏ sậm. Nước đầm lại sáng trong sinh hà, trên mặt nước có một tầng màu trắng huỳnh quang. Đầm trung ương là một tòa hình tứ phương tế đàn, trên tế đàn khắc đầy huyền bí thần văn, giống như là con run đồng dạng lấp lóe. Chi khổng nhạc nằm tại tế đàn trung tâm, mặc xiêm y màu trắng, phần cổ treo một khối hình dạng chim én ngọc bội. Thủy tổ đầm lực lượng, thông qua trên tế đàn thần văn, không ngừng tràn vào tiến trong cơ thể nàng. Cân bằng trong cơ thể nàng cường hoành tu la chiến khí, còn có tu thần thiên thần còn sót lại thần hồn cùng thần niệm. Mỗi một lần đến thủy tổ đầm, Trương Nhược Trần đều chỉ có thể đứng ở bờ đầm, xa xa ngóng nhìn. Minh Vương xuất hiện ở bờ đầm, nói, mẫu hậu ngươi và huyết tuyệt chiến thần đi ngọc hoàng giới trước đó, đem chiếu khán nàng sự tỉnh, giao cho ta. Nàng bao lâu có thể tỉnh lại? Trương Nhược Trần hỏi. Minh Vương nói, tại luyện hóa tu thần thiên thần thần hồn cùng thần niệm trước đó, nàng đều không cách nào tỉnh lại. Ngươi nhìn xem nàng nằm ở nơi đó, kỳ thật nàng bao giờ cũng không đang cùng thần hồn cùng thần niệm chiến đấu, cùng tu luyện chiến khí đối kháng, tu vi một mực tại tiến bộ. Trương Nhược Trần hai tay nắm thật chặt, nói, nàng còn còn trẻ như vậy, vạn nhất ý chí của nàng không chịu nổi đâu. Minh Vương nói, Ngươi nói không sai, đối với nàng mà nói, lớn nhất khảo nghiệm chính là ý chí. Huyết tuyệt gia tộc đã sử dụng thủy tổ đầm giúp nàng, nếu như nàng vẫn như cũ không chịu nổi, chỉ có thể nói, đây chính là mệnh của nàng. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, khổng nhạc, ta chờ mong ngươi tỉnh lại ngày đó. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, hướng Minh Vương cúi đầu, nói, đa tạ cậu chiếu cố khổng nhạc. Minh Vương khoát tay áo, một bộ dáng vẻ không quan trọng, nói, dù sao ta cũng ngay tại lĩnh hội thủy tổ đầm huyền bí, chỉ cần phân ra một đạo thần niệm, lưu ý nàng là được. Ta mấy ngày nay liền muốn trước khi khởi hành hướng băng vương tinh, muốn từ cậu nơi đó, cầu một đạo kiếm khí. Trương Nhược Trần nói, Minh Vương nói, ngươi đây là muốn dùng để đối phó ai, cậu nên biết mới đúng. Trương Nhược Trần nói, làm thần linh, làm sao có thể không biết huyết tuyệt gia tộc nội bộ chuyện phát sinh. Trương Nhược Trần liệu định tại đối phó nghe tuyên thị trong chuyện này, Minh Vương khẳng định sẽ trợ hắn minh vương tại bờ đầm dạo bước liên tiếp đi chín bước dừng lại nói thần linh không thể nhúng tay phàm tục ở giữa tranh đấu huyết tuyệt chiến thần lúc gần đi cố ý đã thông báo ta không thể vi phạm đạo pháp tắc thiên đình cùng địa ngục đều muốn tuân thủ này trương nhược trần nói cậu ban thưởng ta kiếm khí chính là giúp ta bảo mệnh nghe tuyên thị giết ta thời điểm ta mới có phản kích lực lượng ngươi xác định nghe tuyên thị sẽ giết ngươi minh vương nói trương nhược trần nói ta sẽ buộc nàng xuất thủ a Nàng để cho ta suýt nữa chết tại Côn Lôn giới, ta đương nhiên phải trả nàng một kiếm. Đem Trầm Uyên cho ta, Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, lập tức lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, đưa cho Minh Vương. Minh Vương ngón tay bóp thành kiếm quyết, chỉ một thoáng, toàn bộ thủy tổ đầm cương phong phần phật, kiếm thanh điếc tai. Trong không khí, xuất hiện lít nha lít nhít thần quang kiếm ảnh. Soạt, hai ngón tay tại Trầm Uyên cổ kiếm trên thân kiếm vạch một cái. Lập tức, đếm mãi không hết thần quang kiếm ảnh. Đều phóng tới trầm uyên cổ kiếm. Trên thân kiếm xuất hiện một đạo thước dài vết kiếm màu đỏ. Ngươi có thể cân nhắc, nhiều nghiên cứu kiếm đạo, mượn nhờ đế phẩm thánh ý đan, đem kiếm đạo thánh ý đơn độc tu luyện tới tam phẩm. Kiếm đạo muốn thuần túy, càng cực hạn càng tốt, không thích hợp cùng thánh ý khác dung hợp. Đây là rời đi thủy tổ đầm lúc, Minh Vương nói với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngồi tại trong khoang thuyền lửa đèn mờ tối, cầm trong tay trầm uyên cổ kiếm, lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói này đem đơn độc một loại đạo thánh ý tu luyện tới tam phẩm cùng dung hợp nhất phẩm thánh ý một dạng đều là từ xưa đến nay không có tu sĩ làm được sự tình bây giờ hắn có từ xưa đến nay duy nhất một viên đế phẩm thánh ý đan không thể nghi ngờ là có nếm thử cơ hội thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đều là hàng cổ chi đạo muốn đơn độc ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý cơ hồ là việc không thể nào ngược lại là kiếm đạo cũng có một khả năng nhỏ nhoi thật sự có khả năng sao trương nhược trần nhẹ nhàng lắc đầu tự nhận là lấy hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, tuyệt đối làm không được. Trong lịch sử, thiên tư tung hoành kiếm tu nhiều không kể xiết. Xa không nói, liền nói 800 năm trước côn lôn giới kiếm đế tuyết hồng trần, bách ra cảnh tu vi lúc, kiếm đạo phương diện thành tựu, tuyệt đối ở trên trương nhược trần. Ta ít nhất phải đem kiếm thập nhất tu luyện tới đại viên mãn, đồng thời ngộ ra thiên kiếm hồn, mới có thể đi nếm thử. Đúng rồi, còn có thời gian kiếm pháp. Vô tự kiếm phổ hiển nhiên là minh vương cậu nói thuần túy kiếm đạo, mà thời gian kiếm pháp nên tính là kiếm tẩu thiên phong, là một đầu khác cực hạn chi lộ. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng lắc đầu, đem Trầm Uyên cổ kiếm thu hồi. Trước mắt đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất hay là huyết tuyệt chiến thần nói tới, đền bù trên người mình khuyết điểm. Thánh thuật, tinh thần lực, gông xiềng, bán thần chi thể, đều là bây giờ tu luyện trọng điểm. Giờ phút này, hắn đã đi tới khoảng cách huyết tuyệt gia tộc gần nhất một tòa trùng động cửa vào, là thông hướng băng vương tinh trùng động mà hắn hiện tại hình dạng biến thành một lão giả dáng người gầy còm mặc một thân áo xanh cầm trong tay một cây mộc trượng tên là tầm mộc là một vị đến từ nam lĩnh tinh thần lực đại sư phong hậu chết mặc dù là trương nhược trần một tay thúc đẩy nhưng cũng để hắn càng thêm cẩn thận kính thận tại địa ngục giới muốn giết hắn thần linh tuyệt đối so với muốn giết phong hậu càng nhiều phong hậu là vận mệnh thần nữ lại chết tại vận mệnh thần vực trương nhược trần nếu là dám cao điệu đi hướng thế lực ngầm hung hăng ngang ngược băng vương tinh cùng muốn chết không có khác nhau. Bởi vậy, rời đi huyết tuyệt gia tộc trước đó, Trương Nhược Trần làm rất nhiều bố trí. Đầu tiên, đem huyết đồ điều động ra ngoài, để hắn đi dò xét kiếm nam giới. Trương Nhược Trần những cửu ra kia, bởi vì không cách nào suy tính Trương Nhược Trần bản nhân, khẳng định sẽ trọng điểm giám thị bên cạnh hắn tu sĩ nhất cử nhất động. Huyết đồ đi hướng kiếm nam giới, chính là cho bọn hắn một sai lầm tín hiệu, để bọn hắn nghĩ lầm Trương Nhược Trần cũng bí mật đi kiếm nam giới. Đây là Dương Đông kích Tây kế sách sau đó trương nhược trần đem ma âm liễm hy chu chân thân đồ vân không đại sâm la hoàng thu sạch nhập vào càn khôn giới biến hóa dung mạo một thân một mình lặng lẽ rời đi huyết tuyệt gia tộc đối ngoại thì là tuyên bố muốn bế quan trùng kích bách gia cảnh đại viên mãn đây là ve sầu thoát xác kế sách kể từ đó nghe tuyên thị cùng những thần linh đại thành ý đồ giết chết trương nhược trần kia căn bản sẽ không biết hắn cụ thể đi hướng tầm mộc đại sư chúng ta đến lỗ sâu không gian lập tức liền muốn tiến hành bước nhảy không gian. Trên thuyền mỗi một vị tu sĩ đều cần giao nộp một viên thánh thạch mượn đường phí tổn. Huyết linh thuyền chủ thuyền các thần biết Trương Nhược Trần là một cường giả khó phục vụ, bởi vậy tự mình đến đến ngoài khoang thuyền yêu cầu thánh thạch. Trương Nhược Trần cầm lấy mộc trượng, mở ra khoang thuyền cửa, trừng mắt về phía các thần, thanh âm khàn khàn mà già nua, nghiêm nghị nói, chỉ là mượn đường một lần trùng động mà thôi, làm sao đắt như thế. Mặc dù một tỷ mai thánh thạch mới có thể đổi được một viên thần thạch thế nhưng là một viên thánh thạch đối với yếu một ít bán thánh mà nói lại là khổng lồ tài phú một vị tu sĩ mượn đường một lần lỗ sâu không gian cần giao nộp một viên thánh thạch đích thật là đắt đến dọa người xa xa nằm ngoài dự đoán của trương nhược trần các thần bị trương nhược trần ánh mắt chừng đến cổ co rụt lại thấp giọng nói thu bao nhiêu thánh thạch không phải ta quyết định là huyết tuyệt gia tộc định giá lại nói băng vương tinh cùng huyết thiên bộ tộc dực thế giới cách xa nhau vô tận xa xôi truyền thuyết cho dù là ánh sáng đều muốn phi hành ba ngàn năm mới có thể đến đạt không biết bao nhiêu vạn ức dặm thần linh cũng vô pháp vượt qua chỉ lấy một viên thánh thạch kỳ thật không tính là quý ngươi biết từ băng vương tinh lén qua đến huyết thiên bộ tộc dực thế giới cần giao nộp bao nhiêu phí mượn đường bao nhiêu trương nhược trần nói các thần nói gấp 10 lần cần 10 viên thánh thạch mới được trương nhược trần đứng huyết linh thuyền đang bay ở giữa không trung trên nhìn về phía sau lưng một chiếc lại một chiếc huyết linh thuyền nối liền thành một đường không nhìn thấy cuối cùng đều là xếp hàng đi tiến hành trùng động không gian nhảy vọt vừa nhìn về phía phía trước trong trùng động một chiếc lại một chiếc thuyền hạm từ bên trong bay ra ngoài cũng là liên tục không ngừng khó trách nghe tuyên thị không chịu buông tay băng vương tinh sản nghiệp không nói những cái khác chỉ là tòa trùng động này mỗi ngày thu mượn đường phí chính là khổng lồ số lượng có thể so với một tòa mỏ thần thạch ngay tại trương nhược trần trầm tư thời khắc bên cạnh vang lên một đạo âm thanh trong trẻo nếu vị này tầm mộc đại sư cảm thấy quý mượn đường phí ta giúp hắn cho một vị thân hình cao tới chừng 2 mét nam tử tuổi trẻ mặc bách thánh huyết khải đi tới ném ra ngoài một viên thánh thạch ném cho các thần các thần bưng lấy thánh thạch trong mắt mang theo kính sợ liên tục hướng nam tử lễ bái sau đó bước nhanh rời đi tại hạ nam lĩnh cơ phong thánh thành phủ thành chủ cơ vấn võ cơ vấn võ tự giới thiệu mình một phen sau đó nói ta xem các hạ tinh thần lực cường đại không giống như là không bỏ ra nổi một viên thánh thạch không chờ hắn nói xong trương nhược trần lạnh lẽo nói một viên thánh thạch không phải tiền sao huyết tuyệt gia tộc quá xấu bụng thu phí cao như vậy bành đóng sập cửa về tới trong khoang thuyền cơ vấn võ đứng ở bên ngoài cả người đều sửng sốt lúc đầu hắn là nhìn đối phương tinh thần lực không yếu muốn kết giao lại không nghĩ rằng đối phương không cho mặt mũi như vậy không chỉ có keo kiệt mà lại tính tình còn rất cổ quái một vị trên lưng có ba cặp huyết dực đại thánh từ trong một đạo cửa khoang khác đi ra truyền âm nói vấn võ thành chủ cho người đi qua có chuyện quan trọng cơ vấn võ thu lại buồn bực cảm xúc bước nhanh tới cơ phong thánh thành thành chủ việt lận huyết đế chính là tu vi đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong cường giả ai có thể ngờ tới vậy mà lại cưỡi một chiếc như vậy phổ thông huyết linh thuyền đi hướng băng vương tinh Trương Nhược Trần hoàn toàn nghe được vị kia đại thánh truyền âm, trong lòng đã là kinh ngạc, lại có hiếu kỳ. Có thể trở thành một tòa thánh thành thành chủ, vô luận là tu vi hay là cổ tay, nhất định không phải bình thường đại thánh có thể so sánh. Bất quá, hắn cùng Việt Lận Huyết Đế không có cái gì gặp nhau, cũng là lười đi dò xét đến tột cùng. Đi vào trùng động phụ cận, một mực tại ngủ say không gian hỗn độn trùng, xuất hiện rung động, hắn được thật tốt nghiên cứu một chút. Cơ vấn võ cẩn thận từng ly từng tí đi vào khoang thuyền cửa khoang, vượt qua một tầng tối om kết giới tường ánh sáng trước mắt tầm mắt nới lỏng từng đạo cường đại thánh đạo khí tức đập vào mặt ép tới hắn trong nháy mắt quỳ dạp xuống đất hắn khẩn trương tới cực điểm như như cũ chấn định nói không biết thành chủ gọi ta là vì chuyện gì ánh mắt của hắn vụng trộm nhìn lên trên trông thấy trong khoang thuyền hết thảy có ngồi bảy vị tu sĩ thành chủ vậy mà không có ngồi ở trung ương chủ vị mà là cùng phó thành chủ cùng đại thống lĩnh ngồi tại trên ba vị trí bên cạnh tay trái bên phải ba cái vị trí, ngồi, cũng là trong đại thánh cường giả. Cơ vấn võ chỉ là hướng bọn hắn nhìn thoáng qua, chính là con mắt thấy đau, giống như bị liệt nhật đốt bị thương đồng dạng. Ngược lại là ngồi ở giữa chủ vị vị tu sĩ đeo hắc xa kia, trên thân một tia khí tức đều không có, như là một phàm nhân. Thế nhưng là, có thể làm cho thành chủ, phó thành chủ, đại thống lĩnh cùng một chỗ cùng đi tiến về băng vương tinh tồn tại, lại thế nào có thể là một phàm nhân. Chỉ có thể nói, lấy hắn thánh vương cảnh giới tu vi, căn bản nhì không thấu đối phương. Việt Lận huyết đế nói, cô nương, liên quan tới băng vương tinh, ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi ý kiến vấn cơ vấn võ. Chớ nhìn hắn tu sĩ không cao, tại băng vương tinh lại là cư ngụ trên trăm năm, chỉ cần không phải quá cơ mật tin tức, hắn cũng biết. Tu sĩ đeo hắc xa nhẹ gật đầu, hỏi, ta liền hỏi một vấn đề, Hạ Du có phải hay không đi băng vương tinh? Du Hoàng, cơ vấn võ hơi sững sờ, liên tục gật đầu, nói, thú thiên chi chiến kết thúc không lâu. Du Hoàng chính là đến băng vương tinh, nghe nói là vì hạ tộc mua sắm băng thú cùng huyết tinh. Đại nhân hẳn phải biết, tại băng vương tinh mua sắm huyết tinh, so tại huyết thiên bộ tộc dược thế giới mua sắm, muốn tiện nghi được nhiều. Tốt, không cần nói, lui xuống đi đi. Tu sĩ đeo hắc xa phất phất tay, lạnh như băng nói. Câu vấn võ sau khi lui xuống, Việt Lận huyết đế nói, huyết tinh, huyết thực, huyết dược là chúng ta bất tử huyết tộc nhu cầu lớn nhất, cũng nhất không thể rời bỏ đồ vật hạ du đi băng vương tinh mua sắm huyết tinh cũng là hợp tình hợp lý tu sĩ đeo hắc xa trầm mặc không nói chỉ là duỗi ra một bàn tay tiêm huỳnh tuyết trắng lại đẹp đến mức tận cùng nâng chung trả lên nhẹ nhàng nhấp một miếng ngồi ở bên phải ba vị đại thánh chính là la sát tộc phỉ nhĩ thiên đinh ma thiên bộ tộc hoàn hư huyết đế minh tộc vân hoàn thiết huyết vương bọn hắn chính là tại thần nữ lâu cùng bạch khai nhi cùng một chỗ thiết lập ván cục đối phó thất thủ lão nhân tam đại cường giả từng cái đều là dậm chân một cái liền có thể để một phương thiên địa vì đó run rẩy thánh cảnh đại nhân vật phỉ nhĩ thiên đinh trên lưng mọc ra 10 cái cốt rực tò mò hỏi cô nương là thay đổi chủ ý không muốn tại huyết thiên bộ tộc rực thế giới trực tiếp cùng huyết tuyệt gia tộc cứng đối cứng mà là dự định đi băng vương tinh truy bắt hạ du dùng cái này đem trương nhược trần dẫn dụ đi ra hoàn hư huyết đế cười một tiếng dài vỗ bàn nói tốt hạ du được xưng là huyết thiên bộ tộc thế hệ này đệ nhất mỹ nữ càng là trương nhược trần mười phần quý trọng nhân tình đưa nàng bắt vừa vặn có thể thật tốt chơi một chút, tức chết Trương Nhược Trần tên tiểu tạp chủng kia. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương hướng tu sĩ đeo hắc xa liếc qua, nhìn ra một chút cái gì, nói, cô nương chẳng lẽ là cảm thấy, hạ du đi băng vương tinh là có mục đích khác. Tu sĩ đeo hắc xa nói, căn cứ ta được đến tình báo, hạ du rời đi vận mệnh thần vực đằng sau. Căn bản không có trở lại hạ tộc, trực tiếp liền đi băng vương tinh, hiển nhiên là có quan trọng việc gấp. Mua sắm huyết tinh cùng băng thú, cần phải gấp gáp như vậy sao? càng là che giấu, càng là nói rõ nàng chân chính chuyện cần làm, khẳng định rất trọng yếu. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương nói. Tu sĩ Đeo Hắc Sa nói, huyết tuyệt gia tộc tại băng vương tinh sản nghiệp vẫn luôn do huyết tuyệt chiến thần chính thê nghe tuyên thị nắm giữ. Thế nhưng là, gần đây Thanh Thịnh Đại Thánh lại đem phong tứ cho Trương Nhược Trần. Hoàn Hư Huyết Đế cười nói, Thanh Thịnh Đại Thánh đây là muốn mau sớm khống chế huyết tuyệt gia tộc quyền lợi, cho nên thi triển một chiêu châm ngòi ly gián muốn lợi dụng trương nhược trần đi cùng nghe tuyên thị đấu từ đó thu lợi Vân Hoàn Thiết Huyết Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cảm thấy Thanh Thịnh Đại Thánh là ngớ ngẩn, hay là Trương Nhược Trần là ngớ ngẩn? Thanh Thịnh Đại Thánh nếu là làm như thế, chẳng khác gì là đem Trương Nhược Trần cùng Ngê Tuyên Thị đều đắc tội. Hắn đại diện gia chủ này, còn làm tiếp được sao? Không sai, chỉ có một khả năng, việc này là Trương Nhược Trần hướng Thanh Thịnh Đại Thánh yêu cầu. Tu sĩ đeo hắc xa nói. Hoàn hư huyết đế giật mình, cảm thấy khó có thể lý giải được, nói, Trương Nhược Trần mặc dù thiên tư cao minh, thế nhưng là, dù sao tu vi còn yếu, hiện tại liền dám cùng ngươi tuyên thị đấu pháp. Tu sĩ đeo hắc Sa nói, huyết hậu cùng minh vương từ côn lôn giới trở về về sau, nghe tuyên thị tại huyết tuyệt gia tộc liền đã thất thế, ngoại trừ băng vương tinh, quyền lợi khác cơ hồ đều bị đoạt đi. Trương Nhược Trần phía sau có hai tôn chân thần duy trì, làm sao có thể e ngại nghe tuyên thị? Kỳ thật ta cũng không cho rằng Trương Nhược Trần hiện giai đoạn sẽ không dằn nổi hướng nghe tuyên thị động thủ. Ta cảm thấy hắn sở dĩ lựa chọn băng vương tinh là có mục đích khác để thanh thịnh đại thánh đem băng vương tinh sản nghiệp ban cho hắn cũng là tại che giấu hắn mục đích thực sự hắn mục đích thực sự đến cùng là cái gì hoàn hư huyết đế hỏi trong khoang thuyền yên lặng hồi lâu tu sĩ đeo hắc sa nói đáp án này chỉ có hạ du có thể nói cho chúng ta biết có lẽ biết trương nhược trần chân chính mục đích đối phó hắn sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều cơ phong thánh thành thành chủ việt lận huyết đế cau mày nói kỳ thật bắt một cái hạ du Chúng ta nơi này bất luận một vị nào xuất thủ, đều có thể làm được. Cô nương cần gì phải xuất lĩnh chúng ta đồng thời xuất động. Theo ta nhận được tình báo, huyết đồ bí mật đi kiếm nam giới. Nếu như bản đế đoán được không sai, Trương Nhược Trần tại huyết tuyệt gia tộc không tránh được bao lâu, bước kế tiếp hành động, khẳng định muốn đi kiếm nam giới. Hắn tại thần nữ lâu, thế nhưng là đã thả ra ngoan thoại, muốn Từ Linh trong tay, đem kiếm nam giới cưỡng ép cướp đi. Chúng ta hoàn toàn có thể đi kiếm nam giới chờ đợi chờ Trương Nhược Trần tự chui đầu vào lưới. Tu sĩ đeo hắc xa nói, nếu là lúc trước, ta có lẽ thật sẽ cho rằng như vậy. Thế nhưng là, ta đã cùng Trương Nhược Trần đánh qua nửa lần quan hệ, kẻ này cũng không phải nhân vật đơn giản như vậy. Hắn có thể từ trong sát cục linh bố trí nhẹ nhõm thoát thân, lại có thể tại tài quyết ti nhằm vào dưới, còn sống rời đi vận mệnh thần vực, há lại một người sẽ tùy tiện lộ ra sơ hở. Lại nói, tại huyết tuyệt chiến thần cùng huyết hậu đều đi ngọc hoàng giới trong lúc đó, hắn khẳng định càng cẩn thận e dè hơn, sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung của mình. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương ánh mắt lộ ra kinh hãi, nói, chẳng lẽ cô nương hoài nghi, Trương Nhược Trần sẽ đi băng vương tình. Vô luận hắn có đi hay không, chỉ cần chúng ta bắt được Hạ Du, liền có thể chiếm cứ tiên cơ, nắm cổ họng của hắn. Bắt đầu trùng động nhảy vọt, băng vương tinh chuyến đi, ta hiện tại rất là chờ mong. Tu sĩ đeo hắc xa thanh âm, vẫn luôn không ẩn tình tự, tư duy mười phần rõ ràng. Huyết linh thuyền kịch liệt chấn động một cái, một cỗ khổng lồ không gian lực áp bách, từ bốn phương tám hướng đè ép tới rơi xuống trong thuyền mỗi một vị tu sĩ trên thân ba năm ánh sáng khoảng cách tiếp cận sáu mươi vạn ức dặm vũ trụ thâm không xuyên qua quá khứ cũng liền khoảng cách huyết thiên bộ tộc rực thế giới vô tận xa xôi đến thần linh đều khó mà cảm giác được địa phương huyết linh thuyền tiến vào lỗ sâu không gian một mực trong ngủ mê không gian hỗn độn trùng bỗng nhiên mở ra hai cái thất thải sắc mắt nhỏ tại chương nhược trần lòng bàn tay tỉnh lại nó giống một con tầm bảo bảo thân mật lan lộn truyền ra một đạo tinh thần lực đói thật đói ta muốn ăn đồ vật ăn ăn thanh âm rất non nớt giống trẻ nhỏ trương nhược trần bất đắc dĩ thở dài tại trong khoang thuyền bố trí ra kết giới trận pháp sau đó điều động thể nội cuồn cuộn bàng bạc thánh khí từ lòng bàn tay dâng lên mà ra không gian hỗn độn trùng tham lam hấp thu mang theo lực lượng không gian thánh khí trương nhược trần thể nội thánh khí đại khái tiêu hao bảy thành mới đưa nó cho ăn no ngươi cũng quá có thể ăn đi nhiều như vậy thánh khí năng lượng ẩn chứa ngươi thân thể nho nhỏ này vậy mà chịu được trương nhược trần ngón tay nhẹ nhàng sờ lên đầu không gian hỗn độn trùng cười cười lại nói ngươi toàn thân thất thải sắc về sau ta gọi ngươi tiểu thất a à, chít chít nha chít chít thất thất không gian hỗn độn trùng lộ ra rất hưng phấn quay chung quanh trương nhược trần ngón tay ghé qua cuối cùng tại ngón trỏ chỗ hóa thành thất thải sắc chiếc nhẫn hình thái tại thần nữ lâu trương nhược trần đem không gian hỗn độn trùng ấu trùng giá trị dèm pha đến mấy vạn mai thần thạch cấp độ kỳ thật chính hắn rất rõ ràng hấp thu thất thải săn hô thụ không gian hỗn độn trùng đã phát sinh một loại thuế biến nào đó một khi trưởng thành là côn trùng trưởng thành nhất định so thần thú càng thêm lợi hại mà lại tiểu thất hấp thu thất thải săn hô thụ tuyệt đại đa số cũng còn chứa đựng tại thể nội sẽ theo nó trưởng thành dần dần phóng xuất ra nó con đường trưởng thành sẽ nhanh hơn không gian hỗn độn trùng khác mà lại càng thêm dễ dàng giá trị của nó Hẳn là không gian hỗn độn trùng ấu trùng lại thêm một gốc thất thải săn hô thụ giá trị là vô giá. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần thạch nâng ở giữa hai tay khôi phục nhanh chóng tiêu hao thánh khí. Một lần cho ăn, tiêu hao bảy thành thánh khí. So với hắn ngày đó đánh với Diêm vô thần một trận tiêu hao còn muốn to lớn. Hắn nhất định phải cố gắng tu luyện mới được, nếu không sau này chưa hẳn cho ăn đến no bụng tiểu thất. Đặt ở bên cạnh hắn mộc trượng là đã từng Nguyệt thần ban cho hắn thần sứ mộc trượng do quảng hàn giới thụ thần một cái nhánh cây luyện chế mà thành mộc trượng này ở trong long thần điện di tích hấp thu mẫu tổ tinh thần ý chí ngưng tụ ra một đạo mơ hồ thần ma ấn ký bao giờ cũng không tỏa ra ra khí tức hắc ám tà ác toàn bộ khoang thuyền ngoại trừ trương nhược trần ngồi xếp bằng địa phương khu vực khác đều là tà khí màu đen âm trầm mẫu tổ bản thể là một tôn tu luyện hắc ám chi đạo thần linh trái tim tại kiếm hoàng thạch hoàng long sát hoàng tam đại cường giả hợp kích phía dưới tăng thêm Trương nhược trần sử dụng nghịch thần bia mới đưa nó đánh bại hắc ám thần linh trái tim phong ấn ở trong huyết hải ma kính trong không gian huyết hải dưới đáy hắc ám thần linh tinh thần ý chí thì là trấn áp tại thần sứ mộc trượng nội bộ lúc trước bị nguyệt thần cùng thụ thần tinh thần ý chí luyện hóa thành một đạo thần ma ấn ký lần này trương nhược trần vì ngụy trang thành một vị tà ác tinh thần lực đại sư chuyên môn sử dụng tịnh diệt thần hỏa đem thần sứ mộc trượng tế luyện một phen bất quá hắc ám thần linh tinh thần ý chí cường đại như trước hắn còn không thể hoàn toàn điều khiển mộc trượng lực lượng tả ác huyết linh thuyền lần nữa mãnh liệt lay động một cái phát ra trận trận kéo kẹt âm thanh ngay sau đó cỗ không gian đè ép lực lượng kia biến mất ánh sáng cùng lạnh lẽo khí tức từ cửa sổ trong khe hở tràn vào tiến đến trương nhược trần cầm trong tay mộc trượng đẩy cửa đi ra ngoài đứng tại huyết linh bảng gỗ cán một bên phun ra một ngụ bạch khí cúi nhìn minh mông bát ngát băng tuyết đại địa cười nói cuối cùng đã tới băng vương tình. Ngô, ngô, hét giận dữ hàn phong, thổi tới lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết, rơi xuống trương nhược trần đỉnh đầu cùng trên vai. Bầu trời không còn là huyết mang mang một mảnh, mà là màu xanh nhạt. Trong đám mây thật dày, phát ra trận trận tiếng sấm, xa xa trên từng tòa núi tuyết, thỉnh thoảng có lôi điện đánh rớt. Trên băng nguyên bát ngát, tụ tập số lớn chuẩn bị xuyên qua trùng động, tiến về huyết thiên bộ tộc dực thế giới tu sĩ. Bọn hắn, có lẻ loi một mình, muốn đi địa ngục dưới khu vực biên giới mạo hiểm trở về. Có thành quần kết đội, tựa hồ là cùng một tộc tử đệ. Có mang theo một chi đội tàu, trên thuyền đứng đầy nhân loại cùng man thú, còn có đẫm máu khung xương. Những nhân loại cùng man thú này đều là từ các đại thế giới trở về huyết thực. Ngao, tiếng chân cùng tiếng sói chu, vang vọng đất trời ở giữa. Một chi huyết tuyệt gia tộc quân đội, cưỡi bạch lang băng thú, ở trên băng nguyên tuần sát, từ xa đến gần. Dẫn đầu một vị bốn cánh chín bước thánh vương, cất giọng nói, theo thứ tự giao nộp phí mượn đường, mỗi một vị tu sĩ 10 viên thánh thạch, một thuyền huyết thực giao nộp 50 mai thánh thạch. Nhưng cấm lén qua, kẻ trái lệnh đem chỗ lấy trọng phạt. Không có tu sĩ dám ở chỗ này quấy rối, trên không băng nguyên trong tầng mây, lơ lửng có một tòa to lớn thánh điện, trong điện có huyết tuyệt gia tộc đại thánh cường giả tọa trấn. Ai quấy rối, liền phải chết. Căn cứ thanh thịnh đại thánh tư liệu, Trương Nhược Trần biết được, tọa trấn tại Bạch Liên băng nguyên trùng động đại thánh, vốn là nghe tuyên thị chi tử, huyết thiên y hắn là huyết tuyệt chiến thần con thứ bảy coi như là minh vương đệ đệ huyết hậu ca ca huyết thiên y không chỉ có tư chất phi phàm càng là rất được huyết tuyệt chiến thần chân truyền sớm tại ba nghìn năm trước chính là đánh bại vô thượng cảnh tu vi huyết thanh thịnh leo lên thiên cung hồng trần tuyệt thế bảng cùng vận mệnh thần điện thần chữ quyền đừng nói là tại huyết thiên bộ tộc chính là tại toàn bộ bất tử huyết tộc đều là uy danh hiển hách đáng tiếc có mạnh đến đâu không thành thần cuối cùng không cách nào khống chế vận mệnh của mình minh vương cùng huyết hậu trở về về sau huyết thiên y bị minh vương điều động đi công đức chiến trường ý chỉ của thần ai cũng không cách nào chống lại cho dù hắn là huyết tuyệt chiến thần nhi tử bây giờ tọa trấn bạch liên băng nguyên trùng động đại thánh là thiên vấn cảnh huyết khánh thanh thịnh đại thánh tại trên tư liệu dặn dò một câu chỉ bằng huyết khánh thủ không được một tòa trùng động nghe tuyên thị nhất định từ tu la thần điện điều khiển cường giả đỉnh cao thủ hộ từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận nhất định cẩn thận căn cứ cậu cho ta tư liệu nghe tuyên thị tại băng vương tinh kinh doanh trên vạn năm dưới cờ cao thủ nhiều như mây có là huyết tuyệt gia tộc tử đệ có là từ tu la thần điện mời đến còn có một ít là từ trong tiểu biên giới địa ngục giới tộc thuê tới khách hành vẻn vẹn thiên vấn cảnh trở lên đại thánh liền có sáu vị huyết tuyệt gia tộc tại băng vương tinh còn không tính là hạng nhất thế lực bởi vậy có thể thấy được viên tinh cầu này thật là hổ lang chi địa thánh cảnh cao thủ chi chúng không kém gì thiên đình một tòa cường giới Trương Nhược Trần ưa thích loại này cường giả như mây hắc ám chi địa, vừa vặn có thể ma luyện hắn thánh thuật, cũng có thể càng nhanh nắm giữ bán thần chi thể lực lượng. Bên cạnh khoang thuyền đại môn mở ra, một vị trên lưng mọc ra 10 cái cốt rực la sát tộc đại thánh, từ bên trong đi ra. Hắn sử dụng che giấu tung tích huyễn thuật, tại Trương Nhược Trần chân lý chi nhãn bên dưới thùng rỗng kêu to. Thế nào lại là hắn? Trương Nhược Trần trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. La sát tộc phỉ nhĩ gia tộc một vị thánh đạo đế giả, phỉ nhĩ thiên đình tại thần nữ lâu trương nhược trần gặp qua hắn lúc đó phỉ nhĩ thiên đinh cùng hoàn hư huyết đế thương bạch tử cùng đi khổng tước cùng bái kiến bạch khanh nhi tòa khoang thuyền kia chủ nhân chẳng lẽ không phải cơ phong thánh thành thành chủ hoặc là nói cơ phong thánh thành thành chủ cùng phỉ nhĩ thiên đinh đều tại trong khoang thuyền hai vị này đều là trong đại thánh cường giả đỉnh cao đồng thời xuất hiện đã không thể tầm thường so sánh huống chi bọn hắn còn cố ý che giấu tung tích giấu ở trong một chiếc huyết linh thuyền phổ thông Bọn hắn nhất định có mưu đồ lớn, không phải là muốn nhằm vào ta đi. Không đúng, bọn hắn không có khả năng biết ta tới băng vương tinh. Trương Nhược Trần ẩn ẩn sinh ra bất an, luôn cảm thấy phỉ nhĩ thiên đinh xuất hiện nơi này, rất không bình thường. Chẳng lẽ là là cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng thất thủ lão nhân mà đến? Không đúng, bọn hắn không nên biết cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng thất thủ lão nhân đều tại ta chỗ này. Trương Nhược Trần bình phục nỗi lòng, không lộ ra mảy may sơ hở, giả ra trông về phía xa bộ dáng. Đang đang cơ vấn võ bước nhanh đi đến phỉ nhĩ thiên đinh bên cạnh một chân quỳ xuống đem một viên truyền tin quang phù trình đi lên nói phỉ nhĩ đại nhân người kia hạ lạc đã tra được phỉ nhĩ thiên đinh vê lên truyền tin quang phù nhanh chóng nhìn một lần trên mặt lộ ra một đạo ý cười tàn nhẫn rất tốt chợt nụ cười của hắn vừa thu lại ánh mắt hướng về cách đó không xa trương nhược trần sử dụng cấp 62 tinh thần lực tự cho là vô thanh vô tức trên người trương nhược trần dò xét một lần phát hiện chỉ là một cái cấp 58 tinh thần lực thánh vương, không đủ gây sợ, hắn thu hồi tinh thần lực. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh trầm giọng nói, đi vào băng vương tinh, hết thảy giản lược, không nên tùy tiện ở trước mặt người ngoài hô lên thân phận của ta. Vâng, vãn bối minh bạch. Cơ vấn võ quỳ trên mặt đất, trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh không để ý đến hắn nữa, nắm lấy truyền tin quang phù quay người đi vào khoang thuyền, sau đó, không có khí tức. Trương Nhược Trần minh bạch, đối phương khẳng định là tại trong khoang thuyền, bố trí lợi hại trận pháp kết giới bọn hắn đến cùng cha là ai hạ lạc trương nhược trần cao mày trong lòng hiếu kỳ đến muốn mạng lại vẫn cứ không dám hành động thiếu suy nghĩ ai biết trong gian khoang thuyền kia còn có dấu bao nhiêu cường giả mạo muội xông vào không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới phỉ nhĩ thiên đinh chỉ là tiến nhập khoang thuyền một lát lập tức bước nhanh đi ra 10 cái cốt rực triển khai bay lên mà lên biến mất tại trong mây mù nồng hậu dày đặc từ đầu đến cuối hắn đều sử dụng ẩn thân thánh thuật đến mức quỳ gối cửa khoang thuyền cơ vấn võ hoàn toàn không biết hắn đã bí mật rời đi nhìn xem phỉ nhĩ thiên đinh rời đi trương nhược trần trong lòng sinh ra càng sâu sầu lo hắn đã muốn lập tức đuổi theo phỉ nhĩ thiên đinh vô luận mục đích của đối phương là cái gì trước đêm hắn cầm xuống lại nói thế nhưng là hắn lại muốn xâm nhập khoang thuyền xem xét đến cùng là ai núp ở bên trong phỉ nhĩ thiên đinh cầm tới truyền tin quang phù là trước tiến vào khoang thuyền hẳn là hướng một vị nào đó tu sĩ bẩm báo cùng xin chỉ thị sau đó mới xuất phát hành động. Có thể thấy được, trong khoang thuyền là một cái so phỉ nhĩ thiên đinh càng thêm lợi hại nhân vật. Chợt, Trương Nhược Trần ánh mắt liếc về vừa mới đứng dậy cơ vấn võ, lập tức kế thượng tâm đầu. Trương Nhược Trần dùng khô cằn ngón tay, sờ lên thật dài sợi dâu, đi tới, nói, "Cơ Phong Thánh Thành phủ thành chủ cơ vấn võ." Cơ vấn võ đối với vị này tầm mộc đại sư ấn tượng cũng không phải là tốt như vậy, hừ lạnh nói, "Các hạ có gì chỉ giáo?" "Không có gì, chính là nhớ tới lúc trước ngươi giúp ta thanh toán phí mượn đường sự tình cho nên đặc biệt tới cảm tạ một tiếng tại hạ nam lĩnh tinh thần lực tu sĩ tầm mộc trương nhược trần tấm kia nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười nhìn như đang cười thế nhưng là bởi vì tướng mạo nguyên nhân dáng tươi cười lộ ra đặc biệt âm trầm khó được ngươi còn nhớ rõ chuyện này cơ vấn võ trong lòng nghĩ như vậy đến nói tiện tay mà thôi các hạ không cần để ở trong lòng lão phu cũng không phải là loại kia keo kiệt người như vậy đi, thánh thạch trên người của ta không có, liền đem món bảo vật này cho ngươi, xem như trả ngươi nhân tình này. Trương Nhược Trần lấy ra một khối ngọc thạch, đưa cho cơ vấn võ. Cơ vấn võ do dự một chút, đưa tay đón, ngay tại hai người bàn tay đụng vào trong nháy mắt, Trương Nhược Trần tinh thần lực tràn vào tiến trong cơ thể hắn, bay thẳng tiến ý thức hải của hắn. Trong nháy mắt về sau, Trương Nhược Trần tinh thần lực một lần nữa thu hồi, trong lòng đã là sinh ra rời sông lấp biển đồng dạng rung động. Cưỡng ép không chế lại nỗi lòng, hắn hướng khoang thuyền cửa khoang nhìn thoáng qua không dám lộ ra một chút kẽ hở câu vấn võ tinh thần lực kém trương nhược trần không biết gấp bao nhiêu lần tự nhiên không biết ý thức hải của mình đã bị đối phương dò xét một lần chỉ là cảm giác vừa rồi bàn tay hơi có chút điện tê dại băng vương tinh đã đến chúng ta sau này còn gặp lại cáo tử trương nhược trần hai tay ôm quyền hành lễ sau đó bay xuống huyết linh thuyền rơi xuống trên vùng quê bị băng tuyết bao trùm hướng tây tầng trời thấp phi hành mà đi Cơ vấn võ cẩn thận thưởng thức ngọc thạch trong tay, sử dụng huyết sát chi khí cùng tinh thần lực đều dò xét một phen, nhưng không có dò xét ra kỳ dị chỗ. Như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, lão gia hỏa gọi là tầm mộc kia, đích thật là một người keo kiệt tới cực điểm, cầm một khối không đáng một đồng ngọc thạch lừa dối hắn. Loại thứ hai khả năng, vị kia tầm mộc đại sư, xuất ra ngọc thạch quá quý hiếm, lấy tu vi của hắn còn dò xét không thấu. Một vị tinh thần lực mạnh mẽ như vậy tu sĩ, hẳn là sẽ không xuất ra một khối phổ thông ngọc thạch làm đáp tạ đồ vật a cơ vấn võ lắc đầu đem ngọc thạch tạm thời thu vào khối ngọc thạch kia đương nhiên không phổ thông ngọc thạch nội bộ phong lại trương nhược trần một đạo tinh thần lực ý niệm chỉ cần ngọc thạch còn trên người cơ vấn võ trương nhược trần liền có thể tìm tới hắn từ đó tìm tới bạch khanh nhi đường dây này không thể đoạn chỉ có để bạch khanh nhi ở ngoài sáng hắn từ một nơi bí mật gần đó hắn có thể cùng đấu pháp nếu không hai người tu vi cấp độ chênh lệch quá lớn, Trương Nhược Trần căn bản không có sức đánh một trận. Đương nhiên, nếu như ngọc thạch nội bộ bí mật bị tu sĩ khác phát hiện, Trương Nhược Trần chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem đạo tinh thần lực ý kia niệm hủy đi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tại cơ vấn võ trong thức hải, Trương Nhược Trần không nhìn thấy Bạch Khanh Nhi, thế nhưng là thấy được Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, Hoàn Hư Huyết Đế, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương. Ba vị này đại thánh cường giả tề tụ, Bạch Khanh Nhi làm sao có thể không tại? Chỉ bất quá, Bạch Khai Nhi tinh thần lực quá cường đại, cho dù cơ vấn võ thấy qua nàng, cũng không có khả năng nhớ được nàng. Trương Nhược Trần âm thầm may mắn, chính mình không có xâm nhập khoang thuyền, nếu không, lọt vào nhiều cường giả như vậy vây công. Chắc chắn sẽ chết ở nơi đó, mặc dù có cản khôn giới thế giới chi lực cùng táng kim bạch hổ tương trợ, cũng không có khả năng có đường sống. Táng kim bạch hổ tuy mạnh, tuy nhiên lại không bị thiên địa quy tắc tán đồng, một khi thi triển quá mạnh lực lượng, giết chết địch nhân trước đó, chính mình trước hết bị thiên địa quy tắc giết chết. Tại băng vương tinh, có thể không thể so với tại vận mệnh thần vực. Tại vận mệnh thần vực, những tu sĩ muốn giết Trương Nhược Trần kia, còn muốn kiên kỵ lọt vào huyết tuyệt gia tộc thần linh trả thù, cũng sợ sệt kinh động đến vận mệnh thần vực, bao nhiêu sẽ bó tay bó chân. Ở chỗ này, cho dù giết chết Trương Nhược Trần, bọn hắn cũng có một trăm loại phương pháp hủy thi diệt tích, đạt tới thần linh điều tra không ra kết quả tình trạng. Đương nhiên, khi đó lâm vào vây quanh, mới có thể xuất hiện tuyệt cảnh nếu là không có lâm vào vây quanh bằng vào tăng kim bạch hổ tốc độ còn có trương nhược trần thời không lực lượng coi như bạch khanh nhi mạnh hơn dẫn đầu cao thủ nhiều gấp đôi đi nữa trương nhược trần cũng có lòng tin thoát thân bị vây quanh cùng không có bị vây quanh đối với tất cả đại thánh mà nói đều là sinh cùng từ khác nhau bạch khanh nhi làm sao lại xuất hiện tại băng vương tinh vẻn vẹn chỉ là đến bắt du hoàng không bắt du hoàng một cái phỉ nhĩ thiên đinh là đủ rồi không đến mức mang nhiều cường giả như vậy tới Trương Nhược Trần không có thời gian nghĩ lại, đại khái bay ra 2000 dặm về sau, lập tức cải biến hướng bay, tốc độ toàn lực bộc phát đuổi theo Phỉ Nhĩ Thiên Đình. Đồng thời, hắn khắc lục xuống một đạo truyền tin quang phủ, hướng Du Hoàng truyền đi. Bạch Khai Nhi ngươi muốn đối phó người của ta, ta liền để cho ngươi trước hao tổn một thành viên đại tướng. Hạ tộc tại Băng Vương Tinh Đông Nhị giới vực, có một tòa cổ thành bảo, lịch sử đã lâu, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, tòa thành bên ngoài là một mảnh rộng lớn lâm trường, mọc đầy cây màu đỏ như máu màn đêm buông xuống, Hạ Du đứng tại tòa thành cao nhất kiến trúc tầng cao nhất, cầm trong tay một cái bút thanh đồng thước dài, tại trên mặt bàn bằng ngọc dài hai trượng, nghiêm túc viết lấy cái gì. Tòa thành bảo chủ Hạ Khâu Lăng chính là một vị thánh vương cảnh cường giả, đứng ở ngoài cửa rất cung kính thi lễ một cái, nói: Hoàng chủ, người phân phó muốn tra sự tình đã có manh mối. Vào đi. Hạ Khâu Lăng đẩy cửa đi vào, ánh mắt không dám nhìn thẳng phía trước vị mỹ nhân tuyệt sắc kia, từ trong tay áo lấy ra một con hồ điệp tản ra huyết quang. Hồ điệp thân thể hiện lên hơi mờ, vẫy cánh, hướng Du Hoàng bay đi. Soạt. Hồ điệp đâm vào hạ du trên cổ tay, hóa thành từng hạt điểm sáng, hòa tan vào. Ta đã biết được, lui xuống đi đi. Du Hoàng nhấc lên trong tay bút thanh đồng, ngoài bút hướng hạ Khâu Lăng vung lên, lập tức, một đạo mạnh mẽ tinh thần lực, như đao kiếm đồng dạng, chém vào ý thức hải của hắn, đem hắn bộ phận ký ức xóa đi. Lúc này, trong phòng cổ kính ánh nến mãnh liệt lắc lư. Một đạo nặng nề nghiêm khắc hung ác thanh âm tại trong tòa thành vang lên, không biết du hoàng là đang tra chuyện gì, tại hạ rất là hiếu kỳ. Người nào? Ai thanh âm cùng phong đột nhiên nổi lên. Cường đại vô địch thánh uy chợt bao phủ cả tòa đại hạ cổ bảo. Tất cả thánh cảnh tu sĩ đều là hãi nhiên, bị ép tới quỳ sát đến trên mặt đất, toàn thân nhiếp nhiếp phát run, cuối cùng, toàn thân nằm xuống dưới không cách nào động đậy. Không có tiến nhập thánh cảnh sinh linh, vô luận là hạ tộc tộc nhân hay là bộc nô, thân thể đều bị ép tới sụp đổ, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nồng đậm mùi máu tanh tại trong tòa thành tràn ngập. Cho dù là tu vi đạt tới thánh vương cảnh giới Hạ Khâu Lăng, cũng đều quỳ trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Địch nhân thật đáng sợ, tuyệt đối là thiên vấn cảnh trở lên đại thánh. Hạ tộc lúc nào trêu chọc như thế đại địch. Hạ Khâu Lăng trong lòng thấp thỏm lo âu, chỉ cảm thấy tử vong đang không ngừng tới gần. Du Hoàng gặp không sợ hãi, trong tay vẫn như cũ nắm lấy bút, nói, phỉ nhĩ thiên đinh, ta hạ tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đây là ý muốn như thế nào? Phỉ nhĩ thiên đinh đứng tại cổ bảo bên ngoài trên đồng cỏ, phóng xuất ra đạo vực, đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc bay ra ngoài, bao phủ lại phạm vi ngàn dặm chi địa. Một phần trong đó quy tắc, ngưng tụ làm hàng ngàn hàng vạn tôn la sát hình thái thánh quân. Tại trong đạo vực của hắn, có thể che giấu hết thảy chiến đấu ba động. Phỉ nhĩ thiên đinh chìm cười một tiếng, lăng không phóng ra một bước, giống như xuyên qua một lớp giấy đồng dạng, xuyên thấu cổ bảo phòng ngự trận pháp. Oanh một tiếng, đánh vỡ vách tường, hắn tiến vào trong phòng, đứng ở Du Hoàng đối diện. Hạ Khâu Lăng bị Phỉ Nhĩ Thiên Đinh trên thân tiêu tán đi ra tà sát chi khí, va chạm đến bay ra ngoài, hóa thành một đoàn cuộn rút thịt nát. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh từ trên xuống dưới đánh giá Du Hoàng thân thể mềm mại gần như hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp đẽ mà lạnh lẽo, dáng người cao gầy mà nở nang, da thịt trắng vượt mức bình thường, khí chất như băng xương mỹ nhân đồng dạng kia, nhưng lại mang theo bất tử huyết tộc bẩm sinh tà mị. Ha ha, khó trách có thể trở thành Trương Nhược Trần nhân tình, hoàn toàn chính xác không hổ là huyết thiên bộ tộc đệ nhất mỹ nữ. Hắn cười nói, Du Hoàng ánh mắt lạnh tới cực điểm, ngươi nói hư nói vượn nữa một câu, có tin ta hay không hút khô máu của ngươi. Tuổi không lớn lắm, tính tình ngược lại là rất lớn. Ngân ngân, lấy ngươi bách ra cảnh tu vi, tốt nhất vẫn là gãy mất cùng bản tọa giao thủ suy nghĩ, nếu không đập nát mặt của ngươi, liền không đẹp. Đi theo ta đi, có một vị đại nhân vật muốn gặp ngươi một mặt phỉ nhĩ thiên đinh trên mặt từ đầu đến cuối mang theo chiêu tức dáng tươi cười căn bản không có đem du hoàng để vào mắt lấy hắn thiên vấn cảnh đỉnh phong tu vi cũng hoàn toàn chính xác có lực lượng này tuy nói hạ du trên thú thiên chiến trường cùng thiên vấn cảnh thiên nô giao thủ qua thế nhưng là những thiên nô kia đều bị phong ấn tinh thần lực trong tay cũng không có lợi hại chiến binh chiến lực giảm bớt đi nhiều phỉ nhĩ thiên đinh cũng không phải là khinh cuồng hạng người mà là nghiêm túc phân tích qua du hoàng trên thú thiên chiến trường biểu hiện. Chiến lực của nàng, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể cùng thiên vấn cảnh trung kỳ đại thánh chống lại. Bây giờ du hoàng lại bị nhốt tại trong đạo vực của hắn, có thể nói hắn một tay liền có thể đem nó trấn áp. Đương nhiên, nếu như du hoàng liều mạng, thiêu đốt thánh huyết cùng thi triển cấm thuật, một lòng muốn chạy trốn, hắn coi như tu vi hơn xa du hoàng, muốn đưa nàng bắt giữ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tựa như lúc trước Diêm Hoàng Đồ, Đối phó dưới trạng thái liều mạng du hoàng Cũng đều có chút cố hết sức Phỉ nhĩ thiên đinh càng sợ chính là Du hoàng là một nữ nhân không sợ chết Thật đưa nàng bức gấp Nàng sẽ tự bạo thánh nguyên Nếu như như thế Nhất định là lưỡng bại câu vòng kết cục Cho nên kết quả tốt nhất là Du hoàng còn không biết mục đích của hắn Tự nguyện theo hắn đi gặp bạch khanh nhi Có thể không liều mạng Ai lại nguyện ý liều mạng đâu Du hoàng nói đại nhân vật Ngươi nói chính là vị đại nhân vật nào các ngươi phỉ nhĩ gia tộc thần linh sao? Đi, ngươi tự nhiên sẽ biết nàng là ai. Du Hoàng tranh phong tương đối, nói, nếu như bản hoàng không đi đâu. Xoẹt xoẹt. Phỉ nhĩ thiên đinh đem quân vương thánh khí kim ngọc vân xí giáo hoán đi ra, nhấc trong tay, chiến khí biến thành một mảnh tà sát thánh vân. Treo tại cổ bảo trên không, lấy uy hiếp ngữ khí, nói, không đi, trong cổ bảo này tất cả hạ tộc tu sĩ, toàn bộ đều phải chết. Mà ngươi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào ngăn cản ầm ầm. Từng tôn do thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành thánh quân, xông vào tòa thành, bọn hắn cầm trong tay trường giáo, đem hạ tộc tu sĩ dẫm đặt ở dưới chân, tùy thời lấy tính mệnh của bọn hắn. Tất cả thánh quân đều là phỉ nhĩ thiên đinh đạo vực một bộ phận. Du hoàng trên người hàn khí, khiến cho trong phòng kết xuất từng cây bé nhọn băng trụ, nói: "Các hạ như thế cách làm, chẳng lẽ không sợ ta tự bạo thánh nguyên, cùng ngươi đồng quy vu tận?" Bản tọa chỉ là đến mời khách, cũng không muốn liều mạng. Lại nói, chúng ta cách xa nhau chỉ có không đến bốn trượng khoảng cách, ngươi cảm thấy, ngươi có tự bạo thánh nguyên cơ hội sao? Phỉ nhĩ thiên đinh nói, bản hoàng đã sớm muốn kiến thức một chút, thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi nếu là có thể một kích đánh bại bản hoàng, bản hoàng tuyệt không phản kháng, lập tức cùng ngươi đi gặp vị đại nhân vật kia. Nếu như ngươi làm không được, tốt nhất cút cho ta ra khỏi thành bảo. Hoa du hoàng trên lưng tám cái ngân dực triển khai, ngân quang như lưỡi dao, xe nát tòa thành đỉnh chóp quang mang chiếu sáng mờ tối thiên địa phỉ nhĩ thiên đinh tương đương quả quyết trong tay kim ngọc phân xí giáo tựa như tia chớp đâm thẳng ra ngoài không khí bị đâm đến bạo hưởng không gian theo giáo phong quỹ tích xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách trong khoảnh khắc giáo phong đã tới du hoàng trước người du hoàng đứng tại chỗ bàn tay trước người ngọc chất trên bàn vỗ bành một tiếng dài hai trượng bàn đứng thẳng lên như là một mặt tấm chắn ngăn tại trước người một cái bàn liền muốn ngăn tại bản tọa giáo phong. Phỉ nhĩ thiên đinh trong đầu, vừa mới sinh ra đạo suy nghĩ này, lập tức cảm thấy không ổn. Chỉ gặp, thường thường không có gì lạ mặt bàn, chợt hiện ra lít nha lít nhít phù văn màu đỏ như máu. Đúng là hóa thành một tấm thánh đạo sát sinh đại phù, tại ngăn trở kim vân vân xí giáo đồng thời, trong phù tuôn ra lít nha lít nhít sức mạnh công kích. Không tốt, nàng đã sớm chuẩn bị, là cố ý dụ ta công kích. Phỉ nhĩ thiên đinh sắc mặt mãnh liệt biến, vội vàng đổi công làm thủ, đem kim vân vân xí giáo quét ngang ngăn tại trước người hình thành một màn ánh sáng cùng phù văn lực lượng đối kháng ầm ầm phỉ nhĩ thiên đinh bay rớt ra ngoài thân thể đâm vào cổ thành bên ngoài trên đại địa cày ra một đạo thật dài khe rãnh hắn toàn thân cháy đen da chóc thịt bong hạ du tại sao lại chuẩn bị công kích đại phủ chẳng lẽ nàng đã sớm biết ta sẽ đến cầm nàng không không có khả năng để lộ tin tức hẳn là trùng hợp hừ không nghĩ tới tiểu nha đầu này cẩn thận như vậy. Phỉ nhĩ thiên đinh ánh mắt vô cùng dữ tợn, chậm rãi đứng người lên. Mới vừa rồi là hắn quá bất cẩn, nếu không, coi như du hoàng chuẩn bị phù lục, cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Mấy cái cảnh giới tranh lệch, há lại dễ dàng như vậy có thể khiêu chiến vượt cấp. Du hoàng đi đến tòa thành trên đài cao đứt gãy, cúi nhìn phía dưới phỉ nhĩ thiên đinh, nói, ngươi thua. Phỉ nhĩ thiên đinh làm sao có thể như vậy bỏ qua, nói, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, thế mà cùng ta đàm luận thắng thua vừa rồi nếu không có ta coi thường ngươi ngươi nào có cơ hội đánh lui ta du hoàng nhẹ nhàng lắc đầu nói phỉ nhĩ thiên đinh a à, ngươi thật đúng là không biết sống chết ngươi cũng đã biết sông ta hạ tộc tòa thành đã là tội chết để cho ngươi lăn là cho ngươi cơ hội sống sót đã ngươi càng muốn muốn chết bản hoàng liền thành toàn ngươi phỉ nhĩ thiên đinh phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười luôn cảm thấy du hoàng đoạt hắn lời kịch du hoàng hai cái trắng sáng như tuyết tay hợp lại ngón tay kết ấn cường đại tinh thần lực phóng thích mà ra lập tức dưới thân tòa thành cùng tòa thành bên ngoài ngàn dặm địa vực hiện ra đếm mãi không hết trận pháp minh văn tựa như màu đỏ như máu mạng nhện đồng dạng sen lẫn hạ tộc tại tòa pháo đài này kinh doanh đâu chỉ vạn năm bố trí trận pháp vô số kể nếu không phải du hoàng cố ý thả phỉ nhĩ thiên đinh tiến vào hắn nào có dễ dàng như vậy xông được vào trong thành bảo phải biết du hoàng chính mình là một vị lợi hại trận pháp địa sư có thể bố trí cửu phẩm trận pháp Oanh, ầm ầm cổ bảo bốn phía lòng đất xông ra một tòa lại một ngọn núi đá đem nơi đây hóa thành lồng giam phỉ nhĩ thiên đinh cũng không cười nổi nữa trên mặt mây đen dày đặc trong lòng có thể khẳng định du hoàng đã sớm biết hắn sẽ đến là cố ý thả hắn tiến vào trong trận pháp ngươi đến cùng là như thế nào biết bản tọa sẽ đến nơi này phỉ nhĩ thiên đinh trầm giọng hỏi du hoàng tay trái mở ra thất tinh quỷ liên xuất hiện tại lòng bàn tay quỷ liên trí tôn minh văn cùng giữa thiên địa trận pháp minh văn nối liền cùng một chỗ tách ra âm u u quang phỉ nhĩ thiên đinh mí mắt lần nữa nhảy lên ý thức được chỉ dựa vào hắn một người có lẽ đánh bại du hoàng không khó nhưng là muốn bắt sống nàng lại là khó như lên trời trương nhược trần thế mà còn là đem trí tôn thánh khí thất tinh quỷ liên cho nàng lấy trí tôn thánh khí cùng trận pháp lực lượng hạ du này không thể khinh thường phỉ nhĩ thiên đinh chợt cười ha ha một tiếng hạ tộc những thánh cảnh tu sĩ kia tính mệnh đều nắm giữ trong tay ta ngươi khẳng định muốn cùng ta đấu sao du hoàng lắc đầu nói phỉ nhĩ thiên đinh tu vi của ngươi mặc dù cường đại thế nhưng là tinh thần lực lại yếu đi ta quá nhiều thậm chí ngay cả huyễn trận cũng nhìn không ra ngươi để cho ta rất thất vọng huyễn trận phỉ nhĩ thiên đinh cắn chặt răng răng ánh mắt hướng trong tòa thành chừng đi chỉ gặp những hạ tộc tu sĩ bị thánh quân trấn áp kia cả đám đều hóa thành hạt cát biến mất không thấy gì nữa đáng giận bản tọa nhất định phải để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới phỉ nhĩ thiên đinh chịu không được bị một cái không đến nghìn tuổi tiểu nha đầu đùa bỡ xoay quanh sỉ nhục hét lớn một tiếng thánh ngự thiên quân do thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành thánh quân bộc phát ra huy hoàng chiến uy kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng du hoàng phóng đi bành 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 du hoàng dẫn động trận pháp lực lượng đánh rớt hạ một đạo có một tia chớp đem thánh quân bổ đến sụp đổ một lần nữa biến thành từng đạo rời rạc quy tắc lục hợp lục thiên phỉ nhĩ thiên đinh giơ lên kim ngọc phân xí si giáo kim vân chi quang sáng chói chói mắt chiếu rọi ngàn dặm thậm chí đem trong trận pháp vài tòa thạch phong phá tan hóa thành đá vụn rơi vào trên mặt đất phỉ nhĩ thiên đinh thập dực triển khai bộc phát ra cực hạn tốc độ phóng lên tận trời sau đó lấy che đậy thiên địa uy thế đem kim ngọc vân xí giáo đánh xuống giáo còn chưa rơi xuống phía dưới tòa thành đã là xuất hiện dày đặc vết rách đại địa chìm xuống phía dưới thiên vấn cảnh đỉnh phong tu sĩ quả nhiên không phải ta hiện tại có thể chống lại Du Hoàng trong lòng biết mình vô luận như thế nào đều không tiếp nổi phỉ nhĩ thiên đinh toàn lực ứng phó bạo phát đi ra một kích, thế là điều động lực lượng toàn thân, rót vào Thất Tinh Quỷ Liên. Thất Tinh Quỷ Liên xoay tròn, trở nên cung điện lớn như vậy, phóng xuất ra cuộn trào chí tôn chi lực. Ầm ầm. Kim Ngọc Vân xí giáo bổ trên Thất Tinh Quỷ Liên, giáo thân lắc lư, bị chí tôn chi lực trùng kích đến phát ra đông đốt thanh âm, phảng phất muốn đứt gãy đồng dạng. Quỷ Liên phía dưới tòa thành, trong nháy mắt sụp đổ du hoàng cùng phỉ nhĩ thiên đinh tu vi trung quy là tranh lệch quá lớn không có thể ngăn ở một kích này thân thể như là khí cầu đồng dạng nổ tung thất tinh quỷ liên thì là bị kim ngọc phân xí si giáo bổ đến chìm vào lòng đất phỉ nhĩ thiên đinh cầm trong tay nhiều một vết nứt kim ngọc phân xí si giáo rơi xuống đất trong miệng phát ra một đạo cuồng tiếu chỉ là bách gia cảnh đại thánh vậy mà coi là bằng vào một kiện trí tôn thánh khí liên có thể cùng bản tọa chống lại chết chưa hết tội mặc dù giết chết du hoàng không cách nào trở về hướng bạch khanh nhi bàn giao thế nhưng là có thể đoạt đến một kiện trí tôn thánh khí đồng dạng là một cái công lớn thậm chí phỉ nhĩ thiên đinh còn có đem thất tinh quỷ liên chiếm thành của mình ý nghĩ phỉ nhĩ thiên đinh ngưng tụ ra một cái tà sát chi khí đại thủ đem lòng đất thất tinh quỷ liên thu vào vừa mới hiện ra ý cười bỗng dưng sắc mặt đại biến phảng phất trong tay cũng không phải là trí tôn thánh khí mà là một loại nào đó độc vật đồng dạng gấp muốn đem nó ném ra chế vốn là đã dò xét không đến sinh mệnh khí tức du hoàng bỗng nhiên từ trong thất tinh quỷ liên sông ra ngọc thủ kết thành trường ấn lòng bàn tay tuôn ra cửu u phệ hồn viêm trùng điệp đánh vào ngực phỉ nhĩ thiên đình phỉ nhĩ thiên đình cực kỳ cao minh thể nội bộc phát ra ánh sáng màu tím chỉ dựa vào nhục thân cùng du hoàng trưởng lực đối kháng bành phỉ nhĩ thiên đình lần nữa bay ra ngoài như là như đạn pháo đụng vào trên một ngọn núi đá khảm nạm tiến vào trong trận pháp minh văn từng đạo trận pháp minh văn xoay quấn thành xiềng xích đem hắn toàn thân trói lại phá cho ta phỉ nhĩ thiên đinh thân thể bành trướng đem từng cây xiềng xích kéo đứt từ trên thạch phong bay xuống xuống tới du hoàng sắc mặt biến đổi phỉ nhĩ thiên đinh này quá lợi hại trọi cứng nàng một trường cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ phỉ nhĩ thiên đinh đem xâm nhập thể nội cửu u phệ hồn viêm từng sợi bước ra đóng băng ngược dần dần hòa tan từng bước một đi hướng du hoàng trên thân khí thế càng ngày càng mạnh nói ta rất hối hận lúc trước không có nghe sư tôn lời nói dùng nhiều thời gian tu luyện tinh thần lực không nghĩ tới hôm nay bởi vì tinh thần lực nhược điểm lại bị ngươi khắp nơi chiếm cứ tiên cơ. Thế nhưng là, tiếp đó, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Thật sao? Du Hoàng ánh mắt, hướng nơi xa liếc đi. Phỉ nhĩ thiên đinh cũng sinh ra cảm ứng, có tu sĩ xâm nhập hắn đạo vực, con mắt nghiêng liếc đi qua. Trương Nhược Trần đi tại trong từng đạo trận pháp minh văn, cầm trong tay mộc trượng, áo xanh bồng bềnh. Ở hai bên người hắn hai bên, phân biệt đi theo thân cao một trượng, mọc ra sáu cánh tay, cầm trong tay huyền hoàng thánh thương thạch hoàng còn có thân hình cao gầy phong mang tất lộ kiếm hoàng hai vị lần này các ngươi có thể toàn lực ứng phó xuất thủ trợ du hoàng cùng một chỗ tốc chiến tốc thắng đem phỉ nhĩ thiên đinh cầm xuống ta muốn sống trương nhược trần thanh âm khàn giọng nói thạch hoàng người mặc từ trương nhược trần nơi đó có được lưu quang công đức khải giáp bộc phát ra năm nghìn lần vận tốc âm thanh hơn tám trăm dặm khoảng cách trong khoảnh khắc xuyên qua trong tay huyền hoàng thánh thương đâm ra đánh về phía phỉ nhĩ thiên đinh sau lưng phỉ nhĩ thiên đinh trở tay một giáo bổ ra cùng huyền hoàng thánh thương đụng nhau cùng một chỗ bành mảng lớn hỏa hoa từ giáo thương ở giữa tuôn ra tản ra tới gợn sóng năng lượng hướng tứ phương khuếch tán thạch hoàng bản thể là thần linh đều đánh không nát huyền hoàng thạch sở dĩ có thể đản sinh ra linh trí chí, chính là bởi vì dung hợp sáu vị vẫn lạc thần linh tinh thần ý chí ở trong lòng thần điện di tích dựng dục tiếp cận một cái nguyên hội thời gian có thể nói Hắn so với Lam Anh loại kia vũ trụ thần thai, cũng không kém bao nhiêu. Thạch hoàng trên thân, sáu đạo thần văn ấn ký nổi lên, phóng xuất ra sáu đạo hoàn toàn khác biệt thần lực, hóa thành sáu đầu dài mười mấy dặm thần hà, hướng Phỉ Nhĩ Thiên Đinh tuôn ra động tới. Ngươi là ai, vì sao trên thân sẽ có sáu tôn thần linh lực lượng hội tụ, không đúng, sáu tôn thần linh tinh thần tựa hồ cũng gia trì ở trên thân thể ngươi. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh sắc mặt biến đổi lớn, cảm thấy khó có thể lý giải được tại băng vương tinh thế nào lại gặp lai lịch đáng sợ như vậy đại thánh một người hội tụ sáu tôn thần linh chi lực bối cảnh này đến bao lớn thu phỉ nhĩ thiên đinh đem đạo vực nhanh chóng thu tụ vốn là bao trùm ngàn dặm hiện tại rút nhỏ nghìn lần bao trùm phạm vi thu nhỏ đạo vực lực lượng lại càng thêm cường đại tất cả thánh đạo quy tắc toàn bộ ngưng tụ thành la sát hình thái thánh quân như thiên quân vạn mã tạo thành chiến trận cùng sáu đầu thần hà đụng nhau cùng một chỗ Phỉ Nhĩ Thiên Đinh không chịu nổi thần hà thần lực, bước chân lui về phía sau, không ngừng lùi lại. Nếu không có bản hoàng còn không có đem sáu tôn thần linh tinh thần ý chí hoàn toàn dung hợp, vừa rồi một thương, liền có thể đưa ngươi đánh xuyên. Thạch Hoàng hai mắt trừng lớn như hỏa cầu, thể nội lực lượng toàn lực bộc phát. Hoa một đạo kiếm quang, như quang trụ đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cảm nhận được trên không truyền đến tử vong uy hiếp, hai chân uốn lượn, thân thể trọng tâm rời xuống, hướng lên đâm ra kim ngọc vân xì giáo giáo phong quang mang đại thịnh cùng kiếm hoàng lấy thân thể của mình hóa hình thành thánh kiếm đụng nhau ẩm ẩm lấy phỉ nhĩ thiên đinh kiếm hoàng thạch hoàng làm trung tâm một đạo hỗn loạn cơn bão năng lượng tiêu tán ra ngoài đem lòng đất đất đá cuốn lại không biết muốn tác động đến cỡ nào rộng lớn địa vực trương nhược trần đương nhiên không hy vọng nơi này chiến đấu ba động bị ngoại giới biết được thế là trong tay mộc trượng hướng mặt đất một kích trong mộc trượng hắc ám tà khí tiêu tán đi ra đem phạm vi ngàn dặm bao phủ hóa thành cực ám thế giới hắn giờ phút này cực kỳ giống một vị tà ác ám hắc đại pháp sư kiếm hoàng chính là trung cổ một vị cường đại kiếm thần lưu lại kiếm ý hội tụ các loại nguyên khí ở trong lòng thần điện di tích ngưng ra thân thể kiếm ý có thể trực tiếp chém tu sĩ thánh hồn phỉ nhĩ thiên đinh lọt vào kiếm hoàng và thạch hoàng liên thủ chấn áp toàn thân không thể động đậy chính là lúc này du hoàng nâng thất tinh quỷ liên dẫn tới trận pháp lực lượng hóa thành một đạo quỷ khí quang trụ trung điệp đánh vào trên người hắn phốc phốc phỉ nhĩ thiên đinh phát quan sụp đổ thánh bào rách dưới ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi kiếm hoàng biến thành thánh kiếm đánh nát kim ngọc phân xí si giáo can giao hóa thành toái thiết từng khối bắn bay ra ngoài mũi kiếm thuận thế đâm vào ngực phỉ nhĩ thiên đinh thánh huyết như nước suối tuôn ra một kiếm này không chỉ có làm bị thương phỉ nhĩ thiên đinh bất hủ thánh khu càng đả thương nặng hắn thánh hồn làm cho trong mắt của hắn tinh mang tán đi không ít soạt thanh kiếm bay ra hóa thành kiếm hoàng thân thể rơi xuống một bên thạch hoàng trong tay huyền hoàng thánh thương tùy theo rơi xuống đâm vào tim phỉ nhĩ thiên đinh đánh xuyên trái tim của hắn đem hắn đóng ở trên mặt đất du hoàng cấp tốc chạy tới dẫn tới trận pháp lực lượng đem phỉ nhĩ thiên đinh thân thể từng tầng từng tầng bao khỏa để phong hắn tự bạo thánh nguyên cá chết lưới rách không cần phiền toái như vậy hắn không dám tự bạo thánh nguyên trương nhược trần đi tới lại nói một vị thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh vốn hẳn nên tinh thần ý chí cường đại lại chịu đựng không được đối với ác mộng sợ hãi đối với mộng đẹp tham luyến sớm đã trở nên nhu nhược hèn mọn tham sống sợ chết hắn là một cái thánh hồn đều bị hủ thực kẻ thất bại phỉ nhĩ thiên đinh vừa giận vừa sợ hét lớn các ngươi rốt cuộc là ai đối phương thế mà biết ác mộng và mộng đẹp cái này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ du hoàng hừ nhẹ nói ngươi mới vừa rồi không có cảm ứng được cỗ không gian ba động cường đại kia sao không gian ba động ngươi là trương nhược trần phỉ nhĩ thiên đinh chừng lớn hai mắt sắc mặt trở nên tái nhật không gì sánh được Trương Nhược Trần biến thành chính mình diện mục thật sự, ngồi sủng người xuống thấp giọng nói, nói cho ta biết Bạch Khanh Nhi có phải hay không tới băng vương tình Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta tinh thần ý chí không chịu nổi một kích sao, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta hỏi bất kỳ vật gì Phỉ nhĩ thiên đinh biểu lộ gần như điên cuồng, trong miệng cười to vận chuyển thể nội tà sát chi khí tuôn hướng thánh nguyên Trương Nhược Trần một chỉ đánh vào mi tâm của hắn đánh nát hắn muốn tự bạo thánh nguyên suy nghĩ nói tại trước mặt của ta lại còn muốn tự bạo thánh nguyên du hoàng nói trực tiếp cướp đoạt trí nhớ của hắn đi trương nhược trần nhẹ nhàng lắc đầu nói phỉ nhĩ gia tộc là có thể cùng huyết tuyệt gia tộc chống lại cổ tộc làm trong tộc thiên vấn cảnh đại thánh nhất định có thần lực thủ hộ trí nhớ của hắn mặc dù nơi này là băng vương tinh thần linh rất khó trực tiếp giáng lâm tới thế nhưng là tại lực lượng của ta cùng thần lực tiếp xúc thời điểm phỉ nhĩ gia tộc thần linh nhất định có thể nhìn thấu thân phận của ta vậy làm sao bây giờ du hoàng nói trương nhược trần nói yên tâm đi một cái đã sớm bị đánh tan tinh thần ý chí đại thánh làm sao có thể thủ được bí mật trương nhược trần đem phỉ nhĩ thiên đinh ném vào càn khôn giới để chu chân cùng thân đồ vân không khảo vấn hắn trương nhược trần để du hoàng đi thanh lý trên chiến trường vết tích lập tức lâm vào suy nghĩ phỉ nhĩ thiên đinh tình nguyện tự bạo thánh nguyên cũng muốn giữ vững bí mật hoàn toàn chính xác vượt quá trương nhược trần đoán trước bất quá cũng từ mặt bên nói rõ bạch khanh nhi lợi hại phỉ nhĩ thiên đinh khẳng định là biết phản bội bạch khanh nhi hạ tràng so chết càng đáng sợ mới có thể làm ra lựa chọn như vậy đến một lần băng vương tinh liền bắt du hoàng hiển nhiên là vì đối phó ta bạch khanh nhi không có khả năng không biết đối địch với ta hậu quả nhưng như cũ lựa chọn xuất thủ như vậy chỉ có một khả năng nàng đã đoán được thất thủ lão nhân tại ta chỗ này mục đích của nàng là cực phẩm bản nguyên thần tinh trương nhược trần càng thêm sâu sắc minh bạch tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào biết hắn đi vào băng vương tinh bí mật càng thêm không thể để cho nghe tuyên thị cùng bạch khanh nhi biết hắn đi vào băng vương tinh là vì tìm kiếm mộc linh hy đối với phỉ nhĩ thiên đinh thẩm vấn rất nhanh có kết quả bất quá xuất thủ cũng không phải là chu chân cùng thân đồ vân không mà là thất thủ lão nhân bạch khanh nhi tới băng vương tinh mà lại nàng tựa hồ cũng đoán được ngươi điều động hạ du nha đầu đi vào băng vương tinh là có mưu đồ khác nàng này tinh khôn quá vô luận tinh thần lực hay là thánh đạo tu vi đều đạt tới đỉnh tuyệt tình trạng tiếp đó ngươi nhất định phải khắp nơi cẩn thận thất thủ lão nhân thanh âm truyền vào trương nhược trần trong tai lão gia hỏa kia dĩ nhiên không phải quan tâm trương nhược trần an nguy mà là bởi vì hắn hiện tại lọt vào vận mệnh thần điện truy nã lại bị bạch khanh nhi truy sát không thể khâu tránh trong càn khô giới nếu là trương nhược trần đã rơi vào bạch khanh nhi trong tay hắn cũng phải xong đời. Thất thủ lão nhân lại truyền âm, Bạch Khanh Nhi rất có thể đã đoán được, ngươi sẽ đến bằng vương tinh, cho nên mới sẽ mang theo một đám cao thủ, tự mình đến đến nơi đây. Ngươi đối với Bạch Khanh Nhi, tựa hồ đánh giá rất cao. Trương Nhược Trần hỏi. Thất thủ lão nhân hừ nhẹ một tiếng, lão phu tung hoành các đại đánh cược, chưa bao giờ thua qua, lại vẫn cứ thua ở nàng trong tay, há có thể là trùng hợp. Lại nói, lão phu cường độ tinh thần lực, đạt đến cấp 69, chỉ thiếu một chút xíu, liên có thể tinh thần lực thành thần thế nhưng là sử dụng tinh thần lực công kích đối phó nàng lại không làm gì được nàng ngươi nghĩ tinh thần lực của nàng đến mạnh đến cái tình trạng gì phỉ nhĩ thiên đinh thương bạch tử những người này từng cái đều là trong đại thánh nhân vật hung ác lại toàn bộ biến thành thuộc hạ của nàng ngươi không cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sao ngươi đến băng vương tinh có thể nói khắp nơi cẩn thận nhưng vẫn là bị nàng nhìn rõ nếu không phải ngươi vận khí tốt hoàn toàn cùng nàng cưỡi tại trên cùng một chiếc huyết linh thuyền chỉ sợ giờ phút này hạ du đã rơi vào trong tay nàng hậu quả như vậy ngươi chịu đựng nổi sao tiểu tử đối mặt bạch khai nhi yêu nữ này ngươi tốt nhất đừng phớt lờ bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào thất thủ lão nhân vừa dứt lời trương nhược trần ý thức được cái gì vội vàng hướng du hoàng kiếm hoàng thạch hoàng truyền âm nói đi lập tức rời đi nơi này trương nhược trần bọn người vừa đi không lâu một đạo lưu quang màu đen từ trong tầng mây bay xuống xuống tới, trên mặt đất, ngưng tụ ra một vị thân hình cao gầy tu sĩ đeo hắc xa. Trên người nàng hắc xa tán đi, lộ ra một tấm thanh lãnh hoàn mỹ dung nhan, da thịt như ngọc tiên ngọc đồng dạng trắng muốt. Một đôi không có chút gợn sóng nào đôi mắt, đã muốn thiếu nữ đồng dạng mỹ lệ, lại như thần linh chi nhãn đồng dạng thâm thúy. Đó là một đôi bản nguyên thần mục, một tấc lại một tấc tìm kiếm trên đất vết tích. Vù vù, âm thanh xé gió không ngừng vang lên. Vân Hoàn Thích Huyết Vương, Hoàn Hư Huyết Đế, cơ phong thánh thành thành chủ bọn người lần lượt bay tới giáng lâm đến mảnh này trên đại địa phá toái có phỉ nhĩ thiên đinh khí tức lưu lại hắn đi chỗ nào vân hoàn thiết huyết vương nói hoàn hư huyết đế lập tức phóng xuất ra tinh thần lực hướng càng xa địa vực dò xét bạch Khai nhi nói không cần tìm phỉ nhĩ thiên đinh đã mất nhập trong tay của địch nhân địch nhân hạ du sao hạ du mới bách ra cảnh đại viên mãn tu vi làm sao có thể là phỉ nhĩ thiên đinh đối thủ hoàn hư huyết đế nói bạch khai nhi nói nơi này vết tích bị thanh lý qua hiển nhiên là địch nhân cố ý muốn che giấu cái gì đáng tiếc càng là che giấu lại càng là nói rõ suy đoán của ta là chính xác cô nương có ý tứ là nói trương nhược trần thật tới băng vương tinh cơ phong thánh thành thành chủ có chút giật mình bạch khai nhi nói có thể trợ giúp hạ du đối phó phỉ nhĩ thiên đinh lại không muốn để cho người biết chính mình tới băng vương tinh tu sĩ ngoại trừ trương nhược trần còn có thể là ai huyết thanh thịnh sao huyết thanh thịnh còn không có hứng thú một mực canh giữ ở hạ du loại này tiểu bối bên người hạ du nếu đào tẩu còn muốn tìm tới nàng đem khó như lên trời chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì hoàn hư huyết đế hỏi bạch khanh nhi nói việt lận huyết đế ngươi đi nghe tuyên thị bên kia đem trương nhược trần đi vào băng vương tinh bí mật nói cho nàng thế nhưng là chúng ta bây giờ còn không thể xác định ra tay với phỉ nhĩ thiên đinh tu sĩ chính là trương nhược trần cơ phong thánh thành, thành thành chủ có chút khó khăn nói Bạch Khanh Nhi nói, dạng này không phải tốt hơn. Vừa vặn có thể lợi dụng Ngê Tuyên Thị trong nội bộ huyết tuyệt gia tộc lực lượng, giúp chúng ta tra rõ ràng, Trương Nhược Trần có phải hay không còn ở trong gia tộc bế quan tu luyện. Tốt A, à, thuộc hạ Minh Bạch. Cơ phong thánh thành thành chủ việt lẫn huyết đế bỏ chạy về sau, Bạch Khai Nhi từ dưới đất, nâng lên một bồi mang máu bùn đất, nhắm hai mắt, đem cường đại tinh thần lực phóng thích ra ngoài. Trong đất bùn huyết dịch, thuộc về phỉ nhĩ thiên đình. Một lát sau, Bạch Khai Nhi mở hai mắt ra, nói, do xét không đến kết quả, như vậy, phỉ nhĩ thiên đình đã chết. Vân hoàn thiết huyết vương, phái người đem bùn đất mang máu này, đưa về phỉ nhĩ gia tộc, nói cho bọn hắn, nghe tuyên thị tại băng vương tinh giết phỉ nhĩ thiên đình. Vân hoàn thiết huyết vương lấy ra một cái hộp, chứa đựng bạch khanh nhi trong tay bùn đất, tò mò hỏi, vì sao không trực tiếp nói cho phỉ nhĩ gia tộc, là trương nhược trần giết phỉ nhĩ thiên đình, đến một chiêu mượn đao giết người. Bạch khanh nhi nói, tại dưới tình huống không có tuyệt đối chứng cứ, phỉ nhĩ gia tộc dám giết trương nhược trần sao đừng quên thiên la thần quốc vị kia đại đế lực ảnh hưởng phỉ nhĩ gia tộc làm trong thiên la thần quốc một cái cổ tộc không có khả năng không kiên kỵ nàng lại nói chúng ta thực sự muốn đối phó trương nhược trần thế nhưng là giết trương nhược trần có thể là tài quyết ti cũng có thể là nghe tuyên thị nhưng tuyệt đối không thể là chúng ta vân hoàn thiết huyết vương lộ ra giật mình thần sắc nói cô nương có ý tứ là cho trương nhược trần cùng Nghê tuyên thị thêm một mồi lửa để bọn hắn đấu tương lai trương nhược trần chết tại băng vương tinh mọi người đương nhiên sẽ cho rằng là nghe tuyên thị giết sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta mà một bồi bùn đất mang máu này liền phải do huyết tuyệt gia tộc tu sĩ đi đưa đến làm cho nghe tuyên thị biết trương nhược trần cố ý muốn giá họa nàng trương nhược trần xuất thủ trước nàng há có thể ngồi chờ chết nói ra lời này thời điểm vân hoàn thiết huyết vương đã biến thành trương nhược trần bộ dáng từng sợi hắc ra một lần nữa hội tụ đến đi qua che đậy bạch khai nhi thân thể mềm mại uyển chuyển yểu điệu kia nàng lấy thanh mỹ thanh âm ôn nhu nói ngươi đi làm đi còn lại tu sĩ theo ta đi băng vương tinh thần nữ lâu muốn tìm tới trương nhược trần có lẽ còn có một chỗ đột phá khẩu bạch khai nhi đem trương nhược trần định là mục tiêu về sau tìm đọc qua liên quan tới trương nhược trần tài liệu cặn kẽ trong đó có một chút đưa tới chú ý của nàng tại côn lôn giới thời điểm trương nhược trần bên người có một cái lợi hại miêu đầu ưng thánh thú tự xưng đồ thiên sát địa trì hoàng hoàn toàn băng vương tinh cũng xuất hiện như thế một cái miêu đầu ưng thánh thú cũng gọi đồ thiên sát tử chi hoàng nàng sớm đã điều động thần nữ lâu tu sĩ đang trà phỉ nhĩ thiên đinh đích thật là chết rồi thánh nguyên bị ma âm hấp thu đại thánh huyết dịch bị du hoàng luyện hóa về sau giống như rượu nho đồng dạng nở rộ tại trong chén nhấm nháp mà hắn thánh hồn thì là dùng để cho ăn cho trương nhược trần nhất thất tinh đế cung 18 tôn lục kiếp quỷ vương địa ngục giới chính là tàn nhẫn như vậy cùng huyết tinh địa phương. Du Hoàng trong chén đại thánh huyết dịch, luyện vào 17 loại huyết dược, mảy may đều không huyết tinh, ngược lại tản mát ra trận trận hương thơm, đối với bất tử huyết tộc có chí mạng sức hấp dẫn. Nàng nói, ngươi muốn ta cha nữ tử nhân tộc kia, có một ít manh mối. Có tu sĩ, tại vô gian các dưới cờ trong một tòa thánh sơn, thấy qua tung tích của nàng. Vô gian các. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thần sắc đam chiêu, hỏi, có bao nhiêu tu sĩ biết, ngươi đang tra nàng yên tâm đi, phàm là sai phái ra đi tu sĩ, ta đều sẽ phân ra một đạo tinh thần lực ý niệm, bám vào trên người hắn, tin tức sẽ không để lộ. Du Hoàng nói, Trương Nhược Trần hỏi, tòa thánh Sơn kia, ở nơi nào? Tây nhất giới vực, ngô đồng thánh Sơn. Nhắc nhở ngươi một câu, vô gian các tại băng vương tinh thế lực, so huyết tuyệt gia tộc to lớn hơn, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi sông ngô đồng thánh Sơn, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Du Hoàng nghiêm nghị nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, băng vương tinh sự tình, ngươi làm được rất tốt. Hiện tại, ngươi có thể đi về. Du Hoàng trên gương mặt xinh đẹp thần sắc cứng đờ. Trương Nhược Trần lại nói, gần nhất, ta chọc phải một vị nhân vật lợi hại, đối phương thủ đoạn âm tàn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi cùng ta đi được quá gần, khẳng định sẽ bị nhằm vào. Ta đề nghị, ngươi có thể đi bất tử thần điện bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đã là tránh họa, cũng có thể mau chóng đột phá đến thiên vấn cảnh. Phi điểu tẫn, lương cung tàng, du hoàng cái ly trong tay, ném tới trên mặt đất, rơi vỡ nát. Muốn đuổi ta đi, nói thẳng chính là, làm gì tìm nhiều lý do như vậy. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự cho rằng bản hoàng nguyện ý vì ngươi làm việc. Ngươi biết, phía sau có bao nhiêu liên quan tới bản hoàng lưu ngôn phỉ ngữ. Ta không muốn mặt mũi, ta hạ tộc những con dân kia không biết xấu hổ sao? Được rồi, ta đi bất tử thần điện, dù sao lưu tại nơi này sẽ chỉ vướng bận, sẽ còn để cho ngươi vị kia cô lôn giới tiểu tình nhân hiểu lầm. Du hoàng cũng không quay đầu lại, triển khai 10 cái ngân dực, giận đùng đùng bay lên mà đi. Nữ nhân A, chính là dễ dàng suy nghĩ nhiều. Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía ma âm, nói, ngươi đi một chuyến bách tộc vương thành, nếu là kỳ phạm tâm đến, mau chóng đem tin tức truyền cho ta. Ma âm đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, phát họa ra xinh đẹp đường cong, ngực mông sung mãn đến kinh người. Eo thon tinh tế, trêu đùa, hạ du nói không sai, chúng ta quá đẹp, lưu tại bên cạnh ngươi, sẽ khiến hiểu lầm. Chủ nhân, nô ra không cho ngươi thêm phiền phức ha ha ma âm sau khi rời đi trương nhược trần một thân một mình lên đường hướng ngô đồng thánh sơn tiến đến băng vương tinh rất lớn to đến không giống như là một viên tinh cầu đặt mình vào trong đó phảng phất vô biên vô hạn tựa như côn lôn giới trương nhược trần chưa bao giờ đi đến qua giới hạn của nó đến nay không biết man hoang bí cảnh có bao nhiêu lớn hải vực có bao nhiêu sâu xa băng vương tinh viên tinh cầu bị băng tuyết bao trùm này đồng dạng cho hắn cảm giác như vậy chỉ có một người thời điểm mới có thể suy nghĩ thiên địa lớn nhỏ, từ đó biết được chính mình cỡ nào nhỏ bé. Một người nam nhân đang tự hỏi thiên địa lớn nhỏ cùng vũ trụ rộng lớn thời điểm, hiển nhiên rất cô độc. Nội tâm rất cô độc. Trương Nhược Trần đi vào địa ngục giới thời gian đã không ngắn, quen biết không ít tu sĩ, thế nhưng là hắn cuối cùng sẽ cảm giác được cô độc, phảng phất miệng không phải là của mình, lời nói ra có rất ít một câu là thật. Bởi vì bên người không có người có thể thổ lộ nói thật. Có đôi khi thân thể phảng phất cũng không phải chính mình, làm rất nhiều sự tình, hắn đều cảm thấy chán ghét, thậm chí chán ghét mình bây giờ. Thế nhưng là, những sự tình kia, nhưng lại không thể không đi làm. Sinh hoạt tại địa ngục giới, nhìn như phong quang, hắn lại cảm giác kiềm chế. Bất quá, khi biết Mộc Linh Hy tin tức một khắc này, Trương Nhược Trần trái tim yên lặng, băng lãnh, cô độc kia, đột nhiên trở nên hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn gặp được nàng. Đưa nàng ôm vào trong ngực, tinh tế giảng thuật trong lòng khổ sở, bất đắc dĩ, cùng khó chịu, đem chính mình yếu ớt nhất một mặt bại lộ cũng không sao. Bởi vì, nữ tử kia, tựa như trong ngày mùa đông ánh nắng, trong băng tuyết hồng mai, trong hắc ám tinh thần, có thể vuốt lên trong lòng của hắn tổn thương, là cảng hắn an dưỡng nỗi lòng. Ở trước mặt nàng, Trương Nhược Trần không có lời gì, không thể nói, không có cái gì tâm sự, cần ẩn tàng. Mộc Linh Hy nhất định là trên thế giới, người lý giải hắn nhất, sẽ không có chút nào hoài nghi ủng hộ hắn bất kỳ quyết định gì. Tại Trương Nhược Trần hiện tại tâm ma bất ngờ bộc phát, đắn đo khó định chuyện làm đúng sai thời điểm, cần phải có một người ở bên người, cho hắn khẳng định, để hắn kiên định cách làm của mình. Nói cho hắn biết, hắn không có sai, không có người nào là vĩnh viễn kiên cường, chỉ là đem yếu ớt, giấu ở không muốn người biết địa phương. Trương Nhược Trần đã không phải đã từng thiếu niên dương quang sán lạn, thiện lương mà thuần túy kia, sớm đã tại thiên đình, địa ngục. Cô lôn giới trong đủ loại phân tranh, trở nên phức tạp, trở nên không từ thủ đoạn, trở nên có thể ra tay giết chết chính mình đã từng hào hữu. Thậm chí có một ngày, hắn có thể sẽ mất đi bản tâm, rơi vào tà đạo, biến thành ăn người máu tươi huyết tộc ác mà Khi đó, có lẽ chỉ có Mộc Linh Hy có thể đem hắn tỉnh lại, để hắn nhớ lại 16 tuổi năm đó mùa hè, bọn hắn từng cùng một chỗ tại Tây Viện tập võ, từng hang hái, từng khoái ý ân cửu. Băng Vương Tinh, hết thảy có 17 tòa giới vực, Đông, Nam, Tây, Bắc tất cả 4 tòa, còn có trung tâm băng hoàng giới vực mỗi một tòa giới vực dài rộng đều có mấy trăm vạn dặm đến hơn ngàn vạn dặm không giống nhau. Bởi vì muốn che giấu tung tích, thu liễm khí tức, không cách nào toàn lực ứng phó đi đường. Trương Nhược Trần từ đông nhị giới vực đến tây nhất giới vực, dòng dã đi ba ngày ba đêm. đến Ngô Đồng Thánh Sơn dưới thời điểm đã là ngày thứ tư hoàng hôn. Băng vương tinh là có mặt trời mà lại có hai vầng, chỉ bất quá cách quá xa, nhiệt lượng quá thấp, mà lại tinh cầu quanh năm hàn vụ tràn ngập, cho nên rất khó nhìn thấy ánh nắng như là hôm nay, dáng chiều lại đặc biệt mỹ lệ, đem chân trời nhuộm đỏ một mảng lớn. Trương Nhược Trần lặng lẽ xuyên qua Thánh Sơn trận pháp, tiềm nhập đi vào. Thánh Sơn lòng đất, có thánh mạch chảy xuôi mà qua. Trong núi thiên địa thánh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, cánh hoa cùng cây cỏ phong tại trong băng tinh, lộ ra đặc biệt óng ánh mỹ lệ. Trương Nhược Trần tâm, bất tri bất giác trở nên tâm thần bất định, lo lắng du hoàng tin tức có sai. Lại lo lắng, chính mình quá mức tự tin, mình tại địa ngục dưới hành động rất có thể đã trêu đến mộc linh hy chán ghét xuyên qua một mảnh tùng nguyên phía trước xuất hiện một mảnh cùng loại côn lôn dưới phong cách cổ kiến trúc tại trên một tòa đình lâu hắn thấy được mộc linh hy uyển chuyển hàm xúc mà động lòng người thân ảnh mi tâm có một đạo màu đỏ phượng hoàng ấn ký da thịt trắng như đồ sứ trên thân thánh vụ lượn lờ giống như là một bức mỹ nhân đồ treo ở băng tuyết cùng cổ lâu ở giữa vẫn như cũ xinh đẹp như vậy như là phượng hoàng tiên tử băng tuyết tinh linh nàng trên đỉnh lâu, đi qua đi lại, giống như là đang tự hỏi cái gì. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần Tâm bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, trước nay chưa có bình tĩnh. Phảng phất thế gian đã không có cái gì tranh chấp, cũng không cần đi đối mặt nghe Tuyên Thị cùng Bạch Khanh Nhi địch nhân như vậy. Trương Nhược Trần thân ảnh, từ trong không khí hiển hiện ra, đứng tại trên mặt tuyết, thâm tình khẽ gọi một tiếng, Linh Hy. Trên đỉnh lâu, Mộc Linh Hy chợt nhìn phía hắn, trong mắt tràn ngập vừa mừng vừa sợ thần sắc, còn chưa chờ nàng mở miệng, Trương Nhược Trần đã là xuất hiện đến trước người nàng, triển khai một đôi rộng lớn cánh tay, đưa nàng chăm chú tràn vào trong ngực, như muốn đưa nàng vào nát, cùng mình thân thể hòa làm một thể. Cảm thụ được trên người nàng nhiệt độ cùng mềm mại, Trương Nhược Trần trong lòng có trong nháy mắt, vì đó tham luyến, cảm thấy sau này không cần thiết lại đi tranh cái gì, cũng không cần thiết lại đi làm chuyện nguy hiểm, chỉ muốn mang theo Mộc Linh Hy, cứ vậy rời đi địa ngục giới, cũng đừng về thiên đình cùng côn lôn giới, cưỡi một chiếc thánh thuyền, hướng vũ trụ biên giới phiêu diêu hai người có thể ngồi ở mũi thuyền, nhìn khắp trong vũ trụ màu sắc sặc sỡ, tinh hải sán lạn, không phải là không giống như thần tiên thời gian. Đáng tiếc, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, còn có rất nhiều người không bỏ xuống được, nhất định không thể đi thẳng một mạch, càng thêm không thể trốn tránh. Nếu không, mang kiếm đại thánh chẳng phải là chết vô ích. Đã đáp ứng nữ đế, muốn trợ nàng nghĩ cách cứu viện vẫn thần đảo chủ, cũng còn không có làm đến. Còn có trì giao cùng bàn nhược, trong lòng của các nàng, sợ là sẽ phải càng thêm xem thường hắn cảm thấy hắn là một tên hèn nhát chỉ biết trốn tránh cho dù chỉ là vì tranh một hơi hắn cũng muốn đợi đến đánh bại chỉ giao đằng sau lại rời khỏi ân ân oán oán làm cho người chán ghét này mộc linh hy gương mặt xinh đẹp nương tựa ngực trương nhược trần ban đầu còn hơi vùng vẫy một hồi thế nhưng là gặp trương nhược trần ôm thật chặt trong miệng còn nói lấy từng câu tưởng niệm lời tâm tình lập tức cũng liền không vùng vẫy chỉ bất quá nàng khuôn mặt tuyết trắng kia lại trở nên đỏ bừng Trương Nhược Trần, ngươi tên cầm thú này, buông ra nữ hải kia. Một con chim lớn tức hồn hển, từ đằng xa bay tới, nhấc lên từng mảnh từng mảnh lớn chừng bàn tay bông tuyết, phóng tới trên đỉnh lâu Trương Nhược Trần, một bộ muốn đem hắn xé nát bộ dáng. Ngươi đi ra, đừng quấy rầy chúng ta. Trương Nhược Trần một bàn tay ôm Mộc Linh Hy, nhìn cũng không nhìn nó, ống tay áo vung lên, đánh ra một đạo sóng xung kích không gian. Vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước, đại điểu như cú mèo kia, đúng là không tránh không né, một chảo xé nát sóng xung kích không gian. Một chảo khác, hướng hắn vai phải bắt tới. Trong cặp mắt tròn căng, đều là lửa giận. Ồ, Trương Nhược Trần không nghĩ tới tiểu hắc năng lực vậy mà trở nên to lớn như thế. Thế là, ôm mộc linh hy, thi triển ra không gian Nazi, biến mất tại trên đỉnh lâu. Hai người tại một tòa trên tuyết nhai trong huyệt động, một lần nữa hiện thân. Trương Nhược Trần thâm tình ngắm nhìn mộc linh hy, hai tay dâng nàng trắng sáng như tuyết gương mặt xinh đẹp, ánh mắt nhu tình. Nói, không cần quản nó, hôm nay ta chỉ muốn cùng ngươi đợi cùng một chỗ, ai cũng không thể quấy nhiễu chúng ta. Trương Nhược Trần đang muốn hôn xuống dưới, thế nhưng là, nhìn chằm chằm nàng hai con ngươi tránh nhào kia, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Đôi mắt này, Trương Nhược Trần, ngươi cho bản hoàng đi ra, buông ra tuyết nhi. ầm ầm, trong sơn động, đất rung núi chuyển, đá vụn lan xuống. Tiểu Hắc thân thể to lớn, chen vào, nhìn thấy Trương Nhược Trần đã buông ra mộc linh hy, mới là thở nhẹ nhõm một cái thật dài cánh của nó vung lên một đạo cường đại tinh thần lực mạnh vọt qua trùng kích ở trên thân mộc linh hy lập tức mộc linh hy thân hình cùng dung mạo đại biến trước mắt vẫn như cũ là một vị duyên dáng yêu kiều nữ tử tuyệt mỹ nhìn phi thường trẻ tuổi trên người có thiếu nữ đồng dạng thanh thuần cùng tú lệ phảng phất là thế gian sạch sẽ nhất thanh tuyền không nhiễm nhân gian bụi bặm chính là trương nhược trần đệ tử duy nhất hàn tuyết vừa rồi trương nhược trần muốn hôn đi thời điểm chính là phát hiện mánh khóe bởi vậy cũng không có kinh ngạc bất quá cũng rất xấu hổ, còn có một số mờ mịt lợi hại a tiểu hắc tinh thần lực của ngươi bây giờ vậy mà cường đại đến có thể giấu giếm được cảm giác của ta tình trạng trương nhược trần nói tiểu hắc đề phòng lấy trương nhược trần tựa như là một con gà mái đang bảo vệ con gà con đồng dạng cản đến hàn tuyết trước người rất không khách khí lại có một chút đắc ý nói dâm tặc ngươi còn không biết đi bản hoàng vốn chính là cường giả số một có đầu thiên sát địa chi năng chỉ bất quá là bị thần long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp đánh trúng, có thần khí tàn kình còn sót lại tại thể nội, một mực không cách nào hóa giải, mới không phát huy ra lực lượng. Đi vào địa ngục giới, nữ đế tự mình xuất thủ, giúp ta hóa giải thần khí tàn kình. Bản hoàng hiện tại, dưới thần cảnh treo lên đánh hết thảy không phục, ngươi có muốn hay không thử một chút?" Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi trước giải thích cho ta, vì cái gì đem Hàn Tuyết biến thành linh hy bộ dáng? Linh hy nàng ở nơi nào?" Tiểu hắc chừng lớn hai mắt khi thế mười phần, nói, ngươi còn biết quan tâm mộc nha đầu. Bản hoàng coi là, ngươi tại địa ngục giới làm thần tử rất thỏa nguyện đâu, bên người đã có trên cửu tiên Mỹ nhân đầu tiên tử thị tẩm. Lại có huyết thiên bộ tộc đệ nhất Mỹ nữ tương bồi, còn để diêm la tộc thiên chi kiêu nữ có con, lại có thần tôn tứ hôn, cưới la sát tộc công chúa. Ngươi bây giờ đã lâm vào trong ôn nhu hương đi. Thần tử chính là không giống với, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như ta là mộc nha đầu, sẽ còn đi tìm ngươi mới là quái sự hàn tuyết giật giật cánh của nó đừng lôi kéo bản hoàng bản hoàng còn không có mắng đủ tiểu hắc tiếp tục nói ngươi nhìn ngươi bây giờ là cái dạng gì đến cùng là người hay là bất tử huyết tộc nếu không phải trên người ngươi còn có đã từng khí tức ngươi đứng trước mặt ta ta cũng không dám nhận thật nặng mùi máu tanh a tại địa ngục giới giết qua rất nhiều nhân loại a đã ăn chưa trương nhược trần không có giải thích im lặng theo dõi hắn nếu như nói mộc linh hy là hắn hiện tại quan tâm nhất nữ tử như vậy tiểu hắc nhất định là hắn thân mật nhất bằng hữu giữa bọn hắn đã trải qua quá nhiều khác bất kỳ tu sĩ nào đều không thể so sánh cùng nhau chính là tiểu hắc cũng biết hữu nghị giữa bọn họ rất sâu cho nên mới dám như thế không chút kiên kỵ mắng có lẽ nó đang đợi trương nhược trần giải thích cùng mắng lại phản bác nó tiểu hắc mắng thở hồng hộc đằng sau rốt cục cũng ngừng lại cuối cùng nói ra nói đi bản hoàng có oan ủ ngươi hay không trương nhược trần không có giải thích mà là hỏi Nữ đế tại Băng Vương Tình. Ta muốn gặp nàng. Ngươi còn muốn gặp nữ đế? Nữ đế nhìn thấy ngươi, khẳng định một bàn tay đập chết ngươi. Ngươi cho rằng mỗi một người tu sĩ cũng giống như bản hoàng dễ nói chuyện như vậy? Trả lại cho ngươi mở miệng cơ hội giải thích. Nói thật cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã bị định giá, bản nguyên hội đệ nhất cự gian, người muốn giết ngươi, có thể quay chung quanh Băng Vương Tinh sắp xếp một vòng." Tiểu Hắc giận dữ nói. Hàn Tuyết rốt cục vượt qua cánh tiểu hắc, đi ra phía trước nói sư tôn ta biến thành linh hy cô nương bộ dáng nhưng thật ra là hy vọng nhanh chóng nhìn thấy ngươi dù sao chúng ta đi huyết thiên bộ tộc dực thế giới cùng vận mệnh thần vực đều quá nguy hiểm chỉ có thể ở nơi này chờ ngươi trương nhược trần trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra vô luận là tiểu hắc tập kích huyết tuyệt gia tộc sản nghiệp hay là hàn tuyết biến thành mộc linh hy bộ dáng kỳ thật mục đích đều là dẫn hắn đi vào băng vương tinh bằng không hạ du sai phái ra đi tu sĩ làm sao có thể như vậy mà đơn giản ở trong ngô đồng Thánh Sơn phát hiện một Linh Hy thân ảnh? Trương Nhược Trần nói, Linh Hy đến cùng ở nơi nào? Hàn Tuyết nói, Linh Hy cô nương biến mất tại Côn lôn giới về sau, tiểu Hắc liền khẳng định, nàng khẳng định muốn đi địa ngục giới tìm ngươi. Nhưng, nàng đối với địa ngục giới hoàn toàn không biết gì cả, đi tìm ngươi, nhất định cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, đi vào địa ngục giới về sau, ta điều động vô gian các lực lượng, tìm kiếm qua nàng. Có kết quả sao? Trương Nhược Trần hỏi hàn tuyết lắc đầu nói linh hy cô nương hẳn là biến hóa qua dung mạo thậm chí có khả năng hóa thân thành thi tộc hoặc là tử tộc vô gian các căn cứ đủ loại manh mối chỉ tìm được một vị nghi là nàng tu sĩ cuối cùng xuất hiện địa phương là tại bách tộc vương thành ta hiện tại chính là bách tộc vương thành trương nhược trần nói hàn tuyết vội vàng lại nói hiện tại đi cũng vô dụng vì cái gì trương nhược trần hỏi hàn tuyết nói bởi vì vị kia nghi là linh hy cô nương tu sĩ đã bị thiên la thần quốc hoàng tộc tu sĩ tiếp đi. Thiên la thần quốc hoàng tộc, trương nhược trần trong đầu, trong nháy mắt hiện ra la sa thân ảnh. Không sai, nhất định là la sa. Biết mộc linh hy đi vào địa ngục giới tu sĩ ít càng thêm ít, vừa lúc la sa chính là một trong số đó. Bằng thiên la thần quốc năng lượng, tại địa ngục giới, thật muốn tìm một người tu sĩ, cũng không phải việc khó. Coi như mộc linh hy che giấu khí tức, biến hóa dung mạo, thế nhưng là, có nhiều thứ lại không cách nào cải biến. Tỷ như, xuất phát địa phương nhất định là côn lôn giới băng hoàng khí tức cũng vô pháp hoàn toàn ẩn tàng tu vi cảnh giới cũng thay đổi không được chỉ cần thiên la thần quốc thả ra một câu những thế lực ngầm kia làm sao đều muốn nề tình mộc linh hy một khi lén qua liền sẽ bại lộ hành tích lasa ngươi rốt cuộc muốn làm gì trương nhược trần rất không yên lòng dù sao lasa cũng là nữ nhân là nữ nhân tâm nhãn liền sẽ không lớn làm sao có thể dung hạ được một nữ nhân khác ngay tại trương nhược trần dự định tiến đến thiên la thần quốc thời điểm một đạo truyền tin quang phù từ thiên ngoại bay tới lơ lửng đến trước người hắn tại băng vương tinh lại có thể có người đưa tin cho hắn cần biết muốn đưa tin nếu là không có tọa độ không gian chí ít cũng phải trong tay nắm giữ bị đưa tin tu sĩ một sợi khí tức dung nhập quang phù mới có thể tinh chuẩn truyền đến bên cạnh hắn mở ra quang phù xem xét ký tên lại là diêm hàn y giảng dạy la sa cùng la sinh thiên lưu quang chi đạo vị lão sư kia Hắn thế mà cũng tới đến Băng Vương Tinh, Phù Lục Nội Dung thay mặt công chúa điện hạ truyền cáo, Linh Hy cô nương tại Thiên La Thần Cung Hoàng Cung hết thảy mạnh khỏe. Phu quân chớ có lo lắng, đợi cho ngươi đến Thiên La Thần Quốc cưới ta lúc, các ngươi tự nhiên có thể gặp nhau. Nhìn thấy truyền tin quang phù nội dung, Trương Nhược Trần tâm tình cực kỳ phức tạp, lại hiếu kỳ không thôi. La Sa rõ ràng tại Thiên La Thần Quốc, hiển nhiên là đang bế quan, vì sao lại có thể đoán được hắn tới Băng Vương Tinh? Hắn vì Lặng Yên đi vào Băng Vương Tinh, Rõ ràng làm rất nhiều bố trí Hiện tại xem ra, hắn làm hết thảy Tại một chút thông minh tuyệt đỉnh tu sĩ trong mắt Đều quá tận lực, ngược lại bại lộ hành tung Ban đầu, Trương Nhược Trần chỉ sợ sệt thần linh Lo lắng thần linh không gì không biết Hiện tại xem ra, thần linh ngược lại không phải là đáng sợ nhất Dù sao, không có bất kỳ cái gì một cái thần linh Sẽ tiêu tâm tư, trăm phương ngàn kế nghiên cứu một cái đại thánh hành tích Hết chương 2470 rồi ạ à. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.